a bảo liếc nhìn há miệng liền có thể nuốt vào đầu mình lang vương lại liếc nhìn trong hộp cơm đùi gà mắt nhỏ bên trong xuất hiện xoắn suýt chi sắc trong đầu kịch liệt đấu tranh rất lâu nó mới thấy chết không sờn nhìn về phía lang vương nhiệt huyết tùy ý tiêu dao đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt đạp mây cưới gió tố thánh hồn chương 45, có tiền trần văn dùng thức ăn ngon xem như mồi nhử điều động a bảo tính năng động chủ quan để nhìn có khả năng vượt qua a bảo đối với cường địch sinh lý tính sợ hãi nhưng mà hiệu quả cũng không có tưởng tượng tốt a bảo tại thức ăn ngon dụ hoặc xuống xác thực lần lượt nhìn thẳng vào lang vương đại hôi nhưng mà kết quả chỉ là lần lượt bị dọa đến mới ngã xuống đất may mà đằng sau trần văn đứng ở sau lưng nó mới không có để nó tiếp tục lan lộn và anh, a bảo lại đổ đây đã là lần thứ chín a bảo kỳ thật đã không sợ trước mắt đầu này lớn lang nhưng mỗi lần bị lớn sói tiếp cận nháy mắt nó trong lòng luôn là sẽ nghĩ đến chính mình bị lớn sói cắn chết hình ảnh đồng thời thân thể của nó khắp nơi trong nháy mắt đó sẽ không tự chủ được run dày a bảo cố gắng muốn phản kháng nhưng như cũ bất lực mãi đến ngã trên mặt đất nó mới cảm giác chính mình lại lần nữa thu được quyền khống chế thân thể từ dưới đất bò dậy a bảo hủy khuất ba ba nhìn về phía trần văn a bảo không phải a bảo không cố gắng a có thể là a bảo thật khống chế không nổi chính mình a ân ngươi vất vả trần văn nhẹ gật đầu đem đùi gà đưa cho a bảo đây đúng là không phải là chế tội a bảo nhận lấy đùi gà trên mặt ủy khuất diệt hết bắt đầu cao hứng gặm đùi gà bên kia hứa Sương lương cũng không biết từ nơi nào móc ra một mảnh thịt khô đưa cho lang vương đại hồi. sau đó hứa Sương lương đối với ngưng tụ lông mày trầm tư trần văn nói ngươi sẽ không phải muốn để ngươi thực thiết thú thông qua quen thuộc lang vương đe dọa từ đó miễn dịch a trần văn nhẹ gật đầu hứa xương lương im lặng lắc đầu nói nếu như đơn giản như vậy liền có thể miễn dịch cái kia đe dọa thiên phú còn có cái gì dùng? Trần Văn lập tức không phản bắt được. Hứa Sương Lương nói, đe dọa là sủng thú dung hợp tự thân huyết mạch, linh khí cùng với tinh thần nhiều phương diện mới có thiên phú. Thông qua quen thuộc có thể để sủng thú càng nhanh theo sợ hai trạng thái bên trong thoát ly, nhưng miễn dịch đe dọa. Hứa Sương Lương suy tư rất lâu mới lắc đầu nói, trừ phi ngươi sủng thú có đe dọa cùng loại thiên phú, tinh thần đủ cường đại, hoặc là nắm giữ một chút đặc thù kỹ năng. Nghe xong Hứa Sương Lương giải thích, Trần Văn phát hiện mình nghĩ có chút ngây thơ. Tại dạng này ma huyễn thời không, hắn vậy mà cảm thấy đe dọa chỉ là bắt nguồn từ sủng thú sợ hãi trong lòng bỏ đi Trần Văn để A Bảo miễn dịch Lang Vương đe dọa ý nghĩ, hứa xương lương an ủi đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, đe dọa hiệu quả cũng không tính mạnh. Chiến đấu bên trong đồng dạng chỉ có thể tại khai chiến kiếp trước hiệu quả, chờ Sùng Thú tiến vào trạng thái chiến đấu hoặc là thụ thương về sau, đe dọa liền không dùng được. sinh mệnh chân chính nhận đến uy hiếp, không có bất kỳ cái gì Sùng Thú sẽ còn bị sợ hai đến không thể động đậy. Trần Văn nhẹ gật đầu, đối đe dọa lại có một cái mới tinh lý giải. nói ngắn gọn, nếu như đây là cái trò chơi lời nói, đe dọa Thiên Phú chính là để khiếu phong hổ trong chiến đấu nắm giữ tiên cơ. nhìn thấy A Bảo cùng Lang Vương đều ăn xong rồi đổ ăn vặt, hứa xương lương hỏi còn muốn tiếp tục sao tiếp tục trần văn gật đầu nói mặc dù không cách nào miễn dịch nhưng trốn làm quen một chút tốt xấu có thể điệp ra kháng tính để a bảo chúng khiếu phong hổ đe dọa có khả năng càng nhanh hoàn hồn a bảo nghe vậy lau lau miệng lần thứ hai nhìn về phía lang vương không biết có phải hay không là mới vừa ăn no nguyên nhân nó lá gan tăng lên rất nhiều đối với cái này có thể cắn một cái xuống nó đầu lang vương giống lớn một tiếng ngao mọi người đều là sướng sở lang vương đại hôi cũng sửng sốt một chút sau đó ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo đối với a bảo đầu mở ra miệng to như chậu máu ngao ba nghe lấy lang vương tiếng giống a bảo nháy mắt nhìn thấy chính mình bị mấy chục con sói phân thây hai chân bất lực trực tiếp ngã về phía sau trần văn cái này sẽ mới hồi phục tinh thần lại sợ đem a bảo ôm lấy gõ gõ đầu của nó có thể hay không để ta bất lo một chút ta như thế lớn sói ngươi cũng dám khiêu khích thua thiệt hắn còn lo lắng a bảo nhát gan cái này không phải nhát gan a rõ ràng là gan to bằng trời cảm thấy trần văn đối với mình quan tâm a bảo vội vàng an ủi trần văn một cái dịu rít mà tỏ vẻ chính mình không có việc gì trần văn giáo dục nói a bảo dũng cảm là chuyện tốt nhưng đối với sinh vật hùng mạnh muốn bảo trì kính sợ nó cũng không muốn đem a bảo dạy suốt ngày ngày cho hắn gây thai họa sùng thú dịu dít a bảo nhẹ nhàng gật đầu về sau trần văn để a bảo tiếp tục huấn luyện mãi đến lang vương tinh thần hề vải mới cùng tô ý trở lại trúc nộ văn phòng trúc nộ lao sư thật sự là làm phiền ngươi trần văn thật tâm nói âm thanh cảm ơn sau đó chuẩn bị cáo từ rời khỏi trúc nộ thấy thế mở miệng nói ngươi chờ một chút nói xong hắn theo văn kiện đóng bên trong rút ra hai tấm giấy đưa cho trần văn cái này hai tấm bảng biểu ngươi điền xuống Liếc nhìn bảng biểu ngầm đầu trần văn kinh ngạc nói người tình nguyện đầu tấm bảng biểu là phòng nuôi thú người tình nguyện đơn đăng ký phía trên đại đa số tài liệu đã điền xong khóa để tổ chính là trúc nộ lãnh đạo bản thổ sùng thú nghiên cứu tiểu tổ chỉ kém cần điền tài liệu cá nhân tấm thứ hai bảng biểu sùng thú tình báo đơn đăng ký phía trên đã điền xong chỉ còn lại một cái ký tên từ phía trên sùng thú số hiệu cùng với tài liệu không khó phát hiện đây chính là a bảo trúc nộ giải thích nói vẫn là cùng phía trước một dạng mỗi tháng mang a bảo đến phòng nuôi thú làm một lần kiểm tra sức khỏe cung cấp nó trưởng thành một chút số liệu liền được để ngươi điền cái này đơn chủ yếu là có phụ cấp có bao nhiêu trần văn ánh mắt sáng lên trúc nộ cười lắc đầu nói không trả tiền cái này phụ cấp là cấp cho đến nhà sùng thú áp bên trên chỉ có thể để dùng cho sùng thú mua sắm dinh dưỡng chủng loại một tháng 2 vạn hạng lệch đó cũng là tiền a trần văn không có cảm thấy thất vọng tiền của hắn trên cơ bản đều tiêu vào mua sắm các loại dinh dưỡng chủng loại bên trên đối với trúc nộ trần văn là 10 phần tín nhiệm bởi vậy hơi nhìn khắp nơi đơn đăng ký phía trên người tình nguyện cần gánh chịu trách nhiệm phía sau liền ký xuống chính mình danh tự trúc nộ thu hồi bảng biểu nói lúc đầu còn có thể cầm càng nhiều phụ cấp nhưng cái kia cần người tình nguyện cùng với sủng thú tích cực phối hợp người bây giờ còn tại lên cấp ba cho nên chỉ có thể thân thỉnh cái này cấp bậc người tình nguyện phụ cấp trần văn cũng không tham lam nói dạng này đã rất khá trên cơ bản đã thỏa mãn a bảo thông thường sinh hoạt chi tiêu chăn nuôi phổ thông sùng thú mỗi tháng năm ba ngàn bình thường đều có thể để sùng thú bình thường trưởng thành nếu như muốn cho sùng thú đánh tốt cơ sở như vậy tiêu hao liền tương đối lớn ví dụ a bảo bình thường ăn uống không tính bởi vì luyện võ hắn mỗi ngày liền cần uống nhiều ước chừng hai bình sơ cấp dịch dinh dưỡng mỗi tháng chỉ riêng tại sơ cấp dịch dinh dưỡng bên trên chi tiêu liền có hơn một vạn đây là bình thường chi tiêu nếu là lại cho nó thường xuyên mua một chút linh trúc mật bách hoa trở chứa linh khí đồ ăn vặt mỗi tháng không có ba bốn vạn là hơn đây cũng là phía trước trần văn tạm thời từ bỏ học võ nguyên nhân lấy nhà hắn tình huống xác thực không cho phép hắn cùng a bảo đồng thời luyện võ mặc dù ba mụ hào khí mà tỏ vẻ có thể cung cấp chính mình lên tới đại học nhưng trần văn chính mình tính toán một lần ba mụ không bán nhà lời nói thật đúng là có chút khó khăn bởi vì ngoại trừ a bảo chi tiêu to lớn bên ngoài trần văn chính mình cũng là nuốt vàng thú vật vô luận là luyện võ vẫn là minh tưởng đều biết tiêu hao thân thể năng lượng cần không ít dinh dưỡng chủng loại bổ sung chi tiêu chưa chắc sẽ so a bảo ít trên đường về nhà trần văn không đợi phụ cấp phát xuống đến liền lại tại nhà sủng thú trên dưới đơn mua một dương sơ cấp dịch dinh dưỡng hắn cảm giác chính mình giấc mộng võ hiệp hiện tại liền có thể truy đuổi một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước minan phải làm sao để chương bốn mươi sáu chân chính hình ý quyền hôm sau trần văn trong túi sách có năm bình dịch dinh dưỡng đi tới võ quán a bảo hai bình hắn hai bình còn lại một bình lưu làm dự bị quả thực hoàn mỹ nhìn thấy trần văn đúng giờ đi tới võ quán lâm vũ nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu thời gian vừa đến hắn đúng giờ dẫn đầu tất cả đệ tử cùng sùng thú luyện tập thung công trần văn cùng a bảo xếp tại đội ngũ bên phải thị giác cũng không tốt bất quá một người một gấu cũng không cần quan sát lâm vũ động tác nắm giữ võ đạo tri tâm thiên phú để bọn họ đối với hình ý quyền cảm nộ cực nhanh mỗi ngày luyện tập lúc gặp được không thích hợp động tác không cần người khác chỉ ra chính mình liền có thể phát giác ồn nắn đi qua khoảng thời gian này luyện tập trần văn cùng a bảo thung công đã diệt hết không lưu loát tìm ra thích hợp bản thân thân thể phát kình cùng vật lực mức độ lớn nhất rèn luyện chính mình đồng thời còn sẽ không tổn thương đến tự thân dẫn mọi người diễn luyện một lần lâm vũ trở về phòng khách chỉ chốc lát hắn mang theo một cái lao nhân đi ra lao nhân kia tóc sáng trắng lại sắc mặt hồng luận trên mặt nếp nhăn cũng không có bao nhiêu mặc trên người một bộ vừa người võ đạo phục thoạt nhìn mười phần tinh thần lao nhân tại phía trước đi ra văn phòng về sau liếc mắt liền thấy được tại đội ngũ bên cạnh tập luyện thung công trần văn cùng a bảo sau đó hắn liền kinh sợ trần văn cùng a bảo thung công thô nhìn không hề tiêu chuẩn thoạt nhìn mười phần buông lỏng phảng phất tại chơi đùa đồng dạng nhưng lấy lao nhân nhãn lực không khó phát hiện một người một gấu thung công mỗi giờ mỗi khắc đều thỏa mãn thân chính hướng phía dưới về đan điển trong lòng bàn tay hướng bên trong về đan điển gan bàn chân hướng về phía trước về đan điển ba tâm kết hợp về đan điển thung công yêu cầu mặc dù trần văn cùng a bảo động tác cùng tiêu chuẩn có khác biệt không nhỏ một người một gấu động tác lẫn nhau ở giữa đồng dạng có khác biệt, nhưng hắn biết đây là bởi vì mỗi người thể chất khác biệt, thích hợp động tác, vận kình cùng hô hấp thổ nạp cũng khác nhau. Bởi vậy, mỗi người thích hợp nhất tung công là không giống nhau. Thế nhưng, đạo lý này là hắn luyện tập 30 năm tung công mới thể ngộ đến, đến mức tìm tới thích hợp bản thân tung công, hắn lại vì thế tiêu phí 20 năm. Nhìn xem Trần Văn cùng A Bảo hòa hợp tự nhiên luyện tập tung công, trong lúc nhất thời lão nhân trong lòng kinh hỉ cùng buồn vô cớ cùng tồn tại. Điểm tích lũy 251. Nghe đến như vậy đại ngạch điểm tích lũy tiếng nhắc nhở, trực tiếp để Trần Văn tâm trạng bất ổn nếu không phải khoảng thời gian này mỗi ngày luyện tập thung công đã tạo thành thân thể ký ức trần văn giờ phút này đã phá công chỉ chốc lát sau thung công luyện tập kết thúc lâm vũ tuyên bố tự do hoạt động trần văn luyện qua thung công về sau một bên uống sơ cấp dịch dinh dưỡng bổ sung dinh dưỡng một bên tò mò nhìn về phía bên cạnh lao nhân lâm vũ giới thiệu nói đây là sư phụ của ta tôn thị hình ý quyền đương đại trưởng môn tôn hồng tôn sư phụ ngài tốt trần văn cung kính nói tôn hồng nhẹ gật đầu nói lâm vũ nói hắn phát hiện hai cái luyện võ kỳ tài ta không thể nào tin được bây giờ xem ra là ta kiến thức nông cạn dựa theo lâm vũ thuyết pháp trần văn cùng a bảo đều chỉ học tập hai tuần hình ý quyền hai tuần liền lục lọi ra chính mình thích hợp bản thân tung công đây không phải là kỳ tài mà là thần tài a bảo phát giác được đối phương đối với chính mình nhanh nói yêu ngạo mà nhô lên nhà mình bụng nhỏ trần văn không có giống a bảo khoa trương như vậy nhưng cũng khiêm tốn cười xuống khen xong trần văn cùng a bảo về sau tôn hồng nói hai tử còn có đầu này thực thiết thú các ngươi nguyện ý vào môn hạ của ta truyền thừa hình ý quyền sao đây trần văn sửng sốt một chút quay đầu nhìn về phía lâm vũ chính mình không phải đã cự tuyệt qua lâm vũ sao làm sao còn gọi tới sư phụ chẳng lẽ thấy làm không được sư phụ chuẩn bị làm sư minh có thể là lúc trước hắn cự tuyệt cũng không phải bởi vì lâm vũ võ thuật không tốt lâm vũ giải thích nói ngươi tình huống ta hiểu rõ dưới tình huống bình thường bái sư học tập buộc sửa khẳng định là mờ lớn giao nhưng lão sư nguyện ý thu ngươi cùng a bảo là chân truyền đệ tử trở thành chân truyền đệ tử ngươi không những không cần giao buộc sửa lão sư sẽ còn miễn phí cung cấp nuôi dưỡng ngươi học tập võ thuật tất cả tài nguyên thậm chí còn có thể đem các loại quyền pháp cùng bí kỹ dốc túi tương thụ đang lúc nói chuyện lâm vũ trong mắt không tự chủ được toát ra ánh mắt hâm mộ nghe lấy nhiều như vậy chỗ tốt trần văn động tâm không thôi nhưng vẫn là tỉnh táo hỏi cái này chân truyền đệ tử nhiều như thế chỗ tốt hẳn là có điều kiện a à? tôn hồng nói không phải điều kiện mà là trách nhiệm chân truyền đệ tử cần gánh vác truyền thừa cháu ta thị hình ý quyền trách nhiệm ngươi về sau sẽ đại biểu tôn thị hình ý quyền chân truyền đệ tử bình thường chỉ có một người là người thừa kế của môn phái cùng người thừa kế xem như chân truyền đệ tử có khả năng lấy được không chỉ là tôn hồng dốc sức tài bồi còn có thể kế thừa tôn hồng nắm giữ tôn thị hình ý quyền quán bất quá xem như chân truyền đệ tử gánh vác trách nhiệm cũng rất nhiều bao quát đồng thời không giới hạn tại truyền thừa tôn thị hình ý quyền thay tôn hồng dưỡng lao đơ ma thay thế võ quán hoặc là tôn hồng xuất chiến các loại Nghe xong tôn hồng giới thiệu trần văn thận trọng nói cái kia ta hiện tại có tiền nếu không trước làm cái phổ thông đệ tử võ đạo chỉ là từ trên thân a bảo bạch chơi một cái thiên phú tiếp tục đi ngự thú con đường về sau khẳng định sẽ có tốt hơn thiên phú cùng kỹ năng chờ lấy hắn hắn không có khả năng bởi vì trước mắt lợi ích nhất thời cho chính mình mặc lên quá nhiều công xiềng tôn hồng nghe vậy sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ không biết nói cái gì lâm vũ thấy thế Vội vàng nói sang chuyện khác hỏi Trần Văn nói, "Ngày hôm qua đi phòng nuôi thú, thu hoạch làm sao?" Trần Văn trả lời, "Có một ít thu hoạch." A Bảo tự mình nhiều lần cảm thụ đe dọa, đối hắn tương đối quen thuộc. Mặc dù vẫn là không có cách nào miễn dịch, nhưng có chỗ chuẩn bị xuống có khả năng rất nhanh kịp phản ứng, ngày mai đối chiến chỉ cần A Bảo chống nổi một, phía sau đối chiến liền dễ nói. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, nói, "Quả nhiên không ra ta đoán trước, tự mình cảm thụ mặc dù hữu dụng, nhưng hiệu quả có hạn." Trần Văn nghe vậy, con mắt đột nhiên sáng lên nói, "Ngài có biện pháp?" Lâm Vũ lắc đầu, nói, "Ta không có, nhưng lão sư ta có." Trần Văn liếc mắt còn chưa đi tôn lão đầu sau đó lập tức thu hồi ánh mắt vừa mới đắc tội người khác hắn hiện tại có thể không mở miệng được lâm vũ nhìn lao sư không đi mở cảm thấy biết đại khái hắn ý nghĩ hỏi trần văn nói ngươi biết hình ý quyền sáng lập mới bắt đầu đều cái gì sao trần văn trả lời gọi tâm ý lục hợp quyền cái gọi là lục hợp chính là tâm cùng ý hợp ý cùng khí hợp khí cùng lực hợp vai cùng hương hợp khuỷu tay cùng đầu gối hợp cùng với tay cùng đủ hợp lâm vũ thường xuyên nói thầm trần văn đã biết quõng lâm vũ gật đầu nói không sai cái này lục hợp cũng là hình ý quyền yếu nghĩa ngươi cùng a bảo thiên phú xuất chúng cần mấy năm khổ công mới có thể đạt tới bên ngoài ba hợp các ngươi không đến nửa tháng liền đã nắm giữ thậm chí khi cùng lực hợp các ngươi cũng rất nhanh nắm giữ thế nhưng lâm vũ dừng lại dùng cái này hấp dẫn trần văn cùng a bảo ánh mắt trần văn ngược lại là nghe đến cẩn thận a bảo lại hai mắt mơ hồ bởi vì lâm vũ thông linh thiên phú a bảo có khả năng nghe hiểu lâm vũ nói mỗi một chữ nhưng nối liền liền hoàn toàn nghe không hiểu nhìn xem a bảo mê mang hai mắt lâm vũ che lấy đầu của mình nợ nụ cười khổ ta nói những này làm cái gì a bảo căn bản nghe không hiểu lắc đầu hắn tiếp tục nói đơn giản đến nói ngươi cùng a bảo ngoại hình đã học được vị tiếp xuống hẳn là học tập quyền ý có thể ta cũng chỉ học hình ý quyền hình đúng vào lúc này tôn hồng lui ra phía sau một bước tại trần văn cùng a bảo trước mặt bày ra tam thể thức sau đó hắn lấy hông eo làm trung tâm quanh thân vặn một cái nháy mắt lực theo lên chuyển tới cánh tay phải của hắn bên trên đột nhiên vung ra theo động tác đến xem trần văn nháy mắt biết đây chỉ là đơn giản một cái phá quyền nhưng tôn hồng quyền nhanh cực nhanh vậy mà kích thích kịch liệt tiếng gió giống nháy mắt trần văn cùng a bảo bên thai vang lên mánh hổ tiếng gầm lại nhìn về phía vọt tới phá quyền hai người vậy mà hoảng hốt nhìn thấy một đầu đánh tới mãnh hổ nếu là thường ngày lấy trần văn cùng a bảo võ học thiên phú liếc mắt liền nhìn ra cái này quyền đã không đến bọn họ mà giờ khác này trần văn cùng a bảo đều dọa đến lui về sau hai bước một phổ cô đôn ngồi trên đất hình ý đều đủ mới là hình ý quyền tiếng như hồng trung nói xong tôn hồng chậm rãi thu quyền mà phía sau lưng tay đi trở về lâm vũ phòng khách một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước minan phải làm sao để chương bốn mươi bảy bài cái sư phụ bình thường mà nói Liên tính nhìn thấy hạt giống tốt tôn hồng cũng sẽ không giống hôm nay đồng dạng trực tiếp mở miệng thu đồ mà là sẽ để cho đệ tử huyện chuyển đi hỏi thăm đối phương ý kiến như vậy vô luận thành công cùng thất bại đều có đường lùi đồng thời hắn cũng sẽ không mất mặt mà còn từ trước chân truyền đệ tử đồng dạng đều là theo môn hạ đệ tử bên trong tuyển chọn tỉ mỉ có rất ít chưa qua khảo sát trực tiếp thu làm truyền nhân y bắt tình huống phát sinh bất quá hôm nay nhìn thấy trần văn cùng a bảo thiên phú hắn đúng là nhịn không được cho nên mới trực tiếp mở miệng muốn thu cái này một người một gấu là chân truyền đệ tử lại không nghĩ rằng hắn lần thứ nhất nguyện ý thu chân truyền đệ tử vậy mà liền dạng này bị tự tuyệt phải biết bây giờ học tập hình ý quyền võ giả bên trong không biết có bao nhiêu người muốn đi vào môn hạ của hắn mà không được tôn hồng lúc ấy tức giận đến không được nhưng hắn cũng không phải bị cự tuyệt về sau xám xịt rời đi người cho nên hắn đặc biệt lưu lại đánh một cái hình ý đều đủ phá quyền sau đó mới quay người rời khỏi tôn hồng muốn để trần văn biết mình rốt cuộc bỏ qua như thế nào cơ duyên về phòng khách trên đường tôn lão ra từ bước chân nhẹ nhàng hắn nghĩ đến đợi lát nữa trần văn khóc lóc hô hào muốn bái chính mình sư phụ lời nói muốn hay không hơi khó xử trần văn một cái không làm khó dễ một cái về sau không tốt rèn luyện trần văn tâm tính khó xử lời nói hắn lại lo lắng trần văn trực tiếp bỏ gánh cuối cùng nghĩ đến nhân tài hiếm thấy tôn hồng quyết định chờ trần văn bái sư lúc ấm ở đáp ứng bên kia trần văn cùng a bảo ngồi yên ở trên mặt đất một hồi phía sau mới đứng lên anh 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 a bảo nghi hoặc nhìn về phía trần văn khoa tay múa chân hỏi thăm vì cái gì lao ra ra vừa rồi biến thành đại lao hổ trần văn quay đầu nhìn hướng lâm vũ lâm vũ giải thích nói vừa rồi lao sư thi triển pháo quyền thời điểm kèm theo mánh hổ cần ý cho nên các ngươi cảm giác được một đầu mánh hổ hướng các ngươi đánh tới nói đến đây hắn hỏi đây có phải hay không là có điểm giống đe dọa trần văn cùng a bảo sau khi suy tính đều nhẹ gật đầu quả thật có chút giống như vô luận là vừa rồi một quyền vẫn là đe dọa có hiệu lực bọn họ cũng cảm giác mình trở thành thu săn trong lòng một cách tự nhiên sinh ra một cỗ sợ hãi lâm vũ tiếp tục nói khiếu phong hổ đe dọa thiên phú cùng võ giả ý có chút cùng loại chỉ cần nắm giữ quyền ý liền có thể đối với cái này miễn dịch đây cũng là ta nói lao sư có biện pháp nguyên nhân trần văn ánh mắt sáng lên hỏi làm sao học lâm vũ núi bay nói ta mới vừa nói qua hình ý quyền ta chỉ học đến hình ngươi muốn học quyền ý cũng chỉ có thể tìm lao sư nói xong hắn liền xoay người đi chỉ đạo học viên khác trần văn tại chỗ suy tư một hồi sau đó chậm rãi bày ra tam thể thức mô phỏng theo tôn hồng vừa rồi phát lực lực theo lên trần văn thân thể tùy theo có chút vặn một cái hữu quyền đột nhiên vung ra vành trần văn tay không tại trên không đánh ra giòn vang nhưng hắn lại thất vọng lắc đầu hắn vừa rồi đem tôn hồng động tác học trí ít có bảy tám phần nhưng không có đánh ra hộ gầm càng không có cảm nhận được cái gọi là quần ý trần văn đưa mắt nhìn sang a bảo nói a bảo ngươi mô phỏng theo một cái vừa rồi lao ra ra kia phá quyền a bảo nhẹ gật đầu dứt khoát đánh ra một cái phá quyền hô Bành. a bảo lực đạo khá lớn trong cơ thể linh khí cũng so trần văn đầy đủ cái này một cái pháo quyền không những đánh ra giòn vàng còn tạo ra một đạo quyền phong nhưng cùng tôn hồng pháo quyền như cũ thiên tài đường liên tiếp mô phỏng theo thất bại về sau trần văn trong lòng hơi có chút thất vọng phía trước hắn còn tưởng rằng có võ đạo chi tâm thiên phú chính mình cùng a bảo liền có thể tùy ý phục chế võ thuật bây giờ xem ra võ thuật cũng không có đơn giản như vậy về sau trần văn cùng a bảo cũng không có không còn tiếp tục luyện tập pháo quyền mà là làm từng bước cùng a bảo tiến hành cơ sở huấn luyện chỉ bất quá hắn ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn phòng khách phương hướng trong chấp nhóm này hắn cảm giác tôn lao đầu rất không chính cống không dạy liền không dạy nha làm gì còn đặc biệt huyễn kỳ một cái thật sự là làm người tâm tính trong phòng tiếp tân tôn hồng ngồi ngay ngắn trên ghế chậm rãi thưởng thức trà có thể là mãi đến nước trà trong chén đều lạnh trần văn cũng không có vào phòng khách nửa giờ sau tôn hồng cuối cùng không chịu nổi tính tình đứng dậy chuẩn bị đi bên ngoài phòng huấn luyện nhìn xem tình huống đúng vào lúc này trần văn cũng kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình đi vào phòng khách nhìn thấy trần văn máy mắt tôn hồng trực tiếp ngồi xuống sắc mặt như thường bưng lên ngội bắt đầu hài lòng nhấm nháp tôn hồng thản nhiên nói trần văn tiểu tử ngươi tới đây phòng khách làm cái gì ha ha trần văn trên mặt tươi cười nói ta cùng a bảo luyện tập hình ý quyền gặp được chút vấn đề muốn mời ngài chỉ giáo một phen tôn hồng trong lòng khẽ cười một tiếng trên mặt không chút nào bất động bình tĩnh nói đến hỏi lâm vũ liền được ngươi là hắn võ quán đệ tử cùng ta lại có quan hệ gì ta một tịch thu tiền của ngươi hay không phải lao sư của ngươi dựa vào cái gì vì ngươi chỉ điểm sai lầm trần văn lúc này minh bạch tôn hồng lời nói bên ngoài chi ý cung kính nói ra tiểu tử nguyện ý bãi ngài làm thầy thế nhưng hình ý quyền truyền thừa căn hệ trọng đại cũng không phải là tiểu tử hiện tại có thể gánh chịu đến lên vẫn là câu nói kia chân truyền đệ tử phúc lợi tốt trách nhiệm lớn hắn không muốn hại người hại mình đối với chính mình mà nói hình ý quyền chỉ là đường khác độ một phong cảnh dù sao hắn có thiên phú là võ đạo tri tâm mà không phải hình ý quyền tri tâm mà võ đạo tri tâm thì là hệ thống chế tạo một cái thiên phú cầu mà thôi vì học tập hình ý quyền mà gánh vác một môn phái truyền thừa cùng tương lai đây đối với đại học cũng còn không có bên trên hắn khó tránh khỏi có chút quá mức nặng nề đối với tôn hồng mà nói giáo sư một cái đệ tử bình thường cùng dạy một cái thân truyền đệ tử tiêu hao tâm lực hoàn toàn khác biệt nếu là hắn lừa gạt lão nhân này nói không chừng sẽ chậm trễ tôn hồng tìm kiếm thích hợp người thừa kế nghe nửa câu đầu tôn hồng ánh mắt lộ ra tiểu ý nhưng trần văn nửa câu sau miễn cưỡng để sắc mặt hắn chỉ trệ trần văn cùng a bảo trong mắt hắn a bảo là bổ sung đang chờ đợi trần văn vào phòng khách lúc hắn kỳ thật cũng cân nhắc qua trực tiếp thu trần văn làm chân truyền đệ tử có hay không thích hợp trần văn thiên phú đương nhiên không cần phải nói có thể nói khoáng cổ thức kim dạng này võ học thiên phú hắn chỉ có tại cổ tịch bên trên mới nhìn đến qua lấy trần văn thiên phú trở thành một đời tông sư không nói chơi thậm chí có thể tiếp tục hoàn thiện hình ý quyền đem hắn thôi diễn đến cao siêu hơn chỗ đây cũng là hắn vì cái gì trực tiếp phá lệ mở miệng thu đầu nguyên nhân nhưng mà thu chân truyền đệ tử chỉ nhìn thiên phú sao dĩ nhiên không phải cách đối nhân xử thế tính cách phẩm hạnh đều cần cẩn thận khảo sát nếu không sơ ý một chút thu cái lòng lang dạ thú hạng người đừng nói dưỡng lao đưa mà rất có thể tôn thị hình ý quyền trực tiếp biến thành trần thị hình ý quyền thậm chí biến thành mới quyền loại trong lịch sử loại này khi sư diệt tổ sự tình cũng không hiếm thấy trần văn lời nói để tôn hồng vừa tức vừa thích tức giận đến là trần văn không muốn trở thành chính mình chân truyền đệ tử vui chính là trần văn không phải lợi ích hung tâm hạng người một lát sau tôn hồng hừ lạnh một tiếng sau đó nói phía trước bất quá là ta nhất thời nhanh miệng mà thôi ngươi thật sự coi trở thành ta chân truyền đệ tử cơ hội tùy thời đều có thể có sao trần văn nghe vậy sắc mặt có chút thất lạc hỏi vậy ta còn có thể bái ngài làm thời sao tôn hồng bưng lên trả nguội, nghĩ đến dạng này thiên tài trăm năm khó gặp một lần trung pi là đem trà nước cùng lá trà uống chung đi xuống sau đó bất đắc dĩ dùng giọng mũi ừ một tiếng trần văn vội vàng hướng hành lễ nói đệ tử bái kiến sư phụ cùng lúc đó trong lòng của hắn để a bảo đi theo chính mình cùng một chỗ hành lễ a bảo nghe trần văn chỉ huy cũng ngây thơ chân thành bắt trước xuống trần văn động tác tốt không cần lễ nghi phiền phức dù sao ngươi cũng kế thừa không được y bát của ta hôm nay liền tính nhập môn ngày khác có thời gian lại dẫn ngươi nhận biết xuống các sư huynh của ngươi tôn hồng nuốt râu nhẹ gật đầu trên mặt cuối cùng có chút nụ cười mặc dù không có đem trần văn thu làm chân truyền đệ tử nhưng đến lương tài mà dạy vốn là nhân sinh một chuyện vui lớn phương nổ lông triết lý cuộc sống lô sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn chương bốn mươi tám chuẩn bị kỹ càng bài sư về sau tôn hồng trên mặt lanh sắc biến mất cả người trở nên hiền hòa rất nhiều tôn hồng nhìn xem trần văn cùng á bảo hỏi ngươi cùng á bảo gặp phải vấn đề hẳn là quyền ý a à? Trần Văn nhẹ gật đầu, nói, vừa rồi ta cùng A Bảo bắt trước ngài thi triển phá quyền, nhưng không có cùng loại uy lực cùng hiệu quả. Đó là tự nhiên. Tôn Hồng tự tin nói, ngươi cùng. A Bảo xác thực nắm giữ hiếm thấy võ học thiên phú, biểu hiện này tại các ngươi đối động tác bắt giữ cùng với thân thể cường đại không chế, nhưng quyền ý liên quan đến thì là phương diện tinh thần lực lượng. Quyền ý, tinh thần. Trần Văn thấp giọng tự nói. Tôn Hồng tiếp tục nói, quyền ý, tên như ý nghĩa chính là quyền ý thức, nhưng nắm đấm làm sao sẽ có ý thức đâu? Nắm đấm ý thức, không có ở ngoài là người giao phó cho. Ra quyền thời điểm, ngươi tưởng tượng nắm đấm của mình là con mãnh hổ, chính là mánh hổ chi ý tưởng tượng quả đấm mình là đầu xài lang đó chính là tài sói chi ý trong đầu tất cả đều là sát phạt đó chính là sát ý chỉ đơn giản như vậy trần văn kinh ngạc nói đơn giản tôn hồng cười lạnh âm thanh sau đó nói không nói những cái khác ngươi có thể tại trong đầu của mình tưởng tượng ra một đầu sinh động như thật mánh hổ sao hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nói bổ sung các ngươi thế hệ này mình tưởng là bắt buộc ngươi tưởng tượng một cái quan tưởng hình vẽ biến thành một đầu mánh hổ ngươi liền biết độ khó trần văn phổ thông minh tưởng quan tưởng đều là hai d hình vẽ con hổ có thể là 3D đó căn bản không phải một cái thứ nguyên sự tình ta. Đương nhiên hắn hiện tại minh tưởng pháp quan tưởng cũng là ba dê, nhưng hắn tương tự bên dưới, con hổ trình độ phức tạp thậm chí so 20 cái phủ văn bên trong cuối cùng mấy cái phủ văn còn muốn phức tạp. Tôn Hồng lại nói, đúng rồi, con hổ ngũ tạng lục phủ, xương cốt cũng phải quan tưởng. Trần Văn lúc này lật lên xem thường, cái kia còn học cái giám a. Nhìn thấy Trần Văn lục trí Tôn Hồng thoải mái mà thở hắt ra, sau đó mới nói, đương nhiên, đó là hoàn mỹ nhất tình huống, bình thường quan tưởng đầu hổ, hổ hình cùng với hổ cốt liền có thể sơ bộ lĩnh ngộ mãnh hổ chi ý. Trần Văn nhẹ nhàng thở ra, cái này khách quan mà nói xác thực đơn giản rất nhiều. Sau đó, Trần Văn Ngưng tụ lông mày nói, ngày mai A Bảo liền muốn cùng Khiếu Phong Hổ đối chiến, đó căn bản không kịp. Hắn không có quên chính mình việc khẩn cấp trước mắt, quyền ý có thể đằng sau chậm rãi học, nhưng ngày mai đối chiến lại đợi không được. A Bảo tinh thần lực trình độ như thế nào, Trần Văn không biết, nhưng tuyệt không có khả năng một ngày liền có thể sơ bộ quan tưởng ra mánh hổ hình. Tôn Hồng nhẹ gật đầu, nói, quyền ý xác thực không phải một sớm một chiều có khả năng lĩnh ngộ, bất quá đối với làm sao đối phó đe dọa ta ngược lại là có chút chủ ý, dù sao Khiếu Phong Hổ đe dọa cũng coi là khác loại ý trần văn ánh mắt sáng lên liền vội vàng hỏi biện pháp gì doa nói nhạy dự tôn hồng lời ít mà ý nhiều nói trần văn tôn hồng mở miệng nói thiếu phong hổ đe dọa không biết có cần hay không có tưởng nhưng khẳng định là muốn tập trung tinh thần mới có thể thi triển cho nên chỉ cần để a bảo học tập sư hương công liền tính không thể đánh gây nó đe dọa cũng tất nhiên sẽ để cho hiệu quả yếu bớt sư hương công trần văn đầy mặt một bức đây không phải là thiếu lâm tự bảy mươi hai tuyệt kỹ chúng ta võ quán cũng có sao tôn hồng nói trong giang hồ gầm rú võ công tám chín phần mười đều gọi sư hương công chúng ta võ quán sư hống công kỳ thật cũng chính là vận dụng nội kình cùng với ngực bụng lực lượng tăng lớn âm lượng tiểu kỹ xảo cũng không thể phát ra âm ba công kích ngươi không muốn gọi sư hống công lời nói gọi gấu giống công cũng được tùy tiện như vậy sao trần văn im lặng lắc đầu sau đó hỏi cái này gấu giống công luyện thế nào a à? a bảo sử dụng đương nhiên gọi gấu giống công về sau tôn hồng bắt đầu giảng dạy trần văn cùng a bảo gấu giống công trên thực tế là tôn hồng dạy trần văn trần văn dạy a bảo dù sao tôn hồng không có thông linh thiên phú may mà trần văn cùng a bảo tâm ý tương thông tặng a bảo võ đạo thiên phú rất mạnh cho nên đi qua một lần phiên dịch về sau A Bảo vẫn là học được gấu giống công, chính là, chính là A Bảo hình thể cùng bề ngoài sắp không chống đỡ được nữa, cầm nó cái kia to rõ uy nghiêm gào thét, nó cái kia cố gắng con mắt trận to như cũ mất phương hướng tại mắt quần thâm bên trong, ra vẻ hung ác biểu lộ càng giống là đang diễn kịch mua vui. Nhìn xem A Bảo cái này có thể thích bộ dạng, tôn hồng lắc đầu, nói, lần thứ nhất hẳn là có thể dọa đối phương nệ dựng, nhưng lần này về sau cũng không để cho nó học tập gầm rú loại kỹ năng, không dọa được địch nhân. Trần Văn lại cảm thấy coi như cũng được, to rõ uy nghiêm gầm rú cùng manh đắt đắt ngoại hình, cái này tương phản to lớn dám khẳng định để khán giả trận mắt há hốc mồm dạng này điểm tích lũy chẳng phải hào hào tăng lên sao dạy xong gấu giống công về sau tôn hồng đối trần văn nói ta ngày mai liền về kinh đô về sau ngươi tạm thời cùng lâm vũ luyện quyền chờ ngươi đem mười hai hình học xong về sau ta lại dạy đạo ngươi chút mới đồ vật biết lão sư trần văn cung kính nói nghe đến trần văn gọi mình lão sư tôn hồng trên mặt có chút rào rạt một ít tiêu ý thật tốt luyện quyền không cần lãng phí ngươi thiên phú căn dặn xong trần văn hắn lại cùng lâm vũ nói mấy câu sau đó liền hai tay chắp sau lưng rời khỏi võ quán. về sau trần văn để a bảo tìm chút sùng thú đối luyện cùng cố xuống gấu đen vác núi phía sau liền cùng lâm vũ cáo từ về nhà thời gian đảo mắt đi tới thứ hai một ngày này tất cả mọi người đều có chút không quan tâm nhất là tiến vào đối chiến xã vòng thứ ba khảo hạch mười người lên lớp lao sư thấy thế khẽ lắc đầu không có đem bọn họ điểm ra tới thi đại học lúc thiên quân vạn mã qua cầu độc mục đối chiến xã thì là một cái khác đầu vắng vẻ tạm chật hẹp đường nhỏ mặc dù gia nhập đối chiến xã không nhất định có thể thay đổi nhân sinh nhưng đối với ngự thú ban học sinh đến nói như cũ ý nghĩa trọng đại loại thời điểm này lên lớp xuất thần bọn họ đều có thể lý giải dù sao cũng chính là một ngày này mà thôi tháng mười mặt trời như cũng được gắt để trong phòng học tất cả mọi người cảm thấy khô nóng đinh linh linh kèm theo một tiếng chuông reo thứ hai cuối cùng một tiết khóa cũng đến đây là kết thúc tư tưởng khóa lao sư triệu an bình nhìn xem mọi người lo lắng ánh mắt cười nói không lưu phòng khách đợi lát nữa lao sư cũng muốn đi nhìn các ngươi tranh tài đây lập tức trong phòng học phát ra từng trận tiếng hoan hô thuần thục trần văn cùng hạ hùng đều đem sách vợ cùng với dinh dưỡng chủng loại cất kỹ bỏ vào chính mình cặp đựng sách bên trong sau đó hai người ôm nhà mình gấu mập cùng một chỗ hướng lớn phòng huấn luyện đi đến trần văn quan tâm nói đại hùng ngươi chuẩn bị đến như thế nào ngũ đoạn đánh tứ đoạn ăn thịt kiếm ăn cỏ có thể có vấn đề gì hạ hùng tràn đầy tự tin hùng nhị đối thủ là kiếm giác dương đúng là ăn cỏ trần văn nghiêm túc nói ngươi cũng đừng chủ con a hạ hùng trả lời ngươi yên tâm tuần này ta có thể là nghiên cứu không ít kiếm giác dương tài liệu a bảo cũng làm đặc biệt huấn luyện mà còn ta cuối tuần còn đặc biệt đi đối chiến câu lạc bộ tìm chỉ kiếm giác dương bồi luyện trần văn trầm mặc bên dưới sau đó thấp giọng mắng chó nhà giàu hạ hùng lắc đầu nói nhà ta cũng liền như thế nếu thật có tiền liền giống như phó vân phi mua hy hữu siêu phẩm tiềm lực sùng thú đâu còn sẽ cân nhắc bạo lực hùng Đó lấy hạ hùng quay đầu nói nhắc tới ngươi lo lắng ta làm cái gì ngươi nơi này mới đáng giá lo lắng tốt ta có cái gì tốt lo lắng trần văn ánh mắt thản nhiên ta đã làm đầy đủ nhất chuẩn bị vô luận thành công cùng thất bại ta đều có thể tiếp thu thành công dĩ nhiên đáng mừng nhưng thất bại hắn cũng có thể tiếp thu bây giờ hắn có tài nguyên có công pháp kỹ năng a bảo cũng biến thành cố gắng liền tính không có gia nhập đối chiến xã hắn tin tưởng mình cùng a bảo cũng có ánh sáng tương lai phương nổ lông triết lý cuộc sống lộ sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càn quét đến đó cười mịn chương bốn mươi chín hùng nhị dùng ma pháp đi vào ngự thú giáo khu trên mặt đất, Giang Vân có chút thất vọng. Hắn hỏi một bên bạn tốt hạng tiểu vũ nói, lão sư không phải không cho phép chúng ta đến ngự thú giáo khu sao? Hạng tiểu vũ hoàn toàn thất vọng, sợ cái gì? bị phát hiện nhiều nhất chính là bị góp ý một lần, miễn phí nhìn sủng thú đối chiến cơ hội cũng không ít có. Đó lấy, hắn lại nói, ngươi không phải muốn làm ngự thú sư sao? Thừa cơ nhìn một chút lại nói, Giang Vân trên mặt lo lắng nói, nào có dễ dàng như vậy, còn không phải muốn nhìn học kỳ hai có thể hay không thức tỉnh ngự thú thiên phú? Mặc kệ nó, chúng ta liền trà trộn đi vào nhìn một chút, ngự thú giáo khu lão sư cùng học sinh lại không quen biết chúng ta nói xong hạng tiểu vũ liền ngẩng đầu đỡ ngực hướng về ngự thú giáo khu tầng một lớn phòng huấn luyện tiến đến giang vân thì là sợ cái đầu sợ bị những người khác nhận ra mình là phổ thông giáo khu người nhưng mà lúc này nào có người quan tâm bọn họ là cái nào giáo khu người trên cơ bản đều tại nhiệt liệt thảo luận hôm nay đối chiến mười tên học sinh cùng với bọn họ sùng thú không biết hai có thể trúng tuyển đối chiến xã những người khác không biết phó vân phi là nhất định có thể trúng cử duy nhất phàm thai lục đoạn duy nhất hi hữu siêu phàm tiềm lực sùng thú khiếu phong hổ sát thực cường vô địch đáng tiếc trần văn thực thiết thú như vậy manh còn lợi hại như vậy nếu không phải gặp được phó vân phi trần văn hẳn là có cơ hội trúng tuyển đúng vậy a à, đáng tiếc thất hắc mã này ngự thú giáo khu lão sư hôm nay cơ bản đều đến hiện trường chiếm lấy đối chiến tràng phía đông kỳ thật cũng không tính được chiếm lấy chỉ bất quá tại còn có vị trí dưới tình huống các học sinh đều vô ý thức tránh đi các lao sư cùng các học sinh một dạng các lao sư thảo luận đối tượng cũng là sắp đối chiến mười tên học sinh lớp mười hai ngự thú ban huấn luyện khóa lao sư tiền nguyên ôm ngực nhìn xem ngay tại tập hợp trần văn đám người hỏi một bên tô hơn nói bọn họ đều là học sinh của ngươi lần tranh tài này ngươi xem trọng những người kia trúng tuyển ta hy vọng bọn họ cũng có thể trúng tuyển nói câu nói nhảm về sau tô hân chính mình cũng là cười lắc đầu sau đó nói bọn họ sủng thú đều bồi dưỡng đến không sai có hay không chúng tuyển chủ yếu vẫn là nhìn đối thủ tiên nguyên nhẹ gật đầu nói đúng là muốn nhìn đối thủ ví dụ như cái kia gặp được khiếu phong hổ xui xẻo liền khó khăn tô hân lại có khác biệt ý kiến nàng nói thế thì không nhất định phó vân phi khiếu phong hổ xác thực bồi dưỡng rất khá nhưng trần văn thực thiết thú ta cũng nhìn không thấu chỉ cần thực thiết thú chịu qua khiếu phong hổ đe dọa kết quả liền không nhất định theo huấn luyện trên lớp biểu hiện tô hân phát hiện a bảo tổng hợp tố tổ chất tại kỳ nghỉ phía sau tăng lên rất nhiều đã đuổi kịp khiếu phong hổ nếu như rằng có xuống chưa hẳn không có phần thắng thiên nguyên nghe vậy lắc đầu phủ định nói cái kia nói nghe thì dễ thực lực thấp một đoạn cùng là hy hữu siêu phàm tiềm lực sùng thú cũng ngăn cản không nổi khiếu phong hổ đe dọa tô hân không có tiếp tục mở miệng nàng kỳ thật cảm thấy trần văn phần thắng cũng không có bao nhiêu mọi người thảo luận ở giữa trần văn mười tên thông qua vòng thứ hai khảo hạch học sinh đã vào chỗ đối chiến xã cuối cùng tuyển chọn rốt cục là kéo ra màn tre hôm nay chủ trì chính là phó xã trưởng dương văn hãn hắn vừa mới ra sân phía dưới liền bạo phát ra không ít tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bàn tay hắn đệ xuống chờ gieo hò đình chỉ phía sau nói các vị đồng học đi qua tuần trước sơ bộ tuyển chọn đào thải quyết ra mười tên tân cấp học sinh hôm nay chúng ta đem trực tiếp quyết ra chân chính chúng tuyển đối chiến xã học sinh không cần nói nhảm nhiều lời đối chiến xã cuối cùng khảo hạch hiện tại bắt đầu không có quá nhiều rông dài dương văn hán giới thiệu nữa một lần quy tắc tranh tài về sau liền hô lên trận đấu thứ nhất hai tên học sinh danh tự hiện tại cho mời số một vệ nhuế cùng số 15 lâm vân tiến vào đối chiến tràng nghe đến điểm danh vệ nhuế cùng lâm vân hai người bước nhanh thương tổn tới trên đài nhìn lẫn nhau trong mắt đều bắn ra tia lửa đều đến một bước này không có người nguyện ý cứ thế từ bỏ tiến vào đối chiến xã cơ hội trọng tài lữ đông triệu hồi ra sùng thú sau đó liền trực tiếp thổi lên huýt sáo hắn phát hiện nhóm học sinh này không có mấy cái sẽ nói rác rưởi lời nói cũng liền không lãng phí thời gian vệ nhuế sùng thú phạm là thai tứ đoạn thủy lộc lâm vân sùng thú phạm là thai ngũ đoạn truy phong báo sùng thú tiềm lực đều là tinh anh siêu phạm cấp bậc dưới tình huống ngũ đoạn truy phong bào tố chất rõ ràng cao tứ đoạn thủy lộc một bậc bằng vào ưu thế tốc độ truy phong báo dưới sự chỉ huy của lâm vân không ngừng phát động công kích chỉ chốc lát liền tại thủy lộc trên thân tăng thêm không ít vết thương nhìn xem dịu dàng ngoan ngoãn thủy lộc trên thân xuất hiện vết máu không ít học sinh vội vàng là thủy lộc cố gắng thủy lộc tính công kích vẫn là quá thấp lâm vân tuần này hẳn là đặc hấn truy phong báo tốc độ bây giờ một mực khống chế truy phong báo đi vòng qua thủy lộc sau lưng phát động tập kích thủy lộc muốn bằng vào va và chạm phản kích cũng không được theo trần văn trận đầu chiến đấu không sai biệt lắm liền kết thúc nói đến đây trần văn quay đầu nhìn hướng hạ hùng nói đáng tiếc hùng nhị hành động cũng không nhanh nếu không hoàn toàn có thể dập khuôn lâm vân tác chiến phương án hạ hùng vô vô bộ ngực nói yên tâm hùng nhị sẽ giải quyết kiếm giáp dương tại trần văn cùng hạ hùng nói chuyện trời đất trong sân tình hình chiến đấu cuối cùng có chỗ thay đổi thấy thủy lộc ở vào bị động vệ nhuế để thủy lộc liên tiếp phát động hai lần va chạm một lần né ra truy phong báo vây quanh một lần đỉnh lấy sừng hiệu vọt tới truy phong báo bất quá linh vệ nhuế không nghĩ tới chính là truy phong báo đối mặt thủy lộc va chạm chạy như bay vậy mà lần thứ hai gia tốc để thủy lộc công kích thất bại phản kích thất bại vệ nhuế nhìn xem thủy lộc trên thân từng đạo đỏ tươi vết cào lựa chọn đầu hàng dĩ nhiên thẳng đến lưu lại một tay chật chật nhìn xem truy phong báo cuối cùng đột nhiên buộc phát tốc độ trần hỏi cảm thấy kinh ngạc lắc đầu đối cái này chờ mặc ít nói lâm vân đồng học không khỏi coi trọng mấy phần cùng lúc đó tâm tình hoàn toàn khác biệt lâm vân cùng vệ nhuế hai người tại mọi người nhìn kỹ rất nhanh xuống đứng đối nhau đài dương văn hãn không hề bất tích cất cao giọng nói cho mời số hai hạ hùng cùng số chín đô Húc tiến vào đối chiến tràng trần văn cho hạ hùng luốt luốt bả vai nói đại hùng xem ngươi rồi ngao a à, bảo cũng hét to một tiếng là hạ hùng cùng hùng nhị cổ vũ động viên hạ hùng ngăn chặn hương phấn nhẹ gật đầu đem hùng nhị thu vào ngự thú không gian sau đó đi lên đối chiến tràng rất nhanh chiến đấu bắt đầu kiếm giác dương công kích đối mặt vụng về bạo lực hùng đỗ húc không có làm mảy may đánh nghi binh trực tiếp để kiếm rác dương phát ra nắm giữ công kích mạnh nhất. Nghe đến đố húc trong lòng truyền đến chỉ huy, kiếm rác dương đột nhiên bộc phát, mạnh mẽ thân thể hướng về hùng nhị bắn vọt mà đi, sắp bén kiếm sừng lập loè hàn mang. Trần Văn lập tức đem tim nhảy tới cổ rồi. Kiếm rác dương mặc dù là ăn cỏ, nhưng hắn trên đầu sừng dê bén nhọn như kiếm, phối hợp thêm công kích kỹ năng này, lực sát thương đối với phạm thai cấp sủng thú uy hiếp từ lớn. Mà, mà lại hùng nhị am hiểu là lực lượng, mà không phải tốc độ, rất khó giống như một ván trước truy phong báo như thế né tránh đi kiếm rác dương công kích. Nếu như tránh né không xong, liền tính hùng nhị ra dày thịt béo cũng sẽ bị đâm ra cái hai cái lỗ thủng đang lúc trần văn cùng với tất cả khán giả suy đoán bạo lực hùng ứng đối ra sao kiếm giác dương lúc hạ hùng cho hùng nhị phát ra chỉ lệnh Nhanh tí hạ hùng bày tỏ né tránh không xong lời nói liền không tránh trong khoảnh khắc hùng nhị thật dày tay gấu bên trên tràn ngập ra nhàn nhạt màu vàng đất khí tức tạo ra một tầng thật mỏng màng thậm chí có thật mỏng cắt đá chống rông xuất hiện bám vào cánh tay của nó bên trên trần văn lúc này trợn mắt há hốc mồm đậu xanh hùng nhị lúc nào sẽ ma pháp một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước mi phải làm sao để chương năm tiến hóa bên trong hùng nhị mọi người đều biết phàm thai cấp sủng thú cơ bản không nắm giữ ma pháp kỹ năng cho dù có cũng chỉ có thể tại phàm thai hậu kỳ mới có thể lĩnh ngộ nắm giữ khiếu phong hổ chính là như vậy cứ việc tự thân chủng tộc kỹ năng rất nhiều phàm là thai cấp sẽ chỉ thức tỉnh căn xé vung đôi cùng với gió bắt đầu thổi ba cái kỹ năng trong đó ma pháp kỹ năng gió bắt đầu thổi cần tiến vào phàm thai hậu kỳ mới có thể lĩnh ngộ nắm giữ bạo lực hùng chủng tộc kỹ năng bên trong chỉ có cồn hóa cùng đánh ra căn bản không tồn tại nham tí loại ma pháp này kỹ năng bởi vậy trần văn nhìn thấy hùng nhị trên cánh tay thi triển thủ thuộc tính ma pháp kỹ năng mới sẽ kinh ngạc như thế trên thực tế không chỉ là trần văn kinh ngạc mắt thấy khán giả cùng trọng tài đều hết sức kinh ngạc kiếm giác dương ngự thú sư đỗ húc cũng giống như thế bất quá tên đã trên dây không phát không được hắn cũng chỉ có thể cắn răng để kiếm giác dương tiếp tục công kích kiếm giác dương kiếm sừng cùng hùng nhị hiện ra ánh sáng màu vàng cánh tay chạm vào nhau phát ra đụng vào nham thạch tâm thanh hơi dừng lại một chút về sau kiếm giác dương sừng vẫn làm miễn cưỡng đâm vào hùng nhị trong cánh tay đồng thời đẩy hùng nhị lùi lại mấy bước nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi hùng nhị dùng đánh ra ngao hạ hùng chỉ huy nháy mắt bị đau hùng nhị liền hét lớn một tiếng rút ra bị đâm đến kém cỏi cánh tay phải đ nhiên chụp về phía kiếm giác dương đầu kiếm giác dương một cái khác sừng còn đâm vào hùng nhị trên cánh tay trái không kịp phản ứng trực tiếp bị một tay gấu đánh bay ẩm kiếm giác dương nặng nghề mà nện ở trong sân huấn luyện nhấp nô mấy mét phía sau mới ngừng nhấp nô hoàn toàn té xịu trên đất hiện trường thắng bại đã phân nhưng hiện trường tất cả mọi người trầm mặc xuống trận thứ hai đôi chiến bởi vì kiếm giác dương hôn mê không cách nào tiếp tục tranh tài cho nên hạ hùng cùng hắn bạo lực hùng lấy được thắng lợi đợi đến trọng tài tuyên bố kết quả mọi người mới lấy lại tinh thần đỗ húc đầy mắt không thể tin nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực thu hồi chính mình kiếm rắc dương tiến đến phòng y tế cho nó làm cái quanh thân kiểm tra vô luận là người vẫn là sùng thú đầu đều cực kỳ tinh xảo cùng trọng yếu mặc dù kiếm rắc dương thoạt nhìn chỉ là hôn mê nhưng người nào cũng vô pháp cam đoan kiếm rắc dương đầu tại vừa rồi đối chiến bên trong có hay không nhận lấy trọng thương trận thứ ba đối chiến tiếp tục mở rộng trên sân liệt diễm khuyển cùng đỏ thấm hai cái linh xảo sủng thú ngươi đội ta cản đem đối chiến biến thành truy đổi tranh tài phía dưới các học sinh hứng thú tràn đầy quan sát tranh tài nhưng các lao sư lại tại thảo luận phía trước bạo lực hùng nhằm tí trợ giáo trương long nghi ngờ nói bạo lực hùng rõ ràng chỉ có quần hóa cùng đánh ra hai cái chủng tộc kỹ năng a vì cái gì vừa rồi hạ hùng bạo lực hùng có khả năng thi triển ma pháp kỹ năng ta không nhìn lầm đó là một cái cấp thấp thổ hệ ma pháp kỹ năng đúng không tô hân cũng là đầy mặt hoang mang nói ngươi nói không sai ta cũng rất tò mò tiến nguyên nhớ tới chính mình gần nhất nghe được một tin tức nói tây xuyên đại học tốt giống như nghiên cứu ra bạo lực hùng tiến hóa tuyến đường tựa hồ là hy hữu siêu phẩm đại lực man hùng mà tô hân ánh mắt sáng lên bật thốt lên đại điệu man hùng liền ôm nham khải cái này một kỹ năng ta liền nói vừa rồi kỹ năng có chút quen mắt như vậy xem ra vừa rồi bạo lực hùng thi triển kỹ năng hẳn là nham khải nhược hóa bản Tiến nguyên nhẹ gật đầu nói hẳn là dạng này ngươi cái này học sinh có lẽ biết bạo lực hùng tiến hóa tuyến đường mà còn cái này bạo lực hùng cũng đã bắt đầu tiến hóa trương long cũng giật mình nói ta còn kỳ quái hạ hùng nhà hắn cũng không nghèo vì cái gì khế ước một cái phổ thông siêu phàm tiềm lực sùng thú nguyên lai là biết bạo lực hùng tiến hóa tuyến đường a dưới sân hạ hùng cũng đối trần văn thẳng thắn biểu ca ta kỳ nghị thời điểm dạy cho ta bạo lực hùng tiến hóa tuyến đường hùng nhị hiện tại ngay tại tiến hóa bên trong hiện tại nó chỉ là ở vào tiến hóa giai đoạn thứ nhất tam giai đoạn sau đó hùng nhị liền có thể tiến hóa thành đại địa man hùng dừng lại hắn quay đầu nhìn hướng a bảo cười nói đến lúc đó a bảo liền không phải là đối thủ của hùng nhị ha ha trần văn cười lạnh một tiếng sau đó nói không quan trọng hy hữu siêu phàm tiềm lực mà thôi còn không đáng đến bị a bảo để vào mắt a bảo tiềm lực cũng là hy hữu siêu phàm hơn nữa còn không có hạn mức cao nhất đây hạ hùng liếc mắt nói thổi tiếp tục tuổi trần văn cùng hạ hùng nói chuyện phiếm ở giữa ngọn nguồn núi tràng rằng có tình hình chiến đấu cuối cùng dần dần sáng tỏ truy đuổi sau một hồi một chó một hồ tốc độ cuối cùng chậm lại xuống bắt đầu chính diện giao chiến xích hồ là hiếm thấy có thể phát ra huyễn thuật sùng thú phàm là thai cấp xích hồ còn đến không kịp nắm giữ huyễn thuật cao cấp như vậy kỹ năng đối mặt lực công kích càng cường đại hơn liệt diễm khuyển thua trận chu tiểu mạn tiếc nối thở dài đem thụ thương xích hồ thu vào ngự thú không gian sau đó nàng đi đến lý tư vũ bên cạnh nói chúc mừng ngươi lý tư vũ nhận đối phương chúc mừng trấn an nói sơ kỳ chiến đấu là liệt diễm khuyển càng chiếm tiện nghi hai người quan hệ rất tốt trên sân là đối thủ dưới sân vẫn là hảo tìm muội. theo lý tư vũ cùng chu tiểu mạn hạ tràng dương văn hãn lần thứ hai cao giọng tuyên bố mới đối chiến danh sách cho mời số bốn trần văn cùng số bảy phó vân phi tiến vào đối chiến tràng theo dương văn hãn dứt lời nháy mắt rất nhiều ánh mắt bá một tiếng đều chuyển rời đến trần văn cùng phó vân phi trên thân tuần này đối chiến bên trong thụ nhất mọi người mong đợi một chàng không thể nghi ngờ là trần văn cùng phó vân phi đối chiến phó vân phi khiếu phong hổ thực lực có một không hai lớp mười một ngự thú ban mà trần văn thực thiết thú là hư hư thực thực nắm giữ võ thuật hắc mã Hắc mã vs mạnh nhất đây không thể nghi ngờ là tất cả mọi người mong đợi đối chiến nhìn qua mọi người tụ đến ánh mắt hạ hùng nói a văn ngươi nhân khí rất cao nhà chờ chút cũng đừng mất mặt nha mới vừa hạ chàng lý tư vũ đối với trần văn làm cái cố gắng tư thế hoặc bắt nói trần văn cố gắng nha bên cạnh nàng chu tiểu mạn thì là nói đánh không lại liền kịp thời nhận thua cũng đừng làm cho khiếu phong hổ đem a bảo bị đả thương xem như a bảo đông Đạo chăn nuôi nhân viên một chồng, nàng sợ khiếu phong hổ tại a bảo trên thân mở mấy cái lỗ hổng như thế sẽ phá hư a bảo nhan trị biết trần văn núi vai, tại mọi người nhìn kỹ hướng đối chiến tràng đi đến nhìn xem lý tư vũ đám người đối trần văn cổ vũ ủng hộ phó vân phi trong lòng không khỏi dâng lên ghen ghét hòa diễm xích sao năm năm đấm ánh mắt của hắn lạnh lạnh nhìn chằm chằm một cái trần văn sau đó cũng đi lên đối chiến tràng trong đám người đối chiến xã thành viên trương đức vượng đứng tại phong suy tuyết bên cạnh nói xã trưởng cứ như vậy đào thải trần văn có thể hay không quá đáng tiếc trần văn thực thiết thú liền tính không biết võ thuật tổng hợp tố chất cũng so tinh anh siêu phàm sùng thú mạnh tại phàm thai cấp sùng thú đối chiến bên trong có không nhỏ ưu thế hắn thấy thực thiết thú thực lực là đủ để tiến vào võ đạo xã phong suy tuyết nói năm nay học sinh chất lượng không tệ những năm qua phàm thai ngũ đoạn cơ bên trên liền có thể bảo đảm trúng tuyển năm nay lại có bảy cái khẳng định sẽ có xui xẻo không được tuyển dừng lại hắn nói xem bọn hắn biểu hiện à nếu như biểu hiện không tệ nhiều chiêu một người lại có làm sao cái gì trương đức vượng kinh ngạc nhìn xem phong suy tuyết nói xã trưởng đối chiến xã danh ngạch không nhiều thêm một cái thành viên liền muốn nhiều một phần tài nguyên trừ phi dừng lại hắn nghi ngờ hỏi người muốn đá rơi xuống một cái thành viên cũ xem như đối chiến xã thành viên hắn phát hiện gần nhất đối chiến xã có chút không giống rất nhiều chuyện đều bị lao sư dạy cho trần văn hán đi làm chẳng lẽ đối chiến xã muốn lên diễn cung đấu hy kịch phong suy tuyết khinh bị nhìn đoán mỏ trương đức vượng nói ngươi suy nghĩ nhiều xem so tài đi một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước minan phải làm sao để chương năm mươi gấu đối giống đối chiến tràng bên trên hai đạo nhân ảnh đứng đối mặt nhau phó vân phi ánh mắt nhìn thẳng trần văn âm thanh lạnh lùng nói trần văn dừng ở đây rồi hôm nay ta liền sẽ để mọi người nhìn xem ngươi cùng ngươi rác rưởi kia sủng thú lại như thế nào công tử bột trọng tài lữ đông nghe vậy ánh mắt sáng lên trong lòng bình luận có ý kia đối chiến nha không có rác rưởi lời nói cơ nào nhàm chán trần văn nghe vậy ánh mắt chuyển sang lạnh leo nói ai cho ngươi tự tin hôm nay ai sẽ bị loại còn chưa thể biết được đây ha ha phó vân phi tự tin cười nói câu nói này nên là ta hỏi ngươi a à. chỉ bất quá may mắn thắng một cái phạm thai tứ đoạn bạo lực hùng mà thôi ngươi thực thiết thú phát sinh chút biến dị nhưng rác rời biến dị cũng chỉ là biến dị rác rời mà thôi làm sao so ra mà vượt ta hy hữu siêu phạm tiềm lực khiếu phong hổ đúng nha đúng nha trần văn cười gật đầu sau đó âm dương quái khí mà nói dù sao hy hữu siêu phạm tiềm lực khiếu phong hổ có thể là tiêu tra ngươi mấy trăm vạn mua sắm đây này phổ thông siêu phẩm tiềm lực sủng thú con non giá thị trường lấy vạn làm đơn vị tinh anh siêu phàm thì là lấy mười vạn làm đơn vị đến mức hy hữu siêu phàm thì là lấy trăm vạn vị đơn vị cứ như vậy hy hữu siêu phàm tiềm lực sủng thú như cũ có tiền mà không mua được hai người thanh em không nhỏ lại thêm đối chiến chẳng cũng không có cách ly nháy mắt hai người đối thoại liền truyền ra ngoài lập tức phía dưới không biết phó vân phi nội tình người nhộn nhịp hướng người bên cạnh hỏi thăm người biết cũng tại hướng người xung quanh phổ cập nghe đến phía dưới ồn ào tiếng thảo luận cùng với liếc đến ánh mắt không có hảo ý phó vân phi lựa giận trong lòng đè nén không được trên mặt lập tức luồn lên đỏ mặt hắn hỏi chủ trì đối chiến trọng tài nói có thể bắt đầu chưa Lữ Đông trong lòng đối hắn thất vọng lắc đầu, chủ động nói rác rưởi lời nói, chính mình còn tức giận, tâm tính không được a. Mặc dù như vậy, Lữ Đông không nói nhảm, hỏi thăm một chút Trần Văn ý kiến về sau, thổi lên tiếng còi. Tất nghe đến tiếng còi nháy mắt, Trần Văn cùng Phó Vân Phi đều ngay lập tức trao đổi chính mình ngự thú không gian. Ra đi, khiếu Phong Hổ xem ngươi rồi, A Bảo theo hai người kêu gọi, mi tâm của bọn họ đồng thời tách ra mà đến khác biệt quan mang. Sau đó khiếu Phong Hổ cùng A Bảo không phân trước sau theo tia sáng bên trong hiện thân. khiếu Phong Hổ dương nhanh múa thoạt nhìn uy phong lấm liệt, thực thiết thú nhai răng trợn mắt, lại có vẻ ngây thơ chân thành phó vân phi trong mắt lộ ra vẻ khinh thường lập tức truyền đạt chỉ lệnh khiếu phong hổ sử dụng đe dọa khiếu phong hổ nghe đến chỉ lệnh lập tức điều chỉnh trạng thái chỉ thấy nó thấp nằm thân thể làm ra đi săn tư thái trong đôi mắt xuất hiện tham lam mà hung ác ánh mắt mở ra miệng to như chậu máu lộ ra kỳ phong sắc hàm răng nháy mắt khiếu phong hổ trên thân tản ra uy nghiêm khiến người ta sợ hai khí tức, gào thét đã tại trong cổ vận sức chờ phát động đến rồi biết khiếu phong hổ thiên phú lao sư cùng đồng học cũng không khỏi nín thở đe dọa có thể nói là khiếu phong hổ hạch tâm thiên phú chỉ cần thực lực đẳng cấp cao hơn mặt khác sùng thú khiếu phong hổ đối với phổ thông sủng thú đến nói trên cơ bản chính là không thể chiến thắng sau đó bọn họ nhìn về phía bên kia thực thiết thú lập tức con ngươi phong to chỉ thấy a bảo đứng thẳng người lên bỗng nhiên hít sâu một đại khẩu khí trong lúc nhất thời ngực của nó bụng trực tiếp phồng lên đưa nó tròn vo bụng hạ thấp xuống nó đang làm gì mọi người suy nghĩ vừa mới dâng lên trên sân khiếu phong hổ cùng a bảo liền cùng lúc há mồm phát ra lớn tiếng gào thét giống ngao khiếu phong hổ gào thét tẩn chứa không giống bình thường uy nghiêm làm người chấn động cả khách khách quan mà nói a bảo tiếng gầm gừ lăng lệ không đủ uy nghiêm gần như không có nhưng dị thường tỏ rõ hai đạo gào thét đồng thời phát ra khiếu phong hổ tiếng gầm gừ nháy mắt liền bị a bảo giống lên một tiếng đẻ xuống khuyết tán đến bốn phương tạm hướng tại cả tòa lớn phòng huấn luyện quanh quẩn tiếng gầm gừ của mình bị a bảo giống lên một tiếng đẻ xuống khiếu phong hổ cùng phó vân phi đều bị kinh sợ trong lúc nhất thời lại quên bức kế tiếp muốn làm cái gì cùng lúc đó a bảo chúng khiếu phong hổ đe dọa trong sự sợ hãi đình chỉ gào thét lui về phía sau một bước trần văn thấy thế vội vàng chỉ huy nói a bảo nhanh hoàn hồn xông đi lên tấn công mạnh dù sao kinh lịch lang vương đe dọa kỹ năng tẩy lễ nghe đến trần văn la lên phía sau nhanh chóng thanh tỉnh sau đó đột nhiên xông về khiếu phong hổ đừng nhìn a bảo mập phải cùng bóng một dạng đi qua võ đạo chi tâm cải tạo phía sau nó nắm giữ tốc độ kinh người nháy mắt liền lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vọt tới khiếu phong hồ trước mặt nhìn thấy khí thế hung hăng a bảo lao đến phó vân phi vội vàng hoàn hồn hô hồ lớn khiếu phong hồ cẩn thận hắn chỉ huy thời điểm a bảo tay gấu đã chụp về phía khiếu phong hồ đầu bất quá khiếu phong hồ phản ứng vốn là cực nhanh nghe đến phó vân phi nhắc nhở về sau ở giữa không cho phát lúc hướng về sau vừa rút lui né tránh a bảo công kích đang lúc khiếu phong hồ chuẩn bị tùy thời phản công lúc a bảo huy động tay ngắn nhỏ cùng chân ngắn nhỏ lại vọt lên, bành, bành. Bành! tức thời một hổ một gấu tại đối chiến tràng bên trên ngươi tới ta đi kịch đấu nói là kịch đấu kỳ thật xem như là a bảo đơn phương ẩu đả khiếu phong hổ khiếu phong hổ thoạt nhìn như là chiến sĩ nhưng nó trên bản chất là cái thích khách dưới tình huống bình thường khiếu phong hổ mượn nhờ đe dọa thiên phú khống chế lại đối thủ hoặc là tới lui tại đối thủ cách đó không xa tìm đến thời cơ thích hợp phía sau sử dụng cắn xé cùng vung đôi thông qua tính bùng nổ công kích một bộ liên chiêu gọn gàng miệo sát đối thủ mà a bảo khác biệt da dày thịt béo nó nắm giữ xe tăng thịt độ sử dụng võ đạo chi tâm phía sau lại có không tầm thường phản ứng cùng tốc độ có thể nói là một cái thịt trang chiến sĩ một cái thích khách bị thịt trang chiến sĩ chọc mặt vốn là không dễ chịu Huống chi cái này thịt trang chiến sĩ còn nắm giữ cái này hình ý quyền loại này tiên truy bách luyện tiến công kỹ năng bởi vậy khiếu phong hổ bị a bảo cận thân về sau trong lúc nhất thời chỉ có chống đỡ lực lượng lông tóc cơ hội phản kích chỉ chốc lát sau khiếu phong hổ liền bị a bảo liên tiếp đập chúng mấy trường chẳng như tuyết trên thân thể cũng bị a bảo hung móng tìm kiếm ra mấy đạo vết máu nhìn xem khiếu phong hổ rơi vào hạ phòng quan chiến học sinh đều kinh ngạc đến há to miệng đe dọa không có, có hiệu quả sao vừa rồi thực thiết thú giống lên một tiếng vì cái gì lớn như vậy giả dối a khiếu phong hổ vậy mà rơi vào hạ phong cái kia thực thiết thú không phải người đóng vai a nhất quyền nhất cước đùa bỡn thật trôi chạy a a bảo dùng chính là võ thuật sao phía trước ta còn không tin tiến nguyên sắc mặt nghiêm nghị đối một bên tô hân nói vẫn là ngươi cái này lão sư đối học sinh hiểu khá rõ vậy mà thật làm cho ngươi nói chúng hiện tại kết quả thật đúng là không nhất định tô hân trên mặt không có chút nào đoán đúng kết quả vui sướng lúng túng nói may mắn đoán đúng mà thôi ta cũng không có nghĩ đến trần văn thực thiết thú lợi hại như vậy càng không có nghĩ tới khiếu phong hổ đe dọa lại bị phá giải tiến nguyên lắc đầu nói cũng không có bị phá giải thực thiết thú cái kia âm thanh gầm rú không có bất kỳ cái gì lực công kích chỉ là khiếu phong hổ lần đầu tiên nghe được bị dọa cho sợ rồi mà thôi bất quá có thể có hiệu quả một lần liền đã đủ rồi tô hân phụ họa gật gật đầu tại như vậy mấu chốt tranh tài bên trong có hiệu quả một lần xác thực đầy đủ một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước minan phải làm sao để chương năm mươi hai a bảo đánh hổ điểm tích lũy bốn mươi điểm tích lũy ba mươi bảy điểm tích lũy bốn mươi lăm liên tiếp không ngừng hệ thống nhắc nhở âm thanh tại trần văn bên thai vang lên nhưng giờ phút này trần văn cũng không dám phân thần đi nhìn hệ thống điểm tích lũy cứ việc a bảo chiếm thượng phong nhưng đối chiến tràng bên trên chiến đấu không hề sáng tỏ bằng vào nhanh nhẹn tốc độ phản ứng khiếu phong hổ tại a bảo kín không kẽ hở trong công kích lặp đi lặp lại hồi ngày liên tính thỉnh thoảng có tranh né không xong công kích khiếu phong hổ cũng có thể dùng phòng ngự khá mạnh sau lưng các bộ vị ngày tháng bởi vì tạm thời chưa từng học qua cường đại sát chiêu cho nên a bảo công kích đối khiếu phong hổ tạo thành tổn thương không hề trí mạng cái này dẫn đến khiếu phong hổ mặc dù rơi vào hạ phong lại một mực bảo trì có lật tung cục diện năng lực bởi vậy tại trọng tài không có tuyên bố kết quả cùng với khiếu phong hổ không có ngã phía trước trần văn không dám có chút buông lỏng đồng thời hắn còn tại trong lòng khuyên bảo a bảo lưu hai phần lực cẩn thận khiếu phong hổ cắn xé cùng vung đôi a bảo nghe đến trần văn chỉ lệnh trong lòng nhỏ kiêu ngạo lập tức tiêu tán cẩn thận mấy phần bên kia phó vân phi cuối cùng từ liên tiếp ngoài ý muốn bên trong hồi phục thần trí đáng ghét bị hắn coi là rác rưởi sùng thú giờ phút này vậy mà đang bạo nệ lấy nhà mình khiếu phong hổ cái này để phó vân phi sắc mặt trở nên kém không gì sánh được nhưng hắn vẫn là cố nén lửa giận cẩn thận quan sát đến ngay tại kịch chiến khiếu phong hổ cùng bạo lực hùng Bị thực thiết thú cận thân Khiếu Phong Hổ có chút bối rối, chỉ có thể mệt mỏi tiến hành né tránh, lúc này nhất định phải hắn cái này ngự thú sư cho cung cấp trợ giúp. Rất nhanh, Phó Vân Phi ánh mắt sáng lên, hắn là Khiếu Phong Hổ tìm tới phương pháp. Khiếu Phong Hổ, sử dụng vung đôi. Nghe đến Triệu Hoán sư chỉ huy, Khiếu Phong Hổ ánh mắt ngưng lại. Tại né tránh rơi a bảo một cái phách quyền về sau, Khiếu Phong Hổ trực tiếp nhảy lên quanh người, sau đó trực tiếp điều động linh khí rót vào cái đuôi bên trong. Trong khoảnh khắc, Khiếu Phong Hổ mềm mại con cái đuôi thẳng tắp dựng thẳng lên, sau đó trên không nó vung vẩy giống như côn sắt đồng dạng cái đuôi bổ về phía a bảo đầu nhìn thấy khiếu phong hổ phản kích tiền nguyên khẽ gật đầu nói xem ra phó vân phi đã lấy lại tinh thần trận này đối chiến còn chưa đi xa mặc dù trần văn thực thiết thú bằng vào đặc thù gầm rú kỹ năng chiếm được tiên cơ nhưng hắn cảm thấy chỉ cần khiếu phong hổ đứng vững góc chân còn có thể bằng vào thực lực cường đại nịch chuyển thế cục một bên các lão sư vừa định vụ họa gật đầu liền thấy mập mạp a bảo linh hoạt quay người đi qua trần văn nhắc nhở a bảo đối với khiếu phong hổ cái đuôi mười phần quan tâm cho nên khiếu phong hổ cái này đột nhiên tập kích cũng không có để nó kinh hoàng Hiu chỉ thấy nó dưới chân nhẹ nhàng xê dịch một bước, thân thể có chút một bên, khiếu phong hổ đánh xuống gậy sắt cái đuôi liền theo trước mắt của nó quét xuống, chỉ có kình phong gợi lên nó trên bụng lông tơ. bành khiếu phong hổ cái đuôi giống như côn sắt đồng dạng nện trên mặt đất, đem sân huấn luyện gạch đá đập ra vài vết rách. có thể nghĩ cái này công kích nếu như chắc chắn sẽ tạo thành hậu quả như thế nào? cơ hội nhìn thấy khiếu phong hổ nhảy lên sử dụng vùng đuôi nháy mắt, Trần Văn Ánh mắt sáng lên, vội vàng chỉ huy nói: A Bảo bắt lấy cái đôi A Bảo nghe vậy, không chút nghĩ ngợi túi người trộm tới mới từ trước mắt mình quét xuống khiếu phong hổ cái đuôi. khiếu phong hổ cẩn thận cái đuôi phó vân phi vội vàng cảnh báo nhưng mà khiếu phong hổ đang từ trên không rơi xuống đang đứng ở lực cũ đã hết lực mới chưa sinh thời gian căn bản không kịp làm ra phản ứng liền bị a bảo bắt lấy cái đôi ha ha nhìn thấy a bảo bắt lấy khiếu phong hổ cái đôi trần văn Nghết miệng cười to nói a bảo nga nó Nào. gầm thét một tiếng a bảo gắt gao bắt lấy khiếu phong hổ cái đôi đột nhiên phát lực bị níu lại cái đuôi khiếu phong hổ cảm thấy hoa cúc xếp chặt vừa hạ xuống liền liền vội vàng quay người hướng a bảo đánh tới chuẩn bị ra sức đánh cược một lần đáng tiếc là khiếu phong hổ còn chưa kịp phản kích nó xương đuôi bộ vị liền chuyển đến đau đớn một hồi sau đó cả người nó lại lần nữa rời khỏi mặt đất ngay sau đó mới vừa cảm giác cùng mặt đất càng ngày càng xa khiếu phong hổ đ nhiên cảm giác mặt đất nhanh chóng tiếp cận đầu của mình vê anh khiếu phong hổ đầu cùng mặt đất làm thân mật tiếp xúc sau đó cả người nó nặng nề mà nệ đến đối chiến tràng trên mặt đất phát ra tiếng vang to lớn nhìn xem khiếu phong hổ bị lôi cái đuôi nệ đến trên mặt đất không ít người dọa đến hút mạnh ngụm khí lạnh tim đập cũng không khỏi trận một nhịp thiên nguyên sắc mặt đỏ lên xem như ở đây tư lịch sâu nhất ngự thú sư hắn mới vừa làm ra dự đoán liền bị đánh mặt cái này để hắn hận không thể tìm hang chui xuống dưới bất quá mọi người giờ phút này đều ngu ngơ nhìn về phía trong sân huấn luyện cũng không ai quan tâm dự đoán bị đánh mặt tiền nguyên đối với dạng này kết quả ở đây không có người có khả năng tưởng tượng ra được trên sân khiếu phong hổ hoa mắt thân thể giống như tan ra thành từng mảnh một dạng tiếp nhận đại lực lôi kéo xương đôi chỗ cũng liên tiếp không ngừng chuyển đến đau đớn bởi vì phó vân phi không có phát ra đầu hàng khiếu phong hổ còn tại cố gắng dãy rủa đứng lên trong miệng phát ra tiếng giống trở nên có chút thế thảm điểm tích lũy năm mươi hai điểm tích lũy ba mươi bảy điểm tích lũy bốn mươi sáu liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh ở bên thai vang lên trần văn để a bảo tạm thời ngừng công kích nhìn xem sắc mặt âm trầm phó vân phi lại liếc mắt hơi yên tĩnh chẳng diện trần văn nói khiếu phong hổ đã lâu bị thương không nhẹ nhận thua đi hắn kỳ thật có thể để a bảo tiếp tục ngã khiếu phong hổ mấy lần đem hắn ngã ra cái nào chấn động nhưng cái này cuối cùng chỉ là một chàng tranh tài mà thôi trần văn không muốn làm như thế tuyệt đây cũng không phải đối phó vân phi khoan dung độ lượng chỉ là dưới sân đều là đồng học hắn làm như vậy khẳng định sẽ để cho những bạn học khác có chút chẳng ghét ngoài ra hắn nhìn thấy lữ đông kim linh hầu ánh mắt đã nhìn chăm chú đến a bảo trên thân cũng đã làm tốt ngăn lại chuẩn bị nhìn thấy trần văn chủ động dừng tay lữ đông từ bỏ can thiệp tranh tài ý nghĩ đem ánh mắt nhìn về phía bên kia phó vân phi nhưng mà phó vân phi nghe đến trần văn chiêu hàng lại cảm giác mười phần trói thai hắn tiếp thụ không được khiếu phong hổ vậy mà đánh không lại không quan trọng một cái rác rưởi bản thổ sùng thú hung hăng nhìn chằm chằm trần văn một cái phó vân phi sắc mặt giữ tợn đứng đối nhau lên khiếu phong hổ phát ra chỉ lệnh khiếu phong hổ cắn xé nghe đến chỉ lệnh đầu còn hỗn loạn khiếu phong hổ đối bên cạnh thực thiết thú đánh tới miệng to như chậu máu nhắm ngay thực thiết thú cái cổ khoảng cách gần như thế nếu là trạng thái đang tốt khiếu phong hổ trên cơ bản không có mấy cái đồng cấp sùng thú có thể tránh né từng chiếm được hắn cắn xé đáng tiếc là khiếu phong hổ thời khắc này trạng thái cũng không tốt đầu hôn loạn nó thậm chí đều không liếc chính xác cả a bảo cái cổ mà a bảo mặc dù bị trần văn kêu dừng công kích nhưng trần văn cũng để cho nó bảo trì đề phòng bởi vậy đối mặt khiếu phong hổ cái này đột nhiên tập kích a bảo nhẹ nhõm tranh thoát nhìn thấy khiếu phong hổ tập kích trần văn sắc mặt không vui lắc đầu trong lòng lại cười nghiêng ngửa. thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi đi tới a trần văn mặt mang sắc mặt giận dữ nói a bảo giải quyết nó đi a bảo nhẹ gật đầu trực tiếp lần thứ hai vung vẩy khiếu phong hổ nặng nề mà nện trên mặt đất sau đó nó buông xuống khiếu phong hổ cái đôi nhảy lên đặt ngông ngồi xuống khiếu phong hổ bên trên giang giác kèm theo một tiếng xương đứt gây giòn vàng mắt nổi đom đóm khiếu phong thống khổ gào thét một tiếng sau đó trực tiếp miệng phun tụ huyết ngã ngất đi lữ đông có khả năng ngăn lại nhưng hắn lựa chọn bỏ mặc phương nổ đông triết lý cuộc sống lột sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càn quét đến đó cười mịn chương 53, cái thứ 6 danh ngạch. nhìn xem miệng phun tụ huyết khiếu phong hổ dưới sân lần thứ hai rơi vào yên tĩnh sau đó là từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh mặc dù không nghe thấy khiếu phong hổ xương đứt gây âm thanh nhưng so sánh xuống a bảo tròn vo dáng người cùng với khiếu phong hổ hơi có vẻ vòng eo thon tất cả mọi người có thể hiện tượng được đến khiếu phong hổ chịu thương nặng cỡ nào hồ toàn khắp khuôn mặt là không thể tin từ khi tuần trước rút thăm về sau hắn vẫn chờ mong trận đấu này chờ mong phó vân phi có khả năng vì chính mình báo thủ nào nghĩ tới phó vân phi chẳng những không có tàn nhẫn đánh bại trần văn ngược lại bị trần văn tàn nhẫn đánh bại nhìn xem khiếu phong hổ trắng như tuyết da lông bên trên nhiễm máu tươi hắn vẫn là không dám tin tưởng phạm thai lục đoạn hy hữu siêu phạm tiềm lực khiếu phong hổ vậy mà bại bởi phạm thai ngũ đoạn bản thổ thú đừng nói hắn không nghĩ ra ở đây học sinh cùng các lão sư đều không nghĩ ra bất quá cái này không hề gây trở ngại các học sinh là người thắng gieo họ hạ hùng phản ứng đầu tiên không đợi tranh tài kết thúc hắn liền không kịp chờ đợi phá âm hô lớn a bảo rất châu hạ hùng hô to để mọi người hồi phục thần trí sau đó nhộn nhịp là trần văn gieo họ nhìn tận mắt hắc mãng đi tập tất cả mọi người rất hưng phấn những cái kia đi qua a bảo bữa sáng lớp mười một thú ban đồng học càng là cảm giác cùng có vinh yên vậy mà thắng a bảo rất châu a bảo biết võ không ai ngăn nổi nhìn thấy trên đài thực tiết thú rồi sao ta đi qua nó bữa sáng ta cũng đi qua ta sờ qua bụng của hắn ta sờ qua lỗ thai của hắn vậy thì thế nào ta còn sờ qua nó đối chiến tràng bên trên lữ đông cuối cùng tuyên bố đối chiến kết quả trận thứ tư đối chiến bởi vì khiếu phong hổ không cách nào tiếp tục tranh tài cho nên trần văn cùng hắn thực thiết thú lấy được thắng lợi trọng tài mới vừa tuyên bố xong đối chiến kết quả a bảo liền buông ra khiếu phong hổ sau đó hai cái mặc áo khoác trắng nhân viên y tế nhanh chóng đem khiếu phong hổ đặt lên cáng cứu thương nhanh chóng mang đến phòng y tế phó vân phi cắn răng phẫn hận nhìn trần văn một cái sau đó mới đi theo phòng y tế đối với phó vân phi ánh mắt cựu hận trần văn cảm thấy im lặng từ đầu đến cuối đều không phải hắn gây sự tốt ta à. lắc đầu trần văn chạy trình diện bên trong đem a bảo bế lên a bảo làm tốt lắm buổi tối mời ngươi ăn cơm giang trứng mặc dù còn không có nhìn hệ thống điểm tích lũy nhưng nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm thanh liền biết cái này sóng thu hoạch sẽ không nhỏ có thể thỉnh thoảng xa xỉ một cái no Nghe đến buổi tối có thể ăn thần cấp cơm giang trứng a bảo dưới lơi nước miếng hưng phấn đến cực kỳ từ lần trước đến qua cơm giang trứng về sau nó liền nhiều lần hỏi nhà mình ngự thú sư có thể là trần văn lấy hắn không đủ cố gắng là nguyên nhân không cho nó mua cơm giang trứng ăn nghĩ không ra đối chiến thắng lại có chuyện tốt như vậy ngao hưng phấn mà hống lên một tiếng a bảo chuyển động tròn căng con mắt nhìn về phía bốn phía sùng thú ai nha đánh thắng bọn họ không thể được bỏ đi a bảo suy nghĩ trần văn giống như ba ba có nhi tử đồng dạng đem a bảo ôm đến trên bả vai mình khiến nó đi xuống đối chiến tràng vừa tới đến phía dưới tất cả mọi người xuống tới cả đám đều đối trần văn phát ra chúc mừng lớp mười một ngự thú ban nuôi nâng qua a bảo đều nhộn nhịp cùng a bảo phất tay dùng cái này biểu hiện ra chính mình từng là a bảo chăn nuôi nhân viên trong đám người thu hoạch được một đợt điểm tích lũy đợi đến cuối cùng một chàng tranh tài bắt đầu về sau trần văn mới đưa a bảo thu hồi ngự thú không gian mặc dù như thế trần văn vẫn là cảm giác được thỉnh thoảng có ánh mắt quét đến trên người mình tại có a bảo treo lên đánh khiếu phong hổ sáng tạo mà ra cái này rung động bóng ma bên dưới trên sân coi như đặc sắc chiến đấu liền có vẻ hơi ưu ám không sáng nhìn xem xung quanh thỉnh thoảng quét tới ánh mắt hạ hùng cười nói a văn ngươi nổi danh nhà trần văn núi vai, cười nói không có cách ai kêu ta chính là xuất sắc như thế liền tính nút ở trong đám người cũng là như thế đến sặc sỡ lóa mắt lý tư vũ nghe vậy suy cười một cái nói ngươi thật tự luyến a chu tiểu Mạn nói ngươi cho rằng người khác tại nhìn ngươi Bọn họ chỉ là muốn nhìn A Bảo mà thôi." Lâm Vân hiếm thấy mở miệng nói, "A Bảo xác thực lợi hại, ta vốn cho rằng tạm thời không có người có thể đỡ nổi Phó Vân Phi Khiếu Phong Hổ." Hạ Hùng nhẹ gật đầu, nói, "Khiếu Phong Hổ quá biến thái, liền tính đe dọa không có có hiệu quả, bằng vào thực lực cường đại cũng có thể chiến thắng Hùng Nhị Nói đến đây, Hạ Hùng là nhà mình sủng thú lo lắng, "Tam đệ lợi hại như thế, nhị đệ làm sao chấn chỉnh lại nhị ca huy nghiêm a?" Chu Tiểu Mạn cũng nhẹ gật đầu, đổi lại bọn họ gặp được Phó Vân Phi Khiếu Phong Hổ, đoán chừng chỉ có thất bại một đường. Mấy người nói chuyện phiếm ở giữa, cuối cùng một chàng bên thắng cũng xuất hiện sùng thú chủng tộc kỹ năng đồng dạng chia làm cơ sở kỹ năng cao cấp kỹ năng cùng với áo nghĩa kỹ năng cơ sở kỹ năng phần lớn là sủng thú vận dụng thân thể bộ vị công kích kỹ năng như đánh ra trào kích cắn xé vung đuôi các kỹ năng bộ phận này kỹ năng là sủng thú dễ nhất thức tỉnh nắm giữ kỹ năng tại phàm thai cấp liền sẽ thức tỉnh nắm giữ uy lực chủ yếu dựa vào sủng thú tố chất thân thể cao cấp kỹ năng có rất nhiều cấp thấp kỹ năng diễn sinh có rất nhiều đối ngự sử linh khí ma pháp kỹ năng có thể là sủng thú huyết mạch kế thừa huyết mạch kỹ năng những này kỹ năng thường thường cần đại lượng linh khí cùng với cường tráng hơn thể phách bình thường cần sủng thú tiến vào siêu phàm cấp mới có thể nắm giữ đến mức áo nghĩa kỹ năng, cái này thường thường chỉ có sử thi cấp tiềm lực sủng thú mới có thể thức tỉnh, không những uy lực to lớn, nghe nói còn là sủng thú từ siêu phàm tấn cấp sử thi chìa khóa. Trở lại trong trận đấu, Phạm thai cấp sủng thú bởi vì linh khí thiếu thốn cùng với thân thể còn chưa trưởng thành hoàn toàn, chỉ có thể dựa vào đơn giản cơ sở kỹ năng đối chiến. Tại cái này một giai đoạn, tố chất thân thể tốt hơn sủng thú có khá lớn ưu thế, mà từ mục điều am hiểu là tinh thần nhiệm lực, bây giờ vẫn chưa tới phát huy nó ưu thế thời điểm, cuối cùng chỉ có thể tiếp nối thua ở tố chất thân thể tốt hơn kim linh hầu trên tay mà theo năm chàng đối chiến kết thúc lần này đối chiến xã tuyển dụng khảo hạch cũng tuyên bố kết thúc khảo hạch kết thúc về sau đối chiến xã chỉ đạo lao sư lữ đông xã trưởng phong suy tuyết cùng phó xã trưởng dương văn Hán cũng không trực tiếp tuyên bố thông qua khảo hạch danh sách mà là đến đi tới một bên nhỏ rộng trao đổi đang lúc mọi người nghi hoặc chuyện gì xảy ra thời điểm dương văn Hán cầm mịp dô đi tới huấn luyện trên đài tại tuần trước cùng hôm nay khảo hạch bên trong tham gia đối chiến xã tuyển dụng đồng học đều biểu hiện mọi phần hữu ích đi qua tổng hợp suy tính hiện tại tuyên bố thông qua khảo hạch học sinh danh sách lâm vân hạ hùng lý tư vũ trần văn cùng với trần sán mặc dù đã biết kết quả nhưng Trần Văn đám người nghe đến chính mình danh tự như cũng lộ ra nụ cười thật to. Gia nhập võ đạo xã, cái này sẽ để cho bọn họ ngự thú sư con đường đi đến càng thêm thuận lợi. Bất quá, Dương Văn Hán cũng không có thả xuống rô tiếp tục nói, ngoài ra, xét thấy Phó Vân Phi đồng học hữu dị biểu hiện, đối chiến xã đặc biệt tuyển chọn hắn tiến vào đối chiến xã. Nháy mắt, dưới sân ầm vang một mảnh. Không phải chỉ có 5 cái danh ngạch sao? Thất bại cũng có thể vào. Dựa vào cái gì a? À? Nhân ra sủng thú phàm thai lục đoạn, ngươi nói dựa vào cái gì? Còn không phải bị Trần Văn thực thiết thú hành hung? Không thể nào sẽ không thực sự có người cho rằng khiếu Phong Hổ không bằng Thực Thiết Thú A. Đối với Dương Văn Hán tuyên bố kết quả, có người đồng ý, nhưng cũng có người bày tỏ không phục. Trần Văn cảm thấy có chút chán ghét, nhưng cũng không có bởi vậy phát biểu ý kiến. Phó Vân Phi khiếu Phong Hổ thực lực sát thực cường đại, lại không có nắm giữ những người khác tấn cấp danh lệch, nhân gia đối chiến xã đặc biệt tuyển chọn không có bất cứ vấn đề gì. Về sau, Trần Văn chờ thông qua khảo hạch người bị lưu lại, Phó Vân Phi cũng trước bị theo phòng điều trị kêu lên. Đơn giản chúc mừng xuống mọi người, Dương Văn Hán nói, xế chiều ngày mai sau khi tan học tại lớn phòng huấn luyện tập hợp. Sau đó, hắn liền tuyên bố giải tán ta cất dấu bi kiếp phản diện tại các ngươi mau tìm và ba chương năm mươi tư, chống chỗ chủ lực tất cả mọi người biết trần văn cùng phó vân phi không hợp nhau cho nên không có người đề nghị chúc mừng một phen quan hệ tốt chúc mừng lẫn nhau một phen sau đó liền ai về nhà đấy trên thực tế trần văn cũng không có tâm tư cùng các bạn học đi chúc mừng chỉ muốn nhanh tìm thời cơ nghiên cứu một chút nhà mình hệ thống chiến thắng phó vân phi về sau hắn liền thành tiêu điểm bên cạnh một mực có người tìm hắn nói chuyện phiếm sau đó lại là bị lưu lại giảng giải đối chiến xã sự tình, hắn một mực không có tìm được cơ hội nhìn xem hệ thống có thay đổi gì nhưng mà hắn vừa đi ra lớn phòng huấn luyện còn không có cùng hạ hùng phân biệt liền bị hai cái xa lạ đồng học ngăn cản trần văn nghi ngờ nói các ngươi là hạ tiểu vũ sắc mặt có chút hưng phần nói ta gọi hạ tiểu vũ hắn là giang vân vừa rồi ngươi sùng thú sử dụng chính là võ thuật A. À. thật lợi hại giang vân im lặng bưng kín mặt mình làm sao còn tự bạo tính danh thật sự không sợ bị tố cáo sao Ê! trần văn sửng sốt một chút sau đó gật đầu nói không sai làm sao vậy ta muốn hỏi ngươi thực thiết thú võ thuật là từ đâu học Hạ tiểu vũ nói ta đặc biệt muốn học võ có thể là báo danh mấy nhà võ quán cảm giác bọn họ dạy đều là khoa chân mua tay bởi vì danh tự cùng cổ đại bá vương chỉ có kém một chữ hắn từ trước đến nay khoe khoang tiểu bá vương từ nhỏ đến lớn báo các loại cách đấu câu lạc bộ cùng với võ quán đáng tiếc là hắn gia nhập võ quán đều không thế nào dạy công phu thật nhìn thấy a bảo sử dụng hình ý quyền hành hung khiếu phong hổ hắn lập tức phân biệt ra được đây không phải là trước đây huấn luyện viên dạy khoa chân múa tay cho nên đặc biệt lưu lại chắn trần văn trần văn trên dưới đánh giá hạng tiểu vũ cái này ra hỏa thân cao còn cao hơn chính mình nửa cái đầu cùng hạ hùng không sai biệt lắm thân cao bất quá thân hình so hạ hùng gậy một chút thoạt nhìn có chút khỏe đẹp cân đối hiện nhiên bình thường thường xuyên tập thể dục có chút học võ nội tình trần văn trả lời võ thuật của ta là tại thanh hà hình ý quyền quán học tập bọn họ quán chủ là có công phu thật chính là học phí có chút quý lâm vũ hộ khách chủ yếu đều là ngự thú sư cho nên thu phí so phổ thông võ quán quý thật nhiều hạng tiểu vũ xua tay nói dù sao cũng là dạy công phu thật có thể lý giải hắn hỏi cũng không hỏi giá cả hiển nhiên cũng là chó nhà giàu đang trò chuyện giang vân bỗng nhiên nhẹ nhàng đẩy xuống hạng tiểu vũ sau đó chỉ chỉ nơi xa đi tới lao sư hạng tiểu vũ thấy thế vội và nói chúng ta có việc liền đi trước hóa thành nói xong hai người bọn họ liền đeo cặp sách hốt hoảng mà chạy hạ hùng kinh ngạc nói ngươi hai cái này tiểu phan hâm mộ làm gì chứ tiểu phan hâm mộ trần văn lắc đầu nói đây coi là cái gì phèn hâm mộ a à? hẳn là chạy tới nhìn lén tranh tài lớp mười học đệ ngự thú giáo khu liền hai cái ban học sinh lớp mười hai người hắn nhận không được đầy đủ nhưng cũng có thể nhìn ra hai người là khuôn mặt xa lạ Chắc không được hạ hùng bừng tỉnh lữ đông trong văn phòng nhìn trước mắt cái này nhất làm chính mình tiêu ngạo học sinh lữ đông hỏi đã đặt trước tốt vé máy bay rồi sao phong suy tuyết trả lời đặt trước tốt lần sau trở về trường đoán chừng là tốt nghiệp thời điểm dạng này cũng tốt Lữ Đông nhẹ gật đầu, cười nói, ủy khuất một cái chức nghiệp cấp ngự thú sư tiếp tục ở tại Cao Trung một năm xác thực quá mức lãng phí. Không ủy khuất. Phong Suy Tuyết lắc đầu nói, Cao Trung bên trong chức nghiệp cấp ngự thú sư lại không chỉ một mình ta. Lữ Đông xem thường, nói, bọn họ đều là lớp 12 hai học kỳ hai tiếp cận thi đại học mới tấn cấp, so ngươi có thể kém xa. Còn có lớp 11 một liền tấn cấp chức nghiệp cấp đây này. Lữ Đông nghe vậy cười, lắc đầu nói, cũng liền ngươi muốn cùng loại kia yêu nghiệt so. Phương Đông giác khế ước cái thứ nhất sủng thú có thể là sử thi cấp tiềm lực lam diễm chính vượng. Phong Suy Tuyết không nói gì thêm, hắn không hề cho rằng chính mình yếu tại Phương Đông giác Dừng lại phong suy tuyết xin lỗi nói ngài hao tâm tổn chi phí sức dạy bảo ta một năm có thể nên ra thành tích thời điểm ta lại lâm trận bỏ chạy lữ đông ngắt lời hắn nói đây coi là cái gì lâm trận bỏ chạy à, ngươi được đến kinh đại cử đi danh ngạch cũng coi như thành tích của ta đến mức cả nước giải thi đấu dừng lại lữ đông cảm khai nói dựa vào một hai người là đi không xa thanh hà nhất trung quy mô không lớn thế cho nên một trường học chỉ có năm sáu mươi cái ngự thú ban học sinh Ma kinh đô thượng hải các thành phố lớn một chút cao giáo ngự thú ban học sinh nhiều đến mấy trăm người dưới tình huống như vậy thiên tài hiện lên đôi chiến xã thực lực tự nhiên nước lên thì thuyền lên phong suy tuyết gật đầu đồng ý cả nước cao trung học sinh ngự thú đối chiến giải thi đấu chế độ thi đấu càng có khuynh hướng đoàn thể người có thể phát huy tác dụng không nhiều lữ đông đông như nói nói lên cả nước giải thi đấu người đi lần này liền để cho ta một nan đề à chủ lực danh ngạch sao phong suy tuyết suy nghĩ một chút đề nghị ta cảm giác học sinh mới năm nay rất không tệ hai người sóng vai đi ra trường học sau đó ai về nhà lấy ngồi xuống xe buýt phía sau vị trí trần văn không kịp chờ đợi mở ra hệ thống nhìn về phía giao diện thuộc tính ký chủ trần văn cấp bậc ngự thú sư học đồ thiên phú trói buộc võ đạo tri tâm sùng thú thực thiết thú điểm tích lũy 7631 7631 nhìn thấy điểm tích lũy trên lan can chữ số Trần Văn kích động trái tim thùng thùng trực ngày bất quá nghĩ đến cái này đều không đủ mua năm bàn cơm giang trứng Trần Văn nháy mắt liền tỉnh táo hạ hạ tới tuần trước vì để cho A Bảo thăng cấp hắn kém chút tiêu hết tất cả điểm tích lũy cuối tuần tại phòng nuôi thú cùng võ quán quét hai nhóm mới nắm giữ hơn một 000 điểm tích lũy cho nên hôm nay trận đấu này kiếm được sáu 000 tạ hữu điểm tích lũy hơn sáu điểm tích lũy điểm tích lũy so tuần trước không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi hẳn là người so tuần trước nhiều một chút Trần Văn đơn giản phân tích xuống lần này thu hoạch được sáu ngàn điểm tích lũy nguyên nhân. Đầu tiên chính là nhiều người. Hôm nay ngự thú giáo khu lão sư cùng đồng học cơ bản đều đến quan chiến, còn có một chút hạng tiểu vũ đệ tử như vậy trộm cắp quan chiến, cái này để Trần Văn thu hoạch điểm tích lũy nơi phát ra tăng nhiều chút. Thứ nhì Trần Văn cho rằng là đối thủ nguyên nhân. Đối thủ cường đại để A Bảo thủ thắng lộ ra càng thêm hiếm thấy, để khán giả càng thêm khiếp sợ, cho nên thu được càng nhiều điểm tích lũy. đương nhiên ở trong đó khẳng định còn có nguyên nhân khác, nhưng Trần Văn không có tiếp tục truy đến cùng dù sao hệ thống điểm tích lũy là nhìn người khác khiếp sợ cảm xúc loại này duy tâm đồ vật hắn muốn nghiên cứu cũng không cách nào nghiên cứu hơi phân tích xuống điểm tích lũy nơi phát ra trần văn đem ánh mắt chuyển qua hệ thống giao diện làm hắn thất vọng là lần này hệ thống cũng không có cái gì mới tăng công năng thương thành cũng không có mới tăng hàng hóa thấy thế trần văn tại hệ thống mua một đĩa thần cấp cơm giang trứng phía sau liền đóng lại hệ thống trên thực tế nếu không phải đáp ứng a bảo trần văn liền cái này một tám trăm tám mươi điểm tích lũy cũng không nguyện ý sử dụng hệ thống rút thưởng không tính đáng tin cậy mặc dù phía trước rút đến đồ tốt nhưng hắn nhưng không tin hệ thống mỗi lần đều có thể ra đồ tốt nếu là rút một ngàn thời điểm trực tiếp liền đến năm cái cảm ơn hân hạnh chiếu cố trần văn sợ chính mình lúc này vỡ ra hệ thống thương thành bây giờ chỉ có thần cấp cơm giang trứng cùng nhân sâm núi khác nhau vật phẩm có thể mua sắm cái trước ngoại trừ ăn ngon không có cái gì dùng cái sau ngược lại là nắm giữ không sai dinh dưỡng nhưng bây giờ trần văn phụ cấp có thể lên mạng mua sắm sơ cấp dịch dinh dưỡng sau khi suy tính trần văn quyết định tạm thời không sử dụng điểm tích lũy nếu thử tích lũy đến một vạn nhìn xem có thể hay không giải tỏa hệ thống mới công năng hắn nghiên cứu xuống hệ thống một điểm tích lũy thời điểm hệ thống ra rút thưởng hệ thống xuất hiện hệ thống thương thành thời điểm đại khái là điểm tích lũy đột phá một ngàn thời điểm dựa theo chờ so dãy số lần tiếp theo mới tăng công năng khả năng là điểm tích lũy đến một vạn thời điểm hắn hiện tại đã tiến vào đối chiến xã trong thời gian ngắn cũng không cần tiêu phí điểm tích lũy hoàn toàn có thể tích lũy một vạn điểm tích lũy đến lúc đó liền tính không có giải tỏa mới công năng cũng có thể đến một đợt mới liên rút đến lúc đó hẳn là có cái giữ gốc phần thưởng a chương năm mươi cả nước giải thi đấu hôm sau tan học tại các bạn học ánh mắt hâm mộ bên trong trần văn chờ sáu người vội vàng thu thập xong cặp sách lần lượt rời phòng học mặc dù sáu người cần lưu lại huấn luyện nhưng tại tương lai có hy vọng thời điểm ai sẽ muốn trực tiếp nằm ngửa đâu trần văn đám người cũng vai đi vào lớn phòng huấn luyện nháy mắt liền hấp dẫn mấy đạo ý vị không rõ ánh mắt trần văn cảm thấy người khác nhìn chăm chú cũng nhìn lướt qua lớn phòng huấn luyện chống trải lớn trong phòng huấn luyện không có mấy người ngoại trừ vừa tiến vào lớp mười một sáu người bên ngoài vậy mà liền chỉ có ba tên ngay tại làm nóng người đối chiến xã thành viên nhìn thấy mấy người đến phía trước chủ trì thứ nhất thứ hai vòng khảo hạch học trường đi tới này trần văn hạ hùng ta là lớp mười hai trương đức vượng sau này chúng ta chính là đối chiến xã chiến hữu Trương Đức Vượng làn da trắng nõn, ngũ quan đoan chính, duy nhất thiếu sót chính là dinh dưỡng đầy đủ điểm. Bất quá mượt mà gò má cho hắn thêm mấy phần nhu hòa, để người một cái liền sinh ra mấy phần hảo cảm. Mọi người nhộn nhịp cùng Trương Đức Vượng lên tiếng chào, giới thiệu xuống chính mình danh tự. Trần Văn Hiếu kỳ nói, đối chiến xã cứ như vậy mấy người sao? Trương Đức Vượng lắc đầu, nói, còn có xã trưởng cùng phó xã trưởng đây. Nói như vậy, thăng thêm chúng ta cũng chỉ có mười một người. Trương Đức Vượng gật đầu nói, không sai, phía trước danh ngạch một mực kẹp lấy mười người, bất quá đối chiến xã cũng mới xây dựng không mấy năm, có biến hóa rất bình thường. Trần Văn nghe vậy tiếp tục hỏi đức vượng ca có thể cho chúng ta nói một chút đối chiến xã sự tình sao trương đức vượng cười nói cái này cũng không cần ta nói đợi lát nữa lữ lao sư sẽ cho các ngươi nói đang nói lữ đông cùng dương văn hán cùng đi đi vào tất cả mọi người tập hợp theo lữ đông hồ nào rơi xuống đối chiến xã tất cả thành viên đều nhanh nhanh đứng ở lữ đông trước mặt hắn mặc một thân áo ngăn ngăn tay lộ ra màu đồng cổ làn ra cùng từng cục bắp thịt thoạt nhìn là có khả năng cùng hồ gấu vật lộn ngon nhân lại phối hợp hắn ăn nói có ý tứ gương mặt kia mọi người nháy mắt cảm thấy áp lực dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem hắn trầm mặc nhìn xung quanh mọi người một vòng về sau lữ đông nói trước tuyên bố một việc phía trước đối chiến xã xã trưởng phong suy tuyết tấn cấp chức nghiệp cấp ngự thủ sư thu hoạch được kinh đại cử đi danh lệch, tạm thời xin phép nghỉ tạm nghỉ học sau này từ dương văn hãn tiếp nhận xã trưởng chức vụ lữ đông vừa mới nói xong phía dưới mọi người nháy mắt xôn sao một mảnh đậu phộng, không hổ là xã trưởng rất châu a mặc dù biết xã trưởng sẽ bị cử đi nhưng không nghĩ tới vừa mới vào cấp 3 liền bị cử đi xã trưởng đi vậy chúng ta làm sao bây giờ tiến tĩnh lữ đông hét lớn một tiếng ngăn lại kích động lớp mười mấy tên thành viên sau đó nói lớp mười có thể giải tán dương văn hãn ngươi tổ chức xuống bọn họ huấn luyện phải." Dương Văn Hán nhẹ gật đầu. Lớp 12 mấy người tại Dương Văn Hán dẫn đầu xuống rời đi về sau, Lữ Đông quét mắt mọi người. "Đầu tiên chúc mừng các ngươi gia nhập đối chiến xã, xem như đối chiến chỉ đạo lão sư, ta thật hân hạnh gặp người mới gia nhập." Ngoài miệng nói xong chúc mừng, nhưng Lữ Đông trên mặt lại không có chút nào vui mừng. "Bất quá các ngươi đừng cao hứng quá sớm, tiến vào đối chiến xã cũng không có nghĩa là các ngươi gối cao không lo, nếu như các ngươi huấn luyện bên trong không cố gắng, biểu hiện không tốt, như vậy ta cũng không ngại mời các ngươi rời đi, đem có hạn tại nguyên cho càng có tư cách người sử dụng." Mọi người nghe vậy, trong lòng không khỏi nổi lên một chút cảm giác nguy cơ sắc mặt đều nghiêm túc rất nhiều nhìn thấy mọi người vẻ mặt nghiêm túc lữ đông khẽ gật đầu một cái hắn chậm rãi tại trần văn đám người trước mặt dạo bước vừa đi vừa nói các ngươi biết đối chiến xã lai lịch sao không đợi mọi người trả lời lữ đông liền phối hợp giải thích ngự thú sư tồn tại ý nghĩa lớn nhất chính là đối phó ma thú ma thú chính là sùng thú không có bị ngự thú sư khế ớt sùng thú cao giáo cải cách phía sau nuôi dưỡng số lớn ngự thú sư nhưng những này ngự thú sư tiến vào bí cảnh phía sau lại không đáng trọng dụng bọn họ sùng thú tố chất rõ ràng so hoang dại ma thú Hiếu thắng nhưng thường xuyên bị hoang dại ma giết vì thế đối chiến khảo hạch những năm này đã bị đưa vào thi đại học khảo hạch phạm vi quốc gia càng là tiêu phí đại lực khí tổ chức cả nước cao trung học sinh ngự thú đối chiến giải thi đấu dùng cái này để dẫn dắt bầu không khí khích lệ học sinh mà đối chiến xã thành lập chính là vì tuyển chọn bồi dưỡng ưu tú ngự thú sư tới tham gia cả nước cao trung học sinh ngự thú đối chiến giải thi đấu đối chiến xã chủ lực thành viên sẽ tổ đội đại biểu thanh hà nhất trung dự thi cả nước cao trung học sinh ngự thú đối chiến giải thi đấu nghe lấy trận đấu này danh tự trần văn sáu người đều có chút hưng phấn cùng kích động trong mắt lóe ra hóng ánh ánh sáng nghe xong danh tự liền biết cái này thi đấu sự tỉnh cao cấp tất nhiên là vạn chúng chú mục sân khấu trần văn tỏ mỏ giơ tay lên lữ đông nhìn thấy hỏi có vấn đề gì sao trần văn nghi ngờ nói theo lý thuyết cái này thi đấu sự tỉnh hẳn là rất nổi danh a à. vì cái gì ta chưa từng nghe qua ngươi chưa từng nghe qua cũng rất bình thường nói xong lữ đông giải thích nói cái này thi đấu sự tỉnh cũng không có thành lập bao lâu phía trước đều là giới hạn tại trong tỉnh không lên tv không cho trực tiếp theo cao trung ngự thú giáo khu cơ sở công trình càng ngày càng hoàn thiện dạy học tài nguyên càng ngày càng phong phú ngự thú sư càng ngày càng nhiều Quốc gia mới tổ chức cả nước giải thi đấu, năm nay mới là lần thứ tư. Trước đó, Trần Văn suy nghĩ xuống cái từ này, hưng phấn mà hỏi thăm, ý là hiện tại sẽ lên TV. Nhắc tới, hắn còn không có thử qua thông qua môi giới truyền bá, có thể hay không thu lấy điểm tích lũy đây. Nếu là nếu có thể, hắn leo lên cả nước giải thi đấu sân khấu đi không phải trực tiếp cất cánh. Lữ Đông nhìn thấy Trần Văn ánh mắt hưng phấn, cười nói, trong tỉnh là không có, nhưng đến cả nước giải thi đấu liền có trực tiếp, theo 64 cường bắt đầu không chỉ có internet trực tiếp, còn có truyền hình trực tiếp mà còn cả nước phần thưởng cho cuộc tranh tài phong phú, có hi hữu siêu phẩm sủng thú con non, cao giai minh tượng pháp cùng với kết sụt tiền thưởng. Ngoài ra đến cả nước giải thi đấu về sau, mỗi một trận đấu đều sẽ bị các đại cao giáo quan sát, chỉ cần biểu hiện xuất sắc, liền rất có thể giống như các ngươi học trường phong suy tuyết như thế thu hoạch được trọng điểm đại học cử đi danh lệch. Nghe lữ đông giới thiệu, trong mắt mọi người quang mang càng lớn. Trần Văn Nhất là ước mơ, ngoại trừ lữ đông giảng những này, hắn còn muốn bên trên cả nước giải thi đấu sân khấu kiếm lấy điểm tích lũy. Đón mọi người khát vọng ánh mắt, lữ đông tiếp tục nói. Cả nước giải thi đấu cấp tỉnh thi dự tuyển sẽ tại trung tuần tháng 11 mở rộng, bình thường đến nói các ngươi lớp 11 mới vào xã đến người học sinh sẽ theo đội quan chiến hấp thu kinh nghiệm, nhưng bởi vì Phong Suy Tuyết xin phép nghỉ rời đội, hiện tại thiếu một cái chủ lực đội viên. Nói đến đây, Lữ Đông ánh mắt chậm rãi đảo qua Trần Văn đám người con mắt, lắng nghe mấy người tăng thêm tiếng hít thở. Đây là cơ hội của các ngươi, tiếp xuống một tháng ta sẽ tăng lớn đối huấn luyện của các ngươi, để các ngươi đạt tới chủ lực đội viên trình độ, nhưng nếu như các ngươi không có đạt tới yêu cầu của ta. Dừng lại, hắn âm thanh lạnh lùng nói, lớp 12 vẫn là có mấy cái không sai người kế tục, cũng không cần các ngươi đi ném nhất chung mặt ta cất dấu bí kíp phản diện tại các ngươi mau tìm vào ba chương năm mươi sáu tinh thần lực kiểm tra giảng giải hoàn toàn quốc giải thi đấu công việc về sau lữ đông ngay sau đó liền dẫn đầu mọi người đi tới lớn phòng huấn luyện cái khác một cái phòng gian phòng này không lớn bên trong chỉ có một bàn một ghế dựa trên bàn có để đó một cái ba cấp đầu lính nón trụ kiểu dáng trang bị lữ đông giới thiệu nói đây là tinh thần lực dụng cụ đo lường có thể thông qua sóng điện não cùng với tâm tình chập trần đến đo đạt ngự thú sư học đồ lực lượng tinh thần cùng sùng thú phàm thai mười đoạn cùng loại ngự thú sư học đồ đẳng cấp cũng chia làm mười cấp đạt tới mười cấp liền mang ý nghĩa chỉ kém một cơ hội liền có thể trở thành chức nghiệp cấp ngự thú sư đáng tiếc là hiện tại kiểm tra đo lường tinh thần lực cần tiêu hao lộ ra thần thạch lực lượng mà lộ ra thần thạch chế tạo không nhiều cho nên cái này dụng cụ tương đối chân quý chúng ta trường học cũng chỉ có một cái còn không thể đại quy mô sử dụng cảm khái bên dưới hắn hỏi người nào trước đến thử xem mọi người nghe vậy kích động nhưng dính đến tinh thần trong lòng không khỏi lo lắng hạ hùng không tim không phổi trước tiên mở miệng chuẩn bị làm tiếp chuột bạch ta đến lữ đông nhẹ gật đầu để ngồi xuống sau đó đưa mũ giáp cho hắn đeo lên tập trung tinh thần quan tưởng xuống mánh hổ hình giáo dục bắt buộc quan tưởng hình có tám bước mánh hổ hình ở trong đó mặc dù không phải phức tạp nhất nhưng tuyệt đối xem như là khí thế đủ nhất quan tưởng hình hạ hùng sắc mặt trở nên nghiêm túc sau đó nhắm mắt bắt đầu quan tưởng một lát sau hô hấp của hắn trở nên nặng nề trên thân cũng có nhàn nhạt, nhạt như thế cùng lúc đó trên mũ giáp màu đen kính bảo hộ bên trên xuất hiện một cái dựng thẳng đầu sau đó là hai cái ba cái mãi đến trên mũ giáp xuất hiện năm cái dựng thẳng đầu mới ngừng lại được nhìn một hồi lữ đông nói có thể cấp năm hạ hùng nghe vậy tháo nón an toàn xuống hiếu kỳ nói lão sư thành tích này thế nào a à? còn có thể dừng lại lữ đông giải thích nói thức tỉnh thiên phú ít nhất cần đạt tới cấp bốn tinh thần lực khế ước sùng thú phía sau sẽ thu hoạch được một chút phản hồi cho nên học sinh lớp 11 một phần lớn đều là cấp bốn cấp năm tinh thần lực hạ hùng nhẹ nhàng thở ra lữ đông nói không sai cấp bốn cấp năm là phổ biến tình huống Trần sán cái thứ hai kiểm tra đo lường còn không bằng hắn chỉ là cấp bốn cái này để lữ đông nhữ mày tiếp lấy chính là lâm vân đo ra cấp năm tinh thần lực Trần sán thay thế thoáng có chút xấu hổ đem ánh mắt rời về phía không có đo trần văn ba người phó vân phi tự tin tiến lên khiếu phong hổ mặc dù không có tinh thần thiên phú nhưng hy hữu siêu phàm cấp sủng thú tinh thần lực vốn là không thấp được đến phản hồi hắn tinh thần lực không yếu đi nơi nào quả nhiên tinh thần lực của hắn đo ra là cấp năm thậm chí trên mũ giáp ngắn ngủi nhảy ra cái thứ sáu dựng thẳng đầu lữ đông trên mặt có tiểu ý nói nhanh đến cấp sáu gần nhất minh tưởng dùng điểm công phó vân phi khoe khoang gật gật đầu sau đó nhìn về phía trần văn cùng lý tư vũ làm hắn thất vọng là trần văn cùng lý tư vũ đối với cái này đều không có bất kỳ cảm giác gì đem hắn xem như không khí tại hắn bực mình thời điểm lý tư vũ tiến lên ngồi lên ghế tượng đem kín không kẽ hở mũ bảo hiểm đeo lên mũ bảo hiểm bao lại nàng khuôn mặt thanh tú lại nổi bật nàng ngạo nhân dáng người bên trong căn phòng mấy cái nam đồng học cũng nhịn không được liếc trộm vài lần lữ đông liếc mắt mấy người khẽ lắc đầu thật sự là quá trẻ tuổi không biết tình yêu nam nữ chính là ngự thú trên đường lớn nhất chướng ngại vật sao rất nhanh ánh mắt của mọi người chuyển qua mũ bảo hiểm bên trên trong bất chi bất giác trên mũ giáp kính bảo hộ bên trên đã xuất hiện năm cái dựng thẳng đầu sau đó xuất hiện cái thứ sáu cùng phó vân phi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất dựng thẳng đầu không giống cái thứ sáu dựng thẳng đầu lập lòe một chút vậy mà ổn định lại cấp sáu tinh thần lực lữ đông kinh ngạc lên tiếng một bên hạ hùng mấy người cũng bị kinh hại đến tại mọi người đều là bốn năm cấp tinh thần lực thời điểm lý tư vũ cấp sáu tinh thần lực lộ ra hạc giữa bể gà mà trần sán thì là bị đả kích đến bi phân nói ta thậm chí ngay cả nữ nhân đều không bằng sao vừa vạn tháo nón an toàn xuống lý tư vũ nghe vậy nhữ mày lại tức giận nói ngươi nói cái gì đó trần sán tự biết lỡ lời vội vàng nói xin lỗi nói ta nói lung tung lý tư vũ hừ một tiếng không cho hắn sắc mặt tốt nhìn lý tư vũ sau khi đứng dậy lữ đông khen tinh thần lực của ngươi thiên phú rất tốt cố gắng huấn luyện có cơ hội tại lên đại học phía trước tấn cấp làm ngự thú sư mọi người nghe vậy lúc này đối lý tư vũ ném đi ánh mắt hâm mộ phó vân phi thì là tâm tình phức tạp một phương diện vui sướng tại lý tư vũ ưu tú một phương diện lại không muốn lý tư vũ so với mình ưu tú trần sán tại lý tư vũ đo ra cấp sáu tinh thần lực về sau đành phải đem hy vọng cuối cùng ký thác vào trần văn trên thân thúc giục nói trần văn đến ngươi hạng chót hắn nhận nhưng hắn đáy lòng vẫn là hy vọng có người có thể bồi hắn hạng chót trần văn đoán được hắn ý nghĩ cười nói đừng suy nghĩ không có chờ mong liền không có thất vọng hắn gần nhất tu luyện sơ cấp minh tượng pháp bây giờ hai mươi bốn phù văn hắn đã có khả năng quan tưởng ra mười lăm cái phủ văn chỉ cần lại quan tưởng ra hai cái phủ văn liền có thể nắm giữ cao cấp vu sư học đồ tinh thần lực trong lòng hắn so sánh bên dưới ngự thú sư hẳn là cùng vu sư cần thiết tinh thần lực không sai bị lắm cao cấp vu sư học đồ đối ứng tiêu chuẩn thấp nhất hẳn là cấp bảy tinh thần lực hắn có thể quan tưởng mười lăm cái phủ văn hẳn là cấp sáu tiếp cận cấp bảy tinh thần lực trần sán không tin nói ai nói đến chính xác đâu phó vân phi nhếch miệng hắn không cho rằng khế ước bản thổ thú trần văn nắm giữ cường đại tinh thần lực lữ đông nói đừng nói nhảm nhanh kiểm tra đi trần văn nhẹ gật đầu ngồi xuống trên ghế sau đó đeo lên cái này kim loại mũ bảo hiểm đỡ thẳng mũ bảo hiểm về sau hắn cảm giác mi tâm của mình huyệt thái dương chờ vị trí rất nhanh đều nhận lấy một chút đẻ ép may mà chỉ có một ít rất nhỏ đau đớn kiểm tra không có vấn đề về sau trần văn bắt đầu nhắm mắt minh tưởng đi qua vu sư thế giới đặc thù phù văn rèn luyện Mánh hổ hình đối với trần văn đến nói chỉ là đơn giản thao tác chỉ chốc lát sau hắn liền tại chính mình thần hại một đám mây thượng tướng mãnh hổ hình vẽ đi ra trên mũ giáp kính bảo hộ bên trên vụ xuất hiện cái này đến cái khác dựng thẳng đầu rất nhanh liền có sáu cái hạ hùng kinh ngạc một chút vốn định là trần văn đánh cổn nhưng lại sợ quấy nhiều trần văn minh tưởng vội vàng che lại miệng mình lý tư vũ trong mắt lần thứ nhất xuất hiện vẻ kinh ngạc nàng không nghĩ tới trong lớp vậy mà còn có người tinh thần lực có thể cùng nàng so sánh nàng dùng minh tưởng pháp có thể so với phổ thông minh tưởng pháp cao cấp nhiều lữ đông thì là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng không nghĩ tới nhóm học sinh này chất lượng cao như thế mọi người đang trong lúc kinh ngạc lữ đông bỗng nhiên tại mũ bảo hiểm màu đen kính bảo hộ bên trên nhìn thấy nhảy ra cái thứ bảy dựng thẳng đầu Cấp 7. lữ đông con người thích chặt vội vàng tới gần tinh thần lực dụng cụ đo lường cẩn thận quan sát những người khác bị lữ đông che chắn đến lúc đó không thấy được cái này lập lòe hai lần liền biến mất dựng thẳng đầu lữ đông trong mắt xuất hiện vẻ chấn động nhìn hướng trần văn ánh mắt trở nên mười phần nhiệt liệt hắn không nghĩ tới phong suy tuyết rời khỏi về sau chính mình vậy mà còn có thể gặp được dạng này thiên tài trần văn tháo nón an toàn xuống nháy mắt liền bị trước mắt chừng to mắt lữ đông giật này mình đập sợ ở ngực trần văn im lặng nói lão sư ngươi làm cái gì lữ đông cưỡng chế vui mừng ngồi thẳng lên sắc mặt lạnh nhạt gật đầu nói không sai cấp sáu tinh thần lực cố gắng huấn luyện có cơ hội tại lên đại học phía trước tấn cấp làm ngự thú sư tiêu ngạo là thiên tài xa đoạn bắt đầu hắn không muốn để cho trần văn bị hủy cho nên đối trần văn dùng giống như lý tư vũ đánh giá suy yếu trần văn thành tích trần văn khẽ như mày hắn cảm thấy chính mình hẳn là tiếp cận cấp bảy tinh thần lực có lẽ máy kiểm tra không quá chuẩn xác ca trần văn như vậy nghĩ đến đem tinh thần lực máy kiểm tra thu hồi lữ đông hỏi các ngươi biết tại sao phải cho các ngươi kiểm tra tinh thần lực sao trần văn thử do xét nói để chúng ta biết chính mình cách ngự thú sư vẫn còn rất xa để chúng ta coi trọng minh tưởng đây là một cái phương diện lữ đông nhẹ gật đầu sau đó nói một nguyên nhân khác là tinh thần lực là sử dụng ngự thú thiên phú chìa khóa mà tại sủng thú đối chiến cùng bồi dưỡng bên trong ngự thú thiên phú đem đối sủng thú đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng đồng dạng một cái sủng thú có hay không ngự thú sư thiên phú gia trì trên lệnh cực lớn tiếp xuống ngoại trừ sủng thú muốn tiếp nhận huấn luyện bên ngoài các ngươi cũng cần tăng lên tinh thần lực của mình nói xong hắn đem ánh mắt tập trung vào muốn trốn đi trần sán nhất là ngươi trần sán trần sán lúng túng nhẹ gật đầu nói lão sư ta đã biết trần sán cảm thấy quyết định ngày mai bắt đầu minh tưởng không ngủ đủ ta cất dấu bí kiếp phản diện tại các ngươi mau tìm vào ba chương năm liên quan tới trói buộc suy đoán Kiểm tra xong mọi người tinh thần lực về sau, Lữ Đông bắt đầu cho hạ hùng, Lâm Vân cùng với Trần Sán phân phối nhiệm vụ huấn luyện. Cùng Tô Hân huấn luyện khóa khác biệt, Lữ Đông bố trí nội dung huấn luyện càng có tính nhắm vào, đầy đủ suy tính sủng thú tình huống cụ thể, từ đó để sủng thú có thể càng nhanh nắm giữ chủng tộc của mình, kỹ năng cùng với đào móc ra sủng thú thiên phú. Ví dụ như nhằm vào hạ hùng bạo lực hùng, Lữ Đông bố trí nhiệm vụ huấn luyện chính là lực lượng huấn luyện làm chủ, đào móc bạo lực hùng đại lực thiên phú. Ngoài ra, Lữ Đông còn yêu cầu bọn họ tại sủng thú hoàn thành cơ sở huấn luyện người chậm tiến đi kỹ năng huấn luyện, cho đến tiêu hao hết sủng thú linh khí sùng thú kỹ năng độ thuần thục tăng lên không có quá nhiều đường tắt chỉ có thể dựa vào không ngừng mà luyện tập không ngừng mà nghĩ lại không ngừng mà tăng lên lữ đông nói như vậy mọi người rất tán thành bất quá thật muốn huấn luyện cũng không có đơn giản như vậy rất nhiều huấn luyện tất nhiên sẽ tạo thành rất nhiều tiêu hao không phải trong nhà có hầm mỏ thật đúng là không nhất định có khả năng chống đỡ đến lên sùng thú rèn luyện đối chiến xã mỗi tuần cung cấp hai bình sơ cấp dịch dinh dưỡng cũng chỉ có thể đưa đến một chút tác dụng bố trí xong hạ hùng ba người nhiệm vụ huấn luyện lữ đông liền để bọn họ đi huấn luyện lưu lại trần văn ba người tinh thần lực đạt tới cấp sáu liền miễn cưỡng có thể sử dụng ngự thú thiên phú đương nhiên đặc thù loại hình thiên phú không tại thảo luận phạm vi loại hình đang lúc nói chuyện hắn liếc qua trần văn hắn hoài nghi trần văn đã đối thực thiết thú sử dụng ngự thú thiên phú cho nên a bảo theo một cái phổ thông bản thổ sùng thú biến thành có khả năng chiến thắng khiếu phong hồ cường đại sùng thú từ một phương diện khác đến nói đúng như hắn đoán a bảo xác thực bởi vì trần văn trở nên càng thêm cường đại trần văn cũng đối a bảo sử dụng thiên phú hắn đoán sai là trần văn ngự thú thiên phú cho đến nay đối A bảo trưởng thành đưa đến chính là mặt trái tác dụng lữ đông trước nhìn hướng phó vân vi nói ngươi gần nhất buổi tối cũng tiến hành minh tưởng điều kiện gia đình cho phép minh tưởng lúc sử dụng ngưng thần hương phụ trợ có thể làm cho ngươi nhanh chóng đột phá đến cấp sáu tinh thần lực biết phó vân phi nói lữ đông khẽ gật đầu sau đó nhìn hướng trần văn cùng lý tư vũ đến mức hai người các ngươi các ngươi sau này muốn nhiều đối sủng thú sử dụng thiên phú bồi dưỡng loại hình cùng đặc thù loại hình thiên phú còn tốt nhưng nếu là cường hóa loại hình thiên phú nếu như không đủ quen thuộc thì linh lực lượng sùng thú khống chế không được đôi chiến bên trong sẽ tạo thành khá lớn nguy hiểm lý tư vũ khéo léo nhẹ gật đầu nàng ngự thú thiên phú chính là cường hóa loại hình trần văn mặc dù cũng nhẹ gật đầu nhưng hắn không hề chuẩn bị dựa theo lữ đông đề nghị huấn luyện thiên phú của hắn là theo sùng thú trên thân cùng hưởng thuộc tính kỹ năng cùng với thiên phú nói dễ nghe là cùng hưởng nhưng kỳ thật là hắn đơn phương theo sùng thú trên thân rút ra thuộc tính kỹ năng cùng với thiên phú may mà cái này rút ra tựa hồ chỉ là tiêu hao sùng thú trên thân năng lượng cũng sẽ không tổn thương đến sùng thú căn bản đông nhiên trần văn ánh mắt sáng lên hắn phát hiện một cái điểm mù cùng hưởng cùng hưởng theo lý thuyết là cả hai cùng có lợi cục diện không có đạo lý cũng chỉ có a bảo ăn thiệt thòi chẳng lẽ mình thuộc tính kỹ năng cùng với thiên phú liền không thể có thể cùng hưởng cho a bảo nếu là nếu có thể chuyện này đối với a bảo tăng lên cũng quá lớn thuộc tính cùng hưởng cùng thiên phú cùng hưởng tạm thời không nói chỉ là kỹ năng cùng hưởng tác dụng liền rất lớn ví dụ như học tập hình ý quyền bây giờ hắn cùng a bảo đều học xong tam thể thức ngũ hành quyền cùng hùng hình còn có còn lại 11 một hình muốn học nếu như có thể cùng hưởng như vậy hắn cùng a bảo hoàn toàn có thể tách ra học tập giảm bớt một nửa thời gian học tập nghĩ tới đây trần văn ánh mắt không khỏi lửa nóng cho trần văn ba người giảng giải xong sử dụng ngự thú thiên phú cần thiết phải chú ý hạng mục công việc về sau lữ đông cho trần văn cùng lý tư vũ bố trí tương ứng nhiệm vụ huấn luyện sau đó liền để bọn họ từng người luyện tập đến mức phó vân phi bởi vì sùng thu trọng thương tính dưỡng lữ đông để hắn tìm một chỗ luyện tập minh tưởng sử dụng trói buộc chia sẻ thuộc tính của mình kỹ năng dù sao cũng là phỏng đoán trần văn không định tại lớn phòng huấn luyện đến thử thành công còn tốt thất bại sẽ tiêu hao a bảo quá nhiều năng lượng chẳng những sẽ để cho a bảo không làm được tương ứng nhiệm vụ huấn luyện còn có thể bại lộ chính mình thiên phú một chút tình báo cái này có chút được không bù mất đối chiến xa huấn luyện cường độ không thấp a bảo tại thức ăn ngon dụ hoặc xuống miễn cưỡng mới hoàn thành lữ đông bố trí nhiệm vụ mệt mọi thành một bài a bảo nằm trên mặt đất cái gì cũng không muốn động nhưng vẫn là dịu rít lên tiếng không cho ta uống một bình sơ cấp dịch dinh dưỡng ta liền không nổi trần văn im lặng lắc đầu mở ra một bình dịch dinh dưỡng chậm rãi đút cho a bảo sau đó mới đưa nó thu vào ngự thú không gian không thể không nói ngự thú không gian khôi phục hiệu quả cũng không tệ lắm sau khi về đến nhà a bảo liền khôi phục chút tinh lực đương nhiên cũng có thể là vì đầy bản đồ ăn kích phát a bảo tiềm lực ăn xong cơm tối trần ba đang chuẩn bị ôm a bảo đi nhìn tv trần văn nói la ba hôm nay không thể đem a bảo cho ngươi mượn cái gì gọi là mượn trần ba tức giận nói ngươi đều là ta loại vâng 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 trần văn vội vàng bội tội giải thích nói ta ngữ văn là cùng giáo viên thể dục học đợi lát nữa còn có cái huấn luyện trần mụ một bên thu thập bắt đũa một bên thầm nói đối chiến xã bận rộn như vậy sao trường học bên trong huấn luyện lâu như vậy đều không đủ về nhà còn muốn tiếp tục huấn luyện nào có cái gì thiên tài chỉ là thiên tài nguyện ý tại người khác không thấy được thời điểm cố gắng mà thôi trần văn nói câu canh gà sau đó liền ôm a bảo tiến vào trong thư phòng dựa vào ghế a bảo chậm rãi vô nhà mình tròn vó bụng nghi hoặc địa dịu rít hai tiếng trần văn cũng chơi vui sờ soạn nó tròn vó bụng cười nói hôm nay chúng ta trước không nhìn tivi, trước luyện tập một cái ta thiên phú a bảo ngươi muốn giúp ta thức tỉnh mới ẩn tàng thiên phú sao trần văn lắc đầu nói là ta một cái khác thiên phú xem như ngươi ngự thú sư có mấy cái thiên phú rất hợp lý a à? a bảo mở mịt nhẹ gật đầu nó không hiểu đồ vật coi như hợp lý đi yên tâm ngươi không cần động đợi lát nữa ngươi nói cho ta ngươi cảm thụ liền được nghe đến chính mình không cần động a bảo sờ lên chính mình bụng vui vẻ nhẹ gật đầu nó hôm nay đã ăn quá nhiều ngừng lại tạm thời không muốn huấn luyện đội cơm ăn chú ý a à? trần văn nhắc nhở sau đó sử dụng chính mình ngự thú thiên phú thiên phú tên như ý nghĩa chính là bẩm chịu đến ngày năng lực là ngự thú sư dựa vào bản năng có thể sử dụng năng lực thức tỉnh ngự thú thiên phú về sau mỗi cái ngự thú sư đều sẽ có được một cái độc thuộc về mình bản mệnh phù văn thông qua cái này phù văn ngự thú sư có khả năng cùng khế ước sùng thú câu thông đồng thời sử dụng ngự thú thiên phú dưới tình huống bình thường sử dụng ngự thú thiên phú cần hai bước thứ nhất quan tưởng phù văn kích hoạt ngự thú thiên phú cái này phù văn sau khi thức tỉnh liền tại thần hải bên trong hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể quan tưởng một bước này không hề khó khăn mỗi cái ngự thú sư cũng có thể làm đến thứ hai lấy tự thân tinh thần lực vì động lực tại ngự thú thiên phú tác dụng dưới chuyển hóa thành đặc thù năng lượng chuyển cho khế ớt sùng thú cái này một bộ phận liền đối tinh thần lực có yêu cầu không tới cấp sáu tinh thần lực đi qua ngự thú thiên phú chuyển hóa còn dư lại năng lượng lắc đắc không có mấy căn bản không được nửa điểm tác dụng đặc thù loại hình thiên phú đồng dạng chỉ cần hoàn thành bước đầu tiên liền có thể sử dụng ví dụ như thông linh kích hoạt phía sau liền có thể hiểu tất cả sùng thú ngôn ngữ trần văn trói buộc cũng là như thế kích hoạt phía sau chỉ cần cùng sùng thú quan hệ đúng chỗ liền có thể theo sùng thú nơi đó cùng hưởng thuộc tính kỹ năng cùng với thiên phú bây giờ trần văn muốn thí nghiệm chính là mình liệu có thể hoàn thành bước thứ hai đem thuộc tính của mình kỹ năng cùng thiên phú chia sẻ cho A bảo chương năm mươi tám hai chiều trói buộc trói buộc theo trong lòng một tiếng lầm nhầm trần văn phát động chính mình ngự thú thiên phú trong khoảnh khắc hắn thần hải bên trong thiên phú phủ văn lập loại bạch quang sau đó hắn cùng a bảo cái chán đồng loạt hiện lên thiên phú phủ văn ngày trước thi triển trói buộc thời điểm trần văn trong lòng đều sẽ không ngừng mà nghĩ đến mình muốn theo a bảo nơi đó thu hoạch đồ vật thuộc tính kỹ năng thiên phú bất quá lần này hắn không muốn những này ngược lại hắn nghĩ là đem thuộc tính của mình chia sẻ cho a bảo tinh thần lực theo tâm niệm mà động trần văn thần hải bên trong từng khỏa nhỏ bé điểm sáng nhanh chóng bay về phía thiên phú của hắn Vũ văn sau đó trong cơ thể mỏng manh linh khí cùng với một chút tinh thần lực vậy mà dần dần tập hợp hướng hắn cùng a bảo tiếp xúc địa phương đang lúc trần văn cố gắng muốn đem chính mình tập hợp một đoàn năng lượng chuyển vận cho a bảo lúc hắn cùng a bảo tiếp xúc địa phương đột nhiên chuyển đến một cỗ dòng năng lượng nháy mắt trần văn tập hợp đoàn năng lượng dễ dàng sụp đổ một lát sau trần văn cảm giác trong cơ thể mình linh khí nhiều một chút tinh thần cũng chấn phấn một chút mà đối diện a bảo tròn vo bụng thì là xẹp xuống a bảo ngầm đầu sáng lấp lánh hai mắt chừng lớn nhìn xem trần văn Đưa ăn đâu trần văn im lặng lắc đầu đem trong túi sách dự bị sơ cấp dịch dinh dưỡng đưa cho a bảo a bảo vừa rồi chuyện gì xảy ra hắn cảm giác chính mình vừa rồi thao tác là không có vấn đề nếu không phải a bảo chia sẻ tới linh khí làm rối loạn chính mình hắn rất có thể liền đem linh khí của mình chia sẻ cho a bảo a bảo dịu rít bày tỏ chính mình mới vừa cảm giác được trần văn lại phải cho chính mình thêm đồ ăn cho nên nhanh đằng không bụng trần văn nghe vậy liếc mắt đây không phải là hắn lần thứ nhất sử dụng trói buộc phía trước mấy lần sử dụng trói buộc đều dùng cho a bảo thêm đồ ăn lý do bởi vậy a bảo một cảm thấy mình sử dụng thiên phú đã cảm thấy trần văn muốn cho chính mình thêm đồ ăn vô ý thức đem năng lượng trong cơ thể chia sẻ cho trần văn chờ a bảo hướng đến không sai biệt lắm trần văn nghiêm túc nhìn xem nó nói a bảo lần này ngươi cũng đừng đằng không bụng dừng lại trần văn sợ a bảo nghịch ngợm uy hiếp nói chờ một chút ta sẽ không cho ngươi bữa ăn khuya nếu là ngươi đằng không bụng liền phải đói một đêm ba nghe đến đói một đêm a bảo vội vàng sợ ôm lấy bụng của mình sợ trong bụng đồ ăn chạy mất nhìn thấy a bảo dạng này trần văn cái này mới yên lòng lần thứ hai sử dụng thiên phú Chói buộc theo trong lòng một tiếng lầm nhầm trần văn lần thứ hai quan tưởng ra thiên phú phù văn sau đó giống như phía trước đồng dạng ngưng tụ năng lượng trong cơ thể chia sẻ cho a bảo lần này không có a bảo quấy dối hắn ngưng tụ đoàn năng lượng cuối cùng chậm rãi theo hắn cùng a bảo tiếp xúc địa phương đưa vào a bảo trong cơ thể theo cố năng lượng này rời khỏi thân thể trần văn lập tức cảm giác tinh thần bề ngoài quanh thân không còn chút sức lực nào nhìn thấy a bảo trong tay nửa bình sơ cấp dịch dinh dưỡng bụng nói kêu vang hắn hai mắt lập tức toát ra ánh sáng a bảo hoảng sợ đến trận to hai mắt liền vội vàng đem sơ cấp dịch dinh dưỡng thả tới sau lưng nhà mình ngự thú sư càng ngày quá đáng thậm chí ngay cả thức ăn của mình đều muốn cướp ai muốn cướp người ăn chúng ta cũng có lẩm bẩm một câu trần văn liền vội vàng đứng lên đi phòng bếp cầm bình sơ cấp dịch dinh dưỡng đồ hai cái hắn cảm giác chính mình khô cạn thân thể tựa hồ sống lại cái này mới hỏi a bảo vừa rồi ta sử dụng thiên phú lúc ngươi có cảm giác gì a bảo lắc lư xuống tròn triệu đầu một lát sau mới trả lời trần văn vấn đề nó cảm giác được một cỗ ấm áp khí lưu tiến vào thân thể của nó sau đó cảm giác thân thể có chút dễ chịu trong cơ thể linh khí tựa hồ nhiều một chút trần văn nghe vậy trên mặt lập tức rào rạt ra nụ cười sảng lạ a bảo miêu tả cực kỳ mơ hồ trần văn cũng không biết hiệu quả làm sao nhưng theo a bảo miêu tả đến xem chính mình suy đoán là đúng trói buộc cũng không phải là đơn hướng mà là hai chiều hắn cũng có thể đem thuộc tính của mình chia sẻ cho a bảo về sau trần văn tiếp tục kiểm tra đồng thời luyện tập chính mình trói buộc thiên phú cuối tuần hắn luyện tập long hổ khỉ hai hình a bảo luyện tập ngựa gà tiến hai hình sau đó hắn sử dụng trói buộc thiên phú cùng hưởng kỹ năng lập tức hắn liền học được a bảo luyện tập ngựa gà tiến ba hình mà a bảo thì là học được chính mình không có học qua long hổ khỉ ba hình bất quá cùng hưởng kỹ năng có thiếu hụt đầu tiên cùng hưởng kỹ năng chỉ là truyền ký ức cũng không có cùng hưởng luyện tập được đến rèn luyện hiệu quả thứ nhì bởi vì trần văn cùng a bảo học tập võ thuật lúc lại tự động sửa đổi vì thích hợp bản thân cho nên cùng hưởng võ thuật cũng không thích hợp đối phương may mà bọn họ luyện tập hai lần liền có thể cải tạo thành thích hợp bản thân võ thuật trần văn còn muốn thí nghiệm xuống có thể hay không cùng hưởng thiên phú đáng tiếc thiên phú của hắn ngoại trừ võ đạo tri tâm cũng chỉ có trói buộc đành phải tạm thời gác lại nhiều lần sử dụng trói buộc về sau trần văn tổng kết ra trói buộc hiện nay đối với a bảo hai cái tác dụng một là thông qua cùng hưởng thuộc tính cho a bảo thêm làm tăng máu cùng hưởng thuộc tính nhưng thật ra là cùng hưởng sinh mệnh lực linh khí cùng tinh thần lực cũng chính là tinh khí thần trong đó cùng hưởng linh khí tương đương với thêm lam cùng hưởng sinh mệnh lực tương đương với tăng máu đến mức tinh thần lực phần lớn bị dùng để thi triển thiên phú trên cơ bản cùng hưởng không được cùng hưởng linh khí là trần văn chủ yếu luyện tập đã có khả năng cách không cùng hưởng chỉ bất quá cách không cùng hưởng hiệu suất chỉ có tiếp xúc cùng hưởng một phần ba sinh mệnh lực liên quan đến sinh mệnh an toàn trần văn tại không biết có thể hay không tạo thành thai họa ngầm điều kiện tiên quyết tạm thời không dám lén lút luyện tập thứ hai là thông qua cùng hưởng kỹ năng để giúp mình a bảo học tập kỹ năng hình ý quyền liền không nói hắn cùng a bảo dẫn tách ra học tập hai tuần liền đem mười hai hình học hết cả kinh đổi về kinh đô tôn lão gia tử kém chút lại bay trở về cho trần văn lần thứ hai cung cấp sóng đại ngạch điểm tích lũy bất quá trung quy là tôn thị hình ý quyền trưởng ngôn nhân công việc bệ bụn hắn trước hết để cho trần văn cùng á bảo tạm thời cùng lâm vũ học đấu pháp ngoại trừ kiểm tra cùng luyện tập thiên phú bên ngoài trần văn sinh hoạt bận rộn mà có thứ tự sáng sớm đi công viên luyện tập thung công sau đó ban ngày lên lớp buổi tối học tập đồng thời minh tưởng thứ ba thứ tư thứ năm sau khi tan học lưu tại lớn phòng huấn luyện tiến hành huấn luyện cuối tuần thì là đi quyền quán luyện võ có thể nói trần văn trên cơ bản không có chính mình chống không thời gian trong đó, Trần Văn cũng suy nghĩ một chút kiếm lấy điểm tích lũy phương pháp. Ví dụ như, hắn cổ động tổ chức lớp 11 ngự thú ban sủng thú đại vị vương tranh tài. bằng vào trói buộc thiên phú rút ra a bảo năng lượng hiệu quả, Trần Văn để a bảo thực hiện xuống hư không dạ dày, thành công vinh dự nhận được lớp 11 ngự thú ban sủng thú đại vị vương. bằng vào cuộc thi đấu này, Trần Văn liền kiếm lấy hơn 2.000 điểm tích lũy, lại thêm bình thường vụn vặt lẻ kẻ một chút điểm tích lũy, hệ thống điểm tích lũy đi tới 9.653, cuối cùng tới gần một vạn đại quan. Tại cái này bận rộn mà có thứ tự thời gian bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt ba tuần thời gian đã qua. Cách đệ trình thanh hà nhất trung đội giáo viên danh sách chỉ còn lại có ba ngày trước năm mươi chín ta đến ngày mùng ngày sáu tháng 11, một quyết định đội giáo viên danh sách thời điểm đến ngoài ý liệu hôm nay tới không ít lao sư cùng một chút nhân viên công tác phô trương muốn so trần văn tưởng tượng lớn hơn rất nhiều trần văn cùng hạ hùng hai người sóng vai đứng chung một chỗ nói chuyện tiếm một bên a bảo cùng hùng nhị hai gấu thì là hữu hảo tại ăn đồ ăn vặt. ánh mắt đảo qua hôm nay mới xuất hiện nhân viên trần văn khỏe miệng rào rạt tiểu y nói vậy mà còn có người đến quan chiến nghe thanh âm hạ hùng liền biết hắn hảo tâm tình treo kẹo nói biết ngươi một tao nhưng không nghĩ tới ngươi như thế một tao Ê! Trần Văn chẹp chẹp miệng, không biết giải thích thế nào. Bản thân hắn kỳ thật không quá thích xuất đầu lộ diện, nhưng hệ thống dần dần cải biến hắn hành vi. Lắc đầu, Trần Văn quan sát Hạ Hùng hai mắt, hỏi: "Đại Hùng, ngươi có thể thuần thục sử dụng Ngự thú Thiên Phú sao?" Biết được cả nước giải thi đấu phần thưởng có cao giai minh tượng pháp về sau, Trần Văn liền chuyển thụ cho Hạ Hùng chính mình học tập Vu sư sơ cấp minh tượng pháp. Hai người hiểu tận gốc dễ, mặc dù hiếu kỳ Trần Văn chỗ nào lấy được cao giai minh tượng pháp, nhưng Hạ Hùng vẫn tin tưởng Trần Văn, cùng Trần Văn học tập Vu sư sơ cấp minh tượng pháp. Bởi vì sơ cấp Minh Tượng Pháp phù văn quá mức phức tạp, cho nên Trần Văn có khả năng cho Hạ Hùng giảng giải rõ ràng tạm thời chỉ có 10 cái phù văn, nhưng cái này cũng so giáo dục bắt buộc Minh Tượng Pháp hữu dụng nhiều. Phối hợp thêm theo trên mạng mua sắm ngưng thần hương, Hạ Hùng tại 4 ngày trước đột phá, nắm giữ cấp 6 tinh thần lực. Đi qua mấy ngày nay luyện tập, Trần Văn hiếu kỳ hắn có hay không nắm giữ chính mình ngự thú Thiên Phú. Hạ Hùng hưng phấn gật gật đầu, nói, cái này phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi dạy ta Minh Tượng Pháp, đoán chừng ta hiện tại vẫn là chỉ có cấp 5 tinh thần lực. Hai ta ai cùng ai a? À. Trần Văn mày nói, ba ba có độ tốt, chắc chắn sẽ không quên nhà mình nữ tử hạ hùng đang chuẩn bị nói hảo huynh đệ cả một đời chợt nghe trần văn phía sau một câu a tức giận đến nghiến răng trực tiếp cho trần văn tới đại lực xoa bóp. t trần văn hít sâu một hơi nhào nặn vai nói đại hùng ngươi khí lực thế nào lớn như vậy khoảng thời gian này hắn sử dụng nhiều lần trói buộc không những đem ăn sát thiên phú cùng hưởng đi qua cũng tăng lên hắn không ít tố chất thân thể theo lý thuyết hạ hùng là làm không thương hắn hạ hùng đem nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt uy hiếp nói ai là ba ba a để hắn làm ca ca vậy thì thôi bây giờ lại muốn nâng bối phận thật sự coi hắn hạ hùng là ăn cơm cô a nhìn xem hạ hùng mi tâm hiện lên nhàn nhạt phù văn trần văn im lặng nói đến mức đó sao tinh thần lực không cần tiền a à, hiện tại sử dụng ngự thú thiên phú đợi lát nữa làm sao cạnh tranh chủ lực danh lệch mi tâm phủ văn giảm đi hạ hùng xua tay nói cho chính mình ra chỉ không cần đến bao nhiêu tinh thần lực lại nói liền một cái danh lệch đợi lát nữa ta cho ngươi quét dọn đối thủ cạnh tranh liền được trần văn vội và nói không cần công bằng cạnh tranh liền được hạ hùng kiên định lắc đầu đổi lại thường ngày hắn khẳng định cùng trần văn công bằng cạnh tranh nhưng lần này nếu là không có trần văn hắn khả năng liền tham dự cơ hội cạnh tranh đều không có lý tư vũ mang theo liệt diễm khuyển đi tới cười nói xa xa lại nhìn thấy các ngươi tại liếc mắt đưa tình cái gì a à? trần văn lúc này một cái lớn cất bước rời xa hạ hùng phủi sạch quan hệ nói đừng hiểu lầm ta cùng hắn là thuần khiết bằng hữu quan hệ hạ hùng a à một tiếng một mặt thấy sắc vong nghĩa mà nhìn xem trần văn nghĩ đến lý tư vũ linh thông tin tức trần văn hiếu kỳ hỏi lý tư vũ ngươi biết tại sao tới nhiều người như vậy sao lý tư vũ nghe vậy nhỏ giọng giải thích nói đội giáo viên thành viên sẽ có nhiều tư nguyên hơn nghiêng cho nên trường học cao tầng cùng đội giáo viên quản lý lao sư đều đối trình diện quan sát tốt xác định chủ lực đội viên có hay không có tư cách đại biểu trường học xuất chiến lợi hại a à? hạ hùng khen trần văn hỏi lại nói làm sao ngươi biết nhiều như vậy lý tư vũ trả lời theo học trưởng nơi đó hỏi thăm đang lúc trần văn muốn tiếp tục hỏi là người niên trưởng nào lúc các lao sư đã vào vị trí của mình lữ đông cũng đi tới đối chiến tràng bên trên tập hợp nghe đến lữ đông chỉ lệnh đối chiến xã mọi người vội vàng thu hồi sủng thú chạy tới đối chiến tràng xuống đứng vững hôm nay chính thức xác định đội giáo viên danh sách lần này cả nước giải thi đấu chia làm năm tên chủ lực đội viên năm tên dự bị đội viên chủ lực đội viên sùng thú thụ thương hoặc là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, sẽ để cho dự bị đội viên trên đỉnh Ánh mắt chậm rãi theo đối chiến xã thành viên trên mặt tuổi qua, Lữ Đông không vội không chậm đọc lên tên của ba người. Dương Văn Hãn, Trương Đức Vượng, La Cầm, ba người các ngươi là chủ lực đội viên. Từ Tùng nháy mắt sắc mặt trắng bệnh vừa xấu hổ lại giận, hắn chẳng thể nghĩ tới lớp 12 chính mình vậy mà không được tuyển chủ lực đội viên vị trí. Hắn rất muốn lớn tiếng chất vấn Lữ Đông, nhưng nhiếp tại Lữ Đông uy nghiêm cùng với xung quanh lão sư vây xem không dám mở miệng. Lữ Đông không có để ý hắn, tiếp tục nói, còn lại hai tên chủ lực đội viên do dưới đây ưu tú học sinh tranh cử, Từ Tùng, Trần Văn, Lý Tư Vũ, Phó Vân Vi, Hạ Hùng, Lâm Vân. Lần này đến phiên trần sán lung túng xem như đối chiến xã thành viên hắn thậm chí ngay cả tranh cử đội giáo viên cơ hội đều không có bất quá trần sán cũng biết trình độ của mình vô luận tinh thần lực vẫn là sùng thú đều là hạng chót bởi vậy hắn mặc dù trong lòng phiên muộn cũng không dám phát biểu phản bác mà trần văn đám người thì là con mắt sáng lên phía trước là năm người cạnh tranh một cái danh lệch bây giờ là sáu người cạnh tranh hai cái danh lệch cứ việc mới tăng đối thủ là lớp 12 hai học trường nhưng trở thành chủ lực sát xuất khẳng định tăng lên rất nhiều tranh cử phương pháp rất đơn giản tự nhận mình có thể đảm nhiệm chủ lực đội viên lên đài trông coi lôi thắng liên tiếp hai chàng liền có thể trở thành chủ lực đội viên tuyên bố xong quy tắc lữ đông nhìn hướng dưới đài mấy người nói người nào chưa đến trần văn đang muốn ra sân từ tùng liền một mặt tức giận nhảy tới trên đài trước tiên làm đài chủ hắn cảm thấy lữ đông là tại nhục nhà hắn nào có để lớp mười hai đối chiến xã thành viên làm dự bị đúng vậy năm ngoái phong suy tuyết chen trúc mất một cái học sinh lớp mười hai nhưng phong suy tuyết như thế thiên tài làm sao sẽ liên tiếp xuất hiện tại thanh hà nhất trung như thế cái tiểu học trường học trần văn thấy thế thoáng ngưng chân dù sao so với bọn họ nhiều thời gian một năm tư tùng cùng sùng thú thực lực cũng không cho khinh thường lữ đông nói tư tùng cấp bảy tinh thần lực sùng thú phàm thai bảy đoạn thông tí viên có muốn khiêu chiến hắn sao dừng lại phản phất là sợ mọi người không dám lên đài hắn tiếp tục nói khiêu chiến thất bại sẽ không đánh mất tranh cử tư cách nhưng không có người khiêu chiến đài chủ liền sẽ tự động trở thành chủ lực đội viên trần văn năm người nghe vậy hai mặt nhìn nhau đều hy vọng có người có thể đi trước đi thăm dò xuống từ tùng chân chính thực lực dành thời gian trước đến giáo vụ chủ nhiệm trịnh khải nghi ngờ nói lữ đông đây là có chuyện gì làm sao để lớp 12 hai lữ tùng cùng một đám lớp 11 một tân sinh tranh cử chủ lực đội viên đâu một bên một vị lao sư khác phụ hòa nói đúng vậy à một năm tranh lệch cũng không phải tốt như vậy sao bằng phụ trách đội giáo viên công việc tính hoạt động lý vũ lao sư nói ta đây biết từ tùng huấn luyện tương đối mang theo lữ lao sư hẳn là muốn gõ xuống hắn trịnh khải lạnh nhạt nhẹ gật đầu hắn cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút phong suy tuyết rời đội về sau nhân viên nhà trường liền đối năm nay đội giáo viên thành tích không ôm cái gì hy vọng thấy không có người khiêu chiến lữ đông mở miệng thúc giục Đếm ngược 10 giây, không có người khiêu chiến, Tử Tung liền tự động trở thành chủ lực đội viên. 10, 9, 8. Nghe lấy Lữ đông đếm ngược, dưới sân năm người kích động, ánh mắt nhanh chóng nhìn xem bạn học xung quanh. Đúng vào lúc này, Trần Văn vượt ra khỏi mọi người, cất cao giọng nói, "Ta đến." Chương 60, cường hành a bảo. "Ta đến." Trần Văn âm thanh cũng không lớn, nhưng trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hạ Hùng kéo lại Trần Văn, có chút buồn bực nói, người muốn lên nói sớm à, ta liền đi cho người tham dò hắn." "Không cần." Trần Văn xua tay, tự tin con hắn nói, "Ngươi chuẩn bị tranh thủ cái thứ hai giành lại đi." hạ hùng nghe vậy xứng sở trần văn cái này tất trang đến có chút lớn hắn đều không tốt nói tiếp phó vân phi nghe vậy sắc mặt tối đen âm thanh lạnh lùng nói thật ngông cuồng lâm vân yên lặng nhẹ gật đầu thoạt nhìn từ tùng chỉ là so với bọn họ sớm một năm khế ước sủng thú nhưng ghi chép không phải tính như vậy tính toán đâu ra đấy bọn họ khế ước sủng thú bất quá hơn hai tháng mà từ tùng lại khế ước sủng thú hai mươi sáu tháng đây chính là mười ba lần thời gian tranh lệch lý tư vũ cũng là mắt sáng rực lên bởi vì a bảo nguyên nhân nàng cùng trần văn tiếp xúc không ít biết trần văn cũng không phải là loại kia cuồng vọng tự lại người trần văn mạo ngội lên này tất nhiên có chính mình cậy vào cái này để nàng có chút hiếu kỳ bên kia các lao sư cũng tinh thần chấn động cái này học sinh là ai vậy mà còn thực sự có người mạo mội khiêu chiến liền hướng hắn dũng khí này tương lai có hy vọng cái này học sinh thật không đơn giản phía trước hắn thực thiết thú vượt cấp khiêu chiến chiến thắng khiếu phong hồ cái kia còn có chút ý tứ mọi người thảo luận ở giữa trần văn đã đi tới trong sân huấn luyện đứng ở từ tùng mặt đối lập bên trên từ tùng sắc mặt âm trầm nói trần văn may mắn thắng khiếu phong hồ ngược lại để người giải gan hùm mật báo cũng dám khiêu chiến ta trần văn khẽ cười nói chỗ nào chỉ là muốn hướng học trường tỉnh giáo một chút mà thôi trừ cái đó ra trần văn cảm thấy vượt cấp khiêu chiến có thể thu lấy được càng nhiều điểm tích lũy lữ đông tán thưởng nhìn trần văn một cái hắn đem từ tùng đơn đọc sách đi ra một mặt là vì gõ xuống gần nhất bắt đầu lười biếng từ tùng một phương diện khác chưa chắc không có rèn luyện một chút người mới ý nghĩ nếu là mọi người trực tiếp bỏ quyền hà đối với nhóm này tân sinh sẽ rất thất vọng lữ đông đúng lúc nói lần này đối chiến áp dụng một v một tiêu chuẩn quy tắc các ngươi chuẩn bị xong chưa từ tùng cùng trần văn đồng thời gật đầu thấy thế lữ đông lập tức thổi lên huýt sáo trần văn lực chú ý mười phần tập trung tại trạm canh gác vang lên nháy mắt liền triệu hoán a bảo bên kia tử tùng cũng giống như thế vậy do mượn kinh nghiệm càng nhiều cùng luyện tập hắn thông tí viên so a bảo trước một bước xuất hiện đó là một cái thân cao tiếp cận một m năm tráng kiện vượn và khỉ tráng kiện có lực hai tay thon dài rủ xuống thả tới chỗ đầu gối từ tùng chỉ huy nói tụ lực thông tí viên lập tức không người khúc cánh tay làm ra chuẩn bị ra quyền động tác sau đó a bảo vừa mới hiện thân từ tùng lập tức chỉ huy nói sử dụng đại lực quyền công kích nghe đến ngự thú sư chỉ lệnh thông tí viên đột nhiên dầm chân ẩm trên mặt đất phát ra một tiếng nổ vang sau đó thông viên giống như mũi tên đồng dạng bắn về phía a bảo phong tơi a bảo trên đường nó vung vẩy lên cánh tay phải nắm đấm tại linh khí bổ sung xuống trở nên cứng rắn mà to lớn quan chiến các lao sư thấy thế không khỏi lắc đầu vẫn là quá miễn cưỡng thông tí viên hình thể không sai biệt lắm là thực thiết thú một lần này làm sao đánh quả thực tựa như đại nhân đánh tiểu hải mà còn trần văn triệu hoán tốc độ chậm trực tiếp mất đi tiên cơ đoán chừng một chiêu liền bị giải quyết trần văn đối mặt từ tùng nhanh chóng phát động thế công cũng là kinh ngạc bên dưới nhưng hắn cũng chỉ là kinh ngạc bên dưới hắn cũng không cho rằng a bảo ngăn không được thông tí viên công kích a bảo gấu đen vắt núi mới từ ngự thú không gian đi ra đối diện liền thấy nồi đất lớn năm đấm đánh tới, A Bảo cũng không có thất kinh. Tại hình ý quyền quán luyện tập gấu đen vác núi lúc cảnh tượng như vậy nó đã sớm thành bình thường. Bởi vậy đối mặt thông tí viên cái này đột nhiên đánh tới đại lực quyền, A Bảo trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, thân thể phản xạ có điều kiện ngồi vượt nặng tức giận, hai tay giống như xà ngang đồng dạng gác ở trước người. Từ tùng thấy cái này cười lạnh, hắn thông tí viên phàm thai bảy đoạn đã sắp đi vào trưởng thành, tự thân tổng hợp tố tổ chất toàn thắng Trần Văn Thực Thiết Thú, mà còn hắn thông tí viên sử dụng đại lực quyền cái này một chủng tộc kỹ năng, bên kia Thực Thiết Thú lại chỉ là vội vàng lường núi. Hai tướng ra thực thiết thú làm sao có thể ngăn nghĩ đến chính mình đem năm nay mạnh nhất tân sinh chiến thắng từ tùng trong lòng phiền muộn lập tức giảm bớt hơn phân nửa Bành thông tí viên hữu quyền cùng a bảo hai tay đột nhiên va chạm phát ra giống như như sấm rền tiếng vang mọi người không thể tưởng tượng nổi chính là chính diện mượn phạm thai bảy đoạn thông tí viên một cái đại lực quyền a bảo vậy mà không có bị đánh bay ra ngoài chỉ thấy a bảo hai tay lay nhẹ toàn thân cao thấp phẳng phất lật lên một trận sóng thịt sau đó a bảo hai chân đứng thẳng gạch răng rắc một tiếng xuất hiện một vết nước mọi người trận mắt há hốc mồm miệng há đến có thể nuốt vào một quả trứng gà đây là cái gì a à? chính diện đón đỡ thông tí viên đại lực quyền lớn như vậy nằm đấm lại bị nhỏ như vậy thực thiết thú tiếp nhận cái này mẹ nó không khoa học ca từ tùng cùng thông tí viên thấy chính mình đại chiêu thất bại trong lúc nhất thời lại ngây người chỉ chốc lát trần văn cũng sẽ không bông tha cơ hội như vậy vội vàng chỉ huy nói cự hùng đụng cây hoành quyền vì ngũ hành quyền chi mẫu vừa có thể hóa thành bổ xuyên vỡ phá bốn quyền cũng có thể hóa 12 hai hình quyền danh sưng một bản có thể tản vạn cây vạn cây mặn quý nhất vốn gấu đen vác núi chính là lấy hoành quyền làm hòn đá tảng một chiêu bởi vậy kế thừa hoành quyền công thủ chuyển đổi mượt mà đặc điểm chỉ thấy a bảo thuận thế lui về sau một bước sau đó nghiêng người đánh cự tay dùng sức dậm chân nháy mắt từ trong coi truyền công đột nhiên đánh tới thông tý viên trong rừng rậm cự hùng phát lực đụng cây đại thụ che trời đều phải vì đó bẻ gãy a bảo mặc dù không phải cự hùng vậy do mượn từ dưới đất mượn lên cự lực cùng trong cơ thể linh khí nháy mắt tập hợp lên lực đạo đồng dạng không thể khinh thường tư tung thấy thế vội vàng hoàn hồn hô lớn đón đỡ thông tý viên nhanh chóng đem tráng kiện hai tay ngăn tại trước ngực tạo thành một mặt cường đại tâm tuẫn. và ảnh vang nặng nề lần thứ hai truyền khắp đối chiến tràng thông tý viên phản ứng đã rất nhanh nhưng đội vàng ứng đối như cũng không có ngăn trở a bảo và chạm chỉ thấy nó hai tay bị a bảo phá tan trung môn mở ra đồng thời thân thể cũng mất đi trọng tâm trần văn ánh mắt sáng lên quát to pháo quyền giải quyết nó này chỗ nào còn dùng trần văn chỉ huy nhìn thấy thông tí viên trung môn mở ra a bảo nháy mắt lưng eo bắn ra hai bàn tay nắm tay tại lực lượng khổng lồ thôi thúc xuống giống như như đạn pháo đánh phía thông tí viên ngực bụng ở giữa pháo quyền như lửa phản phất như đạn pháo ra khỏi nòng vành 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 a bảo xong quyền điên cùng giao thoa mọi người vây xem mắt thường trong lúc nhất thời không cách nào thấy rõ a bảo rốt cuộc đánh ra bao nhiêu quyền chỉ thấy liên tiếp quyền ảnh nghe đến từng tiếng quyền quyền đến thịt trầm đủ một quyền hai quyền ba quyền nhỏ dọn còn có thể mặc đá liên miên không dứt pháo kích khai sơn phá thạch không còn lời nói xuống thông tí viên trước ngực mặc dù luyện đến hình như có thiết giáp nhưng lại cứng rắn thiết giáp cũng vô pháp ngăn cản hỏa lực liên tiếp không ngừng oanh kích hô đông nhiên mọi người cảm giác thời gian chậm lại thấy rõ a bảo đánh ra cuối cùng một cái phá quyền từ tung tròn mắt tận nước ra quát to mau tránh ra mà giờ khắc này thông tí viên sớm đã bị a bảo đánh đến đầu vóc trong váng chỗ nào còn có thể có phản kích chỗ trống mà còn a bảo cuối cùng một quyền nhìn như rất chậm nhưng kỳ thật là cùng phía trước như là sao băng pháo quyền so sánh tốc độ kia như cũ tấn mãnh, và ảnh. kèm theo một đạo ngột ngạt mà làm người sợ hai tiếng vang hình thể so a bảo lớn hơn rất nhiều thông tí viên bay ngược mà ra sau đó thông tí viên nặng nề mà rơi trên mặt đất lộn vài vòng phía sau không động đậy được nữa chương sáu mươi trần văn tà mị cười một tiếng không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người nhìn xem thông tí viên bị a bảo đánh bay tất cả khán giả đều bị kinh hãi Tiên tĩnh một lát sau từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh liên tiếp vang lên từng đôi giống như nhìn yêu quái đồng dạng ánh mắt nhìn về phía đối chiến tràng bên trên a bảo giáo vụ chủ nhiệm trịnh khải lấy kính mắt xuống rủi rủi mắt không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả kinh hỉ nói chúng ta trường học năm nay lại nhặt được bảo đúng vậy năm nay đội giáo viên còn có hy vọng lý vũ liên tục gật đầu nhìn hướng trần văn cùng a bảo ánh mắt giống như đáng tin fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng của mình lại giống nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa nông dân thân là đội giáo viên quản lý lao sư đội giáo viên thành tích cùng hắn tiền thưởng, lên chức cùng một nhịp thở các lao sư khác thì là đẩy mặt sai xứng sở vừa rồi bọn họ còn khen trần văn can đảm lắm còn tại lo lắng trần văn thực thiết thú sẽ bị thông tí viên miểu sát chỗ nào có thể nghĩ tới đối chiến tràng bên trên vậy mà lại xuất hiện loại này để bọn họ trợn mắt hốc mồm kết quả hạ hùng ngu ngơ chỉ chốc lát sau đó vội vàng xung làm nhóm bầu không khí a bảo rất trâu một bên reo hò hò hét hắn một bên lộ ra nụ cười thật to hắn vốn cho rằng trần văn là đang giả vờ tất không nghĩ tới là thật rất trâu bây giờ hắn thực sự chuẩn bị tranh thủ cái thứ hai danh lệch lâm vân tại tranh đấu kết thúc về sau hai mắt liền mất đi tiêu cự hắn tại minh tư khổ tưởng tự hỏi nếu như chính mình đối thủ là từ tùng hắn nên như thế nào ứng đối nhưng mà trong lòng đáp án cũng không thể để chính hắn hài lòng đội truy phong báo tại A bảo vị trí bên trên bởi vì thông tí viên được triệu hoán ra thời gian ngắn hơn truy phong báo cũng chỉ có thể chính diện ứng đối thông tí viên đại lực quyền thế nhưng hắn truy phong báo chống cự không được chống cự không được thông tí viên đợt công kích thứ nhất tự nhiên cũng sẽ không có đến tiếp sau phó vân phi sắc mặt thú ám phía trước hắn một mực không cho rằng chính mình bại bởi trần văn khiếu phong hồ thất bại chỉ là bởi vì chủ quan mà thôi mà giờ khác này nhìn xem chính diện đánh bại phạm thai bảy đoạn thông tí viên á bảo hắn không xác định chính mình khiếu phong hồ còn có thể hay không lấy được thắng lợi lý tư vũ con mắt chừng cực kỳ lớn mặc dù đã sớm biết a bảo có chút lợi hại nhưng nàng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ bình thường sẽ chỉ bán manh a bảo đến đối chiến tràng bên trên vì sao lại trở nên hung mạnh như vậy cường đại làm sao có thể từ tùng mờ mịt luống cũng xem ngã xuống đất thông tí viên hắn không tin chính mình cứ như vậy thua, hắn liền chính mình ngự thú thiên phú cũng còn còn không có sử dụng đây lữ đông rất mau trở lại qua thần đến nhưng trong lòng vẫn là kinh ngạc không thôi để từ tùng cùng trần văn bọn họ cạnh tranh đây vốn là hắn một hòn đá ném hai chim ngự kế một phương diện gõ từ tùng để hắn thật tốt rèn luyện một phương diện khác mượn từ từ tùng rèn luyện rèn luyện trần văn đám người để bọn họ không cần tự cao tự đại mà giờ khác này theo thông tí viên bay ngược mà ra hắn hai cái tính toán hoàn toàn thất bại từ tùng thông tí viên bị trọng thương hắn căn bản bất lực cạnh tranh cái thứ hai danh lệch trực tiếp đoạn tuyệt hắn cạnh tranh chủ lực đội viên hy vọng gõ biến thành đập rơi đến mức rèn luyện rèn luyện người mới trần văn đều vượt cấp chiến thắng lớp mười học trường hắn dùng cái gì mượn cớ đi để trần văn khiêm tốn cẩn thận bất quá cái này trung quy là hạnh phúc phiền não so với chính mình tính toán thất bại, thủ hạ xuất hiện lần nữa một tên tiên tài để hắn mặt mày tỏa sáng. Nếu không phải là vì bảo trì huấn luyện viên uy nghiêm, hắn giờ phút này đã muốn cười lên tiếng tới. Trao hỏi một bên nhân viên y tế đem thông tí viên kia đi, lữ đông tuyên bố, khiêu chiến xong xuôi, trần văn thắng, từ tùng không cam lòng nhìn trần văn một cái, sau đó đi theo phòng cấp cứu. Nghe lấy bên thai liên tiếp không ngừng hệ thống nhắc nhở âm thanh, trần văn cố gắng muốn lộ ra một cái lạnh lùng biểu lộ, lại chợt nghe một tiếng hệ thống thăng cấp. Nháy mắt, hắn trực tiếp pha công, khoe miệng không khỏi vệt lên, không khỏi lộ ra cái tà mị nụ cười. Bên kia, a bảo nhìn thấy đối thủ bị đi đặt mông ngồi dưới đất sau đó ngã chồng vó lên trời nằm trên mặt đất nghỉ ngơi đừng nhìn vừa rồi chiến đấu không bao lâu nó có thể là vung vẩy ra mấy chục bên trên trăm quyền có thể mệnh chết hắn cái này một người một gấu lẳng lơ thao tác nhìn sửng suốt vây xem lão sư cùng học sinh hạ hùng cười vang như sấm chỉ hận chính mình không có lấy điện thoại di động ra đem cái này kinh điện một màn đập xuống và không về sau hắn liền có thể dùng cái này uy hiếp trần văn gọi mình đại ca lý tư vũ mấy người cũng cười không sống được vừa rồi ngưng trọng bầu không khí toàn bộ biến mất ha 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 quá khôi hài, trần văn muốn làm gì khẳng định là muốn trang cao lãnh thất bại tiểu hài tử bây giờ đều như vậy sao rất có ý tứ cái kia thực thiết thú thật đáng yêu thật không nghĩ tới vừa rồi nó vậy mà đánh thắng so với nó tốt đẹp nhiều thông tí viên đúng vậy a à, mới tuyên bố thắng lợi liền nằm xuống đây cũng quá làm a à. phó vân phi thì là hư lạnh một tiếng nói loại người trần văn phát hiện chính mình đeo xấu sắc mặt đỏ lên liền vội hỏi lữ đông nói trực tiếp bắt đầu trận thứ hai khiêu chiến sao lữ đông cười lắc đầu sau đó ánh mắt tại lý tư vũ bọn người trên thân đảo qua quát hỏi hiện tại đội trần văn trông coi lôi có người muốn khiêu chiến hắn sao nghe lấy lữ đông tiếng quát lý tư vũ đám người hai mặt nhìn nhau Mặc dù A Bảo có quắc trên mặt đất thành một đoàn chất lỏng, thế nhưng bọn họ cũng không có quên A Bảo làm sao chiến thắng thông tí viên. Ngạnh kháng thông tí viên đại lực quyền, sau đó một chiêu để thông tí viên phá phòng thủ, về sau thì là liên miên bất tuyệt công kích trực tiếp đem thông tí viên đánh bại. Bọn họ sùng thú tổng hợp tố tổ chất không có phàm thai bảy đoạn thông tí viên cường. Nói cách khác, nếu để cho A Bảo cận thân nhà mình sùng thú, thất bại là chuyện tất nhiên. Mà còn A Bảo mấy lần xuất thủ, đối thủ đều bị thương rất nặng, bọn họ đều lo lắng khiêu chiến Trần Văn sẽ vì người khác tác giá áo. Trên này, Trần Văn chẳng hề làm gì, lặng yên trở lấy người khiêu chiến lên này tại chiến thắng phàm thai bảy đoạn thông tí viên về sau trần văn tin tưởng những người khác đối a bảo thực lực chỉ có đánh giá cao sẽ không lại bất luận cái gì khinh thị cho nên tiếp tục tái chiến thắng người khác thu hoạch kỳ thật không lớn so với này chút ít điểm tích lũy trần văn càng muốn biết hệ thống thắng thăng cấp sau có cái gì chức năng mới bởi vậy hắn không có chút nào khiêu khích người khác ý tứ thậm chí trong lòng hy vọng không có người khiêu chiến để cho hắn sớm một chút xuống đài nhìn hệ thống có cái gì kinh hỉ chờ lấy hắn thấy không có người tiến lên lữ đông mở miệng nói đến ngược mười giây không có người khiêu chiến trần văn liền tự động trở thành chủ lực đội viên 10, 9 do dự thời điểm phó vân phi ánh mắt không khỏi liếc về phía cách đó không xa lý tư vũ nhưng là nhìn thấy lý tư vũ con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem trên sân trần văn nháy mắt trong lòng hắn dâng lên một cỗ lực lượng vô hình cắn răng tiến lên phía trước nói ta tới khiêu chiến hắn nghe lấy có người trả lời ánh mắt mọi người lập tức hội tụ đến phó vân phi trên thân loại này bị người nhìn chăm chú cảm giác để hắn cảm thấy không cưỡng nổi đắc ý mấy phần lên tới trên này phó vân phi nói lần trước là ta chủ quan để ngươi may mắn thắng một lần lần này xem ngươi làm sao thắng ta bất đắc dĩ trừng mắt lên trần văn ngay cả lời đều không muốn về hắn thật sự cho rằng a bảo chiến thắng phàm thai bảy đoạn thông tí viên dựa vào là vật khí chương sáu mươi hai thực lực thủ thắng lữ đông nhìn trần văn không muốn đáp lời cảm thấy thất vọng lắc đầu nghiêm mặt nói thu hồi sùng thú chuẩn bị sẵn sàng trần văn đem a bảo thu hồi phó vân phi tập trung tinh tất kèm theo lữ đông thổi lên tiếng còi trần văn cùng phó vân phi gần như đồng bộ đem chính mình sùng thú triệu hoán mà ra khiếu phong hổ sử dụng đe dọa phó vân phi lạnh lùng nhìn xem trần văn lần này khiếu phong hổ cũng sẽ không bị không quan trọng một tiếng gầm rú liền làm rối loạn chính mình tiết ấu nhìn thấy khiếu phong hổ nhai răng trận mắt trần văn nhưng không có mảy may lo lắng trực tiếp phát ra chỉ lệnh a bảo mãnh hổ hạ sơn a bảo nghe vậy dưới chân rậm khí thế bừng bừng phân chấn trong khoảnh khắc phía trước có cấp thành chất lỏng a bảo hung y lắm liệt giống như là một cái mánh hổ xuống núi vọt thẳng hướng về phía đối diện khiếu phong hổ khiếu phong hổ thấy thế hoảng hốt nhìn thấy đồng loại hướng nó vọt tới mặc dù như thế dựa vào gần một tháng đặc hấn nó vẫn là loại bỏ quánh yêu phát ra làm người sợ hãi gào thét giống làm người chấn động cả hồn phách tiếng gầm gừ theo khiếu phong hổ trong miệng phát ra nhưng phóng tới khiếu phong hổ a bảo chỉ là hơi sừng sốt một cái trước mắt mà nối nghiệp tiếp theo vọt tới trước lữ đông khẽ gật đầu hiểu do nói quả nhiên trần văn thực thiết thú đã đạt tới phàm thai lục đoạn đe dọa thiên phú có thể kinh sợ thực lực đẳng cấp so chính mình thấp sùng thú nhưng đổi thành thực lực sắp xỉ như nhau sùng thú liền không có phần lớn hiệu quả húng chi a bảo còn từng đã đánh bại khiếu phong hổ đối hắn căn bản sinh ra không được mảy may lòng mang sợ hãi hai tướng được ra khiếu phong hổ cái này âm thanh có đe dọa thiên phú tiếng gầm gừ đối a bảo đến nói hiệu quả gần như tại không có mượn khiếu phong hổ thôi động đe dọa cơ hội a bảo đã nhanh chóng tiếp cận khiếu phong hổ mắt thấy khiếu phong hổ lập tức liền bị a bảo cẩn thân phó vân phi trong mắt xuất hiện vẻ bối rối trực tiếp phát động chính mình thiên phú phong hành theo trong lòng hắn quát khẽ một tiếng chỉ thấy hắn cùng khiếu phong hổ mi tâm đồng loạt tản ra một đạo màu xanh huỳnh quang nháy mắt khiếu phong hổ dưới vớt sinh phong tăng tốc rút lui để a bảo công kích trực tiếp thất bại cường hóa loại hình thiên phú cường hóa tốc độ tâm niệm cấp chuyển trần văn chỉ huy nói dừng lại phòng thủ a bảo nghe vậy lập tức mặt tròn nghiêm một chút tại chỗ bày ra tam thể thức đôi mắt nhỏ gắt gao tập trung vào nơi xa khiếu phong hổ trong lúc nhất thời a bảo cùng khiếu phong hổ xa xa ràng co từng đạo cơn lốc nhỏ tại khiếu phong hổ quanh người tạo ra để nó nhẹ nhàng tại đối chiến tràng thượng du giặc tìm a bảo trên thần điểm Phó Vân Phi sắc mặt tâm trầm âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi thực thiết thú phạm thai lục đoạn." "Không phải vậy đâu." Trần Văn Quân Mai, nữ khí rêu cẩn nói: "Ngươi sẽ không phải cho rằng A Bảo một tháng đều dậm chân tại chỗ a." Được đến Trần Văn khẳng định trả lời, Phó Vân Phi ra mặt có chút du lên. Hắn lựa chọn ra sân, một cái là nhìn A Bảo mệt mỏi nằm ở trên mặt đất, hai là gửi hy vọng ở đe dọa Thiên Phú có khả năng có hiệu lực. Đương nhiên, ghen ghét Trần Văn cùng với không muốn cùng Lý Tư Vũ tranh đoạt danh lạch mới thật sự là nguyên nhân. Mà giờ khắc này A Bảo sinh long Hoàng hổ, đe dọa Thiên Phú thì là trực tiếp mất linh. Trong lúc nhất thời, hắn tình thế khó xử đối mặt một cái cực kỳ am hiểu cận thân bắc kích thực thiết thú hắn cũng không dám để khiếu phong hổ tùy tiện phát động công kích thế nhưng để hắn đối trần văn nhận thua tuyệt không có khả năng nhìn xem xoắn suýt phó vân phi trần văn khẽ cười nói nhận thua đi ngươi thắng không được ta trần văn nói đến rất tự tin trong lòng so nói đến càng tự tin cường hóa loại hình thiên phú có thời hạn phó vân phi cũng liền cấp sáu tinh thần lực cho khiếu phong hổ ra chỉ đoán chừng liền nửa phút cũng chưa tới vô luận khiếu phong hổ tiến công hay không tạm thời sẽ không phong thuộc tính ma pháp kỹ năng khiếu phong hổ bại cục đã định phó vân phi nghe vậy hàm răng một cắn thi triển thiên phú cho khiếu phong hổ ra chỉ tốc độ chỉ huy khiếu phong hổ đối a bảo phát động công kích giống khiếu phong hổ gào thét một tiếng bốn con hổ trào xuống dâng lên gió lốc cho thống khoái như tàn ảnh xông về a bảo nhìn xem dẫm lên gió lốc nào về phía a bảo khiếu phong hổ trần văn lại không chút hoang mang thậm chí liền chỉ huy a bảo tâm tư đều không có chỉ thấy a bảo tả hữu đằng na vẹn vẹn tại trong một tấc vông na di liền thoải mái mà tránh thoát khiếu phong hổ lần lượt tập kích phản phất khiếu phong hổ công kích bị nó trước thời hạn thấy rõ đồng dạng nhìn xem a bảo lần lượt tránh thoát khiếu phong hổ nhanh như tật phong công kích quan chiến lao sư kinh hại không thôi thật kinh người tốc độ phản ứng không ngừng cái này thực thiết thú ý thức cùng thân thể phối hợp tuyệt đối là đứng đầu nếu không phải hiểu tận gốc dễ học sinh nhìn thấy cảnh tượng này ta khẳng định cho rằng cái này thực thiết thú thân kinh bắt chiến theo bọn hắn nghĩ a bảo cùng khiếu phong hổ tốc độ đều rất nhanh chỉ bất quá a bảo nhanh chính là tốc độ phản ứng khiếu phong hổ nhanh chính là tốc độ di chuyển bằng vào càng nhanh tốc độ di chuyển khiếu phong hổ luôn có thể di chuyển nhanh chóng đến a bảo tầm mắt điểm mù phát động tiến công vậy do mượn càng nhanh tốc độ phản ứng a bảo thì là có thể nhanh chóng phán đoán ra khiếu phong hổ vị trí công kích sau đó ngay lập tức làm ra phản ứng né tránh rơi khiếu phong hổ công kích rất khó nói chiến đấu bên trong tốc độ di chuyển cùng tốc độ phản ứng cái nào quan trọng hơn nhưng khiếu phong hổ kinh người tốc độ di chuyển là phó vân phi ra chỉ phía sau mới có mà a bảo tốc độ phản ứng là tự thân có mà còn so với lần lượt phát động tập kích khiếu phong hổ tại chỗ xây dịch a bảo tiêu hao thể lực càng ít bởi vậy theo thời gian trôi qua thắng lợi cán cân hướng về trần văn cùng a bảo chết đi phó vân phi cùng khiếu phong hổ trong lòng không khỏi sinh ra áp lực thật lớn quan sát được khiếu phong hổ tốc độ giảm bớt trần văn không đợi phó vân phi tinh thần lực khô kiệt trực tiếp chỉ huy nói phản kích a bảo nghe vậy nháy mắt từ yên tĩnh chuyển động xông về vừa vặn cùng nó thác thân mà qua khiếu phong hổ cẩn thận phó vân phi vội vàng nhắc nhở sau đó muốn tiếp tục thi triển ngự thú thiên phú cho khiếu phong hổ gia tăng tốc độ nhưng hắn tinh thần lực cũng không phải là vô cùng vô tận cho khiếu phong hổ gia chỉ lâu như vậy cũng sớm đã sắp khô kiệt nháy mắt hắn cảm thấy đầu chuyển đến kịch liệt như kim trầm to như hạt đậu mồ hôi lạnh trực tiếp theo hắn cái chán toát ra khiếu phong hổ bỗng nhiên mất đi phong hành thiên phú gia chỉ nhất thời chưa kịp phản ứng trực tiếp lảo đảo xuống chờ nó ổn định trọng tâm a bảo đã vọt tới trước mặt của nó vành 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 ba a bảo quyền cước giao thoa bắt lấy khiếu phong hổ chính là một trận quyền đấm cước đá trong chốc lát liền tại trên người của nó tăng thêm rất nhiều quyền ấn trưởng ấn cùng với huyết sắc vết cát nghe lấy khiếu phong hổ kêu rên phó vân phi cố nén đau đầu nhấc tay không cam lòng lên tiếng nói ta ta nhận thua lữ đông lúc này tuyên bố kết quả phó vân phi đầu hàng trần văn trông coi lôi thành công trần văn nghe vậy lập tức ngăn lại a bảo tiếp tục cầu đả khiếu phong hổ nói như thế nào đây tiểu lão hổ cũng là vô tội nha so với trận đầu đối chiến trận thứ hai đối chiến cho người rung động hơi có vẻ không đủ nhưng mọi người nhìn hướng trần văn cùng a bảo ánh mắt lại có khác biệt tốc chiến tốc thắng có mưu lợi địa phương đánh lâu dài thì là hiện lộ ra sùng thu thực lực cùng kiến thức cơ bản trận đầu chiến đấu về sau mọi người cảm thấy a bảo thiên phú dị bẩm trận thứ hai chiến đấu về sau mọi người cảm thấy a bảo thực lực không tầm thường cái này về sau vô luận là quan chiến lao sư vẫn là đã xác định chủ lực đội viên đều cảm thấy trần văn có đầy đủ thực lực đảm nhiệm chủ lực đội viên trần văn ngược lại là không có chú ý mọi người ánh mắt hắn không kịp chờ đợi hạ tràng muốn nhìn hệ thống chuẩn bị cho mình cái gì kinh hỉ chương sáu mươi ba tạo hóa lô trần văn hai trận chiến thủ thắng trở thành chủ lực đội viên theo lữ đông tuyên bố vây xem lão sư cùng đối chiến xã thành viên cũng không khỏi vì lữ đông vỗ tay chúc mừng rất châu a a văn năm nay học đệ có chút đồ vật hắn thực thiết thu sát thực rất mạnh tại một mảnh ca ngợi cùng gieo hò bên trong trần văn mỉm cười cảm tạ bên dưới sau đó tại mọi người nhìn chăm chú bên trong đi xuống đối chiến tràng. xuống đối chiến tràng, hạ hùng lập tức ních lại gần nói đậu phộng thật không nghĩ tới ngươi phía trước nói là sự thật đúng thế cũng không nhìn một chút ta là ai đang muốn khẩu hại một cái nhìn thấy lý tư vũ cũng ních lại gần trần văn vội vàng nuốt vào phía sau lý tư vũ cười ha hả nói thật không nghĩ tới trần văn ngươi sâu như vậy giấu không lộ hắc, nào có ngươi thâm tàng bất lộ a à? đang khi nói chuyện đối chiến tràng bên trên lữ đông nói lý tư vũ tiếp xuống ngươi đến trông coi lôi lý tư vũ nghe vậy hơi sửng sốt một chút sau đó gật đầu nói được rồi lao sư nói xong nàng liền dứt khoát nhanh nhẹn đi lên sân huấn luyện hạ hùng nghi ngờ nói làm sao trực tiếp để lý tư vũ trông coi lôi trần văn như có điều suy nghĩ nói hẳn là lão lữ cho rằng lý tư vũ có đảm nhiệm chủ lực đội viên năng lực cho nên để nàng đánh bại hai người các người tên hay đang ngôn thuận thu hoạch được chủ lực đội viên vị trí từ tùng thông tý viên đưa phòng cứu thương phó vân phi khiếu phong hổ cũng bị thương không nhẹ bây giờ còn có thể cạnh tranh chủ lực đội viên chỉ có lý tư vũ lâm vân cùng hạ hùng ba người dựa theo hiện có quy tắc cái thứ ba lên đài rõ ràng chiếm tiện nghi lữ đông trực tiếp xác định lý tư vũ trông coi lôi nhìn như nhằm vào nàng nhưng thật ra là vì để cho nàng không thể tranh luận trở thành chủ lực đội viên hạ hùng nghe trần văn vừa phân tích không đợi lữ đông hỏi thăm ai muốn khiêu chiến liền lập tức nhấc tay ta muốn khiêu chiến lý tư vũ nói xong hạ hùng quay đầu hỏi trần văn nói cái kia ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tỉnh trần văn liếc mắt nói ngươi cầu nguyện lý tư vũ liệt diễm khuyển đối hùng nhị thủ hạ lưu tỉnh a lão lư ánh mắt làm sao sẽ kém lý tư vũ tinh thần lực đã sớm đạt tới cấp sáu đoán chừng đã sớm nắm giữ ngự thú thiên phú sử dụng hạ hùng nghe vậy nghiêm túc nhẹ gật đầu theo hạ hùng lên đài, mọi người không khỏi đem ánh mắt chuyển qua trên sân trần văn đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía trên sân bất quá hắn chú ý chính là trước mắt hệ thống hơi mở bảng ký chủ trần văn cấp bậc ngự thú sư học đồ thiên phú chói buộc, an sát, võ đạo tri thơm, sùng thú, thực thiết thú, điểm tích lũy 11.876 mới tăng hơn 2.000 điểm tích lũy, xem ra vẫn là ít người. Mặc dù tới không ít lao sư, nhưng so với lúc trước đối chiến xã tuyển dụng lúc thiếu đi quá nhiều học sinh vây xem, cho nên thu hoạch điểm tích lũy cũng không tính nhiều. hơi tiếp nối bên dưới, Trần Văn lui ra giao diện thuộc tính, đi tới hệ thống chủ giao diện, chỉ thấy hệ thống giao diện trung ương chỗ xuất hiện cái thứ ba ô biểu tượng, nguyên bản bản quay cùng dò hàng ô biểu tượng đều bị nó gạt mở đi. đan lô sao? Chẳng lẽ có thể luyện đan theo trần văn ánh mắt chuyển qua đan lô ô biểu tượng bên trên chức năng mới giới thiệu nháy mắt xuất hiện ở trần văn trong đầu chức năng mới tên là tạo hóa lô nghe thấy danh tự liền biết công năng thập phần cường đại trên thực tế cũng xác thực như vậy tạo hóa lô chỉ có được một cái công năng đó chính là dung hợp sùng thú cùng hắn chơi qua trò chơi một dạng chỉ cần đem hai cái sùng thú thả tới tạo hóa lô bên trong liền có thể tiến hành dung hợp đáng nhắc tới chính là tạo hóa lô đi vu gửi tinh cho nên sẽ chỉ làm chủ sùng thú tiến hóa hoặc biến dị cũng sẽ không để chủ sùng thú thoái hóa tốt lương tâm công năng trần văn có thể là biết trong trò chơi dung hợp sùng vật có nhiều hố không cẩn thận một cái thần thú dung hợp biến dị phía sau liền biến thành một cái rác rưởi sùng vật đồng thời trần văn cũng biết cái này tạo hóa lô chỗ cường đại cùng trò chơi khác biệt trong hiện thực sao có thể tùy tiện dung hợp khác biệt chủng loại sùng thú đừng nói khác biệt chủng loại đồng loại sùng thú đều có cách ly sinh sản đương nhiên dính đến thần thú khác tính toán đó đã không phải là khoa học có khả năng giải thích sự tình làm rõ ràng tạo hóa lô công năng trần văn ngưng thần nhìn hướng tạo hóa lô chỉ thấy đan lô ô biểu tượng dần dần biến lớn chỉ chốc lát liền chiếm cứ hệ thống giao diện hơn phân nửa vị trí tại đan lô trung ương trần văn nhìn thấy một cái âm dương ngư hình vẽ theo hệ thống giới thiệu đến xem dương cá vị trí để chủ sùng thú âm ngư vị trí để phó sùng thú đan lô phía dưới là một cái khởi động dung hợp nút bấm một vạn điểm tích lũy ha ha liền không nên tin tưởng hệ thống có lương tâm tạo hóa lô công năng chỉ cam đoan sùng thú dung hợp thất bại sẽ không xuất hiện vấn đề gì nhưng không có cam đoan dung hợp nhất định thành công càng không cam đoan dung hợp phía sau sẽ thu hoạch được thứ gì như thế không có bảo đảm dung hợp công năng vậy mà một lần phải hao phí một vạn điểm tích lũy đây quả thực là tại ăn cướp hô thật dài phun ra một hơi trần văn tắt đi tạo hóa lô giao diện không nói đến dung hợp cần tiêu phí cao điểm tích lũy hiện nay trên tay cũng không có mặt khác sùng thú càng không có bắt giữ sủng thú cơ hội hắn thấy chức năng này có lẽ muốn chờ hắn về sau đi bí cảnh thám hiểm lúc mới có thể phát huy tác dụng hiện tại chỉ là trang trí mà thôi đem tạo hóa lô để ở một bên trần văn tiếp tục thăm dò hệ thống những chức năng khác lần trước một ngàn điểm tích lũy thời điểm hệ thống không những nhiều một cái thương thành rút thưởng công năng cũng có biến hóa lần này nói không chừng hệ thống mặt khác hai cái công năng cũng có thăng cấp quả nhiên làm trần văn mở ra mua sắm thương thành lúc toàn bộ giao diện phát sinh thay đổi phía trước thương thành kệ hàng bên trên chỉ có thần cấp cơm giang trứng cùng nhân sâm núi địa phương khác chống giống, phản phất bị bán hạ giá ngày đám a di quét qua đồng dạng bây giờ thương thành bảng phía trên xuất hiện một cái lưu động kệ hàng phía trên trưng bày năm dạng ngẫu nhiên hàng hóa mỗi tháng đầu tháng kệ hàng bên trên vật phẩm sẽ phát sinh biến hóa trừ cái đó ra còn có thể tiêu phí một điểm tích lũy chủ động đổi mới kệ hàng tiếp thu xong hệ thống truyền tin tức trần văn im lặng đến cực điểm hệ thống này hố tiền thật có trình độ một bộ tiếp một bộ lắc đầu trần văn đưa mắt nhìn lưu động kệ hàng năm cái trên hàng hóa mỹ vị coca cola hai trăm điểm tích lũy lục tương chủ nghệ bảo điện năm trăm điểm tích lũy gậy trúc năm mươi điểm tích lũy trúc cơ linh dịch năm điểm tích lũy Hút quần cục, ba điểm tích lũy Hút quần cục đều đi ra đây là cái gì không đứng đắn hệ thống a im lặng lắc đầu trần văn không nhìn nữa cái khác vật phẩm nhìn kỹ hướng về phía kệ hàng bên trên duy nhất hữu dụng vật phẩm trúc cơ linh dịch ẩn chứa ôn hòa linh khí chất lỏng pha loãng phía sau nuốt có khả năng tăng cường rèn thân thể hiệu quả đồng thời tăng lên trong cơ thể linh khí tu vi trần văn lập tức ánh mắt sáng lên có chúc nộ cho hắn xin phụ cấp cùng với đối chiến xã phúc lợi về sau hắn đã không như vậy quân bách gần một tháng a bảo không ngừng mỗi ngày sơ cấp dịch dinh dưỡng bao no đồng thời trần văn còn cho nó mua một chút linh trúc xem như đồ ăn vặt bởi vậy a bảo mới có thể đột phá đến phạm thai lục đoạn bất quá lục đoạn đến bảy đoạn là cái không nhỏ bình cảnh cần tiêu phí không ít thời gian đột phá nguyên bản hắn đã làm tốt để a bảo thật tốt lắng động một đoạn thời gian chuẩn bị lại không nghĩ rằng mua sắm trong thương thành vậy mà xuất hiện trúc cơ linh dịch dạng này xúc tiến tu luyện đan dược nếu như cái này trúc cơ linh dịch hiệu quả tốt lời nói a bảo nói không chừng có thể nhanh chóng tiến bộ nhanh chóng tấn cấp đến phạm thai bảy đoạn như thế a bảo nói không chừng có thể tiếp tục tại cả nước giải thi đấu bên trên tỏa sáng chương sáu mươi toàn chân nội công quả quyết mua chút cơ linh dịch trần văn lui ra mua sắm thương thành nhìn về phía rút thưởng bàn quay rút thưởng bàn quay ngược lại là không có lại ra một cái một vạn rút một lần tuyển hạng như cũng chỉ có một trăm cùng với một ngàn rút thưởng tuyển hạng nhìn xem cái này đủ mọi màu sắc bàn quay trần văn trầm ngâm một lát hung hát nói rút dù sao đã mua chút cơ linh dịch còn lại có thể mua sắm vật phẩm trần văn đều không thế nào cần giữ lại điểm tích lũy cũng là lãng phí mua chút cơ linh dịch về sau trần văn còn giữ lại điểm tích lũy chỉ còn lại có hơn sáu ngàn hắn hơi suy nghĩ một chút liền đến cái một ngàn mốt lần tam liên rút bắt đầu ngừng bắt đầu, ngừng bắt đầu, ngừng qua trong giây lát, hơn sáu 000 điểm tích lũy chỉ còn lại có trường phân nữa, trong đó hình như chỉ có một kiện phần thưởng bay đến trong bao. Trần Văn không có lập tức đi nhìn, mà là đem ánh mắt nhìn thấy bên cạnh một trăm lần nút bấm. bắt đầu, ngừng bắt đầu, ngừng hoàn thành một trăm một lần mười liên rút về sau, Trần Văn quả quyết đóng lại rút thưởng bạn quay. bất quá trong chốc lát, điểm tích lũy phá vạn hắn lần thứ hai nghèo đến chỉ có thể mua sắm một đĩa cơm rang trứng. hô hút! hít thở sâu hai lần, Trần Văn cái này mới mở ra hệ thống bao vây. Mấy mắt, Trần Văn sắc mặt âm trầm xuống. Bốn ngàn điểm tích lũy đổ đi xuống, vậy mà chỉ có hai cái phần thưởng. Này làm sao còn càng rút càng trở về? Hắn lần thứ nhất rút ba trăm liền rút ra thần cấp cơm giang trứng, lần thứ hai rút hai ngàn xuất hiện nhân sâm núi cùng sơ cấp minh tư pháp. Lần này rút bốn ngàn, dù nói thế nào cũng có thể có ba bốn cái phần thưởng a. Để nén nội tâm nội khí, Trần Văn chuẩn bị trước nhìn một chút phần thưởng rồi quyết định có hay không chửi mắng hệ thống. Thân là một cái hợp cách hệ thống ký chủ, tính tình của hắn đã bị hệ thống đoán luyện tới không sai biệt lắm. Hắn trước nhìn về phía trúc cơ linh dịch cái khác phần thưởng, đây là một ngàn muốt lần rút ra phần thưởng phần thưởng phẩm chất cũng không sai thư tịch hy vọng có chút dùng làm trần văn ánh mắt chuyển qua thư tịch bên trên trong đầu hắn nháy mắt liền thu được liên quan tới quyển sách này tài liệu cặp kẽ toàn chân nội công bí tịch ghi chép toàn chân giáo nội công bí tịch võ công có thể cho một cái có trí tuệ sinh linh sử dụng Chú thích, cái này sinh linh nhất định phải nắm giữ nhân loại tương tự kinh mạch nếu không không cách nào học được ta đi hệ thống này thật là cho sùng thú dùng sao trần văn trận mắt há hốc mồm đầu tiên là minh tướng pháp lại là bí tịch võ công trần văn thật hoài nghi cái này hệ thống là cho nhân loại chuẩn bị bất quá nghĩ đến nhà mình hệ thống danh tự trần văn cũng liền bình thường trở lại dù sao cũng là kỳ quái sùng thú cải tạo hệ thống nha không kỳ hoa chút làm sao xứng đáng danh tự này thực thiết thú có lẽ không có nhân loại kinh mạch nhưng a bảo sử dụng võ đạo chi tâm hẳn là có nhân loại kinh mạch ta nếu như không có cải tạo đoan chừng chỉ có thể cho vượn và khỉ loại sùng thú học tập đáng tiếc chỉ là toàn chân nội công cho ta đến cái cựu dương thần công thật tốt ta nói là nói như vậy nhưng trần văn không có chút nào thất vọng ý nghĩ so với hình ý quyền toàn chân nội công có thể nói là bay vọt về chất một cái là nội gia quyền một cái là nội công hoàn toàn không thể so sánh được chứ ít nhất tại đương kim niên đại nội công xa so với nội gia quyền có rộng lớn hơn tương lai trong chấp nhóm này trần văn vui mừng chính mình vừa rồi không có chửi mắng hệ thống và không cái này sẽ chẳng phải là trình diễn thật là thơm hiện trường nhìn toàn chân nội công bí tịch về sau trần văn tâm tình vui vẻ nhìn về phía cái thứ hai phần thưởng hoàng thạch ẩn chứa thổ thuộc tính linh khí tảng đá có thể dùng đến chế tạo thổ thuộc tính linh khí Tàng đá a có thể cho a bảo thêm đồ ăn trần văn tự động xem nhẹ hoàng thạch nửa câu sau giới thiệu hắn lại không quen biết cái gì linh khí thợ rèn điểm tích lũy tiêu phí đến không sai biệt lắm phần thưởng cũng nhìn xong trần văn đóng lại hệ thống hướng trên đài nhìn mặc dù rất muốn lập tức học tập toàn chân nội công nhưng thể hồ quán đỉnh tư vị cũng không tốt nhận hiện tại cũng không phải thời cơ thích hợp trần văn nhìn như tại hệ thống bên trong mân mê rất lâu nhưng trong hiện thực kỳ thật mới qua mấy phút giờ phút này chính là chiến đấu kịch liệt nhất thời khắc lý tư vũ ánh mắt lãnh túc mi tâm lập loè hồng quang phản phất chấp trưởng hỏa diễm thần nữ cùng lúc đó nàng sùng thú liệt diễm khuyển trên thân toát da đỏ thâm hỏa diễm trong miệng phun ra một cái đại hỏa cầu sông về hùng nhị đập nát nó hạ hùng hét lớn một tiếng đồng dạng thả ra chính mình thiên phú ngao hùng nhị giống to cũng là rất trên cánh tay phải bao trùm bên trên nhàn nhạt tầng đất một trưởng vô đến vọt tới hỏa cầu bên trên vê hỏa cầu bị hùng nhị đập tan vẩy ra tia lửa dài rắc đến hùng nhị trên thân nhiệt độ cao rừng rực để hùng nhị đau đến giống to cùng lúc đó lý tư vũ liệt diễm khuyển giống như một đám lửa vọt tới hùng nhị phía sau không đợi liệt diễm khuyển công kích lần nữa hạ hùng vội vàng nhấc tay nói ta nhận thua hùng nhị mặc dù còn có thể tái chiến nhưng nó hiện tại chỉ có thể dùng nham khải bảo vệ hai tay tiếp tục đánh xuống hùng nhị liền biến thành nướng toàn bộ gấu lý tư vũ nghe vậy vội vàng để liệt diễm khuyển dừng tay mà Hạ Hùng thì là để Hùng Nhị tại trên mặt đất lăn lộn dập tắt ngọn lửa trên người. Hạ Hùng nào nao nói, Lý Tư Vũ, ngươi đây cũng qua ăn và a? À. Phàm thai cấp sủng thú vậy mà có thể sử dụng hỏa cầu cao cấp như thế kỹ năng? Lý Tư Vũ cười ha hà nói, ngươi bạo lực hùng không phải cũng có thể sử dụng nham khải sao? Cái này cái kia sao có thể đồng dạng a? À? Hạ Hùng liếc mắt, Hùng Nhị nham khải rõ ràng là không hoàn toàn, mà liệt diễm khiển hỏa cầu có thể là hoàn chỉnh cao cấp kỹ năng. Thở dài, Hạ Hùng tiến lên an ủi Hùng Nhị. Mặc dù thua, nhưng ngươi biểu hiện không sai, buổi tối ban thưởng liền không hủy bỏ. Trên thân cháy đen một mảnh Hùng Nhị nghe vậy, hưng phấn địa ngao một tiếng nháy mắt cảm giác cái gì đau xót cũng không có bởi vì nhận thua đến nhanh hùng nhị không bị quá nặng tổn thương tại đối chiến tràng biên kiểm tra một chút về sau hạ hùng liền đem hùng nhị thu vào ngự thú không gian sau đó hướng đi trần văn và ảnh. một bàn tay đập tới trần văn bả vai bên trên hạ hùng phiền muộn nói ra ngươi thiên phú là không phải miệng quạ đen a thật đúng là để lý tư vũ thắng trần văn cũng không có cái nổi này nói liệt diễm quyển so còn tại tiến hóa hùng nhị cường rất bình thường a lý tư vũ so ngươi sớm nắm giữ cấp sáu tinh thần lực đúng không sùng thú sùng thú không sánh bằng ngự thú sư ngự thú sư không sánh bằng ngươi dựa vào cái gì thằng a hạ hùng há to miệng bị trần văn nghẹn phải nói không ra lời nói tới vung nổi xong xuôi trần văn an ủi lần này ngươi thua không oan, phàm thai cấp sủng thú sử dụng cao cấp kỹ năng dài tay đánh ngắn tay ma pháp đánh vật lý hùng nhị xác thực không có gì biện pháp hạ hùng nói tiếp hùng nhị còn không có nắm giữ cùng bạo tốc độ quá chậm đối mặt hỏa cầu chỉ có thể cứng rắn chống đỡ nói xong lời cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài hai người nói chuyện phiếm ở giữa trên sân chiến đấu tiếp tục mở rộng hạ hùng nhìn xem phía trên chiến đấu tâm lại không có tại đối chiến tràng bên trên đông nhiên hạ hùng rất khó nói a văn ta sẽ rất mo đuổi theo để đến hắn không phải cái coi trọng thắng bại người nhưng hắn không muốn bị trần văn rơi xuống trần văn quay đầu nhìn hướng hạ hùng chân thành nói ta tin ngươi hai người từ tiểu học nhận biết một đường đi đến hiện tại quan hệ so thân huynh đệ còn thân đây cũng là trần văn phía trước dạy hạ hùng sơ cấp minh tưởng pháp nguyên nhân hắn hy vọng bọn họ có thể là cả đời hảo huynh đệ trần văn cùng hạ hùng nói chuyện trời đất cuối cùng một trận chiến đấu hạ màn cuối cùng lý tư vũ thủ thắng trở thành hạng năm chủ lực đội viên chương sáu mươi a bảo người muốn vo công không cần xác định rõ chủ lực đội viên các lao sư cùng một chút nhân viên công tác đều cười rời khỏi học sinh mới năm nay chất lượng ngoài ý liệu tốt liền tính năm nay không ra được thành tích sang năm nhất trung đồng dạng sẽ một tiếng hót lên làm kinh người thầy chủ nhiệm trịnh khải đặc biệt tiến lên động viên trần văn cùng lý tư vũ một phen sau đó căn dặn lữ đông phải thật tốt bồi dưỡng hai người chờ nhân viên không quan hệ rời sân về sau lữ đông đứng tại đối chiến xã tất cả thành viên trước mặt trầm giọng nói cuối tuần sau chính là cả nước giải thi đấu cấp tỉnh thi dự tuyển còn lại hơn một tuần thời gian hy vọng mọi người không nên lười biếng từ hôm nay trở đi mãi đến dự toán thi đấu khai mạc một ngày trước phòng huấn luyện lớn sẽ vì đối chiến xã một mực mở ra phòng y tế nhân viên công tác sẽ tại toàn bộ các ngươi rời khỏi phía sau mới tan tầm huấn luyện trong đó sơ cấp dịch dinh dưỡng miễn phí cung ứng mỗi ngày đều sẽ có lao sư tọa chấn chỉ đạo lữ đông âm thanh càng ngày càng nặng sắc mặt cũng dần dần trở nên nghiêm khắc trường học cho các ngươi cung cấp tất cả tiện lợi hy vọng các ngươi không cần phụ lòng trường học đưa vào năm ngoái chúng ta là cả nước tốt 16 sáu ta không hy vọng năm nay liền dự toán thi đấu đều không đột phá nổi lữ đông mục tiêu là cả nước giải thi đấu mà muốn đi cả nước giải thi đấu đầu tiên đến chinh chiến cấp tỉnh thi dự tuyển tỉnh tây xuyên đất rộng của nhiều là hoa quốc không nhiều cường tỉnh tại động vật loại sủng thú bồi dưỡng bên trên cực kỳ cường thế chỉ hạ có gần ngàn chỗ cao trung đương nhiên nắm giữ hoàn chỉnh ngự thú giáo khu trường học ngược lại là không có quá nhiều bình thường chỉ có một hai trăm tri đội ngũ dự thi dự thi đội ngũ rất nhiều nhưng thua một chàng liền phải về nhà đào thải tốc độ vô cùng kinh người tạm hết sức dễ dàng bị ổ xệ tỉnh tây xuyên mặc dù là tỉnh lớn nhưng cũng chỉ có hai cái chúng tuyển danh lệch cho nên nửa điểm sơ ý chủ quan cũng không được dương văn Hán trịnh trọng nhẹ gật đầu dẫn đầu cam kết lữ lao sư yên tâm năm nay chúng ta khẳng định đem hết toàn lực đột phá cấp tỉnh thi dự tuyển dương văn Hán vừa mới nói xong mặt khác thành viên nộn nhịp phụ họa thấy mọi người thái độ không sai lữ đông gật đầu nói các ngươi nói ta nghe tiếp xuống liền nhìn các ngươi làm thế nào tiếp lấy hắn lại nhìn về phía trần văn cùng lý tư vũ dặn dò hai người các ngươi cơ sở thực lực đến nhưng đối chiến kinh nghiệm có chỗ khiếm khuyết tiếp xuống một tuần muốn nhiều tiến hành đối chiến huấn luyện kiểm tra để lọt bổ sung nhìn xem khuyết điểm của mình ở đâu vâng lữ lao sư biết sau đó lữ đông nhìn về phía hạ hùng đáng người nói các ngươi cũng không cần lười biếng phàm thai cấp sùng thú năng lực khôi phục không mạnh đến lúc đó rất có thể cần dự bị ra sân cũng đừng đến lúc đó cho các ngươi cơ hội các ngươi lại không còn dùng được nghe đến khả năng có ra sân cơ hội hạ hùng đám người ánh mắt sáng lên quét qua vừa rồi suy sụp tinh thần tuyên bố an bài đồng thời động viên xong mọi người về sau lữ đông tuyên bố giải tán cùng hạ hùng lý tư vũ tạm biệt về sau trần văn nhanh chóng đuổi về trong nhà sau bữa cơm chiều trần văn đem a bảo giao cho ba mụ một mình đi tới thư phòng mở ra hệ thống hắn đem ánh mắt rời về phía ba khỏa bên trong thư tịch bên trên có hay không đối với chính mình sử dụng toàn chân nội công bí tịch nghe đến hệ thống hỏi ý trần văn trực tiếp gật đầu bây giờ hắn trói buộc thiên phú là cùng hưởng người nào trước học được đều như thế mà a bảo không nhất định nắm giữ hình người kinh mạch cho hắn học tập mới ổn thỏa nhất theo trần văn gật đầu trong hệ thống quyển sách kia tịch hóa thành một sợi lưu quang biến mất sau đó trần văn lập tức cảm thấy một cỗ như kim trâm bất quá khoảng thời gian này trần văn tinh thần lực tăng lên không ít lại thêm có chỗ chuẩn bị cho nên lần này hắn cắn răng căng cứng tới cũng không có kêu thành tiếng lao đi mồ hôi lạnh trên trán trần văn minh tưởng một phen lập tức phát hiện trong đầu xuất hiện một mảnh kinh văn đại đạo lần đầu sửa thông tiểu khiếu tiểu khiếu vốn là tại vĩ lưu huyện kinh văn là toàn chân đại đạo bài hát coi hắn nhìn hướng kinh văn lúc trong đó đối ứng thâm ý từng cái xuất hiện tại trần văn trong lòng trong chấp nhóm này trần văn rốt cuộc minh bạch tiểu thuyết võ hiệp bên trong vì sao lại có nhiều như vậy truyền thừa đoạn tuyệt đơn giản vài câu công pháp bí quyết đều bị các phái làm giống như mật mã một dạng nếu là không có người chỉ đạo một môn võ công liền tính lưu lại bí tịch trừ phi gặp được nhân vật chính nếu không quả quyết không người có khả năng học được tựa như hắn lấy được toàn chân nội công đại đạo bài hát không hơn trăm chữ nhưng trong đó ẩn tàng bí quyết quy nạp một cái lại có hơn vạn chữ còn nhiều trừ phi là nhân vật chính nếu không ai có thể dựa vào một cái đại đạo bài hát liền học được toàn chân nội công tiếp thu truyền thừa trần văn trực tiếp liền ngồi trên mặt đất bắt đầu dựa theo toàn chân nội công khẩu quyết điều động trong cơ thể mình linh khí theo lý thuyết bất luận cái gì nội công bước đầu tiên đều là xúc dưỡng nội khí làm chủ mãi đến tích góp rất nhiều nội khí phía sau mới bắt đầu đếm thử nối liền kinh mạch khiếu huyệt trong tiến hành tức giận tu luyện bất quá trần văn bạch chơi a bảo nhiều lần trong cơ thể sớm đã tích xúc không ít linh khí cho nên có thể trực tiếp bắt đầu đếm thử nối liền kinh mạch đầu tiên hắn cần tu luyện nối liền chính là thập nhị chính kinh nói là nối liền kỳ thật không hề chuẩn xác bởi vì cơ thể người kinh mạch đều là thông suốt chỉ bất quá thông suốt trình độ có chỗ khác biệt có người kinh mạch giống như đường hẹp con co chật hẹp khó đi có người kinh mạch như rộng bằng nhau rộng dai nói thông suốt bất quá vô luận bất luận cái gì thiên phú muốn thuận lợi vận hành sử dụng nội lực đều phải cẩn thận rèn luyện những kinh mạch này đem kinh mạch mở rộng sửa chữa gia cố từ đó để khả năng thừa nhận được càng nhiều càng mạnh nội lực thông hành thập nhị chính kinh là tay túc tam âm kinh cùng tay túc tam dương kinh nối liền về sau nội khí thông hành không trở ngại không chỉ có thể hình thành tiểu chu thiên thu nạp xung quanh linh khí nhập thể còn có thể để nội lực càng nhanh chuyển vận đến quyền cước bên trên gia chỉ quyền cước uy lực lại về sau thì là kỳ kinh bắt mạch nối liền bất quá đây không phải là trần văn hiện tại cần cân nhắc dựa theo toàn chân nội công hành công tuyến đường trần văn khống chế linh khí tại thập nhị chính kinh thủ thái âm phế kinh bắt đầu vận chuyển linh khí dưới khống chế của hắn phảng phất công nhân vệ sinh đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí rửa sạch kinh mạch kích thích về vị trần văn vốn cho rằng cái này sẽ có chút khó khăn nhưng hiện thực so hắn nghĩ đến còn muốn đơn giản nhiều thủ thái âm phế kinh thủ dương minh đại tràng kinh túc dương minh vị kinh túc thái âm tỷ kinh bởi vì linh khí chủ yếu là cùng hưởng mà đến cho nên trần văn không khỏi có chút khống chế không quen nhưng hắn kinh mạch rộng lớn mà cứng cỏi thế cho nên cố này linh khí tại hắn thô giáp vận chuyển bên dưới vậy mà dọc theo thập nhị chính kinh hoàn chỉnh vận hành một chu thiên ta đi thập nhị chính kinh vậy mà là thông ta là trong truyền thuyết võ học kỳ tài võ đạo chi tâm vẫn là hình ý quyền công hiệu ý niệm trong lòng bắt chuyển nhưng trần văn vẫn là tiếp tục dựa theo toàn chân nội công bí quyết vận chuyển trong cơ thể linh khí theo linh khí tại thập nhị chính kinh bên trong du tẩu trần văn cảm giác quanh thân chuyển đến một trận xốp giòn xốp giòn ngứa một chút cảm giác một chu thiên hai chu thiên ba chu thiên trần văn trong cơ thể linh khí phảng phất biến thành một đầu du long không ngừng mà trong kinh lạc bơi lội mỗi chuyển một chu thiên tốc độ cũng nhanh một điểm linh khí số lượng cũng nhiều một chút trong cơ thể hắn tích chứa linh khí cùng với bên trong căn phòng thiên địa linh khí chậm rãi dung nhập ngay tại tiểu chu thiên vận chuyển linh khí bên trong trong hoàng hốt trần văn cảm giác trong cơ thể linh khí hóa thành chạy xiết sông lớn phát ra sôi trào mãnh liệt khuấy động thanh âm cùng lúc đó hắn cũng dần dần cảm giác chính mình đối với linh khí khống chế càng ngày càng yếu trong cơ thể linh khí tăng trưởng là bởi vì thông qua tu luyện hấp thu trong cơ thể chứa đựng cùng với giữa thiên địa linh khí theo chưa nắm giữ linh khí chiếm đoạt số định mức tăng lớn hắn đối trong cơ thể linh khí khống chế càng ngày càng yếu nếu như tiếp tục tu luyện đi xuống hắn sẽ không cách nào khống chế trong cơ thể linh khí từ đó tẩu hỏa nhập ma thật dài thở ra một hơi trần văn khống chế trong cơ thể linh khí giảm tốc vận hành sau đó chậm rãi gom đến nơi đan điển sau khi thu công trần văn cẩn thận cảm thụ xuống thân thể biến hóa nội công quả nhiên cùng nội gia quyền không giống a đồng dạng là luyện tinh hoa khí nội gia quyền luyện chính là tự thân tinh hoa mà nội công ngoại trừ luyện hóa tự thân tinh hoa bên ngoài còn có thể luyện hóa thiên địa tinh hoa may là bí cảnh giáng lâm nếu không căn bản không có thiên địa linh khí có thể luyện hóa bất quá phụ cận linh khí không nhiều chủ yếu hấp thu vẫn là chưa từng bị thân thể hấp thu dinh dưỡng vật chất cảm khái vài tiếng trần văn đi tới phòng khách đem đang nhìn tv a bảo ôm đến thư phòng a bảo người muốn vo công không cần lao nhau ăn một pháo lẻ lốt chương 66, lúc trước huấn luyện a bảo người muốn vo công không cần a bảo ngây ra một lúc sau đó lập tức nhớ tới trần văn cho hắn chia sẻ kỹ năng tình cảnh lập tức ôm tròn triệu đầu vội vàng hướng phòng khách chạy đi đáng tiếc trần văn đã sớm chuẩn bị bắt lại nó phần gáy hh chuyện này có thể không phải do người a đang lúc nói chuyện trần văn cùng a bảo trên trán đều hiện lên khế ớt phù văn nháy mắt a bảo liền muốn phát ra thảm tuyệt gấu cũng chính là tiếng tê trần văn một cái bưng kín miệng của nó tránh cho quay dày phòng khách mặt trần ba trần mụ a bảo hủy khuất nước mắt rưng dưng, nếu không phải cái này đau đớn tới cũng nhanh đi cũng nhanh nó kém chút liền im lặng nước mắt ngàn đi nhìn thấy a bảo hình dạng trần văn không một chút nào đau lòng cái này ra hỏa rõ ràng cùng chính mình cùng một chỗ học được sơ cấp minh tượng pháp nhưng nó chỉ dùng đến sơ cấp minh tượng pháp đến thôi miên căn bản là vô dụng đến để thăng tinh thần lực của mình bây giờ tinh thần lực không được thống khổ là nó gieo gió gặp bão a bảo về sau ta còn biết giao cho ngươi cái khác võ công ngươi nếu là tiếp tục không coi trọng sơ cấp minh tượng pháp mỗi lần truyền thụ cho ngươi võ công đều sẽ đau một lần a bảo ủy khuất ba ba địa dịu dít hai tiếng cũng không phải là nó không luyện tập chỉ là vừa nhìn thấy liền cảm thấy chóng đầu a à. trần văn không để ý nói không luyện tập cũng được dù sao đau á đau liền quen thuộc ba a bảo nghe vậy sử suốt, cuối cùng quyết định sáng thiên minh nghĩ thời điểm cố gắng không ngủ được phát giác được a bảo ý nghĩ trần văn vui mừng sờ lên a bảo đầu nói ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt thử xem ta mới vừa dạy ngươi võ công a à. dịu dít. a bảo nhẹ gật đầu đối với trần văn dạy cho hắn mới võ công nó cũng rất tò mò đây sự thật chứng minh a bảo cũng nắm giữ nhân loại tương tự kinh mạch còn chân nội công hắn cũng là vừa học liền biết mà còn cùng trần văn đồng dạng thông thập nhị chính kinh kỳ kinh bắt mạch cũng là mười phần rộng lớn cứng cỏi bất quá trần văn cũng không có để a bảo trực tiếp nối liền kỳ kinh bắt mạch tu luyện đại chu thiên mà là trước quen thuộc tiểu chu thiên vận hành đại chu thiên thu nạp thiên địa linh khí hiệu quả sẽ tốt hơn nhưng kỳ kinh bắt mạch giao thoa phân bố tại thập nhị chính kinh cùng nhân thể trọng yếu cơ quan nội tạng ở giữa bởi vậy trần văn chuẩn bị trước luyện tập tiểu chu thiên tăng cường linh khí khống chế đem thân thể lại rèn luyện một đoạn thời gian mới tu luyện đại chu thiên để tránh hơi không cẩn thận liền đối thân thể tạo thành trọng đại tổn thương đáng nhắc tới chính là toàn chân nội công cùng trúc cơ linh dịch rất xứng đôi trúc cơ linh dịch cần chứa linh khí dễ dàng bay hơi pha loáng sau khi phục dụng cần mau chóng hấp thu nếu không sẽ tạo thành lãng phí mà toàn chân nội công ngoại trừ hấp thu linh khí tốc độ nhanh bên ngoài còn có một cái cực tốt đặc tính ngồi nằm lập thủ đô lâm thời có thể tu luyện bởi vậy trần văn có thể tùy thời tùy chỗ cho a bảo dùng trúc cơ linh dịch không cần thâm cư không ra ngoài tu luyện cũng có thể rất tốt tiêu hóa trúc cơ linh dịch không một chút nào dùng lo lắng lãng phí lấy phương thức như vậy sử dụng nguyên bản đủ để tu luyện một tháng trúc cơ linh dịch trần văn đoán chừng không chống được hai tuần lễ không biết là người nào để lộ ra đi Trần Văn cùng Lý Tư Vũ trở thành đội giáo viên chủ lực sự tỉnh rất nhanh liền truyền ra tới. Bắt quái là nhân loại thiên tính, Trần Văn cùng Lý Tư Vũ lập tức thành mọi người trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Mỗi lần nói tới Trần Văn cùng Lý Tư Vũ lúc, các bạn học cũng không khỏi liếc mắt nơi hẻo lánh phó văn phi, cái này để phó văn phi sắc mặt u ám tan không ra tới. Các lao sư cũng biết chuyện này, văn hóa khóa lao sư đối với bọn họ cũng không có gì ưu đãi, huấn luyện khóa Tô hơn lão sư lại cho bọn hắn tự do huấn luyện quyền lợi. Trần Văn cùng Lý Tư Vũ cũng không có lãng phí, trực tiếp chạy đi tìm Lữ Đông tỉnh giáo. Lữ Đông nhìn xem hai người, mà không chút thay đổi nói, trở thành chủ lực đội viên cảm giác gì? thoải mái, Trần Văn buột miệng nói ra, sau đó nói bổ sung, về sau cảm giác trách nhiệm trọng đại. Lý Tư Vũ gật đầu phụ hòa nói, ta cũng cảm giác rất có áp lực. Lữ Đông nhẹ gật đầu, nói, có áp lực liền tốt, cấp tỉnh thi dự tuyển quy tắc là thi đấu lôi đài quy tắc, mỗi cái đội ngũ ra năm tên ngự thủ sư, người thắng lưu, người thua bên dưới, phương nào năm vị tuyển thủ toàn bộ bị đào thải liền tính quãng. Nếu như các ngươi biểu hiện không tốt, Dương Văn Hán bọn họ sẽ vì các ngươi trùi điết, trở thành đội ngũ liên lụy. Trần Văn nhẹ gật đầu, nói, chúng ta biết, cho nên muốn mời Lão sư chỉ điểm một chút chúng ta tiếp xuống hẳn là huấn luyện cái gì? Lữ Đông nói, cơ sở trần văn cùng lý tư vũ đồng thời kinh ngạc lên tiếng lữ đông mặt không chút thay đổi nói hơn một tuần lễ thời gian có thể luyện cái gì lại nói các ngươi còn có lớp muốn lên đây ngoại trừ nhiều đối chiến tăng lên kinh nghiệm bên ngoài tốt nhất chính là nện vững chắc cơ sở nhất là triệu hoán sủng thú nói đến đây hắn cường điệu nói các ngươi triệu hoán sủng thú tốc độ quá chậm này bằng với đem tiên cơ quyền lợi giao cho người khác sau đó hắn lấy trần văn nêu ví dụ nói nếu như ngày hôm qua ngươi thực thiết thú gặp được không phải thông tin viên mà là triệu hoán tốc độ đồng dạng nhanh liệt diễn quyển như vậy thực thiết thú đối mặt công kích nhưng là không phải quả đấm mà là một cái hỏa cầu trần văn nhẹ gật đầu đây đúng là hắn hiện tại thiếu sót lý tư vũ như có điều suy nghĩ nếu là nàng triệu hoán đến nhanh hơn người khác một chút hoàn toàn có thể trực tiếp lợi dụng tranh lệnh thời gian để liệt diễm khuyển phóng ra hỏa cầu đem đối phương mới vừa triệu hồi ra sùng thú đánh bại trần văn hỏi lữ lao sư này làm sao luyện rút ngắn triệu hoán thời gian là không có đường tắt chỉ có thể dựa vào không ngừng mà luyện tập cùng với thực lực tăng lên lữ đông đầu tiên là nói một câu nói nhảm sau đó mới nói vất quá tăng lên đối chiến tràng bên trên triệu hoán tốc độ này ngược lại là có kỹ xảo cái gọi là triệu hoán thời gian là chỉ ngự thú sư theo trong lòng sinh ra triệu hoán sùng thú suy nghĩ đến đem sùng thú triệu hoán đi ra thời gian triệu hoán thời gian cùng ngự thú sư tốc độ phản ứng cùng với tinh thần lực khống chế cùng một nhịp thở cho nên chỉ có thể dựa vào không ngừng luyện tập cùng với thực lực tăng lên mới có thể rút ngắn triệu hoán thời gian nhưng đôi chiến tràng bên trên không giống ngự thú sư là sớm hơn liền biết muốn triệu hoán sùng thú cho nên có thể trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng muốn thẩm tra đối chiếu tay càng nhanh triệu hồi ra sùng thú có ba cái cần thiết phải chú ý địa phương lữ đông đầu tiên là dựng lên một ngón tay thứ nhất chính mình muốn trước thời hạn tập trung tinh thần chuẩn bị sẵn sàng ngự thú không gian dương cung mà không phát vừa muốn ngay lập tức mở ra ngự thú không gian cũng muốn khống chế tốt tinh thần lực không cho trọng tài phát hiện dị dạng nghĩ đến hai người là người mới lữ đông giải thích một chút triệu hoán sùng thú đồng dạng sẽ có dị tượng ví dụ như mi tâm sẽ phát ra huỳnh quang trước khi bắt đầu tranh tài bị trọng tài phát hiện dị dạng lần thứ nhất sẽ bị cảnh cáo lần thứ hai trực tiếp phán thua trần văn cùng lý tư vũ gật đầu tỏ ra là đã hiểu lữ đông cẩn thận cho hai người giảng giải chuẩn bị kỹ xảo sau đó mới dựng thẳng lên ngón tay thứ hai thứ hai để sùng thú cũng chuẩn bị sẵn sàng theo ngự thú không gian đi tới ngoại giới sùng thú đồng dạng sẽ mờ mịt luôn cuống muốn thông qua huấn luyện vượt qua cái này cảm xúc đồng thời trước thời hạn vì sùng thú làm tốt chiến thuật để nó biết được triệu hoán đi ra muốn làm cái gì trần văn cùng lý tư vũ gật đầu cái này ngược lại là tương đối dễ dàng lý giải lữ đông đối với cái này cũng không có nói tỉ mỉ trực tiếp giảng giải cái cuối cùng kỹ xảo thứ ba quấy nhiễu đối thủ lực chú ý đối thủ triệu hoán chậm chính là chính mình triệu hoán nhanh tâm lý chiến cũng là đối chiến một bộ phận cho nên ngự thú sư có thể lúc trước dùng rác rời lời nói quái nhiễu đối thủ để đối thủ không cách nào yên tâm chuẩn bị triệu hoán từ đó để chính mình càng nhanh triệu hồi ra sùng thú Trần Văn cùng Lý Tư Vũ nghe vậy đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại cảm thấy rất có đạo lý. Quá nhiều địch nhân triệu hoán, so ra mà nói chính là tăng nhanh chính mình triệu hoán. Lữ Đông nhìn chằm chằm hai người nhìn hai giây, sau đó nhắc nhở, chiêu này muốn thiện dùng, tâm tính không tốt, miệng không đủ độc cũng không cần thử. Chương 67, nổi tiếng bên ngoài nhất trung. Mấy ngày kế tiếp, Trần Văn cùng Lý Tư Vũ mỗi lệ vấn luyện trên lớp đều tại lập lại triệu hoán sủng thú huấn luyện. Tinh thần của hai người lực cũng không tệ, tại Lữ Đông chỉ đạo về sau, rất nhanh liền nắm giữ để ngự thú không gian dương cung mà không phát khiếu môn, rút ngắn thật nhiều triệu hoán thời gian. Ngày trước Hắn cùng Lý Tư Vũ theo nghe đến trọng tài bắt đầu đến triệu hồi ra sủng thú cần tiêu phí đại khái một giây thời gian, bây giờ nắm giữ khiếu môn giúp về phía sau ngắn đến 0.5 giây tả hữu. Mặc dù còn thua kém Dương Văn Hán học trưởng bọn họ, nhưng cũng sẽ không quá mức rơi vào thế yếu. Dù sao bọn họ triệu hồi ra sủng thú cũng cần tiêu phí 0.3 giây tả hữu thời gian, mà 0.2 giây căn bản không đủ để phát động bất luận cái gì thế công. Sau đó, chính là lặp lại triệu hoán sủng thú huấn luyện. Phòng huấn luyện lớn bên trong, Lý Tư Vũ mô phỏng trọng tài nói, tranh tài bắt đầu. Đang lúc nói chuyện, nàng nhấn xuống trong tay đồng hồ bấm dây cơ hồ là theo tiếng nói của nàng rơi xuống trần văn mi tâm liền tách ra màu trắng huỳnh quang sau đó a bảo nháy mắt xuất hiện đến đối chiến tràng bên trên a bảo vừa mới hiện thân trần văn chỉ lệnh liền chuyển đến trong đầu của nó công a bảo nghe vậy lập tức hai chân phát lực cùng lúc đó trong cơ thể nó linh khí theo tâm ý của nó mà động nhanh chóng chạy vào hai chân tam âm mạch nhanh chóng hướng đối chiến tràng bên kia phóng đi công kích thời điểm trong cơ thể linh khí nhanh chóng thông qua hai chân tam âm trải qua cùng tam dương trải qua chạy xuôi để hai chân bạo phát ra tốc độ kinh người cùng lực lượng bất quá trước mắt a bảo gần như hóa thành một đạo hắc ảnh vọt tới đối diện đối chiến tràng trung ương một cái vận sức chờ phát động pháo quyền đánh tới trong không khí và một trận kinh phong tùy theo sinh ra một đạo tiếng vang lanh lảnh tại a bảo trước năm đấm mới vang lên ngừng lý tư vũ hô trần văn nghe vậy đối a bảo nói được rồi nói xong hắn ném cho a bảo một bình pha loãng trúc cơ linh dịch nước khoáng a bảo nhận lấy nước khoáng đặt mông ngồi dưới đất bắt đầu tân 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 uống trần văn đi đến lý tư vũ bên cạnh hỏi thế nào lý tư vũ nhìn xuống đồng hồ bấm dây kinh ngạc nói bốn một giây một năm ba giây thật nhanh à? lý tư vũ nói hai cái thời gian một cái là triệu hoán thời gian một cái khác là từ bắt đầu đến a bảo vọt tới bên kia đối chiến tràng trung ương thời gian súng thú đồng dạng được triệu hoán đến chính mình nửa tràng trung ương cách đối phương nửa tràng trung ương khoảng cách đại khái là hai mươi lăm m khoảng chừng a bảo vừa rồi buộc phát tốc độ thô sơ giản lược tính toán đại khái đạt tới hai mươi hai ms bình thường phạm thai cấp có thể đạt tới tốc độ này Sùng thú đều là loại kia am hiểu tốc độ súng thú nhìn xem lý tư vũ sáng lấp lánh mắt to trần văn cổ quái nhẹ gật đầu xem ra mới vừa rồi là chính mình nghĩ sai trần văn hỏi muốn đổi ngươi luyện tập sao mấy ngày nay Hắn cùng Lý Tư Vũ hai người kết bạn huấn luyện, làm một người luyện tập là, một người khác mô phỏng trọng tài đồng thời tính theo thời gian. Làm như vậy vừa có thể trực quan xem ra bản thân tiến bộ, cũng có thể tinh thần hể vải hoặc là sủng thú phiền chán lúc thay thế một cái, hiệu suất so với mình luyện tập thật nhiều. Lý Tư Vũ lắc đầu, nói: Mấy ngày nay luyện tập đến đã không sai biệt lắm, Lữ Lao sư đều để chúng ta hai ngày này giảm bớt huấn luyện, nghỉ ngơi thật tốt một cái. Cũng là, Trần Văn Phụ họa bên dưới, sau đó cười nói, nhắc tới Lữ lao sư hôm nay đi tham gia nghi thức khai mạc, hiện tại cũng nên trở về, không biết có thể hay không rút đến tốt ký. Cứ việc chỉ là cấp tỉnh thi dự tuyển nhưng đội ngũ dự thi có hơn 200 trăm chi phân bố tại từng cái khu vực cho nên không có khả năng tất cả đội viên đều đi tham gia bình thường chỉ là để mấy người xem như đại biểu tiến đến tham gia đồng thời giúp thăm lý tư vũ nói cái này không cần lo lắng tỉnh tây xuyên chiếm diện tích cực lớn vì để tránh cho học sinh lặn lội đường xa cho nên giai đoạn trước đối chiến an bài đều là phân tứ đại khu rút thăm đối chiến mà chúng ta trường học lệ thuộc nam khu từ trước suy nhược ngự thú con đường này có thể nói khắc kim con đường cho nên ngự thú trình độ cùng kinh tế trình độ có quan hệ mật thiết tỉnh tây xuyên nam khu một khu vực lớn là dân tộc thiểu số khu quần cư kinh tế không hề làm sao phát triển thế cho nên nam khu cao trung ngự thú trình độ cũng rất có hạn có thể nói là tạp ngư khắp nơi trên đất hồ cá lợi hại a trần văn đưa ra ngón tay cái khen lý tư vũ đồng học ngươi ngoại hiệu có phải hay không gọi bách hiệu xanh a con mắt con thành hai cái trăng lưới liềm lý tư vũ cười nói nào có khoa trương như vậy ngươi chính là đem thời gian đều tiêu phí tại huấn luyện cùng học tập bên trên nếu không những chuyện này rất dễ dàng liền nghe được hai người đang tán gấu lữ đông đi vào phòng huấn luyện lớn đem phân tán các nơi huấn luyện mọi người triệu tập lữ đông nói vòng thứ nhất đối thủ là an nam tam trung đối chiến tràng liền tại chúng ta thị vàng dựng ngự thú câu lạc bộ sáng ngày kia tám giờ tập hợp thống nhất theo trường học đi xe buýt tiến về minh bạch chưa minh bạch trần văn đám người cùng kêu lên trở lại minh bạch liền giải tán đi lữ đông nhẹ gật đầu sau đó tiếp cận nói chú ý hai ngày này không muốn vào đi đối chiến huấn luyện mặt khác huấn luyện cũng giảm tiểu cường độ đừng để sủng thú thụ thương biết mọi người gật đầu nói phải ngày 12 hai tháng 11, một trần văn đám người ngồi rộng rãi xe buýt tiến về trung tâm thành phố vàng dựng ngự thú câu lạc bộ bởi vì địa vực rộng rộng nguyên nhân, cho nên tỉnh Tây xuyên ngự thú giải thi đấu tranh tài áp dụng thi đấu hội chế, là chọn lựa một cái địa điểm thích hợp đánh chúng đội ngũ dự thi tiến hành tranh tài. Dạng này vừa có thể tránh cho học sinh buôn ba qua lại ảnh hưởng học tập, cũng tránh khỏi ngự thú sư hiệp hội không cần thiết chi tiêu. Thành phố Thanh Hà Vàng Dực Câu lạc bộ chính là lần này nam khu chọn lựa tranh tài điểm. Xem như vốn là lớn nhất ngự thú câu lạc bộ, Vàng Dực câu lạc bộ chủ yếu mặt hướng cấp thấp ngự thú sư mở ra, cung cấp huấn luyện, đối chiến, huấn luyện trở phục vụ trong đó cao trung ngự thú sư ngoại khóa huấn luyện đúng là bọn họ chủ yếu nghiệp vụ một trong cho nên vàng dược câu lạc bộ thường xuyên sẽ giá thấp tiếp nhận các loại tranh tài đến tuyên truyền tự thân sự thật chứng minh cái này rất có hiệu quả nơi khác học sinh còn tốt bản địa học sinh nhìn thấy câu lạc bộ hoàn mỹ thiết bị cùng với huấn luyện thành tích đều động tâm không thôi hạ hùng nhìn thấy vàng dược câu lạc bộ có trọng lực phòng huấn luyện con mắt chừng lớn hỏi một bên chỉ dẫn nhân viên công tác câu lạc bộ hội viên trô nào xử lý lữ đông nghe vậy hừ lạnh một tiếng ngắt lời nói tranh tài xong lại nói hạ hùng nghe vậy vội vàng chim cút tựa như co lại bên dưới đầu một bên người tình nguyện nhẹ nhàng thở ra dẫn đầu mọi người đăng ký về sau đến công cộng phòng nghỉ nơi này vốn là vì vàng dự câu lạc bộ hộ khách cung cấp nghỉ ngơi sử dụng hai ngày này tạm dừng phục vụ chuyên môn dùng để cho tất cả đội ngũ dự thi sử dụng cứ việc phòng nghỉ đã rất lớn nhưng dự thi đội ngũ không ít cho nên trong phòng có chút ồn ào may mà đánh tốt điều hòa không hề khô nóng nhìn thấy thanh hà nhất trung mọi người đi vào phòng nghỉ bên trong trường học khác lao sư cùng học sinh lập tức yên tĩnh một cái một lát sau phát ra càng thêm dạy đặc tiếng bàn luận xôn xao thanh hà nhất trung đội giáo viên sao năm ngoái tỉnh tây xuyên thứ hai cả nước giải thi đấu top mười sáu đây chính là cả nước cấp bậc đội ngũ sao thoạt nhìn thật mạnh a à. ta cảm giác rất bình thường a à. người đây là bị bọn họ năm ngoái thành tích dọa cho phát sợ bọn họ chỉ là năm ngoái mạnh mẽ lên một cái mà thôi trường học các ngươi mạnh mẽ lên có thể đi cả nước giải thi đấu sao ta nghe lấy mọi người sổ soạt sổ soạt tiếng thảo luận cảm thụ được trong đám người quăng tới ánh mắt dương văn hạn trở lão nhân bảo trì thông dòng mà trần văn đám người thì là không tự giác cưỡn thẳng xuống lưng hạ hùng nhỏ giọng đối trần văn nói không nghĩ tới trường học như như vậy tất đều là phía trước học trưởng kiếm bên dưới thanh danh cùng chúng ta cũng không có quan hệ tu luyện võ công về sau trần văn thay thính mắt tinh cho nên nghe đến càng nhiều nội dung. Hạ Hùng vô vũ Trần Văn bạ vai cười nói, kéo dài nhất Trung Vinh Quang, chúng ta việc nghĩa chẳng tử. Chương 68, trận đầu. Phong nghị phía trước là một cái to lớn màn hình, trên đó viết hôm nay đối chiến ăn bài. Số 1 sân bãi, Nam xuyên tam Trung VS Thanh Hà thử nghiệm, thời gian chín ba Số 2 sân bãi, Thanh Hà nhất Chung VS An Nam Trung học, thời gian chín ba Thời quét qua, Trần Văn đám người liền thấy một loại đối chiến ăn bài. Nhân viên công tác nói, vòng thứ nhất đối chiến thống nhất là chín giờ rưỡi bắt đầu, chín giờ mười lăm phân phía trước trình diện liền có thể chư vị trước tiên có thể ở phòng nghỉ nghỉ ngơi sau đó lại đi đối chiến chẳng lữ đông nói chúng ta không hề mệt mỏi trực tiếp đi đối chiến chẳng đi nhân viên công tác từ không gì không thể mang theo thanh hà nhất chung mọi người đi tới số hai đối chiến chẳng số hai đối chiến chẳng ở trong phòng giống như là một cái trường đấu trung ương là đối chiến chẳng bốn phía thì là nhô lên khán đài có khả năng ngồi mấy trăm người khán giả giờ phút này còn chưa tới tranh tài thời điểm vậy mà liền đã hiểu rõ 10 người ngồi xuống trên khán đài trần văn kinh hỉ nói ta đi còn có người xem nói hắn còn tưởng rằng phía trước mấy vòng tranh tài đều không có người quan sát một bên trương đức vượng cảm khái nói năm ngoái chúng ta cũng không có cái này đãi ngộ phía trước mấy vòng tranh tài đều là tại bên ngoài đối chiến tràng khán giả chỉ có thỉnh thoảng đi qua mấy tên người đi đường dương văn Hán cười nói bình thường trường học phía trước mấy vòng tranh tài đều là dạng này bất quá năm ngoái nhất chung lấy được không sai thành tích cho nên năm nay độ chú ý cùng đãi ngộ đều không giống nói đùa ở giữa mọi người tại nhân viên công tác an bài xuống ở một bên ghế tuyển thủ ngồi xuống đem cặp sách các loại vật phẩm cất kỹ đối thủ là an nam trung học năm ngoái cấp tỉnh thi dự tuyển dừng bước sáu bốn cường nhưng các ngươi không thể bởi vậy sơ ý chủ quan lữ đông một bên cho mọi người phổ cập khoa học đối thủ tình báo một bên căn dặn mọi người trên thực tế những lời này hắn phía trước liền đã nói qua giờ phút này chỉ là tại làm vượt lại sở dĩ làm như vậy một mặt là vì tăng cường mọi người ấn tượng một mặt là vì làm dịu người mới khẩn trương bất quá hắn phát hiện trần văn cùng lý tư vũ căn bản không có khẩn trương ý tứ có chỉ là không che giấu được hưng phấn nhất là trần văn ma quyền sát trưởng bộ dáng giống như là muốn thay thế sùng thú xuất chiến đồng dạng lữ đông trầm giọng nói không nên khinh thường nếu biết rõ năm trước chúng ta cũng đồng dạng dừng bước sáu mươi bốn ngoại trừ thuộc đều mấy cái kia cao trùng trường học khác ngự thú trình độ di động rất lớn mỗi năm đều có rất nhiều hắc mãng nghịch tập trần văn nhẹ gật đầu nói yên tâm ta sẽ không chủ quan lữ đông nói tốt nhất như vậy nếu là cho ta làm cái mở cửa đen ta lập tức đem ngươi theo đội chủ nhà thay đổi đi hôm nay xuất trạm trình tự theo thứ tự là trần văn lý tư vũ trương đức vượng lạc công dương văn hãn a à, trần văn kinh ngạc lên tiếng sau đó nói nếu là nhân ra trực tiếp ra đội trưởng đâu lữ đông hỏi ngược lại nói như vậy không phải đội trưởng ngươi liền có thể cam đoan thắng được trần văn bị chọc đến không phản bắt được hắn lại không biết thực lực của đối thủ làm sao dám bảo đảm hư lệnh một tiếng lữ đông trầm giọng nói dùng hết toàn lực cho nhất trung cầm cái khởi đầu tốt đẹp Chân văn nhẹ gật đầu trầm tĩnh rất nhiều theo thời gian trôi qua người trên khán đài điện ảnh dần dần nhiều hơn câu lạc bộ hội viên được an bài tại vòng thứ hai tranh tài trường học thầy trọ đều chậm rãi tràn vào số hai đối chiến tràng bên trong cùng lúc đó trọng tài tổ cùng với an nam trung học đại biểu đội cũng tiến vào đối chiến tràng trọng tài tổ kiểm tra sân bãi an nam trung học đại biểu đội thì là tại bên kia tuyển chọn thủ tịch ngồi xuống hưng phấn liếc nhìn bốn phía sau sau đó thấp giọng thảo luận bọn họ chính là thanh hà nhất trung đội giáo viên, thoạt nhìn cũng chỉ đồng dạng nha. đúng vậy a, à, ngoại trừ nam xoáy một chút, nữ đẹp điểm, không có gì đặc biệt ta. bọn họ năm ngoái chủ lực đội viên đều lên đại học, năm nay tất cả đều là người mới, trong đó còn có hai cái học sinh lớp 11, một, thật sự là tìm không được người. hắc hắc, nếu là đánh bại bọn họ liền tốt, nói không chừng có thể một tiếng hót lên làm kinh người đây. nhìn xem các học sinh chiến ý hưng hực, an nam trung học chỉ đạo lao sư thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong lòng của mình kiến thiết làm cũng không tệ lắm. vừa bắt đầu rút đến thanh hà nhất trung thời điểm, hắn có chút tuyệt vọng nhưng mà lấy được thanh hà nhất trung đội giáo viên danh sách về sau hắn lập tức lớn thở dài một hơi đại danh đỉnh đỉnh phong suy tuyết vậy mà rời đội hắn cảm thấy không có phong suy tuyết thanh hà nhất trung tựa như không có nanh vớt con hổ khổ người như cũ rất lớn nhưng không nhất định là đầu mánh thú còn có thể là một khối thịt mỡ năm ngoái thanh hà nhất trung xác thực không phải chúng ta có thể chống lại nhưng là bây giờ bọn họ không người kế tục thực lực chỉ là bình thường cho nên đừng bị tên tuổi của bọn hắn hù ngã các ngươi phải tin tưởng chính mình thực lực năm ngoái bọn họ có thể theo một cái không có danh tiếng gì trường học giết tới cả nước giải thi đấu năm nay chúng ta cũng có thể luôn có người là hắc mã vì cái gì không thể là chúng ta nhậm hải âm thanh rõ rạc để hưng phấn an nam học sinh trong mắt giấy lên lửa nóng hừng hực ánh mắt cùng thủ hạ đội viên từng cái đối mặt hắn lần thứ hai ăn nói mạnh mẽ mà họ thầm, còn có cái gì là so cầm cả nước tốt mười sáu tế cờ tốt hơn bắt đầu đâu nhậm hải âm thanh không tính lớn nhưng cũng không nhỏ trần văn cách đối chiến tràng lờ mờ nghe đến đối phương gióng giạc diễn thuyết không khỏi quay đầu nhìn hướng bình chân như vại lữ đông lữ lao sư ngươi liền không đến một cái lúc trước diễn thuyết sao không cần thiết lữ đông mặt không thay đổi lắc đầu sau đó nói cái này lại không phải thể dục thi đấu tác chiến chính là bọn ngươi sùng thú liền tính muốn diễn thuyết cũng nên đối sủng thú diễn thuyết xem như ngự thú sư các ngươi cần phải làm là giữ vững tỉnh táo vì sủng thú làm ra phán đoán chính xác nhất đối với đối diện nhậm hải diễn thuyết lữ đông khinh thường đến cực điểm nói hiện tại hưng phấn như thế sau đó lúc đối chiến mụ hắn đâu triệu hắn sùng thú liền sẽ lực chú ý không tập trung thật sự là thật quá ngu xuẩn trần văn gật đầu không còn để ý xung quanh bắt đầu điều chỉnh hô hấp trời trong tâm cảnh chỉ chốc lát sau trọng tài tổ kiểm tra xong sân bãi tranh tài chính thức bắt đầu chủ trì trên này một vị chức nghiệp dục thú gia nâng giọng nói rõ ràng hô sắp tiến hành là thanh hà nhất trung đội trưởng an nam trung học tranh tài sau đó hắn nhìn xem song phương huấn luyện viên nộp lên đi lên đối chiến danh sách lớn tiếng tuyên bố phía dưới cho mời song phương trận đấu thứ nhất đối chiến tuyển thủ lên đài thanh hà nhất trung trần văn an nam trung học nhạc hà dựa vào loa phóng thanh tăng phúc chủ trì âm thanh tiếng vang liền toàn trường các khán giả nhiệt tình nháy mắt bị châm lửa nhạc hà cố lên nhạc hà ngươi nhất định sẽ thắng lợi đi theo mà đến an nam thầy trò lớn tiếng nói nhạc hà sắc mặt đỏ lên đẩy một cái con mắt của mình đón bốn phía quang tới ánh mắt kích động hướng trung ương đối chiến tràng bước nhanh tới trần văn nghe đến chính mình danh tự đột nhiên mở hai mắt ra bên cạnh hạ hùng lý tư vũ đám người nhộn nhịp cổ vũ thoải mái mà cho trần văn cổ vũ động viên a văn cố lên trần văn cố gắng không cần cân nhắc thắng bại phát huy ra chính mình thực lực liền được Hít sâu một hơi trần văn nhẹ gật đầu cất bước hướng đi đối chiến tràng chương sáu mươi chín khởi đầu tốt đẹp trần văn hai ba lần liền lên đối chiến tràng đứng ở trọng tài bên tay phải cùng đeo kính nhạc hà đứng đối mặt nhau ba phút thời gian chuẩn bị trọng tài lời ít mà ý nhiều nói dựa theo lữ đông thuyết pháp cái này ba phút chính là nói rác rưởi lời nói thời gian tại nhiễu loạn địch nhân tâm trí đồng thời muốn trong bóng tối chuẩn bị sẵn sàng từ đó ở lúc nơi xuất phát bên trên trần văn suy nghĩ bên dưới đang muốn mở miệng đối diện nhạc hà liền đỉnh bên dưới kính mắt lớn tiếng nói thanh hà nhất chung là không có người rồi sao vậy mà để cái học sinh lớp 11 trước đến dự thi đậu phộng trần văn im lặng liếc mắt chính mình lại bị người khác nói rác rưởi lời nói hơi suy nghĩ một chút hắn lúc này phản kích nói đối phó các ngươi những này không có danh tiếng gì đội ngũ chẳng lẽ còn muốn để chúng ta lớp mười học trường lên sao các ngươi cũng quá đánh giá cao chính mình đi trên khán đài mọi người nghe vậy không khỏi cười ha ha phản chọc thì tốt hơn Nam trung học nhạc Hà là ngữ văn không có học tốt ta. tiến tử làm sở thiên văn chương này đều không có đọc qua sao? Ta liền nói làm sao cảm giác Trần Văn phản chọc rất xào diệu. Nguyên lai like là dạng này A. À. Nhìn qua về nhìn qua, có thể kịp thời vận dụng đến trong hiện thực vẫn là có mấy phần nhành trí, đối diện đều bị hắn chọc đến tức chết rồi. Mặc dù như vậy, nhưng mọi người không hề cho rằng Trần Văn có phần thắng. Thanh Hà nhất Chung vẫn là có quyết đoán, tàn khốc như vậy tranh tài bên trong còn dám để học sinh lớp 11 một luyện binh, không hổ là năm ngoái cả nước tốt 16 sáu. Ân, đoán chừng đằng sau mấy vòng sẽ đổi học sinh cấp ba ra sân, nếu không đi không xa. Nghe đến người xem tiếng cười nhạo nhạc hà tức giận đến huyết khí dâng lên cắn răng nói miệng lưới bén nhọn đợi lát nữa ta muốn để ngươi đẹp mắt a à, trần văn một bộ ghét bỏ bộ dạng tiếp tục nói cũng liền có khả năng dựa vào sủng thú cho chính mình vãn hồi mặt mũi không đúng trần văn tự đủ có dạng này ngự thú sư sủng thú lại có thể mạnh đến cái tình trạng gì đi đâu đang lúc nói chuyện trần văn ngựa đầu dùng lỗ mũi nhìn xem hắn một bên làm ra khinh thường tư thái một bên trong bóng tối điều động tinh thần lực nhạc hà đang muốn mở miệng phản bác trọng tài dưới tay phải ép nói tranh tài bắt đầu tiếng nói của hắn vừa rơi xuống trần văn mi tâm liền sáng lên một đạo hình quang mà đối diện nhạc hà mới vội vàng luôn cuống tay chân triệu hoán sùng thú đối với nhạc hà trần văn hiệu rõ không nhiều chỉ biết là hắn là an nam trung học học sinh cấp 3 sùng thú là tinh anh siêu phàm tiềm lực kiếm sĩ hồ trên thực tế cái này rất bình thường đội ngũ dự thi quá nhiều phía trước mấy vòng tranh tài cơ bản đều muốn dựa vào ngạnh thực lực đánh xuyên qua hậu kỳ chờ đội ngũ thiếu các trường học mới có ý thức thu thập đối thủ tình báo kiếm sĩ hổ tố chất thân thể không thể so khiếu phong hổ kém nhưng không có ngự phong cùng với đe dọa thiên phú có là khát máu thiên phú am hiểu cận chiến thủ thương càng nặng chiến ý càng mạnh bởi vậy nếu là không thể một bộ mang đi kiếm sĩ hổ kiếm sĩ hổ liền tính thua cũng sẽ theo trên người địch nhân căn xuống một miếng thì đến mười phần khó dây dưa đây cũng là an nam trung học chỉ đạo lao sư nhậm hải điều động nhạc hà trận đầu nguyên nhân hắn muốn cầm cái khởi đầu tốt đẹp liền tính nhạc hà không may gặp được thực lực càng mạnh ngự thú sư hắn cũng muốn bằng vào kiếm sĩ hổ dũng manh thế công đánh ra khí thế nhậm hải nghĩ đến rất tốt đáng tiếc hiện thực không phải có chuyện như vậy làm a bảo hiện thân đối chiến trắng lúc tâm trạng kích động nhạc hà trên trán mới bắt đầu xuất hiện huỳnh quang làm a bảo phi thân phóng tới đối phương nửa trắng lúc kiếm sĩ hổ mới bị triệu hoán đi ra nhìn xem trần văn nháy mắt triệu hồi ra xuống thú mà a bảo càng là trực tiếp giống như một đạo hắc ảnh sông về đối diện đối chiến tràng trên khán đài không khỏi phát ra từng tiếng kinh hô thật nhanh thật nhanh triệu hoán tốc độ thật nhanh công kích tốc độ hắn làm sao nhanh như vậy nếu không phải phía trước giới thiệu bên dưới ta còn tưởng rằng ngốc tại chỗ chính là thanh hà nhất trung trần văn đây trần văn triệu hoán tốc độ cùng với a bảo công kích tốc độ không những để an nam trung học thầy trò sai xứng sở để mặt khác người quan chiến cũng cả kinh trường lớn mắt kính nếu là học sinh cấp ba nắm giữ như vậy triệu hoán tốc độ bọn họ còn không đến mức kinh ngạc như thế nhưng trần văn có thể là học sinh lớp 11, một tính toán đâu ra đấy khế ước sủng thú đến bây giờ cũng không có đến ba tháng a theo ngự thú không gian đi ra biết muốn chiến đấu kiếm sĩ hổ đang chuẩn bị phân chấn uy phong quan sát đối thủ sau đó hắn liền thấy một cái trắng đen sen kẽ viên cầu vọt tới trước mặt mình cẩn thận nghe đến ngự thú sư nhắc nhở kiếm sĩ hổ vô ý thức lựa chọn rút lui nhưng nó phản ứng vẫn là quá chậm đổi lại phía trước Á bảo kiếm sĩ hổ nói không chừng còn có thể né tránh hai chiêu nhưng thời khắc này a bảo trong cơ thể linh khí tại thập nhị chính kinh bên trong vận chuyển toàn bộ gấu tốc độ không thể so sử dụng kỹ năng sùng thú chậm trong chớp mắt liền vọt tới kiếm sĩ hổ trước mặt. Bảnh. A Bảo huynh trưởng đột nhiên đánh xuống, nặng nghề mà đập tới kiếm sĩ hổ trên đầu. Kiếm sĩ hổ xử trí không kịp đề phòng, lập tức mắt nổi đom đóm, một cái liền ngã sấp trên mặt đất. Bảnh. Đối chiến tràng mặt nền phát ra một tiếng nặng tiếng vang, khiến quan chiến mọi người sai sững sờ không thôi. Nhạc Hà con ngươi thích chặt, hét lớn, kiếm xỉ hổ. Hắn vốn định muốn khích lệ ngã xuống đất kiếm xỉ thế nhưng A Bảo thừa thắng xông lên, trực tiếp thuận thế đặt mông ngồi xuống kiếm xỉ trên lưng, sau đó một quyền tiếp một quyền nện đến kiếm xỉ trên đầu vành 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 nghe lấy thực thiết thú năm đấm cùng kiếm sĩ hổ đầu đụng nhau âm thanh ở đây khán giả không khỏi cảm giác gây răng nhất trung ở ghế tuyển thủ phó vân phi ít hầu hơi khô chát chát hắn hoài nghi nếu là chính mình khiếu phong hổ gặp được A bảo đoán chừng kết quả cùng trên sân kiếm sĩ hổ không nhiều lắm khác biệt ta nhận thua ta nhận thua nhạc hà vội vàng hô lớn nhạc hà nhận thua trong tay vội vàng tuyên bố đồng thời làm tốt ngăn lại đối chiến chuẩn bị a bảo mới không hiếu chiến đây nghe đến trần văn chỉ lệnh a bảo lập tức ngừng công kích đứng dậy duỗi lưng một cái triển lộ nó mượt mà hình thể những ngày này giờ luyện tập mệnh chết nó rõ ràng tiến vào ngự thú không gian hẳn là ngủ ngon bây giờ lại muốn bảo trì thanh tỉnh đây quả thực quá đúng lên gấu a bảo vừa mới được triệu hoán đi ra ngay lập tức buôn tập cho nên cho tới giờ khắc này mọi người mới thấy do nó hình dạng cùng hình thể nhìn xem a bảo dối người bộ dạng không ít người nháy mắt liền bị manh hóa ta đi thật manh a liền cái này ra hỏa vừa rồi hành hung kiếm xì hổ đây là con non a a thật đáng yêu cái này sùng thú chỗ nào có thể khế ước a manh chết ta rồi lại manh lại lợi hại làm sao có dạng này sùng thú thanh hà nhất trung ghế tuyển thủ nghe đến trọng tài tuyên bố hạ hùng lập tức nhảy dựng lên vung vẩy cánh tay lơ tiếng vì trần văn cùng a bảo gieo họ a bảo tốt a bảo rất trâu hạ hùng một người thành quân phản phất một cái đội cổ động viên tại vì trần văn gieo họ dương văn hãn đám người thấy thế cũng bắt đầu cười ha hả vì trần văn cùng a bảo vỗ tay cố gắng trần văn có thể nha khởi đầu tốt đẹp đối diện chủ quan bất quá a bảo cận thân sát thực rất mạnh hấp thụ phía trước tà mị cười một tiếng dạy dỗ lần này trần văn không trang bức cao lãnh nghe lấy bên thai liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh trực tiếp bật cười cái này đối chiến tràng hiện tại có bên trên trăm tên khán giả cái này sóng chí ít vì hắn mang đến ba bốn ngàn điểm tích lũy tới sổ lao nhau ăn một pháo lẻ lốt chương bảy mươi một xin hai nhìn thấy trần văn dẫn đầu triệu hồi ra sùng thú thời điểm nhậm hải trong lòng liền đã có dự cảm không tốt làm trọng tài tuyên bố trận đấu thứ nhất kết quả về sau an nam trung học chỉ đạo lao sư thì là trực tiếp ngây dại hắn có chút không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt một màn này không riêng hắn ngây dại an nam trung học học sinh cũng ngây dại không phải đã nói không có phong suy tuyết thanh hà nhất trung chính là còn còn không gian sao làm sao nhạc hà liền bị người dây lát dây đâu phía trước hai phút đồng hồ bọn họ còn tại ước mơ chính mình lật tung thanh hà nhất trung giết vào cả nước giải thi đấu trở thành mới hát mã hai phút đồng hồ về sau bọn họ liền cảm giác mình bị người hung hăng rút một bậc hai liền đối phương một tên lớp 11 một tân sinh đều đánh không thắng còn làm cái gì hát mã dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú lao sư nhậm hải rất mau trở lại qua thần ba ba đập hai lần trưởng đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới về sau nhậm hải nhanh chóng nói đây chỉ là ngoài ý muốn, nhạc hà hẳn là bị đối phương rác rưởi lời nói ảnh hưởng tới tâm cảnh cho nên triệu hoán sủng thú tốc độ chậm nếu là triệu hoán tốc độ giống nhau lời nói kiếm sĩ hổ chưa chắc sẽ bại bởi đối phương thực thiết thú nếu biết rõ đối phương thực thiết thú là bản thổ sùng thú căn bản không biết bất kỳ kỹ năng lại nói đối thủ chỉ là học sinh lớp 11, chưa hẳn nắm giữ ngự thú thiên phú an nam trung học đội viên học sinh nghe xong nhậm hải phân tích nhộn nhịp nhẹ nhàng thở ra nhậm hải nhìn về phía sắp lên chàng nữ sinh nói chắc lấy vui mừng lên đài phía sau không cần ngươi không cần phản ứng hắn vững vàng đánh tin tưởng chính ngươi tin tưởng ngươi u linh miêu chắc lấy vui mừng nghiêm túc nhẹ gật đầu đợi đến chắc lấy vui mừng đi đến đứng đối nhau đài trần văn dựa theo quy tắc đem a bảo lần thứ hai thu vào ngự thú không gian bên trong trọng tài đúng lúc nói 3 phút thời gian chuẩn bị nếu đến ngon ngọt trần văn tiếp tục thi triển miệng pháo đại pháp cười nói ai nha cái này liền cái thứ hai nếu là cũng giống như ngươi vừa rồi đồng đội như thế ta chẳng phải là có thể một sinh năm chắc lấy vui mừng nghe vậy khẽ nhớ mày sau đó trực tiếp đóng lại hai mắt mắt không thấy tâm không thiền trần văn thấy thế cũng không có tiếp tục một bên chuẩn bị triệu hoán sùng thú một bên nghĩ rác rưởi lời nói vẫn là rất khó khăn rất nhanh tranh tài bắt đầu không có trần văn rác rưởi lời nói ảnh hưởng chắc lấy vui mừng nhanh chóng triệu hoán ra chính mình sùng thú cái này sùng thú ngoại hình cùng phổ thông mèo đen khác biệt không lớn chỉ bất quá mèo cào sắc bén mà dài nhỏ con ngươi trở nên trắng mà không có bất luận cái gì con ngươi thoạt nhìn giống như người mù xem thường thoạt nhìn có chút làm người ta sợ hãi siêu ú linh miêu nắm giữ dạ hành thiên phú có khả năng dung nhập đêm tối nhanh chóng im lặng đi bây giờ là ban ngày ú linh miêu không cách nào ẩn hình nhưng nó tốc độ nhanh như tàn ảnh di động bên trong lặng yên không một tiếng động phổ thông sủng thú tại nó di chuyển nhanh chóng thời điểm căn bản bắt lấy không đến thân hình của hắn nhìn xem phi tốc vòng quanh a bảo xoay tròn ú linh miêu trần văn thoải mái mà lắc đầu hắn cảm giác hôm nay vận khí có chút tốt kiếm sĩ hổ cùng u linh miêu hắn mặc dù đều chưa từng gặp qua nhưng cái này hai cái sùng thú phong cách chiến đấu đều cùng khiếu phong hổ cùng loại cái trước là khiếu phong hổ pháp thuật rút lại bản cái sau thì là khiếu phong hổ thể phách rút lại bản mặc dù cả hai thực lực đẳng cấp đều so phó vân phi khiếu phong hổ cao nhưng tổng hợp tố chất chưa hẳn càng mạnh khiếu phong hổ đều bị a bảo treo lên đánh hai cái này rút lại bản làm sao có thể lấy được thắng lợi chắc lấy vui mừng nhìn thấy đối phương chuẩn bị lấy tính chế động đành phải dẫn đầu để chính mình u linh miêu phát động công kích lợi chào nghe đến trong lòng truyền đến chỉ lệnh u linh miêu nhanh chóng chạy tới a bảo sau lưng sau đó đột nhiên một phát, lăng không nhảy lên sông về A Bảo cái hót Cùng lúc đó, nó chân trước móng vuốt đột nhiên dài ra, giống như một cái đem sắc bén dao găm, lóe ra để người rét lạnh ánh sáng lạnh lẽo. Hiu! Ú Linh Miêu tại trên mặt đất chạy nhanh phát ra âm thanh gần như tại không có, nhưng nó lăng không nhảy lên vẫn là phát ra tiếng vang. A Bảo không nhanh không chậm nghiêng người nhẹ nhõm tránh né. Tu luyện nội công ngoại trừ để A Bảo linh khí tăng cường cùng với lực bộ phát tăng cường bên ngoài, đồng dạng tăng cường nó đối xung quanh năng lực nhận biết. Nội công nắm giữ luyện hóa thiên địa linh khí công năng, tu luyện nội công phía sau A Bảo cùng thiên địa lẫn nhau biến nhiều, ngũ giác cũng tăng lên rất nhiều. U linh miêu công kích mặc dù đến từ tầm mắt điểm mù nhưng tiếng xe gió lại không che giấu được không khí lưu động cũng sẽ có tương ứng biến hóa bởi vậy không thể gạt được a bảo nhìn xem U linh miêu không ngừng công kích a bảo tả hữu hình ảnh thanh hà nhất trung ở ghế tuyển thủ mọi người lộ ra nụ cười cái này tập ta xem qua trùng hợp như vậy sao ta cũng nhìn qua cái gì các ngươi cũng nhìn qua sao nghe lấy mọi người chơi ghẹo phó vân phi sắc mặt trở nên khó coi hắn không chỉ nhìn qua còn tự thân diễn xuất thanh hà nhất trung người không có cảm giác khiếp sợ nhưng khán đài những người khác nơi nào thấy qua cảnh tượng như vậy mỗi khi a bảo tại thời khắc mấu chốt né tránh qua công kích trên đài đều buộc phát ra từng đợt kinh hô thanh âm trần văn cũng nháy mắt thu hoạch một đợt điểm tích lũy nhìn u linh miêu đánh lâu không xong chắc lấy vui mừng sắc mặt trầm ngưng lên phát động chính mình thiên phú trong khoảnh khắc nàng cùng u linh miêu mi tâm đều phát ra một đạo đỏ tươi quan mang sau đó u linh miêu trở nên trắng đồng tử trực tiếp bắn ra hồng quang trong mắt đỏ hoe u linh miêu lần này không còn từ phía sau lưng công kích mà là vọt thẳng chính diện xông về a bảo cẩn thận trần văn vội vàng nhắc nhở a bảo cảm thấy lập tức cẩn thận một chút nhưng có chút kỹ năng không phải cẩn thận liền có thể tránh né làm a bảo nhìn thấy u linh miêu mắt đỏ nháy mắt a bảo sáng tỏ mắt nhỏ liền trở nên hỗn loạn lên hai bàn tay không quy luật khắp nơi loạn đập đây là đến từ u linh miêu tinh thần công kích tinh thần hỗn loạn a bảo công kích giống như mưa to gió lớn nhưng u linh miêu vẫn là dũng cảm xông về a bảo tại trong khe hẹp đối a bảo nhanh chóng phát động công kích bởi vì công kích là vô ý thức cái này thật đúng là để u linh miêu tìm tới cơ hội một móng bắt đến a bảo trước ngực thử nhìn thấy u linh miêu đến tay chắc lấy vui mừng cùng với an nam trung học thầy cho bọn họ trên mặt đều lộ ra nụ cười nhưng mà sau một khắc trên mặt bọn họ nụ cười im bặt mà dừng chỉ thấy ú linh miêu móng đuốt cực kỳ sắc bén thoáng đâm vào a bảo trước ngực về sau vậy mà miễn cưỡng kể lại a bảo vốn là da dày thịt béo lại trải qua nội gia quyền rèn luyện cùng ngăn sắt thiên phú tăng thêm bây giờ trên người nó bất luận cái gì bộ vị đều phảng phất phê một tầng cứng cỏi giáp ra ngao cảm thụ được trước ngực truyền đến đâm nói a bảo ngửa mặt lên trời gào thét đối với trước mắt ú linh miêu chính là một trường vô xuống một trường giống như trời nghiêng trực tiếp che đậy ú linh miêu tầm mắt ú linh miêu vội vàng rút móng nhưng đã phản ứng không gấp vành vành liên tiếp hai tiếng trầm đục tại đối chiến tràng bên trên vang lên ú linh miêu đầu bị nện sau đó toàn thân bị nệ đút sắp đối chiến tràng bên trên nhìn thấy a bảo nắm chặt nắm đấm chắc lấy vui mừng vội vàng kêu lên nhận thua trọng tài ngay vậy lập tức tâm niệm vừa động nháy mắt hắn thông linh thú kim linh hầu hóa thành một đạo hát ảnh đem trên đất thú linh miêu kéo về phía sau tránh thoát a bảo công kích dừng tay trần văn chỉ lệnh tiếp theo mà tới ngao ngao chỉ vào trước ngực vết thương a bảo hủy khuất ba ba hướng trần văn khiếu lại trần văn lúc đầu rất đau lòng nhưng đau lòng đau lòng hắn đột nhiên phát hiện a bảo ở ngực vết thương đã sắp khép lại đều không thế nào chảy máu chương bảy mươi chơi đem lớn trận thứ hai trần văn thắng kèm theo trọng tài tuyên bố kết quả hiện trường một trận yên lặng đối với trần văn trường học khác quan chiến thầy trò vừa bắt đầu ấn tượng là lên đài rèn luyện người mới Liên tính ván đầu tiên thủ thắng trong lòng mọi người đối hắn cũng không có quá mức coi trọng dù sao trần văn triệu hoán tốc độ bọn họ phần lớn dự thi học sinh cũng có thể làm đến bọn họ tự nghĩ nghiêm túc ứng đối tuyệt sẽ không giống như an nam trung học quỷ xui xẻo đồng dạng oan khuất thua trận tại u linh miêu cận thân thực thiết thú nháy mắt bọn họ đã chuẩn bị vì cái này người mới vỗ tay khích lệ dù sao mới lớp mười một không nói do năm nếu như tiếp tục trưởng thành cuối năm khả năng liền muốn vượt qua trong bọn họ không ít người làm bọn hắn không nghĩ tới chính là trần văn thực thiết thú vậy mà lại thắng im lặng một lát sau khán đài lần thứ hai sôi trào lên đậu phượng nhìn cái này gấu mập phản ứng ta đều quên nó có một thân thịt béo đúng vậy à sùng thú mập mạp trình độ đồng dạng đều là cùng lực phòng ngự kính trình trình sửa so tốc độ cùng phòng ngự gồm nhiều mặt thật mẹ nó không hợp thói thường cái này sùng thú kêu cái gì không hợp thói thường không ngoại hạng ta không quản ta liền muốn biết An nam trung học người làm sao nghĩ ha ha bị một cái học sinh lớp mười một một hai lần này bọn họ nhưng muốn nổi danh ai nói chỉ có một xin hai trần văn còn không có hạ trầng nha không đến mức a hai chàng chiến đấu tiêu hao cũng không nhỏ a lại nói nó còn thụ thương a bảo tiêu hao sát thực không nhỏ trận đầu vừa bắt đầu liền bạo phát linh khí bằng không nó cũng không thể nhanh chóng hướng về đến khiếu phong hồ trước mặt trận thứ hai đối mặt u linh miêu công kích nó né tránh động tác không lớn nhưng trong đó cần tập trung toàn bộ lực chú ý tiêu hao đồng dạng không nhỏ hai chàng xuống a bảo đã tiêu hao chừng phân nửa linh khí thân thể cũng cảm giác có chút để bài đến mức thụ thương dựa theo quy tắc sùng thú có thể trong đối chiến thụ thương nhưng sau khi chiến đấu kết thúc thụ thương sùng thú muốn tiến hành xử lý nếu như ngăn không được huyết tương không thể tham gia tiếp xuống tranh tài cho nên, thụ thương A Bảo được gọi đến bên sân xử lý vết thương. Nguyên bản nhân viên y tế chuẩn bị tại chỗ cho nó khe hở một cái châm, nhưng nhìn xem đã sắp kết vậy vết thương, cuối cùng nhân viên y tế tùy tiện dán cái miệng vết thương tiếp liền đem A Bảo đuổi. So với A Bảo bị đập bất tỉnh, U Linh Miêu mới cần điều trị. Thanh Hà Nhất Trung Lão sư cùng tuyển thủ đều dựa vào đi qua. Hạ Hùng nhìn kỹ một chút A Bảo thụ thương chỗ, im lặng nói, liền không hợp tối thường, đây chính là U Linh Miêu kỹ năng công kích, liền tìm kiếm nhỏ như vậy vết thương. Những người khác cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bọn họ vừa rồi đều cho rằng Trần Văn phải thua Lữ Đông cũng cảm thấy ngoài ý muốn hỏi Trần Văn nói, còn có thể tiếp tục sao? Trần Văn hỏi ngược lại, muốn tiếp tục sao? Lữ Đông quan sát Trần Văn một cái, thản nhiên nói, chính ngươi làm chủ. Trần Văn nhẹ gật đầu, đem A Bảo thu hồi ngự thú không gian, lần thứ hai trở lại chính mình đối chiến chiến đế. Nhắm mắt đứng vững, Trần Văn bắt đầu suy nghĩ đến cùng muốn hay không tiếp tục. A Bảo linh khí còn lại một nửa, thể lực tiêu hao ngược lại là không tính quá nhiều, chiến đấu là khẳng định có thể tiếp tục chiến đấu. Phía trước liên tràng A Bảo chỉ là bại lộ chính mình tự thân cường đại tổng hợp tố chất cũng không có đặc biệt sử dụng một chút quyền pháp cho nên các khán giả phần lớn không có hướng phương diện này liên tưởng đối thủ cũng không có khả năng đoán được á bảo biết võ ngoài ra hắn hiện tại nội khí dư giả đủ để cho á bảo bổ sung gần sáu thành linh khí bởi vậy nếu là hắn con bài chưa lật ra hết chỉ cần không phải gặp được an nam trung học đội giáo viên đội trưởng hai người khác hắn không hề e ngại một xin ba thậm chí một xin bốn đều có cơ hội dạng này tất nhiên có khả năng kiếm lấy rất nhiều điểm tích lũy nhưng cũng sẽ bại lộ á bảo cùng chính mình rất nhiều tình báo dạng này sẽ có hai cái hậu quả một hắn cùng a bảo sẽ tại đến tiếp sau tranh tài bên trong gặp phải nhầm vào không dễ dàng lấy được khiến người kinh ngạc chiến quả thứ hai nếu là a bảo biết võ trước thời hạn bị người khác biết hắn không biết a bảo hiện trường lại hiện ra hội võ thuật sẽ không thu hoạch được đồng dạng điểm tích lũy ổn thỏa một chút hoàn toàn có thể thấy tốt thì lấy đợi đến một cái đại võ đài lại một tiếng hót lên làm kinh người bên kia ghế tuyển thủ an nam trung học chỉ đạo lao sư nhậm hải cùng đội viên khác đều ngốc đứng tại bên sân hoàn toàn mắt cho váng bị người một sinh hai có thể lý giải nhưng bị một cái lớp mười một tân sinh một sinh hai bọn họ không thể chịu được. sắp lên chàng phan thắng trong lòng bàn tay đổ mồ hôi thực lực của hắn ở trường trong đội kém cỏ nhất sùng thú vượn trắng cũng chỉ là hàng thông thường nhìn thấy trần văn liên tiếp chiến thắng hai cái đối thủ giờ phút này trong lòng hắn đã không có bất luận cái gì chiến ý Nhậm hải nhìn thấy phan thắng sĩ khí xa suốt hoàn hồn an ủi cái này thực thiết thú đi qua hai tràng cường độ cao đối chiến thể lực cùng linh khí đã tiêu hao đến không sai bị lắm không đáng sợ a à, phan thắng mở mịt nói đổi lại ngày trước hắn tuyệt đối sẽ tin tưởng chỉ đạo lao sư nhưng đội giáo viên bị trần văn một xin hai về sau hắn đối nhậm hải tín nhiệm đã gần như tại không có dù sao là nhậm hải cho bọn họ nói thanh hà nhất trung là không có răng con hổ nhất định phải làm bọn họ đá đặt chân bây giờ xem ra bọn họ mới là đá đặt chân a à, cái gì a à? nhâm hải âm thanh biên lớn hắn chỉ là cái người mới ngươi chẳng lẽ liền cái liên tiếp chiến hai chàng người mới đều không thắng được sao phan thắng trong mắt mở mịt biến mất ánh mắt trở nên kiên nghị nhìn trọng tài thúc giục nhâm hải nói đi thôi tiêu hao nó thể lực cùng linh khí thắng lợi không khó phan thắng nghiêm túc nhẹ gật đầu đi tới đôi chiến tràng bên trên nhìn thấy cái thứ ba ra sân chính là phan thắng trần văn ánh mắt sáng lên cảm thấy đã có quyết định nếu như cái thứ ba ra sân chính là an nam trung học đội giáo viên đội trưởng hắn sẽ ẩn giấu thực lực tiêu hao một phen sau chủ động nhận thua nhưng tất nhiên ra sân chính là phan thắng hắn cảm thấy mình có thể chơi đem lớn mặc dù cái này sẽ để cho chính mình cùng a bảo tình báo lộ ra ngoài nhưng hắn hoàn toàn có thể lấy chiến dưỡng chiến dùng thu hoạch điểm tích lũy đến nhanh chóng tăng lên a bảo thực lực về sau trừ phi a bảo thực lực tăng vọt nếu không từng vòng về sau sao có thể gặp được có thể làm cho a bảo một xiên ba đội ngũ lại nói chỉ cần a bảo thực lực tăng lên rất nhanh tình báo tiết lộ lại như thế nào trọng tài lần thứ hai tuyên bố rác rưởi lời nói thời gian bắt đầu trần văn thẩm tính bên dưới thời gian chờ sau khi cười khẽ một tiếng nhìn xem phan thắng dương mắt quét tới ánh mắt trần văn cười văn nói không nghĩ tới các ngươi an nam trung học nhiệt tâm như vậy phan thắng khẽ như mày không có trả lời trần văn tiếp tục nói ta lúc đầu đều muốn đầu hàng nhưng không nghĩ tới cái thứ ba ra sân chính là ngươi các ngươi đây là muốn đưa ta chỉ vẫn kỳ hiệu a à. phan thắng nghe vậy con mắt trừng lớn lên cơn giận dữ ngay tại đếm thầm thời gian trọng tài liếc trần văn một cái sau đó tay phải ép xuống nói tranh tài bắt đầu phan thắng vội vàng ngưng thần câu thông ngự thú không gian mà trần văn mi tâm đã bắn ra một đạo bạch quang công mặc dù không biết đối thủ ngự thú thiên phú là cái gì nhưng vượn trắng tuyệt không tại a bảo e ngại phạm vi bên trong a bảo nghe đến trong lòng chỉ lệnh không chút nghĩ ngợi hướng đối diện nửa tràng trung ương phóng đi làm a bảo vọt tới đối chiến tràng trung ương thời điểm vượn trắng đã bị phan thắng triệu hoán mà ra cẩn thận nghe lấy ngự thú sư nhắc nhở mới vừa triệu hoán đi ra vượn trắng xong quyền chống đỡ tại trên mặt đất trường lớn hai mắt tập trung vào ngay tại vọt tới a bảo chương bảy mươi hai nọ mạnh hết đà vượn trắng cùng thông tý viên cùng loại đều là am hiểu cận chiến xung thú cùng thông tý viên thờ phụng đại lực xuất kỳ tích khác biệt vượn trắng càng thích cùng với nhanh chóng nhanh chóng ra quyền đối mặt vọt tới a bảo vượn trắng hét lớn một tiếng run run vai xuống lưng lập tức phát động chính mình kỹ năng thật phong quyền chỉ thấy nó cái kia tráng kiện hai tay đong đưa tả hữu quyền điên cùng sơ cấp nháy mắt liền tại trước người đánh ra liên tiếp quyền ảnh vội xông mà đến a bảo tránh cũng không thể tránh nhưng a bảo mắt nhỏ bên trong không có bất kỳ cái gì kinh hoàng tránh không được liền không tránh luận đánh quyền a bảo còn không có sợ qua cái nào sùng thú vận sức chờ phát động nó không nhường chút nào hướng về so với mình còn một vòng to vượn trắng phát động công kích vành 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 trong khoảnh khắc Tương đạo nổn ngạt tựa như sấm rền lệch cạch âm thanh liên tiếp vang lên, A Bảo cùng Vượn Trắng quanh người đều bởi vì khoái quyền mà nhấc lên kịch liệt cuồng phong. Một tấc dài, một tấc mạnh. Tiếp cận thành niên Vượn Trắng bằng vào dài hai tay vừa bắt đầu liền chế trụ A Bảo. Nhưng giao thủ mấy hiệp về sau, A Bảo liền nhìn rõ Vượn Trắng quyền pháp. Lại đơn giản quyền pháp cũng có sáo lộ cùng cảm ấy, nhưng mà Vượn Trắng quyền pháp vẹn vẹn chỉ có tốc độ cùng lực lượng, căn bản không có bất luận cái gì kỹ xảo. Đối với không hiểu quyền sùng thú đến nói, ngoại trừ đón đỡ cũng chỉ có thể rút lui. Nhưng A Bảo khác biệt, nó có thể là chỉ hiểu quyền thực thiết thú. Lực theo lên, sinh tại chân, phát ra chân chúa tể tại eo đi tại ngón tay đây là thông dụng quyền thuật nguyên lý vượn trắng thân thể cường kiện không cần theo mượn lực nhưng cũng cần mượn nhờ eo cổ sống vai gáy lực lượng thấy rõ vượn trắng quyền pháp kỹ xảo phát lực về sau a bảo vẹn vẹn theo vượn trắng bả vai run run liền có thể dự phán ra nó tiếp đi xuống năm đấm sẽ công kích đến địa phương Thời chứng thực bên dưới a bảo trực tiếp từ bỏ phí sức không có kết quả tốt đối quyền tại vượn trắng như mưa to rơi xuống năm đấm bên trong tránh chuyện xê dịch đậu phộng cái này cái gì tốc độ phản ứng thật phong quyền cũng có thể tránh sao cái này quá không hợp thói thường đi không hợp thói thường mụ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà a. Cái này mẹ nó là người mới, cái này mẹ nó là con non. Trên khán đài không ít học sinh kinh nghi bất định. Dạng này dày đặc nhanh chóng công kích, phàm là thai cấp sủng thú có khả năng né tránh sao? Nó làm sao có thể né tránh rơi? Phan Thắng trong lòng bối rối. Hắn vốn muốn cho Vượn trắng cùng Trần Văn Thực Thiết thú đối công tiêu hao thể lực, sau đó dùng cái này thủ thắng. Thực Thiết thú né tránh Vượn trắng tận phong quyền, lần này liền làm rối loạn kế hoạch của hắn. Bây giờ Thực Thiết thú không cùng Vượn trắng đối quyền, tiêu hao lập tức ít đi rất nhiều. Càng đáng sợ chính là thực thiết thú cũng không có bị bức ép đi chỉ cần vượn trắng tật phong quyền dừng lại lập tức liền muốn nên đón thực thiết thú phản kích không muốn ngồi mãi chờ chết phan thắng nếm thử tính chỉ huy nói vừa đánh vừa lui vượn trắng nghe vậy đồng dạng vùng vẩy xong quyền một bên lui lại đổi lại cái khác sùng thú loại thời điểm này khẳng định sẽ lựa chọn lui lại hoặc là lưu tại nguyên chỗ chờ thời cơ nhưng a bảo lại giống như là thích thổi gió quả thực là tài cao mật gấu đại địa đi và vượn trắng hai tay phạm vi bao trùm bên trong nhà mình sùng thú kỹ năng lại bị đối phương sùng thú không nhìn cái này để phan thắng sắc mặt trở nên xanh xám thời gian một giây một giây trôi qua vượn trắng quyền nhanh dần dần trở nên chậm mà tại vượn trắng quyền ảnh bên trong á bảo vẫn không có bị vượn trắng nắm đâm đánh trúng trần văn con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phan thắng mi tâm để a bảo cẩn thận một chút thời khắc phòng bị phan thắng sử dụng ngự thú thiên phú vượt qua trần văn dự kiến chính là phan thắng mãi đến vượn trắng tật phong quyền mất đi hiệu lực cũng không có phát động ngự thú thiên phú mặc dù trong lòng có e rẻ nhưng trần văn vẫn là quả quyết để a bảo phản kích tật phong quyền đều có thể né tránh mà qua vượn trắng phổ thông quyền cước đối Á bảo càng là không tạo được cái uy hiếp gì né tránh qua vượn trắng một quyền về sau a bảo thân hình thoát một cái một cái liền đụng phải vượng trắng trong lực. Vượn Trắng bị A Bảo mập kiểu tay va chạm, lập tức đau đến há to miệng, thân hình bất ổn. Ngay sau đó, nó liền bị A Bảo đáp lễ một trận như mưa to công kích. Cùng vừa rồi khác biệt chính là, nó không hiểu quyền, cho nên chỉ có thể cứ thế mà dùng thân thể chống được một trận này quyền đấm cước đá. Và anh. A Bảo thân hình hơi cong, toàn bộ lưng đột nhiên rung động, cuối cùng vung tay ném ra một cái băng quyền. Mấy mắt, vượn Trắng bay ngược mà ra, tại trên mặt đất lộn tầm vài vòng mới dừng lại bất động. Trọng tài lúc này tuyên bố, vượn Trắng mất đi chiến lực. Trận thứ ba, Trần Văn Thắng. Trọng tài tuyên bố vừa rơi xuống đối chiến tràng bên trong mọi người không hẹn mà cùng hít vào ngụm khí lạnh. Một xin ba. không hổ là năm ngoái cả nước tốt 16, nội tình thâm hậu như vậy sao? Thâm hậu cái cọc lông, số chó ngáp phải rồi liên tiếp gặp hai cái thiên tài mà thôi. Thông thả thương thiên, ác liệt tại chúng ta thực nghiệm trung học. Ngoại trừ kinh ngạc tại A Bảo thực lực cùng chiến quả, không ít người cũng quan tâm đến A Bảo quyền pháp. Quả nhiên, ta liền nói vì cái gì một đầu gấu một mực đứng thẳng đi, nguyên lai là học võ thuật. Một chiêu cuối cùng là băng quyền sao? Rốt cuộc là nhà ai quyền quán giáo sư? Như vậy thuần thục quyền cước so luyện quyền vài chục năm võ giả cũng không kém mảy may đây là thiên phú vẫn là cái gì trong lúc nhất thời trần văn cùng a bảo bị rất nhiều người thật sâu ghi vào trong đầu đồng thời ở trong lòng nhanh chóng suy tư đối phó a bảo phương pháp thanh hà nhất trung biểu hiện cường thế như vậy chỉ cần trường học không ngừng thắng lợi sớm muộn sẽ cùng thanh hà nhất trung gặp được thanh hà nhất trung ghế tuyển thủ a bảo rất trâu nhóm bầu không khí duy nhất một người hạ hùng lần thứ hai phá âm a bảo chỉ vẫn kỳ hiệu để hạ hùng ngạc nhiên nhảy dựng lên nắm tay gieo họ lý tư vũ mấy người cũng đã đứng dậy bất quá bọn họ không biết nên khóc hay nên cười trương đức vượng vớt vớt chính mình trắng trắng mập mập mặt tròn kinh ngạc nói ta không phải đang nằm mơ chứ cái này liền một xin ba ta hôm nay chẳng lẽ kết nối với đài cơ hội đều không vớt được dương văn hán một mặt không quan trọng cười nói cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao trương đức vượng bọn họ có thể hay không lên đài vẫn là chưa biết nhưng hắn khẳng định là không cần lên đài hắn nhưng không tin còn lại hai tên an nam trung học học sinh có thể đánh xuyên qua nhất chung bốn người trương đức vượng hú hoán nhìn dương văn hán một dạng nói phó xã trưởng cũng không phải ai cũng giống như ngươi cùng phong xã trưởng đồng dạng lớp mười một liền tại cả nước giải thi đấu bên trên leo qua đài nhân ra hôm nay còn là lần đầu tiên đây Lạc âm chừng trương đức vượng một cái nói nói chuyện cẩn thận trương đức vượng nghe vậy vội vàng làm nhu thuận nghiêm túc hình ngồi tại chính mình trên đế lữ đông lắc đầu nói các ngươi có cơ hội mọi người nghe vậy vội vàng tới gần lữ đông lữ đông phân tích nói a bảo luyện tập cổ võ thể lực phương diện có lẽ có thể chống đỡ nó tiến hành năm tràng chiến đấu kịch liệt nhưng linh khí là tuyệt đối không đủ trần sáng nghi ngờ nói cổ võ cũng muốn sử dụng linh khí sao lữ đông liếc mắt nói cổ võ một chút chiêu thức uy lực so sủng thú kỹ năng còn mạnh hơn không cần linh khí chẳng lẽ toàn bộ nhờ sủng thú thân thể sao trần sáng ngạc nhiên bất quá hơi suy nghĩ một chút cũng liền hiểu được nếu là cổ võ không cần linh khí làm sao có thể cùng bí cảnh sủng thú kỹ năng chống lại phó vân phi đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi nói trần văn thực thiết thú là nọ mạnh hết đà lữ đông liếc mắt nhìn hắn đang muốn gật đầu lại chợt phát hiện đối chiến tràng bên trên trần văn có động tác chỉ thấy trần văn đem để tay đến trước người a bảo trên trán sau đó trần văn cùng a bảo mi tâm đều hiện lên một đạo màu trắng phù văn lao nhau ăn một pháo lèn lút chương 73, mươi một bốn an nam trung học ở ghế tuyển thủ chỉ đạo lao sư nhậm hải lần thứ hai khích lệ vị thứ tư tuyển thủ tôn hà không cần phải sợ lần này trần văn thực tiết thú linh khí thật tiêu hao đến không sai biệt lắm lại nói thiên phú của hắn hẳn là cùng phan thắng một dạng không cách nào trợ giúp tác chiến lời nói của hắn còn chưa nói xong tôn hà liền thấy trên đài trần văn cùng á bảo mi tâm toát ra bạch quang nhàn nhạt, đó là sử dụng ngự thú thiên phú dấu hiệu nhậm hải cảm thấy chính mình hôm nay tuyệt đối là bị mượn rủa hắn nói tất cả lời nói đều đảo ngược ứng nghiệm lúc này sử dụng ngự thú thiên phú hiển nhiên là khôi phục sùng thú trạng thái loại đặc thù loại hình thiên phú hoặc là thiên phú nắm giữ khôi phục sủng thú trạng thái năng lực, khôi phục sủng thú trạng thái loại đặc thù loại hình thiên phú. Lữ Đông kinh ngạc lên tiếng, sau đó lại thoải mái nói, trách không được Trần Văn vừa rồi muốn hỏi ta có thể tiếp tục sao? Nguyên lai like cái này ra hỏa nghĩ không chỉ là một xin ba a. Trương Đức Vượng há to mồm, im lặng nói, lần này khả năng thật không có ta chuyện gì. Lý Tư Vũ có chút dở khóc dở cười, nàng vì chính mình lần đầu lên đại có thể là chuẩn bị rất lâu. Hạ Hùng thì là kinh hỉ nói, nói như vậy, Trần Văn cùng a bảo có khả năng muốn một xin năm. Lữ Đông trầm ngâm bên dưới, nói, nhìn tình huống a. An Nam Trung học còn lại hai người một cái khế ước phi hành sủng thú, một cái khác thì là đội trưởng của bọn họ, đều khó đối phó. Trên khán đài cũng không ít người đoán được Trần Văn Khôi phục ca bảo linh khí cùng thể lực. Đông nhiên, có người hưng phấn lên, đứng lên phát ra một tiếng hò hét. Một xin bốn. Sau đó, lại có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn âm thanh phụ họa. Một xin bốn. Trên khán đài các học sinh nhìn xung quanh một chút, hưng phấn lên, lập tức ồn ào dần dần lên. Một xin, một xin bốn. Một xin bốn. Một xin bốn. Nghe lấy trên khán đài giống như thủy triều đồng dạng tiếng hô hoán, Tôn Long Vũ sắc mặt trầm ngưng, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi lạnh nhâm hải thay thế trực tiếp từ bỏ để tôn hà thủ thắng ý nghĩ vội vàng dặn dò ra sân về sau ngươi liền để thanh vũ thức xoay quanh tại trên không nó phi hành kỹ xảo không yếu mặc dù không cách nào thủ thắng nhưng duy trì thế hòa không khó lắm vì thi đấu sự tình công bằng hợp lý cùng với có thể nhìn thường tính phi hành sùng thú phi hành độ cao bị hạn chế vì năm mét mặc dù như vậy phi hành sùng thú như trước vẫn là có đặc biệt ưu thế thường xuyên bị các đại cao giáo dùng để tiến hành một đội một an nam trung học đội giáo viên đội trưởng nội dung mở miệng nói vung lòng đi tranh tài đằng sau còn có ta đây tôn hà lau lau mồ hôi lạnh trên trán nhẹ gật đầu tại trọng tài thúc dục trung thượng đối chiến tràng đem hơn phân nửa linh khí cùng hưởng cho a bảo trần văn cảm giác quể bài nghe lấy mọi người la lên hắn nhìn về phía đối diện có chút khẩn trương nữ sinh lập tức trần văn trong lòng có chủ ý sờ lên a bảo đầu trần văn đem a bảo lần thứ hai thu vào ngự thú không gian bên trong không thể không nói chính là một sinh ba thật không một chút nào đơn giản không những đối sùng thú tiêu hao rất lớn đối ngự thú sư tiêu hao đồng dạng không nhỏ mỗi lần đều muốn đem sùng thú thu hồi lại triệu hoán chuyện này đối với tinh thần lực tiêu hao cũng không tính toán nhỏ nếu không phải hắn gần đây đạt tới cấp bảy tinh thần lực một lần lại một lần triệu hắn từ thu hồi sủng thú về sau hắn căn bản không có tinh thần lực phát động ngự thú thiên phú đối chiến tuyển thủ vào chỗ trọng tài lần nữa nói ba phút thời gian chuẩn bị nói xong hắn liền nhìn hướng trần văn chuẩn bị nghe một chút trần văn còn có thể nói ra cái gì rác rưởi lời nói bị trọng tài nhìn chằm chằm trần văn hơi có chút không dễ chịu run run thân thể nói đừng nhìn ta nhà dạng này ta sẽ thẹn thùng trọng tài trải qua sóng gió cái gì lẳng lơ lời nói chưa từng nghe qua không nhúc nhích chút nào trần văn cũng không có để ý trực tiếp nhìn về phía đối diện tôn hà tôn hà phải không ngươi hẳn là cảm thấy may mắn bởi vì ngươi hôm nay về sau liền sẽ nổi danh không các ngươi toàn bộ an nam trung học đều sẽ nổi danh bởi vì các ngươi tuyệt đối là vòng thứ nhất bị một người quét ngang đội ngũ đúng rồi ngươi không cần lo lắng quá mức rất nhanh nghe lấy trần văn tự tin mà thanh em trầm ổn khán đài ẩm vang một mảnh. rất châu a đậu phộng tuổi trẻ bây giờ như thế điên cùng sao Đổi ta một xin ba ta so hắn còn điên cuồng cái gì gọi tự tin a cái này chính là tự tin lý tư vũ cả kinh che miệng lại quay đầu nhìn về phía lữ đông đây coi là miệng độc sao lữ đông cảm thấy vui mừng nhẹ gật đầu lúc trước hắn dạy lý tư vũ cùng trần văn ba cái tăng lên triệu hoán tốc độ kỹ xảo hiển nhiên trần văn đã hoàn toàn nắm giữ tinh túy Rắc rời lời nói không nhất định phải nục mạ bọn họ có khả năng công kích ảnh hưởng địch nhân tâm cảnh liền được an nam trung học tôn hà áp lực cực lớn giờ phút này chỉ cần không ngừng tạo áp lực liền có thể quấy nhiêu đến đối phương quả nhiên nghe đến trần văn lời nói cùng với hiện trường tiếng ầm vang tôn hà cái chán đưa ra mồ hôi lạnh tâm trạng chập trùng không chừng tranh tài bắt đầu nghe lấy trọng tài tuyên bố trần văn nháy mắt triệu hoán a bảo mà tôn hà thì là chậm một bước đợi đến a bảo vọt tới đối chiến tràng trung ương lúc một con chim miệng đỏ thấm sau lưng xanh tươi đầu lớn tiểu nhân phi điệu xuất hiện ở tôn hà vị trí nửa tràng trung ương nhìn xem cách thanh vũ thức còn có xa mười mét thực thiết thú tôn hà trong lòng nhẹ nhàng thở ra cái này đầy đủ thanh vũ thức bay lên không thanh vũ thức đang muốn đằng không đột nhiên nàng phát hiện không đúng chỉ thấy lao nhanh bên trong thực thiết thú ngực bụng dị thường phồng lên nàng còn không có nghĩ rõ ràng đây là vì cái gì liền thấy nơi xa thực thiết thú mở ra gấu miệng ngao gấu tiếng giống giống như bỗng nhiên vang lên nổ lôi đột nhiên tại số hai đối chiến tràng bên trong nổ vàng sau đó nháy mắt càn quét cả tòa sân huấn luyện đồng thời không ngừng quanh quẩn thanh âm này không có làm người chấn động cả hồn phách uy nghiêm lại dị thường to rõ trong lúc nhất thời đại lại đối chiến tràng bên trong tất cả âm thanh đem ở đây khán giả toàn bộ chấn động đến hoa mắt trần văn đã sớm chuẩn bị há mồm che lại lỗ thai giảm bớt á bảo gấu giống công không khác biệt công kích nhưng đối diện tôn hà cùng thanh vũ thức cũng không có cái này chuẩn bị tôn hà ngu ngơ không có người phát ra cái gì chỉ lệnh mới vừa được triệu hắn mà ra thanh vũ thức cũng ngu ngơ tại cao hai mét trên không thịt trước mắt về sau tôn hà hoàn hồn vội vàng chỉ huy nhắc nhở nhà mình sùng thú nhưng nàng chỉ lệnh đã không kịp giờ phút này a bảo đã lăng không nhảy lên mập mạp thân hình tại trên không thỏa thích ra hắn ra sau đó không chút lưu tình một bàn tay đập xuống Bành ngay tại giữa không trung vô cánh thanh vũ thức chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại sau đó liền đột nhiên bị đập tới đối chiến tràng gạch đá bên trên đổi lại phổ thông loài chim bị a bảo một trường này đập tới đã sớm đập xuống đất hóa thành thịt nát may mà thanh ngọc tức là sùng thú thân thể năng lực kháng đòn rất mạnh cho nên chỉ là đầu ưu ám thân thể trọng thương cũng không có tại chỗ chết đi nhưng nó phịch hai lần xinh đẹp cánh về sau cũng không có lần thứ hai đứng lên thế xịu đi qua trọng tài vớt vớt lỗ thai tuyên bố thanh vũ thức mất đi năng lực chiến đấu trận thứ tư trần văn thắng có lẽ là cảm thấy chính mình nói chuyện âm thanh quá nhỏ, hắn tuyên bố xong phía sau lần thứ hai lớn tiếng trọng thân một lần. Thanh vũ thức mất đi năng lực chiến đấu, trận thứ tư, trần văn thắng. thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. chương 74, an nam trung học vương bài. thanh vũ thức mất đi năng lực chiến đấu, trận thứ tư, trần văn thắng. cứ việc trọng tài gia tăng âm thanh, nhưng hiện trường khán giả lại không có mấy cái nghe rõ hắn tuyên bố. may mà đối chiến chàng bên trên kết quả liếc qua thấy ngay, mọi người liền tính không nghe rõ cũng biết đối chiến kết quả. trương đức vượng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía lữ đông không phải nói khó đối phó sao lữ đông nhìn không chớp mắt làm như không thấy trương đức vượng ánh mắt hắn là biết a bảo sẽ gầm rú loại kỹ năng nhưng hắn cho rằng đây chẳng qua là vì đối phó khiếu phong hổ đặc biệt học không có gì lực sát thương làm hắn không nghĩ tới chính là chiêu này không có chút nào lực sát thương kỹ năng vậy mà còn có thể hai lần lợi dụng mặc dù an nam trung học còn sót lại một cái đội trưởng nhưng hắn không còn dám dễ dàng làm ra dự đoán a bảo ván thứ ba phía sau mới bị trần văn khôi phục qua trạng thái ván thứ tư tiêu hao cũng không lớn cho nên thứ năm cục thắng bại cũng còn chưa biết hắn cũng không muốn bị lần thứ hai đánh mặt hạ hùng cười ha hả đối phó vân phi nói không nghĩ tới ngươi khiếu phong hổ còn rất lợi hại lúc trước a bảo dùng để chiến thắng khiếu phong hổ kỹ năng vậy mà có thể chiến thắng bốn tên đối thủ phó vân phi hừ lạnh một tiếng quay đầu lại đi trên khán đài mọi người có chút mắt trợn tròn nhẹ nhàng như vậy sao vừa rồi gầm rú kém chút không có đem ta cho đưa đi thanh hà nhất trung trần văn ta ghi nhớ hắn cái này thực thiết thú rất không bình thường siêu cường tố chất thân thể thuần thục võ thuật bây giờ còn có gầm rú loại kỹ năng thanh hà nhất trung lần này lại nhặt được bảo thật nhanh à lại là một kích thủ thắng cái này thực thiết thú năm chắc máy bay chiến đấu năng lực quá mạnh cái này an nam trung học mọi tử quá thẳng rồi một đĩa tiếng thảo luận bên trong cái thứ nhất hô lên một xin bốn người bỗng nhiên nói các ngươi cũng không có chú ý đến sao hắn một xin bốn liền kém một cái xung quanh hắn lập tức yên tĩnh một lát sau tất cả mọi người chừng to mắt nhìn về phía giữa sân ôm manh đắt đắt thực thiết thú chúc mừng trần văn đậu phộng thật đúng là muốn đánh cái một xin năm quá không nể mặt mũi đi Lưu cái gì thể diện cũng không biết cũng phía sau còn có thể hay không gặp được đây một xin năm a nghe đều chưa nghe nói qua vẫn là cái học sinh lớp mười một nhiều tiếng hô kinh ngạc bên trong dần dần có người bắt đầu tự chủ hò hét sau đó hội tụ thành một dòng lũ lớn một xin năm một xin năm một xin năm không nhìn trên khán đài ồn ào tiếng hò hét trần văn ôm lấy tinh thần có chút hề hoài a bảo nhìn xem a bảo mắt nhỏ trần văn khích lại nói a bảo chỉ còn lại một cái đối thủ đánh thắng nó buổi tối hôm nay ta không những chuẩn bị cho ngươi cơm gian trứng còn cho ngươi mua mật bách hoa cùng thúy ngọc trúc nháy mắt a bảo có chút muốn khép kín mắt nhỏ lập tức chừng lớn đong đưa trần văn tay nói dịu dít trần văn khẳng định nhẹ gật đầu nói ta cam đoan nghe đến trần văn cam đoan a bảo cố gắng nuốt vớt chính mình mắt gấu mèo sau đó rôi lên hai tay giống to ó ngao vì đồ ăn nó chuẩn bị liều mạng an nam trung học ghế tuyển thủ nhâm hải sắc mặt thâm trầm đến dọa người nhưng hắn vẫn là bình phục tâm tình không có cho bọn họ trung học sau cùng vương bài làm áp lực ván đầu tiên là trần văn nhu lợi nhưng ván thứ hai ván thứ ba ván thứ tư xuống hắn lại thế nào não tản cũng biết trên sân cái này thanh hà nhất trung lớp 11 một đội viên không phải người bình thường đây cũng không phải là đi lên rèn luyện mà là chân chính cường lực đội viên là phong suy tuyết như thế thiên tài thanh hà nhất trung ngoại trừ trần văn còn có bốn tên đội viên hắn không hy vọng xa vợi vương uy có khả năng lịch chuyển chiến cuộc cho thanh hà nhất trung đến cái một xin năm chỉ hy vọng vương uy có khả năng tránh cho bọn họ bị sỉ nhục quét ngang sợ hãi cho vương uy áp lực quá lớn nhậm hải đành phải tận lực lấy bình tĩnh ngự khí cùng vương uy nói phát huy ngươi toàn bộ thực lực không cần có lưu tiết mới vương uy nặng nề mà nhẹ gật đầu nghiêm nghị nói ta sẽ bảo vệ chúng ta an nam trung học tôn nghiêm an nam trung học những học sinh khác nghe vậy trầm mặc một lát sau cùng kêu lên vì vương uy cố gắng đi đến đối chiến tràng bên trên vương uy ánh mắt phức tạp nhìn về phía trần văn theo trọng tài ra lệnh một tiếng giáp rời lời nói thời gian lần thứ hai mở ra lần này ngoài ý liệu là vương uy mở miệng trước ta thừa nhận ngươi rất lợi hại thế nhưng dừng ở đây rồi nữ khí của hắn mười phần chắc chắn phản phất nói là đã phát sinh sự thực đồng dạng ai biết được trần văn cười cười làm ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng chờ một chút trần văn trong lòng tính toán xuống thời gian sau đó mới mở miệng nói ta có thể hay không dừng ở đây cũng còn chưa biết nhưng an nam trung học xác thực có thể trở về nhà người vương uy giận dữ lại tìm không ra bất kỳ phản bác nào lời nói hắn có tự mình hiểu lấy không có khôi phục loại hình thiên phú hắn khẳng định không làm được một xiên năm hành động vĩ đại mặc dù lựa giận trong lòng hưng hực nhưng vương uy vẫn là nhanh chóng bình phục tâm tình trước ở trọng tài tuyên bố phía trước nhanh chóng trao đổi ngự thú không gian tranh tài bắt đầu trận thứ năm tranh tài Trần Văn cùng Vương Uy cái chán đồng thời toát ra huỳnh quang hiện lên phủ văn Á Bảo tại trong một trận bạch quang hiện thân đối diện ánh sáng màu vàng lóe lên một đầu vai cao chừng 2 mét con voi xuất hiện ở đối chiến tràng bên trên nhìn thấy tượng chân chỗ bao vây một tầng nham thạch vỏ trên khán đài không ít người lúc này nhận ra thân phận vậy mà là nham thạch cự tượng An à Nam trung học năm nay có chút đồ vật nha khi hữu siêu phẩm tiềm lực nham thạch cự tượng cũng không biết thực lực đẳng cấp cao biết bao nhiêu đều lớp mười hai bảy đoạn là cơ sở tám đoạn cửu đoạn cũng có thể Trần Văn khó khăn hắn thực thiết thú có thể hay không công phá nham thạch cự tượng phòng ngự đều là cái vấn đề còn chưa nhất định đâu phía trước ai có thể nghĩ tới trần văn có thể một xin bốn trở lại trên sân đối mặt nham thạch cự tượng a bảo lần này cũng không có dẫn đầu phát động công kích mà là trầm ổn bày ra tam thể thức sau đó nó đảo lộn bàn tay trái hướng lên trời đối với nơi xa nham thạch cự tượng vẫy vây tay a bảo ngươi qua đây a à gì và g thanh hà nhất chung mọi người không khỏi che mặt mà đối chiến tràng bên trong lần thứ hai ẩm vàng một mảnh đậu phộng cái này trào phúng quá đủ một xin bốn còn dạng này trào phúng chỉ có ta cảm thấy rất đáng yêu sao ngươi ngươi nói đúng dám hỏi cô nương quý tính nham thạch cự tượng nhìn không hiểu a bảo động tắt tay nhưng vương uy xem hiểu hắn tức giận nói tự tìm cái chết nói xong hắn liền khống chế nham thạch cự tượng phóng tới a bảo ầm ầm nham thạch cự tượng dẫm đạp tại đối chiến tràng trên sàn nhà phát ra tiếng vang to lớn để đối chiến tràng bên trên ngự thú sư cùng sùng thú đều cảm thấy chấn động nhẹ nhẹ a bảo thung công không phải lụa trắng đứng đến mười phần ổn định chờ nham thạch cự tượng vượt qua giữa trận a bảo bắt đầu hướng bên cạnh chạy nhanh trận này trần văn cho a bảo đối chiến sách lược là du kích nham thạch cự tượng phòng ngự cực mạnh một quyền hai quyền nện đến trên người nó cùng gãi ngứa đồng dạng ngoại trừ cường đại lực phòng ngự bên ngoài nham thạch cự tượng công kích cũng cực kỳ cường đại nó va chạm có khả năng đụng gây thật dày vết tường hắn vòi voi có thể đánh gây nham thạch nham thạch cự tượng khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ hơi chậm trần văn chuẩn bị nhằm vào thiếu hụt để a bảo thông qua du đấu tiêu hao thể lực sau đó lại tùy thời thủ thắng thực sự không có cơ hội hắn cũng không để ý một mực trốn ở đó xem ai hao tổn từng chiếm được người nào dù sao cuối cùng thế hòa xuống hắn cũng coi như hoàn thành một sinh năm hành động vĩ đại thực tế xã hội trong thế giới tu tiên sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình phong cách mới lạ chương 75, nham thạch cự tượng liên chiêu ầm ẩm nham thạch cự tượng dẫm lên đôi chiến tràng bên trên gạch nhanh chân sông về a bảo nó xác thực có tốc độ chậm thiếu sót nhưng cái kia cũng muốn nhìn là cùng người nào so sánh so sánh phổ thông đồng cấp sùng thú tốc độ của nó đều xem như là nhanh chỉ là không dường như cấp tốc độ loại hình sùng thú a bảo miễn cưỡng tính toán tốc độ loại hình sùng thú đáng tiếc nó mới là phạm thai lục đoạn cho nên a bảo vẫn là dần dần bị nham thạch cự tượng đổi tới phía sau Bỏ bốn. Ồ. nham thạch cự tượng huýt dài một tiếng mắt thấy là phải đụng phải a bảo trên thân thời khắc mấu chốt a bảo trong cơ thể linh khí nhanh chóng tràn vào hai chân tam âm trải qua cùng tam dương trải qua bên trong vê vâng. anh chỉ thấy a bảo đột nhiên rậm thân thể mượn nhờ đại địa lực đẩy giống như mũi tên đồng dạng vọt đến bên cạnh để nham thạch cự tượng đụng cái chống không ầm ầm nham thạch cự tượng nhanh đạp đất giảm tốc quay người nhưng mà chờ nó xoay người lại a bảo đã sớm chạy tới đối chiến tràng bên kia sau đó a bảo lần thứ hai làm ra trào phúng động tác a bảo ngươi qua đây a di và g nhìn thấy a bảo mạo hiểm tránh thoát nham thạch cự tượng va chạm trên sân khán giả không khỏi nhẹ nhàng thở ra sau đó ầm vang một mảnh lại tới chiêu này trào phúng quá dễ sử dụng ta thế nào cảm giác chính mình tại nhìn đấu bọ a à? cái này gọi đấu tượng là cái nào đấu a à, chiến đấu vẫn là trêu chọc trần văn cười ha ha ra vẻ càn dỡ nói nham thạch cự tượng công kích cùng phòng ngự tại phạm thai cấp sủng thú bên trong đúng là số một số hai thế nhưng đặc biệt dừng lại hắn tiếp tục nói ngươi nham thạch cự tượng có khả năng đụng phải ta thực thiết thú sao vương uy nghe vậy nếu mày tức giận tiếp tục chỉ huy nham thạch cự tượng công kích ra bảo né tránh né tránh lần thứ hai né tránh dưới trạng thái bình thường nam thạch cự tượng tốc độ không hề so thực thiết thú tốc độ chậm thậm chí còn nhanh mấy phần nhưng mà mỗi lần đến thời khắc mấu chốt trần văn thực thiết thú đều sẽ nháy mắt buộc phát ra tốc độ kinh người sau đó tại nam thạch cự tượng trước mắt bỏ trốn mất dạng vương uy càng thêm tức giận lớn tiếng giận dữ hét nham thạch cự tượng nhanh một chút nhanh hơn chút nữa nhìn xem nổi giận đùng đùng vương uy trần văn nhưng không có vui vẻ ngược lại như mày trong lòng xuất hiện lo nghĩ cái này có thể hay không có trá trần văn biết rõ đạo lý kiêu binh thất bại an nam trung học phía trước bốn cái đội viên vì cái gì tùy tiện liền bị hắn liên tiếp chém xuống dưới ngựa ngoại trừ chính mình cùng a bảo thực lực cường đại bên ngoài bọn họ khinh thị cũng là một cái nguyên nhân rất trọng yếu bằng vào bọn họ khinh thị lấy được chiến quả trần văn cũng không muốn phạm bọn họ phạm qua sai lầm trên thực tế hắn cũng không có khinh thị đối thủ tư bản luận ngự thú sư tinh thần lực trần văn không bằng vương uy luận sùng thú thực lực đẳng cấp a bảo cũng không bằng nham thạch cự tượng lại nói đối phương có thể là an nam trung học đội giáo viên đội trưởng làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị chính mình đánh bại sùng thú kỹ năng đâu hắn ngự thú thiên phú đâu trần văn trong lòng càng cẩn thận nhắc nhở a bảo nói cẩn thận một chút đối diện khẳng định có đại chiêu muốn thả a bảo nghe trần văn lời nói âm thầm lại lưu lại hai phần lực tinh thần mười phần tập trung cơ tối có thể ăn cái gì liền nhìn một trận chiến này ầm ầm nham thạch cự tượng lần thứ hai giống như núi nhỏ vọt tới a bảo đang lúc a bảo lần thứ hai chuẩn bị giống như phía trước đồng dạng né tránh thời điểm nham thạch cự tượng mi tâm bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu vàng đất hình quang sau đó nham thạch cự tượng nâng chân đột nhiên đạp đến trên mặt đất vê vâng. anh một cái to lớn nổ vang đột nhiên vang lên sau đó nham thạch cự tượng phụ cận mặt đất đột nhiên run dày bên dưới một cỗ năng lượng tùy theo càn quét hướng tư phương dưới chân mặt đất run run a bảo lúc này bị chấn động đến trọng tâm bất ổn nhưng nó sử dụng tung công về sau lại giống như con lật đật mặc dù khắp nơi lắc lư chính là chưa từng đổ xuống sau một khắc nó dưới chân mặt đất bắt đầu nổ tung liên tiếp toát ra mấy cái đầu thứ a bảo đối thủ thuộc tính linh khí cảm giác không sai cho nên nháy mắt phát hiện dị động hắn đầu tiên là dậm một cái nhảy ra sau đó lại vỗ xuống cao vút nham thứ xoay người bên trái tránh bên phải tránh cuối cùng từ nham thứ còn chúng nhảy ra nhưng chờ nó lúc rơi xuống đất nham thạch cự tượng đã vọt tới trước mặt của nó hai cây trắng tinh ngả voi lóe ra rét lạnh lênh quang mi tâm hiện lên tiên phú phủ văn vương uy thấy thế lộ ra nụ cười dưới sân an nam trung học chỉ đạo lao sư lập tức nhẹ nhàng thở ra cười nói thắng như vậy khoảng cách thực thiết thú tránh cũng không thể tránh nhất định phải đón đỡ nham thạch cự tượng một cái va chạm lấy nham thạch cự tượng cự lực cái này thực thiết thú căn bản là không có cách ngăn cản đáng tiếc trên khán đài mắt sắc một chút thầy trò không khỏi thở dài nói bọn họ cũng cảm thấy thắng bại đã phân trần văn thực thiết thú lực phòng ngự cực mạnh nham thạch cự tượng va chạm chưa hẳn có thể để cho hoàn toàn mất đi sức chiến đấu nhưng vừa rồi nham thạch cự tượng cũng không phải là mù quáng công kích mà là chậm rãi đem thực thiết thú dồn đến tương đối tới gần bên sân vị trí giờ phút này thực thiết thú cách đối chiến tràng biên giới chỉ có ba bốn mét khoảng cách theo bọn hắn nghĩ liền tính thực thiết thú có thể chống được nham thạch cự tượng va chạm cũng sẽ bị nham thạch cự tượng xô ra đối chiến tràng thanh hạ nhất chung mọi người thì là nín thở ngưng thần mà nhìn xem sắp phát sinh va chạm nếu là đổi thành mặt khác sùng thú bọn họ cũng cảm thấy thắng bại đã phân nhưng bọn hắn nhớ không lầm a bảo có một chiêu đặc biệt phòng ngự chiêu thức hắc hùng đàm sơn đối mặt như núi lớn đẻ xuống cự tượng a bảo không có chút nào bối rối hai chân hơi cong thân thể nghiêng về phía trước hai tay vươn về trước tinh chuẩn dùng hai bàn tay giữ lấy nham thạch cự tượng voi tràn trề cự lực theo ngả voi chỗ đột nhiên chuyển tới a bảo trên hai tay a bảo hai tay run run trên thân nổi lên từng đợt sóng thịt nhanh chóng chuyển tới dưới thân bên trong lòng đất mặc dù như thế a bảo như cũ không thể không không ngừng mà lui lại dùng cái này tháo bỏ xuống nham thạch cự tượng chuyển đến khoảng cách vành 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 a bảo không ngừng mà lui lại mỗi một bước đều dẫm xuyên qua gạch tại đối chiến tràng đại địa bên trên lưu lại sâu sắc tay gấu ấn trong khoảnh khắc a bảo cùng nham thạch cự tượng dưới chân đá vụn vẩy ra bụi mù tung bay đồng thời xuất hiện từng đạo thật dài vết rách vành mặt đất lần thứ hai bạo phát một tiếng như sấm rền tiếng vang a bảo chân phải trực tiếp đâm vào đối chiến tràng mặt nền bên trong cuối cùng dừng lại lui lại chi thế giờ phút này nó cách đối chiến tràng biên giới chỉ có mười mấy cm khoảng cách t đối chiến chàng bên trong nháy mắt vang lên một mảnh liên tục không ngừng hít vào khí lạnh âm thanh một nháy mắt nhiệt độ trong phòng phảng phất đều lên cao một lượng độ im lặng một lát sau đối chiến chàng bên trong ầm vang một mảnh mẹ nó cái này mẹ nó đều có thể ngăn trở cái này thực thiết thú còn không có nham thạch cự tượng một cái tượng chân nặng a cái này mẹ nó không khoa học a chẳng lẽ cái này liền phù hợp ngự thú học càng quan trọng hơn là nó làm sao tránh thoát phía trước chấn địa cùng nham thứ đi cái này thực thiết thú thần a trần văn giờ phút này sớm đã vứt bỏ tất cả xung quanh âm thanh hắn ngay lập tức chỉ huy nói hướng về phía trước trốn a bảo là kháng trụ nham thạch cự tượng va chạm nhưng cái này cũng không hề đại biểu a bảo an toàn nếu là nham thạch cự tượng lại đụng một lần a bảo liền tính tiếp tục chống đỡ cũng chỉ có thể bị đánh bay đến đối chiến tràng bên ngoài bởi vậy hắn ngay lập tức để a bảo thoát đi hiểm cảnh a bảo cùng trần văn tâm linh tương thông nháy mắt liền hiệu trần văn ý tứ hai tay nhất chuyển theo ngà voi xuống lật đến ngà voi bên trên đột nhiên đè ép sau đó toàn bộ gấu liền đằng không mà lên tại a bảo đằng không mà lên nháy mắt nham thạch cự tượng mềm dẻo cái mũi vừa lúc quét về a bảo vừa rồi đứng địa phương vương uy sắc mặt tâm trầm nhìn xem a bảo theo nham thạch cự tượng đỉnh đầu bay qua trên không lộn hai vòng về sau an toàn rơi xuống nham thạch cự tượng sau lưng chờ nham thạch cự tượng chuyển tốt thân thể a bảo đã chạy đến đối chiến tràng một bên khác hai cái sùng thú lần thứ hai kéo dài khoảng cách thực tế xã hội trong thế giới tu tiên sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình phong cách mới lạ chương bảy mươi sáu một người lật tung một đội đối chiến tràng bên trên nham thạch cự tượng cùng thực thiết thú đứng đối mặt nhau nham thạch cự tượng chậm rãi dò xét bước vung vẩy vòi voi mắt nhỏ tràn đầy nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào đối diện a bảo nó làm sao cũng nghĩ không thông vì cái gì chính mình như thế lớn một con voi lại bị nhỏ như vậy một con gấu chặt lại a bảo lay động đón đỡ nham thạch cự tượng va chạm cánh tay không ngừng mà điều chỉnh hô hấp giờ phút này nó mềm mại tỏa sáng lông đã lây dính số lớn cho bụi trước ngực cũng có bị ngả voi đâm thủng qua hai cái nhàn nhạt vết thương lộ ra mười phần chật vật cái này không những không có để a bảo cứ thế từ bỏ ngược lại kích phát nó hung tính đều nhận thương nặng như vậy nếu là buổi tối còn không có ăn ngon nó còn không bằng chết được rồi nhìn xem rằng có một voi một gấu vương uy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi vì có thể một cái đánh bại thực thiết thú hắn vừa rồi để chính mình cùng nham thạch cự tượng bồi tiếp diễn kịch chờ thực thiết thú đến thích hợp vị trí về sau hắn quả quyết để nham thạch cự tượng càng là liên tiếp phát động chấn địa nham thứ cùng với va chạm ba cái kỹ năng trong đó chấn địa cùng nham thứ đều là siêu phàm cấp sùng thú mới có thể nắm giữ cao cấp kỹ năng hắn tự hỏi dạng này đã đầy đủ coi trọng thực thiết thú nhưng làm hắn không nghĩ tới là cái này đủ để giải quyết đồng cấp sùng thú liên chiêu lại bị thực thiết thú hóa giải vương uy cảm giác có chút bị khuất nham thạch cự tượng xem như hy hữu siêu phàm sùng thú trên cơ bản là không có thiên địch nham thạch cự tượng nắm giữ đại đa số phàm thai cấp sùng thú đều công không phá được phòng ngự cho nên trời sinh nó liền đứng ở thế bất bại nhưng mà trần văn thực thiết thú vốn là không cần thủ thắng thế cho nên hắn nhất định phải để nham thạch cự tượng chủ động xuất kích chủ động xuất kích vậy thì thôi có được chính mình thiên phú ra chỉ nham thạch cự tượng năng lực công kích cũng là cực mạnh chấn địa nham thứ va chạm tam liên có thể nói tuyệt xác cái thứ nhất kỹ năng khống chế cái thứ hai kỹ năng pháp thương thêm bức bách tẩu vị thứ ba kỹ năng trực tiếp lấy lực các người vương y tin tưởng chính mình bộ này liên chiêu tuyệt đối có khả năng giải quyết tuyệt đại đa số đối thủ nhưng hết lần này tới lần khác hắn nham thạch cự tượng gặp trước mắt cái này kỳ hoa thực thiết thú cái này có thể tại mặt đất dung chuyển lúc đứng vững có thể trước thời hạn tránh thoát nham thứ có thể ngạnh kháng nham thạch cự tượng va chạm thực thiết thú tại vương uy đối diện trần văn thì là nhẹ nhàng thở ra sau đó cười văn nói nham thạch cự tượng danh bất hư truyền a hắn mới sẽ không hạ thấp đối thủ đâu địch nhân càng mạnh càng có thể chứng minh nó cái này một xin năm giá trị lại nói nham thạch cự tượng sát thực tương đại hiện nay á bảo xác thực đánh không thắng nham thạch cự tượng may mà hắn muốn chỉ là một cái thế hòa tại nam thạch cự tượng phát động công kích phía trước trần văn còn ảo tưởng qua để a bảo phản công thế nhưng hiện tại hắn nửa điểm phản công ý nghĩ cũng không có nắm giữ trà đạp loại này không chế kỹ năng a bảo cận thân phía sau một cái sơ sẩy chính là đưa đồ ăn dù sao nam thạch cự tượng ngà voi cùng vòi voi đều không phải trang trí bị trần văn khích lệ vương uy như cũ mặt đen lại tạm thời ngự thú thiên phú sử dụng hắn thông báo để nam thạch cự tượng tiếp tục công kích chỉ lệnh lần này trần văn không có làm nguy hiểm để a bảo cùng nam thạch cự tượng một mực bảo trì không ngắn khoảng cách không lại chờ đến nam thạch cự tượng tiếp cận mới bộc phát tốc độ ngoài ra trần văn còn để a bảo cùng đối chiến tràng biên giới bảo trì khá xa khoảng cách cái này để a bảo né tránh phạm vi giảm bớt rất nhiều cũng để cho a bảo tiêu hao trở nên càng lớn nhưng trần văn không muốn cho nham thạch cự tượng cơ hội ầm ầm siêu ầm ầm siêu Nham thạch cự tượng đang đuổi, a bảo đang lẩn trốn một con voi một gấu mập tại đối chiến tràng bên trên tiến hành cái này truy đuổi tiết mục tình cảnh mặc dù một cười, nhưng tương tự kinh tâm động phách mỗi khi a bảo tránh thoát nam thạch cự tượng truy kích trên khán đài liền truyền đến một trận tiếng hoan hô miễn phí náo nhiệt có thể nhìn mọi người không ngại sự tình lại lớn đầu điểm một xin năm loại sự tình này cả một đời đều không nhất định có thể nhìn thấy một lần không ít ánh mắt chắc tuyệt khán giả đã thấy rõ cục thế trước mặt vương uy muốn giành thắng lợi khó khăn chủ yếu là nhìn song phương nội tình nham thạch cự tượng tiêu hao rất lớn nhưng thực thiết thú tiêu hao đồng dạng không nhỏ chủ yếu là nhìn phương nào thể lực cùng linh khí trước tiêu hao hầu như không còn a à, hiện tại chính là một cái đánh răng co không nghĩ tới an nam trung học lại bị dồn đến trình độ này ai có thể nghĩ tới đâu một cái học sinh lớp 11 một vậy mà đem sùng thú bồi dưỡng đến như thế tốt đúng vậy a à, đây chính là bản thổ sùng thú không phải nói bản thổ sùng thú không dùng sao đây chẳng qua là truyền môn mà thôi quốc gia những năm gần đây liền có nâng đỡ bản thổ sủng thú chính sách chưa hẳn không nguyên nhân trần văn trong lòng bàn tay đổ mồ hôi ánh mắt thẳng vào quan sát đến trên sân chiến đấu cùng với đối diện vương uy biểu lộ trên sân nham thạch cự tượng cùng a bảo vẫn còn tại làm ngươi đội ta cản trò chơi nhưng song phương tốc độ đều mắt trần có thể thấy chậm một chút a bảo là bởi vì liên tiếp chiến đấu linh khí cùng thể lực đều tiêu hao quá lớn nếu không phải trong lòng có chấp nghiệm a bảo đổ xuống cùng đại địa tiếp xúc thân mật đến mức nham thạch cự tượng tốc độ trở nên chậm nguyên nhân cũng rất đơn giản to lớn hình thể để tiêu hao trở nên to lớn dưới tình huống bình thường nham thạch cự tượng đều là lấy đi bộ làm chủ đừng nhìn chỉ là đơn giản truy đuổi chuyện này đối với nham thạch cự tượng đã coi như là lớn tiêu hao vận động mà còn chấn địa cùng nham thứ đều là siêu phàm cấp mới có thể nắm giữ kỹ năng phàm thai cấp nó thi triển đi ra không những uy lực thấp rất nhiều tiêu hao đối với nó mà nói cũng không tính ít trong lòng nhanh trong cân nhắc bên dưới trần văn phát giác á bảo phần thắng không lớn lấy vương uy tinh thần lực hẳn là đầy đủ để nham thạch cự tượng tại phát động một lần tam liên đến lúc đó Á bảo cũng không nhất định có thể đối phó được Trầm ngâm một lát, Trần Văn Tâm niệm vừa động đầu tiên là cho A Bảo truyền một đạo tín niệm, sau đó phát động chính mình ngự thú thiên phú. trong khoảnh khắc, hắn cùng A Bảo Mi Tâm đều phát ra màu trắng huỳnh quang, thần bí thiên phú phủ văn như ẩn như hiện. ngao, A Bảo phát ra một đạo thoải mái tiếng ơ, sau đó no tinh thần tỏa sáng, tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều. nhìn xem Trần Văn cùng A Bảo Mi Tâm toát ra bạch quang, số hai đối chiến trong phòng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó trở nên sôi trào lên. đậu phộng, lại tới, đánh nửa ống máu, ngự thú sư trực tiếp cho thêm đầy còn đi. trọng tài, nơi này có người ra lận, nó có ba cái mạng đây chính là vũ em loại hình ngự thú sư sao yêu yêu an nam trung học gửi an nam trung học ở ghế tuyển thủ chỉ đạo lao sư nhậm hải thất hồn lạc phép nói cái này sao có thể những học sinh khác đồng dạng không thể tin cùng cái này ngược lại chính là thanh hà nhất trung ghế tuyển thủ tại hạ hùng bầu không khí này tổ dẫn đầu xuống đã hưng phấn phản phất trên sân trần văn đã lấy được thắng lợi lữ đông khách quan mà nói lộ ra mười phần bình tĩnh như có điều suy nghĩ nhìn về phía trần văn bốn phía ồn ào hoàn cảnh cùng với vô số tiếng nghị luận cuối cùng ảnh hưởng đến vương uy nhìn xem tốc độ lần thứ hai khôi phục vừa bắt đầu trình độ thực thiết thú hắn bắt đầu hoài nghi mình có thể thủ thắng hay không bắt đầu suy tư muốn hay không tiếp tục cùng trần văn thực thiết thú tiếp tục chiến đấu nham thạch cự tượng còn giữ lại linh khí chỉ có thể để nó lại phát động một lần tam liên về sau cũng chỉ có thể tùy ý thực thiết thú xâm lược lại thế nào phòng ngự vô song cũng có nhược điểm nếu như không có lực phản kích nham thạch cự tượng phòng ngự khẳng định sẽ bị công phá từ đó thất bại như thế thanh hà nhất trung cùng an nam trung học điểm số sẽ là xỉ nhục năm không mặt khác nếu là hắn lựa chọn phòng thủ thì là có thể trông coi một cái thế hòa như thế điểm số sẽ là năm mà còn lấy nam thạch cự tượng bây giờ trạng thái liền tính liều thắng trần văn thực thiết thú về sau cũng không có sức tái chiến như thường sẽ thua bởi thanh hà nhất trung kế tiếp đội viên như thế điểm số đồng dạng là năm một liều hay không liều kết cục tốt nhất đều là năm một đã như vậy vậy hắn còn muốn đi lô mãng bại nguy hiểm sao nhìn xem bước chân càng ngày càng chậm nham thạch cự tượng vương uy thở dài khó khăn đối nham thạch cự tượng hạ lệnh dừng lại đi trần văn thấy thế ánh mắt sáng lên ra vẻ dễ ước nói làm sao không câu không có thể là ca hừ nặng nề mà hừ một tiếng Vương Uy nói, ngươi dám để cho ngươi thực thiết thú tiến công sao? Trần Văn cũng hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Sau đó, đối chiến tràng bên trên nham thạch cự tượng cùng thực thiết thú liền dừng ở tại chỗ bất động. Trần Văn thấy thế, hỏi, ngươi cái này có ý tứ gì? Nhận thua sao? Vương Uy âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết rõ, ngươi thực thiết thú không thắng được ta nham thạch cự tượng. Trần Văn từ chối cho ý kiến. Trọng tài cũng nhìn ra Vương Uy ý tứ, mở miệng nói, trận thứ năm không phân thắng bại, song vương có gì dị nghị không? Trần Văn ngăn chặn hưng phấn không có mở miệng, nhìn về phía Vương Uy. Vương Uy không cam lòng thở dài, sau đó nhắm mắt nhẹ gật đầu chờ trọng tài ánh mắt rời đến trần văn khắp khuôn mặt là không tình nguyện nhưng thân thể rất thành thật nhanh chóng gật đầu bày tỏ đồng ý trọng tài thấy thế đáng thương nhìn vương uy một cái tuyên bố kết quả trận thứ năm thế hòa lần này đối chiến thanh hà nhất trung thắng thực tế xã hội trong thế giới tu tiên sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình phong cách mới lạ chương 77, đến từ cường trường học quan tâm lần này đối chiến thanh hà nhất trung thắng kèm theo trọng tài tuyên bố số hai sân huấn luyện a một tiếng bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô Penta kỳ hiệu Penta kỳ hiệu kỳ hiệu. kỳ hiệu mặc dù cuối cùng một ván là thế hòa điểm số cũng không phải là năm không nhưng ngoại trừ an nam trung học thầy trò người nào lại sẽ quan tâm những chi tiết này đâu vương uy nghe vậy xứng sở sau đó sắc mặt bỏ lên hắn có chút hối hận không có để nham thạch cự tượng liều mạng thực thiết thú đáng tiếc hiện tại thì đã trễ trần văn chạy đến đối chiến tràng bên trong đem mệt mỏi không được a bảo ôm đến trên đầu nhận lấy mọi người gieo họ chữa bệnh nhân viên đi tới kiểm tra xuống a bảo thương thế cho nó trước ngực vết thương bôi điểm kim xăng dược nói chỉ là đơn giản ngoại thương thả tới ngự thú không gian nghỉ ngơi một chút liền tốt trần văn nhẹ gật đầu ôm lấy a bảo để nó đối khán giả huy vũ hai lần cánh tay chúc mừng một cái trần văn đưa nó thu vào ngự thú không gian quay người rời khỏi đối chiến tràng trở về tới thanh hà nhất trung ghế tuyển thủ chỗ trần văn một cái liền bị mọi người vây hạ hùng nhảy đến trần văn sau lưng cho hắn bóp bà vai nói rất châu a à, a văn lý tư vũ cười ha hà nói nào có ngươi dạng này cũng không cho chúng ta một lần ra sân cơ hội trần văn không biết trả lời thế nào sờ đầu cười ha ha. dương văn Hán cười nói hảo tiểu tử vậy mà một sinh năm đây chính là lúc trước phong suy tuyết đều làm không đến sự tỉnh vận khí vận khí mà thôi trần văn nói đây cũng không phải khiêm tốn cái này một sinh năm trình độ rất lớn phạm là an nam trung học mấy người tâm tính tốt một chút hoặc là đối chiến trình tự điệu một cái lần này một xin năm cũng sẽ không thành công trương đức vượng hú hoàn nói ta hôm nay có thể là chuẩn bị kỹ càng đại chiến thân thủ là câm lời ít mà ý nhiều nói Người rất mạnh lữ đông cũng lên phía trước khen biểu hiện không sai mọi người vui cười bên dưới nhân viên công tác liền đi tới chỉ dẫn bọn họ rời sân kế tiếp còn có tranh tài muốn tại cái này cái chàng quán cử hành đi tới phòng nghỉ bên trong lữ đông tập hợp mọi người nói tiếp xuống mọi người tự do hoạt động có thể lưu lại quan sát cái khác tranh tài cũng có thể lựa chọn về nhà nếu là tại nơi khác lời nói đội giáo viên khẳng định là muốn đồng loạt hoạt động nhưng nơi này thành phố thanh hà cho nên lữ đông cũng không có quá mức gò bó mọi người vâng huấn luyện viên trần văn đám người cao hứng bừng bừng trả lời mọi người lần thứ hai chúc mừng trần văn hai câu sau đó nhộn nhịp xoay người đi mặt khác đối chiến tràng xem tranh tài không có xuất thủ bọn họ tinh lực còn rất tràn đầy nhìn thấy trần văn ngẩng đầu nhìn xung quanh hạ hùng hỏi nhìn cái gì đấy trần văn nghi ngờ nói ta biểu hiện như thế ưu tú vậy mà không có phóng viên đến phỏng vấn ta hạ hùng liếc mắt còn chưa đi lý tư vũ che miệng nợ nụ cười sau đó nói dù sao mới vòng thứ nhất tranh tài ít nhất phải đánh tới mười sáu cường mới có truyền thông quan tâm khi đó mới sẽ tuyên truyền tạo thế bất quá nếu là sớm biết hôm nay nơi này có người một xin năm khẳng định có phóng viên tại chỗ này nằm vùng dừng lại nàng cười nói nếu không chúng ta chờ ở chỗ này một chút nhìn nói không chừng phóng viên đã tại trên đường tới nếu là lý tư vũ không nói như vậy trần văn nói không chừng thật đúng là nguyện ý chờ một cái nhưng lý tư vũ kiểu nói này hắn làm sao có ý tứ lưu lại lắc đầu trần văn huệ phải nói vậy quên đi liên tiếp đánh năm chàng ta tinh thần lực đều nhanh khô kiệt chuẩn bị gọi xe về nhà nghỉ ngơi Hắn không có nói sai, giờ phút này tinh thần lực của hắn, linh khí đều sắp khô kiệt. Mặc dù đã uống một bình sơ cấp dịch dinh dưỡng, nhưng vẫn là cảm giác mí mắt rất nặng. Lý Tư Vũ lý giải gật gật đầu, treo kẹo nói, đúng là, ăn một mình khó tránh khỏi xe trướng. Trần Văn cười bên dưới, nói, tuần sau ngươi để Lão Lư an bài người cái thứ nhất xuất chiến, đến lúc đó chúng ta nhìn ngươi một xin năm. Đừng. Lý Tư Vũ làm cái dừng lại tư thế, cười nói, ta cũng không có bản sự này. Nói đùa bên dưới, Lý Tư Vũ cũng đi mặt khác đối chiến chẳng xem tranh tài. Hạ Hùng thì là đi làm vàng dược câu lạc bộ hội viên, không đợi nghỉ hè hắn quyết định từ giờ trở đi mỗi ngày đều phải cố gắng trần văn lên xe không lâu thật sự có mấy cái phóng viên chạy tới biết trần văn đã rời khỏi bọn họ đành phải phỏng vấn xuống còn không có rời đi an nam trung học đội giáo viên cùng với còn tại quan chiến nhất trung mọi người cùng lúc đó thanh hạ nhất trung người mới một xin năm tin tức rất nhanh chuyển ra ngoài thủ đô thất trung hiệu huyện nhất trung thủ đô thí nghiệm trở uy tín lâu năm cường trường học mặc dù không có điều động nhân viên tình báo hiện trường thu thập nhưng cũng tích cực đang thu thập vòng thứ nhất tranh tài đối chiến tình huống dùng cái này thu thập tiếp xúc có thể trở thành đối thủ tin tức xem như năm ngoái tỉnh tây xuyên thi dự tuyển thứ hai cả nước giải thi đấu top mười sáu thanh hà nhất trung cũng bị bọn họ trọng điểm quan tâm bởi vậy trần văn một xin năm tình báo ngay lập tức liền bị bọn họ nắm bắt tới tay thục đô ngự thú công viên trung tâm sủng thú đối chiến tràng người mới một xin năm thục đô thất trung chỉ đạo lão sư trương kiến bình trực tiếp nhữ mày một lát sau hắn quả quyết sửa đổi chính mình sắp lên giao đối chiến danh sách hắn nhìn hướng ngồi tại ghế tuyển thủ nơi hẻo lánh cái đầu kia phát lộn xộn học sinh hỏi chu húc muốn xuất chiến sao khi ốm học sinh bình thường sửng sốt một chút sau đó đứng dậy lớn tiếng nói muốn Trương Kiến Bình nghiêm khắc nói, muốn liền tốt, hôm nay ngươi trận đầu ra sân, nếu bị thua. Không đợi hắn nói xong, Chu Húc liền reo lên, thua ta liền lui ra đội giáo viên. Ba. Tại hiểu một bàn tay đập tới Chu Húc trên đầu, giáo hấn, nói cái gì khoác lác đâu. Khế thức cái á long sủng thú liền dám khinh thường những người khác. Chu Húc lướt bước đầu, quay đầu nhìn là đội trưởng, không dám nổ đâm. Trương Kiến Bình thấy thế, cũng không có để Chu Húc tiếp tục cam đoan. Vạn nhất Chu Húc thật vận khí không tốt gặp được cái cường lực cao trung học sinh thua, chẳng lẽ hắn thật muốn đem Chu Húc khai trừ đội giáo viên? nghe trương kiến bình một lần nữa sắp xếp xong đối chiến danh sách tại hiệu đi đến trương kiến bình bên cạnh hỏi lão trương năm nay làm sao nghĩ thông suất rồi muốn rèn luyện người mới nếu biết rõ năm ngoái hắn cũng là thất trung mạnh nhất tân sinh nhưng cũng chỉ là tại chủ lực đội viên thụ thương phía sau mới nắm giữ ra sân cơ hội trương kiến bình không có trả lời hắn mà là đem điện thoại di động của mình đưa cho tại Hiểu. người mới một xin năm tại Hiểu con người không khỏi con người thích chặt kiếm xỉ hổ U linh miêu Vương trắng thanh vũ thước nham thạch cự tượng nham thạch cự tượng thực thiết thú t cái này mẹ nó là người mới Dung động nổ nước bọt vài câu tại hiểu hỏi một bên trương kiến bình nói có hay không cụ thể video chiến đấu còn có có hay không trần văn cùng hắn thực thiết thú càng nhiều tài liệu trương kiến bình lắc đầu nói ta đã để người đi thu thập tình báo tại hiểu im lặng gật gật đầu hắn còn đắm chìm ở vừa rồi trương kiến bình trên điện thoại di động ngắn gọn mấy câu cùng lúc đó hắn cũng biết trương kiến bình để chu hút ra sân nguyên nhân nhìn thấy thanh hà nhất trung người mới xuất hiện lớp lớp trương kiến bình trong lòng cũng giao động chính mình kiên trì sử dụng lao sinh sách lược một chút thiên tài tân sinh đi qua rèn luyện tiến bộ phải đem sẽ so lão sinh nhanh hơn nhiều ngoại trừ thuộc đô Thất Trung, mà khác tỉnh Tây Xuyên uy tín lâu năm cường trường học cũng nhận đến Trần Văn một xin năm tin tức. Bọn họ kinh ngạc tạm thời không nói, các phương đều có phản ứng. Không nói những cái khác, thanh hạ nhất trung trận tiếp theo chính tài, các trường học nhân viên tỉnh báo tất nhiên sẽ không vắng mặt. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 78, phất nhanh Trần Văn. Trần Văn tỉnh lại sau giấc ngủ, đã đến buổi chiều. Duỗi lưng một cái, Trần Văn nắm lên trên tủ đầu giường điện thoại, mở ra xã giao phần mềm. Lớp 11 Ngự thú ban cả lớp đã sớm sôi trào nhanh chóng xem xuống tán gẫu nội dung trần văn biết đại khái tình huống hạ hùng đem hắn một xin năm sự tích phát đến lớp học dẫn tới các bạn học một trận nhiệt nghị may mà hắn người trong cuộc này lúc ấy ngủ như chết hàn huyên sẽ hiện tại nhiệt tình đã làm lạnh một chút Trong trước bên dưới trần văn chữ lớn cảm tạ đồng học cảm ơn mọi người vừa vặn tình ngủ dù sao một xin năm có thể quá mệt mỏi đầu chó trần văn chắc lần này nói cả lớp lần thứ hai sôi trào lên dẫn tới các bạn học nhộn nhịp phát biểu hỏi thăm. tiếp thu một phen lấy lòng cùng trêu ghẹo về sau trần văn chọn một chút vấn đề trả lời bên dưới sau đó nói chính mình cơm chưa còn không có ăn liền tắt đi nhóm trò chuyện ngay sau đó trần văn ấn mở lý tư vũ ảnh chân dung cùng người khác chúc mừng hắn không giống lý tư vũ phát cho hắn cái địa chỉ trang web lý tư vũ thật có phóng viên đến mà còn ngươi còn lên tin tức cảm ơn trần văn đánh chữ trả lời bên dưới sau đó ấn mở trang web một lần nữa giải tỏa trên màn hình xuất hiện an đông chén quan phương trang web giao diện Tựa như là web tây mà không phải app đều năm hai nghìn hai mươi một lắc đầu trần văn mở ra lý tư vũ gửi tới trang web tỉnh tây xuyên cao trung học sinh ngự thú giải thi đấu đặc biệt mở trang web sao trần văn nhanh chóng xem bên dưới đây là cái mười phần đơn sơ trang web phía trên vốn cũng không có mấy cái chuyên mục rất nhẹ nhàng liền để hắn tìm tới chính mình tin tức tin nhanh quật khởi thiên tài thanh hà nhất chung người mới một xin năm ai ôi không sai nha trần văn mừng thầm sau đó điểm vào đi nhìn nội dung tạc kẽ tại vừa vặn kết thúc một tràng cao trung học sinh ngự thú tranh tài bên trong năm ngoái á quân thanh hà nhất chung người mới một người lật tung một đội trần văn bằng vào cường đại sùng thú cùng với hơn người rác rưởi lời nói trình độ chiến bại bốn người chiến bình một người đào thải an nam trung học năm ngoái thanh hà nhất trung phong suy tuyết từng nhấc lên một trận thanh xuân phong bạo năm nay trần văn có thể hay không lại xuất hiện lúc trước hắc mã kỳ tích thiên văn chương này trên cơ bản không có cái gì hoa quả khô đoán chừng là phóng viên chấp vá lung tung phỏng vấn bên dưới sau đó đổi điểm nóng bảo chế mà ra bất quá trần văn nhìn đến say sương ngon lành lật nhìn nhiều lần về sau hắn còn đem văn chương đoạn sự dình xạ vỡ tích chữa xuống hắn là người trong cuộc nhìn tin tức chỉ cần nhìn người khác làm sao khen hắn là đủ rồi phân tích gì đó càng ít càng tốt càng không hợp tối thường càng tốt xử lý xong tin tức trần văn đem a bảo kêu gọi ra dịu dịp a bảo mới vừa xuất hiện liền trực tiếp mắt lom lom nhìn trần văn trần văn vuốt vớt đầu của nó cười nói sẽ không lừa gạt ngươi a chờ chút liền cho ngươi nói xong hắn kiểm tra xuống a bảo thương thế trên người Ú linh miêu tạo thành vết thương đã cơ bản nhìn không thấy nham thạch cự tượng ngà voi đâm thủng hai cái lỗ nhỏ cũng đã kết vẩy a a bảo ngươi phòng ngự có chút lợi hại a năng lực khôi phục cũng rất mạnh cảm khái bên dưới trần văn mang theo a bảo đi nhà vệ sinh rửa mặt lật sau đó đem trong tủ lạnh còn lại thúy ngọc trúc đưa hết cho nó ngươi trước ăn thúy ngọc trúc đợi lát nữa lại cho ngươi cơm giang trứng mật bách hoa ngược lại là cần một quãng thời gian a bảo lúc này lộ ra thỏa mãn biểu lộ nó đột nhiên cảm giác được trên thân không một chút nào đau đớn thúy ngọc trúc cơm giang trứng mật bách hoa nó trong lúc nhất thời cảm giác chính mình quả thực thân tượng chỗ thiên đường lợi dụng a bảo ăn thúy ngọc trúc đồng thời trần văn đi phòng bếp hơi che giấu xuống liền nhấc lên một đĩa thần cấp cơm giang trứng đi tới a bảo trước mặt a bảo đây chính là học võ chỗ tốt chẳng những có thể ăn nhiều đánh thắng còn có thể có ăn ngon dịu dít a bảo liên tục gật đầu một cái thần cấp cơm rang trứng một cái thúy ngọc trúc hạnh phúc vô cùng ngửi cơm trứng tán phát mùi thơm trần văn cũng là một miệng nước miếng vì để cho chính mình không làm ra cùng a bảo dành ăn hành vi trần văn vội vàng rời khỏi phòng ăn về tới phòng ngủ mình thoải mái mà nằm ở trên giường trần văn mở ra hệ thống trước nhìn về phía giao diện thuộc tính ký chủ trần văn cấp bậc ngự thú sư học đồ thiên phú trói buộc an sát võ đạo tri thơ âm sùng thú thực thiết thú điểm tích lũy ba mươi năm sáu ba mươi sáu trăm tám mươi người đều thu hoạch hơn ba trăm điểm tích lũy trần văn ngạc nhiên kêu lên hắn biết lần này thu hoạch sẽ không nhỏ nhưng thật không nghĩ tới thu hoạch sẽ lớn như vậy mua sắm chút cơ linh dịch cùng với rút thưởng sau đó trần văn chỉ còn lại có hơn hai 000 điểm tích lũy hôm nay lần này một xin năm trực tiếp liền để hắn thu hoạch hơn ba vạn điểm tích lũy đối chiến tràng bên trong cũng liền hơn một trăm người trần văn rất dễ dàng liền tính ra theo mỗi người trên thân bình quân thu hoạch điểm tích lũy lần này người quan chiến số cùng lần thứ hai đối chiến xã khảo hạch không sai biệt lắm a à? chẳng lẽ là vì đám người này tương đối mới trần văn suy đoán sở dĩ thu hoạch nhiều như thế điểm tích lũy hẳn là hôm nay trận đấu này khán giả trên cơ bản đối a bảo đều không có bất luận cái gì ấn tượng liên tiếp bị khiếp sợ cho nên mới sẽ có như thế nhiều điểm tích lũy tới sổ điểm tích lũy 6. Đang phân tích, Trần Văn bỗng nhiên lại nghe đến mà đến hệ thống nhắc nhở, sau đó điểm tích lũy cột chữ số lại có biến động. Điểm tích lũy chín Cái này, Trần Văn sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại. Đây là thông qua môi giới truyền bá phía sau lấy được điểm tích lũy. Giờ phút này A Bảo tại phòng ăn ăn đồ ăn, trong nhà không có bất kỳ người nào, theo lý thuyết là không thể nào sinh ra điểm tích lũy. Bởi vậy, có tạm chỉ có một lời giải thích, thông qua môi giới truyền bá phía sau người khác đối á bảo khiếp sợ cũng sẽ sinh ra điểm tích lũy. Nghĩ như vậy, Trần Văn lập tức liền hiểu thành cái gì chính mình một trận chiến có khả năng thu hoạch hơn 3 vạn điểm tích lũy, đối chiến chàng khán giả nơi đó khẳng định là phần đầu, cái khác hẳn là những cái kia thông qua môi giới truyền bá mà thu được. A, à, vừa nghĩ như thế, môi giới truyền bá lấy được điểm tích lũy hình như cũng không nhiều. Là trang web lưu lượng quá thấp, hoặc là mọi người đối với trên mạng kình bạo tin tức khiếp sợ trình độ giảm mạnh. Nghĩ đến trên web sẽ các loại khiếp sợ thân thể tiêu đề, Trần Văn cảm thấy là đằng sau một nguyên nhân tạo thành điểm tích lũy thu hoạch khó khăn. Lắc đầu, Trần Văn tạm thời thả xuống đối hệ thống điểm tích lũy nghiên cứu, ngược lại nghiên cứu hệ thống những chức năng khác. Không ngoài sở liệu của hắn, Hệ thống cũng không có mới tăng mới công năng. Kế tiếp công năng là 10 vạn điểm tích lũy sao? Suy đoán bên dưới, Trần Văn mở ra mua sắm trung tâm thương mại. Tháng 11 còn không có đi qua, bây giờ cố định kệ hàng như cũng là thần cấp cơm gian trứng, nhân sâm núi, hoàng thạch tam kiện sáo, lưu động, kệ hàng bên trên vẫn là. Mỹ vị Coca-Cola, lục tường trùng nghệ bảo điện, gậy trúc, trúc cơ linh dịch cùng hột quần cục nam dạng vật phẩm. Trúc cơ linh dịch nhanh dùng xong, Trần Văn lúc này mua 3 phần. Trầm ngâm một lát, Trần Văn đem hột quần cộc cũng mua xuống. Hột quần cộc một đầu thần kỳ quần sao Jean, thông gió thông khí có có giãn có thể có duỗi thành tùy ý lớn nhỏ đừng hỏi vì cái gì quần sọt jean có gian tốt. đây hệ thống cái này tùy ý giới thiệu để Trần Văn im lặng lắc đầu. hắn mua cái này quần cục là vì về sau cân nhắc dù sao nắm giữ đội hóa kỹ năng sùng thú không coi là nhiều nhưng không tính ít. sùng thú đội hóa ngược lại tính hắn chuẩn bị hóa cũng không thể để lọt điểm. mua sắm thương thành một đi dạo Trần Văn chớp mắt liền tốn một vạn tám ngàn điểm tích lũy đi ra nhìn xem còn lại hơn một vạn bảy ngàn kinh nghiệm Trần Văn con mắt liếc về rút thưởng bàn quay hôm nay ra có tiền chương bảy mươi chín bắt bộ cả tiền dầm dầm rút thưởng bàn quay nhanh chóng xoay trở lấy hát lục đỏ tím màu vàng trắng luân phiên lập lòe không có người biết bàn quay kim đồng hồ sau một khắc sẽ chỉ tới chỗ nào trần văn cũng không có vọng tưởng bắt hệ thống rút thưởng quy tắc trực tiếp không ngừng nghỉ chút nào rút thưởng năm lần một ngàn điểm tích lũy một lần rút thưởng hai mươi lần một trăm lần rút thưởng trần văn quả tặng nhìn cũng không nhìn trực tiếp duy nhất một lần hút xong nhìn xem còn lại hơn một vạn điểm tích lũy trần văn trong lòng xoắn suýt chỉ chốc lát vẫn là dừng tay đánh cược nhỏ di tình cảm đánh cược lớn táng ra bại sản a mặc dù có khả năng sẽ rút ra một chút đồ tốt nhưng trần văn vẫn cảm thấy mọi thứ muốn có độ không thể đem toàn bộ điểm tích lũy đều rút sạch không nói đến muốn gửi đến mười vạn điểm tích lũy nhìn xem hệ thống có cái gì mới công năng bình thường cũng nên chừa chút điểm tích lũy khẩn cấp hô hút Khi thở sâu mấy lần trần văn mở ra hệ thống bao vây ai ôi lần này vận khí tốt giống như không sai nha cùng phía trước không giống giờ phút này hệ thống bao khỏa bên trong vật phẩm đông đảo thô sơ giản lược quét qua lại có bảy cái vật phẩm phía trước trong bao đồ vật đều cho a bảo sử dụng cho nên hiện tại bao khỏa bên trong đồ vật tất cả đều là lần này rút thưởng thu hoạch cái này cũng trách không được trần văn mừng rỡ đương nhiên phần thưởng nhiều không nhất định đại biểu phần thưởng tốt hơi bình phục lại tâm tình trần văn nhanh chóng nhìn về phía bao khỏa bên trong phần thưởng bắt bộ cả tiền cái thứ nhất phần thưởng liền để trần văn mừng rỡ không thôi a bảo tốc độ đã rất nhanh nếu là lại có khinh công gia trì gặp được hi hữu siêu phẩm tiềm lực tốc độ loại hình sùng thú cũng sẽ không rơi vào hạ phong mang ngạc nhiên tâm tình trần văn nhìn về phía cái thứ hai vật phẩm hạ phẩm linh thạch trần văn tiếp tục vui vẻ ra mặt cái thứ hai vật phẩm là viên đá cội kích cỡ tương đương tảng đá chỉ bất qua phía trên thỉnh thoảng hiện lên linh quang ngược lại là người tài giỏi không được trọng dụng chỉ có thể cho a bảo làm lương thực không linh khí hẳn là rất tinh khiết chờ a bảo gặp được bình cảnh lại cho nó dùng tương đối tốt dựa theo giới thiệu cái này mặc dù chỉ là hạ phẩm linh thạch nhưng trong đó ẩn chứa có tinh thuần linh khí có thể dùng đến bài trợ thi pháp luyện đàn cùng với ngự khí bất quá tại trần văn nơi này cũng chỉ có thể để dùng cho a bảo xem như tu luyện tư lương nhìn phía trước hai cái vật phẩm trần văn suy đoán đây đều là một ngàn mốt lần rút ra phần thưởng quả nhiên tiếp xuống mấy cái phần thưởng đều tương đối đồng dạng mỹ vị trà sữa a bảo đồ ăn vặt hoang dại hà thủ ô a bảo đồ ăn vặt xích nham a bảo đồ ăn vặt côn thép cái này cũng chỉ có thể cho a bảo ăn đi sùng thú bản thân liền là cường đại vũ khí giống như người đồng dạng sử dụng vũ khí có chút vẽ rắn thêm chân lại nói cả nước giải thi đấu bên trên sùng thú là không thể sử dụng bất luận cái gì đồ phòng ngự cùng vũ khí thể lực dự tệ cái này có thể lưu lại đến lúc đó dùng thiên phú che giấu cho a bảo thêm thể lực nhìn xong cái này năm cái tương đối phổ thông phần thưởng trần văn cũng không có quá mức thất vọng dù sao tiền nào đồ đấy một trăm lần rút thưởng đối Trần Văn mà nói, chủ yếu là phong phú mua sắm thương thành hàng hóa. Nhìn xong phần thưởng về sau, Trần Văn nhìn hướng mua sắm thương thành, quả nhiên cố định kệ hàng bên trên mới xuất hiện mỹ vị trà sữa, hoang dại Hà Thủ Ô, xích nham cùng với thể lực dược tệ bốn loại hàng hóa. Mỹ vị trà sữa, Trần Văn thì thầm bên dưới, một ly ấm áp trà sữa không có chút nào dấu hiệu xuất hiện tại Trần Văn trong tay. Đối với hệ thống thần kỳ, Trần Văn đã sớm tập mãi thành thói quen, trực tiếp đem ống hút cắm đi xuống, sau đó ngon lành là uống một ngụm. Hắn rất muốn biết hệ thống cái gọi là mỹ vị, có thể mỹ vị tới chỗ nào. Em. Trần Văn đẹp đến nỗi ánh mắt hiếp lại. Cái thứ nhất hắn nếm đến nước trái cây tươi non, chiếc thứ hai hắn nếm đến là trà sữa thuần hương, cái thứ ba hắn nếm đến chân châu quý đạn. Mỹ vị trà sữa tựa hồ tăng thêm đủ kiểu gia vị, mỗi một miệng đều có thể hưởng thụ được khác biệt mỹ vị, đều là không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Một cái lại một cái, chỉ chốc lát sau một ly 500ml mỹ vị trà sữa liền bị Trần Văn hút sạch sẽ. Ừm. Cảm giác có vài chục trên trăm loại khẩu vị, A Bảo khẳng định sẽ thích, 750 giá bán cũng so thần cấp cơm giang trứng tiện nghi rất nhiều, lần sau có thể dùng cái này khích lệ A Bảo. Liếm liếm cái miệng, Trần Văn thu thập xong trà sữa chén, sau đó đối với chính mình sử dụng bát bộ cản tiền bị tịch. Bát bộ cản thiền nội dung so toàn chân nội công ít đi rất nhiều, Trần Văn chỉ là cảm thấy đầu có chút đau nhói bên dưới, liền tiếp thu xong bát bộ cản thiền truyền thừa. Nhìn kỹ xong truyền thừa, Trần Văn phát hiện bát bộ cản thiền cũng không phải là thượng thừa khinh công, không có đạp tuyết vô ngân, lăng bước hơi bước loại kia đỉnh cấp khinh công phiêu giật tuyệt trần. Ngược lại, môn khinh công này tương đối thô ráp. Ngoại trừ khinh thân nâng phóng túng phương pháp bên ngoài, bát bộ cản thiền trọng yếu nhất chính là đem nội khí thông qua tốc tam âm kinh cùng tam dương trải qua phóng ra, tại kích hoạt hai chân tiềm lực đồng thời, mượn nhờ năng lượng tại dưới chân bộ phát xung lực nhanh chóng tiến lên thô giáp có thô giáp chỗ tốt môn khinh công này hết sức dễ dàng học được chỉ cần thông túc tam âm kinh cùng tam dương trải qua liền có thể tu luyện cụ thể hiệu quả cùng thi triển khinh công người nội lực cường độ cùng với kỹ xảo cùng một nhịp tờ. nếu như võ giả nội lực bằng bạc nội lực khống chế cực mạnh bắt bộ cản thiền buộc phát tốc độ không thể so với đỉnh cấp khinh công kém mặt khác bắt bộ cản thiền chỉ có thể đưa đến một chút khinh thân nâng phong túng tác dụng tốt giản dị tự nhiên khinh công may mà ta không thế nào chọn mặc dù thích đạp tuyết vô ngân đẹp trai như vậy tức giận khinh công nhưng bắt bộ cản thiền thi triển cũng không mất mặt thậm chí có chút bá khí cảm giác đương nhiên cái kia phải tốn hao rất nhiều linh khí thi triển tiếp thu xong truyền thừa trần văn đi tới phòng ăn đối với còn tại gặm cây trúc cá bảo hỏi a bảo ngươi muốn khinh công không cần hạnh phúc cá bảo lúc này sửng sốt sắc mặt sụt xuống bất quá nó lần này không có chạy ngược lại nhận mệnh giống như đem nhà mình tay gấu đưa cho trần văn đã có kinh nghiệm nha trần văn cười bên dưới dắt nó tay gấu thi triển trói buộc đem bắt bộ cản thiện cùng hưởng cho nó một lát sau a bảo mở ra mắt nhỏ kinh ngạc nhìn hướng trần văn lần này làm sao không quá đau a à? ha ha không đau còn không vui vẻ a à? trần văn sờ lên đầu của nó sau đó nói không phải mỗi lần đều đau bất quá ngươi không cố gắng minh tưởng lời nói về sau khẳng định sẽ đau chết đón lấy trần văn đối a bảo nói hôm nay ngươi vất vả liền không huấn luyện nhưng ngày mai chúng ta nhưng muốn tiếp tục huấn luyện nha dịu dít a bảo cao hứng gật đầu hôm nay đãi ngộ nó rất hài lòng cảm thấy huấn luyện gì đó cũng không có quan hệ thanh hà nhất trung phòng làm việc của hiệu trưởng mặc dù là thứ bảy nhưng lão hiệu trưởng như cũ còn ở tại trường học bên trong làm việc công đông 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 một tầng hai nhẹ tiếng đập cửa để lão hiệu trưởng ngẩng đầu lên nói đi vào lữ đông đi vào trong nhà nói hiệu trưởng tốt lao hiệu trưởng nhẹ gật đầu cười nói là lữ đông a ngồi các ngươi hôm nay tranh tài đánh đến rất tốt hoàn thành công tác cực kỳ xuất sắc a lữ đông không có kể công nói ta nào có cái gì công tác bất quá chỉ là an bài trần văn lên đài mà thôi đó cũng là ngươi đem hắn tuyển ra nha hàn huyên hai câu lao hiệu trưởng hỏi có chuyện gì sao lữ đông nói thẳng hiệu trưởng ta cảm thấy có thể cho đội giáo viên đưa vào nhiều tư nguyên hơn chuyện thuần phong cách cổ điện phiêu lưu khám phá với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu chương tám mươi lâm vũ đầu tư báo đáp ta cảm thấy có thể cho đội giáo viên đưa vào nhiều tư nguyên hơn Nghe xong lữ đông lời nói lao hiệu trưởng vớt luất mi tâm cười khổ nói đội giáo viên đưa vào đã không nhỏ không nói những cái khác đội giáo viên huấn luyện trong đó miễn phí cung ứng sơ cấp dịch dinh dưỡng chính là một bút khá lớn chi tiêu lữ đông nhẹ gật đầu nói ta biết nhưng ta cảm thấy cho đội giáo viên đưa vào vật siêu sở trị nói một chút lao hiệu trưởng nhìn hướng lữ đông nói lữ đông châm trước xuống lời nói sau đó mới chậm dai nói hiệu trưởng ngài không phải một mực hy vọng nhất trung bình xét lên cấp quốc gia trọng điểm trung học sao lão hiệu trưởng nhẹ gật đầu hồi ức nói đúng vậy à trong chớp mắt hơn ba mươi năm liền đi qua ta muốn tại cuối cùng trước khi đi lại vì trường học làm vài việc lữ đông nói phổ thông giáo khu những năm gần đây thành tích đã đạt đến cấp tỉnh đứng đầu lại đề thăng khó khăn trùng điệp mà ngự thú giáo khu bên này thì không giống không nói ngự thú giáo khu thành tích thi tốt nghiệp trung học làm sao chỉ cần chúng ta tại cả nước giải thi đấu bên trên liên tiếp lấy được thành tích tốt đây tuyệt đối là thực sự thành tích nói đến đây hắn nói bổ sung những năm gần đây quốc gia đối ngự thú phương diện càng ngày càng coi trọng ngự thú giáo khu thành tích tuyệt đối có thể đối nhất trung bình cả nước trường chuyên cấp ba đưa đến cực lớn đẩy tới tác dụng lao hiệu trưởng nghe vậy trầm ngâm chỉ chốc lát hỏi người có năm chắc chỉ bằng năm nay ra cái một xin năm người mới lữ đông lắc đầu hồi đáp không có năm chắc nhưng ta biết đây là cơ hội tốt nhất đang lúc nói chuyện hắn nghiêm túc nhìn về phía lao hiệu trưởng nói lấy nhất trung quy mô có thể xuất hiện phong suy tuyết đã là lẩm bẩm thiên tri hạnh phong suy tuyết về sau lại gặp được một cái trần văn đây là thượng thiên chiếu của a lao hiệu trưởng nghe vậy im lặng nhất trung quy mô không lớn mỗi năm thức tỉnh ngự thú thiên phú cũng chưa tới ba mươi người xuất hiện phong suy tuyết trần văn loại này ngự thú thiên tài sát xuất cực thấp nếu biết rõ tại phong suy tuyết phía trước đều không có học sinh tại trước khi tốt nghiệp trở thành chức nghiệp cấp ngự thú sư lữ đông tiếp tục nói một năm tiến vào cả nước giải thi đấu chỉ là phụ dung sớm nợ tối tản hai năm tiến vào cả nước giải thi đấu đâu hai năm không được cái kia ba năm đâu chỉ cần chúng ta liên tục ba năm đánh vào cả nước giải thi đấu nhất chung sẽ là không có chút nào tranh cãi ngự thú cường trường học mà chúng ta phổ thông giáo khu thành tích rõ như ban ngày đến lúc đó thân thỉnh cấp quốc gia trọng điểm trung học chẳng phải là dễ như trở bàn tay lao hiệu trưởng khẽ lắc đầu thân thỉnh cấp quốc gia trọng điểm trung học cũng không phải là đơn giản như vậy thế nhưng hắn quả thật bị lữ đông thuyết phục cười nói nói đi cần cái nào duy trì lữ đông nghe vậy cười một tiếng vội vàng đưa ra chính mình cần tài nguyên cùng duy trì cuối tuần trần văn theo thường lệ đi hình ý quyền quán luyện quyền gần nhất hắn cùng a bảo đem đấu pháp cũng học không sai bị lắm trên cơ bản đi quyền quán đều là chính mình cùng a bảo ở một bên luyện quyền sở dĩ đi ngoại trừ cần dùng đến hình ý quyền quán một chút dụng cụ càng nhiều hơn chính là đi thu hoạch một chút điểm tích lũy bất quá khiếp sợ khiếp sợ học viên khác cũng dần dần tập mãi thành thói quen may mà gần nhất lâm vũ thu rất nhiều mới đệ tử trên lôi đài hô một đạo bóng người cao lớn di chuyển nhanh chóng ba nhảy lên hai vào trực tiếp linh hoạt cướp được a bảo bên người sau đó xoay gheo quay lưng lấy tay cánh tay vì đơn roi hung manh quất về phía a bảo và anh. a bảo không nhúc ních tí nào tùy ý giơ cánh tay lên tinh chuẩn ngăn trở mà đến đối thủ nện xuống đến một quyền thấy công kích mình bị ngăn đây người tới bộ pháp mở rộng vòng quanh a bảo nhanh chóng tiến hành công kích vành 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 đấm thẳng đấm móc phá quyền phách quyền các loại quyền pháp nhanh chóng vung ra đôn đốt rung động mà a bảo lại bất động như núi một đôi giày rộng cánh tay giống như cửa lớn đồng dạng nhẹ nhõm vung ra mỗi lần đều vừa đúng chặn đối thủ mỗi một lần công kích rõ ràng a bảo thân hình thấp bé giờ phút này nó lại giống như cho người ủy chiêu sư phụ một vòng điên cùng tấn công sau đó thân hình cao lớn đệ tử chuẩn bị lui ra phía sau hồi sức đông nhiên hắn thấy được a bảo ba một tiếng ra quyền sau đó hắn liền cảm giác chính mình ở ngực đau xót cả người bay ngược đến lôi đài hàng rào bên trên học viên cũng bọn họ thấy cái này không có chút nào kinh ngạc ngược lại là mới tới mấy người cũng nhịn không được phát ra tiếng thán thở thật là lợi hại sủng thú cái này thực thiết thú hình ý quyền thật mạnh a một đầu gấu vậy mà có thể đem hình ý quyền học được tốt như vậy ta sủng thú là khỉ khẳng định cũng có thể học có thành tựu xem ra sủng thú thật có thể học được võ thuật nghe lấy hệ thống liên tiếp tiếng nhắc nhở trần văn cười đối một bên lâm vũ nói sư minh a bảo biểu hiện thế nào đó còn cần phải nói lâm vũ trên mặt hài lòng không có chút nào che lấp đó lấy trần văn chỉ vào mới tới đệ tử cảm khái nói quyền quán gần nhất sinh ý rất tốt ta à? lâm vũ nói này ngược lại là may mắn mà có ngươi ân trần văn trong mắt lóe lên vẻ nghĩ hoặc nói hạ tiểu vũ đến cùng ta có quan hệ nhưng những học viên này đến cùng ta không có quan hệ gì a à? Liên tính biết ta một sinh năm phần lớn người cũng không biết ta hình ý quyền là cùng ngươi học ca à? cái gì một sinh năm a à? lâm vũ lắc đầu nói ta cùng Trúc nộ đạt tới hợp tác mười người này đều khế ước bản thổ sùng thú để cho ta đến dạy bọn hắn sùng thú học tập hình ý quyền dạng này a à? trần văn bừng tỉnh này cũng không có gì đáng giá kinh ngạc dù sao vừa có công phu thật lại có thông linh cái này thiên phú ngự thú sư mười phần hiếm thấy trúc nộ nếu như muốn để bản thổ sùng thú học tập võ thuật lâm vũ đúng là cực kỳ nhân tuyển thích hợp nói chuyện phía bên trong a bảo cùng hạng tiểu vũ đi xuống lôi đài a bảo nhận lấy pha loáng trúc cơ linh dịch nước khoáng liền tại một bên tân 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 uống rõ ràng nó căn bản không có gì tiêu hao hạng tiểu vũ nhìn xem uống nước a bảo sợ hai than nói a bảo sư phụ quá lợi hại ta tất cả chiêu thức đều bị nó đỡ được trần văn cười nói bình thường biểu hiện của ngươi đã không tệ chỉ là a bảo đối quyền pháp lý giải quá sâu cho nên có thể đủ nhẹ nhõm ứng đối lâm vũ cũng an ủi xuống hạng tiểu vũ sau đó chỉ ra khuyết điểm của hắn phía trước ngươi luyện tập quyền cước có chút tạp tố chất thân thể cùng phản ứng cũng không tệ nhưng hạ bàn bất ổn chiêu thức không quen sau này phải chú ý một chút nhất là muốn tăng lớn đứng như cọc gỗ luyện tập hạ tiểu vũ có chút không tình nguyện nhẹ gật đầu bản thân hắn tương đối tốt động không thích đâm đứng như cọc gỗ càng thích luyện tập quyền pháp bất quá hắn cũng biết đứng như cọc gỗ tầm quan trọng cũng không có lười biếng ý nghĩ chỉ điểm lâm vũ vài câu về sau lâm vũ đổi hắn sau đó đối trần văn nói ta đã không dạy được ngươi cùng a bảo cái gì sư phụ bên kia đã xử lý tốt sự tình Tuần sau sẽ đến một chuyến, đến lúc đó ngươi nhớ chạy đến quyền quán. Trần Văn nhẹ gật đầu, nói, chúng ta sẽ cùng sư phụ hẹn một cái, gần nhất cả nước cao trung học sinh ngự thú đối chiến giải thi đấu bắt đầu, ta là nhất trung chủ lực đội viên. Cả nước giải thi đấu? Lâm Vũ nghe vậy ánh mắt sáng lên, hỏi, trường học các ngươi thành tích làm sao? Trần Văn lưỡng ngược nói, năm ngoái cả nước top 16. Hắc hắc. Lâm Vũ xoa xoa đôi bàn tay, ngượng ngùng nói, sư đệ. Trần Văn nhìn Lâm Vũ bộ dạng này, nơi đó không biết hắn ý nghĩ, cười nói, yên tâm, có cơ hội ta khẳng định sẽ cho sư huynh quyền quán làm tuyên truyền. Lâm Vũ miễn phí dạy chính mình hình ý quyền còn dẫn tiến tôn hồng làm cho hắn lao sư trần văn đối với cái này tiện nghi sư huynh rất tán thành lâm vũ vô vô trần văn bả vai cảm khái nói lúc trước miễn phí dạy ngươi học quyền là nghĩ đến đầu tư tương lai của ngươi không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thu hoạch phòng nuôi thú hợp tác cùng với ngự thú giải thi đấu bên trên tuyên truyền những thu hoạch này đều vượt xa với hắn lúc trước đầu tư truyền thuần phong cách cổ điện phiêu lưu khám phá với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu chương tám sách kỹ năng cùng ma hạch thứ hai hàng ngày ngồi xe buýt đến trường đi tới trong lớp trần văn phát hiện chính mình biến thành người khác tiêu điểm thường ngày đều phải đem a bảo triệu hoán đi ra mới sẽ hấp dẫn toàn lớp ánh mắt trần văn nghe nói ngươi tuần trước đại biểu trường học xuất chiến một sinh năm trần văn gật đầu cười nói cái này không nói nhảm sao cả lớp ngươi không nhìn sao rất trâu lợi hại a cho chúng ta lớp 11 một ngự thú ban tranh sĩ diện thật đúng là nha thật bất khả tư nghị một mảnh tán thưởng bên trong trần văn đem a bảo kêu gọi ra cùng ngày chăn nuôi nhân viên lâm hải sách theo bữa sáng chạy tới cười nói a bảo lợi hại như vậy ta cũng có phần công lao chẳng lẽ ta không có công lao sao có người hỏi ngược lại trần văn xua tay nói a bảo là ăn cơm trong nhà lớn lên nó lấy được tất cả thành tựu đều có mọi người một phần công lao nói xong hắn len lén ở trong lòng cho a bảo truyền tin tức đang uống manh châu sữa tươi a bảo vội vàng đứng dậy không lo được lao đi sữa ở khoe miệng nước động ngây thơ chân thành hướng mọi người so cái tâm bình thường ngôi nấm qua a bảo các bạn học lập tức tâm đều tan còn có loại nhà mình nhi từ ngốc trưởng thành cảm giác thành tựu a bảo quá đáng yêu muốn ông đi a bảo thật là ngoan vậy mà như thế hiểu lễ phép đúng vậy a không giống nhà ta lão nha lang giống như đầu hờ kỳ đồng dạng đừng nói nữa nhà ta cái kia mắt xanh mẹo không phải sủng thú mà là tiểu chủ nhân a quá khó hầu hạ một mảnh vui cười nổ nước bọt âm thanh bên trong sớm tự học tiếng trung đúng giờ đến buổi chiều huấn luyện hóa trần văn cùng lý tư vũ dựa theo lệ cũ đi tới lữ đông trong văn phòng tiếp tục tiến hành sủng thú triệu hoán huấn luyện ý nghĩa không lớn hai người bọn họ chuẩn bị hỏi lữ đông tiếp xuống làm như thế nào huấn luyện vào nhà về sau lữ đông nhấc một cái nói trước ngồi một cái một lát sau hắn mới đưa ánh mắt theo trong máy tính thu hồi hỏi đến hỏi có quan hệ huấn luyện sự tình a trần văn cùng lý tư vũ đều nhẹ gật đầu hai người các ngươi sủng thú đều bồi dưỡng rất khá trên cơ bản đã đào móc sùng thú trước mắt lớn nhất tiềm lực theo lý thuyết tiếp xuống chủ yếu chính là tiến hành thực chiến huấn luyện từ đó phong phú đối chiến kinh nghiệm thế nhưng trần văn hai người con mắt lập tức sáng lên bình thường đến nói thế nhưng phía sau mới là trọng điểm lữ đông nghiêm nghị nói trần văn tuần trước biểu hiện rất tốt trường học từ trên thân các ngươi nhìn thấy hy vọng quyết định cho các ngươi càng lớn duy trì cho nên huấn luyện phương án cần làm một chút thay đổi cái gì duy trì trần văn trong mắt lộ ra vẻ tò mò lý tư vũ nhìn hướng lữ đông con mắt cũng trận trừng lên lữ đông không có lập tức cho hai người giải thích mà là hỏi các ngươi biết sủng thú kỹ năng làm sao phân chia sao trần văn hồi tưởng đưa thư bên trên nội dung nói cái này muốn nhìn làm sao phân chia nếu như là theo kỹ năng uy lực cái kia hẳn là cơ sở kỹ năng cao cấp kỹ năng cùng với áo nghĩa kỹ năng nếu là dựa theo kỹ năng thuộc tính thì có thể chia làm vật lý kỹ năng ma pháp kỹ năng cùng tinh thần kỹ năng trong đó ma pháp kỹ năng lại có thể chia làm kim một thủy hỏa thổ phong lôi các loại đường trần văn sau khi nói xong lý tư vũ nói bổ sung ngoại trừ trần văn nói còn có thể dựa vào kỹ năng có hay không từ huyết mạch chuyển thừa tới phân chia bình thường chia làm chủng tộc kỹ năng cùng không phải là chủng tộc kỹ năng trần văn liếc nàng một cái ngươi dạng này lộ ra ta rất lớp lý tư vũ nhẹ nhàng cười ra tiếng nhìn xem hai người vui cười lữ đông không khỏi cảm thấy gian phòng có chút huyền áo được rồi hắn nhận lấy câu chuyện tiếp tục nói chính như lý tư vũ nói sùng thú có thể nắm giữ chủng tộc kỹ năng bên ngoài kỹ năng phương diện này trần văn ngươi hẳn là tương đối rõ ràng trần văn nhẹ gật đầu a bảo mặc dù không có chủng tộc kỹ năng nhưng nó hiện tại thanh kỹ năng bên trong lại có hình ý quyền sơ cấp minh tư pháp toàn chân nội công cùng với bát bộ cản thiền bốn cái kỹ năng lữ đông tiếp tục nói sùng thú thu hoạch được không phải là chủng tộc kỹ năng đồng dạng có hai loại phương thức đệ nhất chính là thông qua huấn luyện cùng học tập cái này cần danh sư dạy bảo hoặc là sủng thú sách kỹ năng, sủng thú sách kỹ năng, Trần Văn nói thầm một tiếng, trên sách cũng không có phương diện này kiến thức. Lữ Đông nói, sủng thú sách kỹ năng, tên như ý nghĩa chính là ghi chép sủng thú kỹ năng thư tịch, là ngự thú sư cùng bồi dưỡng ra tướng sủng thú kỹ năng nguyên lý nghiên cứu rõ ràng về sau tổng kết mà ra trưởng thành hệ phương pháp huấn luyện. Trên cơ bản chỉ cần sủng thú thuộc tính thích hợp, dựa theo sủng thú sách kỹ năng bên trên phương pháp huấn luyện, liền có thể để sủng thú học được một hạng mới kỹ năng giới thiệu xong sủng thú sách kỹ năng về sau lữ đông thở dài nói đáng tiếc đại đa số sủng thú đối với không phải là chủng tộc kỹ năng tốc độ học tập đều rất chậm liền xem như đơn giản kỹ năng cũng muốn tiêu phí một hai năm thời gian cho nên đồng dạng đều là dùng sủng thú sách kỹ năng trước thời hạn để sủng thú học tập chủng tộc của mình kỹ năng trần văn còn tại kỳ quái đã có sách kỹ năng tồn tại vì cái gì bản thổ sủng thú còn không được coi trọng nghe đến lữ đông cảm khái nháy mắt hiểu rõ ra bí cảnh sủng thú có loại tộc kỹ năng nhưng cũng có ràng buộc học tập không phải là chủng tộc kỹ năng độ khó rất lớn mọi người đối bản thổ sùng thú nghiên cứu không đủ trực tiếp đem theo bí cảnh sùng thú nơi đó lấy được kinh nghiệm sử dụng đến bản thổ sùng thú trên thân nhìn bản thổ sùng thú không có chủng tộc kỹ năng đối bản thổ sùng thú khinh thị cũng là chuyện đương nhiên mà còn bọn họ loại này suy đoán chưa hẳn không cho phép a bảo có thể nhanh chóng học được võ thuật cùng nó có phải hay không bản thổ sùng thú không có liên quan quá nhiều càng quan trọng hơn là nó nắm giữ võ đạo chi tâm thiên phú lữ đông tiếp lấy giới thiệu nói cái thứ hai thu hoạch được không phải là chủng tộc kỹ năng phương pháp là thôn phệ ma hạch ma hạch chính là ma thú năng lượng trong cơ thể tinh hạch bình thường chỉ có đạt tới siêu phảm cấp ma thú mới có xác xuất hình thành ma hạch thông qua hấp thu ma thú ma hạch sùng thú có thể tăng lên linh khí đồng thời có sát xuất thu hoạch được ma thú có kỹ năng đương nhiên cái này cần sùng thú cùng ma thú chủng loại giống đồng thời thuộc tính tương tự mới có khá lớn khả năng nếu như hấp thu sự tình đồng loại sùng thú ma hạch như vậy sùng thú trưởng thành sẽ nhanh hơn đồng thời sẽ sớm hơn thức tỉnh kỹ năng ma hạch ngoại trừ cho sùng thú hấp thu bên ngoài còn có thể dùng để luyện chế dược tề chế tạo vũ khí cùng với phụ trợ sùng thú tấn cấp các loại nắm giữ nhiều như vậy công hiệu ma hạch tự nhiên có thụ hoang nên, bị người truy phủng ma ma lại bí cảnh hung hiểm ma thú hung tàn mà còn không phải mỗi cái siêu phẩm cấp ma thú đều trăm sinh ra ma hạch bởi vậy ma hạch giá cả một mực mười phân đắt đỏ tạm giá cao không hạ nghe xong lữ đông giảng giải trần văn hơi suy tư bên dưới kinh hỉ nói ý của ngài là trường học muốn đưa chúng ta sủng thú sách kỹ năng cùng ma hạch phải lữ đông đầu tiên là khẳng định trả lời sau đó nói thế nhưng những phần thưởng này cũng không tốt cầm. đối với chủ lực đội viên trường học sẽ miễn phí cho các ngươi cung cấp một bản sơ cấp sách kỹ năng cái khác ban thưởng thì cần nhìn các ngươi tại cấp tỉnh thi dự tuyển bên trong biểu hiện lý tư vũ nghe vậy ưu chừng trần văn một cái trần văn ấy náy cười một tiếng sau đó dùng ánh mắt mong chờ nhìn hướng lữ đông hắn nhưng là một sinh năm biểu hiện này có thể thu được cái dạng gì ban thưởng lữ đông lấy ra một cái đóng gói tốt hộp ngọc nói lần này trần văn biểu hiện xuất sắc biểu hiện ra nhất trung xuất sắc ngự thú dạy học trình độ trường học đặc biệt ban thưởng một viên sơ cấp thổ hệ ma hạch trần văn kinh hỉ nhận lấy hộp mở ra xem chỉ thấy một viên màu vàng đất tinh thể an tĩnh nằm tại trong hộp nho nhỏ tinh thạch lại tản ra nặng nghề khí tức cái này nho nhỏ một viên tinh thạch giá trị ít nhất là năm sáu vạn lý tư vũ hâm mộ lướt qua đối trần văn nói chúc mừng ngươi tiếp xuống các ngươi đều có cơ hội nói xong lữ đông đối lý tư vũ nói ngươi trước trở về suy nghĩ xuống muốn cái gì sơ cấp sách kỹ năng à ta có việc cùng trần văn trò chuyện một cái được rồi lão sư lý tư vũ khéo léo nhẹ gật đầu sau đó đứng dậy đi tới bên ngoài phòng làm việc thuận tay gài cửa lại chuyện thuần phong cách cổ điện phiêu lưu khám phá với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu chương 82, năm sao cao trung học sinh trong văn phòng lữ đông quan sát tỉ mỉ trần văn trần văn đồng dạng tò mò nhìn chỉ đạo lao sư một sinh năm cảm giác thế nào thu hoạch được ma hạch cảm giác làm sao lữ đông mặt không thay đổi hỏi đương nhiên rất thoải mái a à? trần văn cười trả lời bên dưới sau đó nói bổ sung bất quá ta cũng biết một sinh năm là vật khí đến mức thu hoạch được ma hoạch, chủ yếu là trường học hậu ái cái đuôi không có vểnh lên trời liền tốt lữ đông nhẹ gật đầu nói sau đó thực lực ngươi bây giờ tại tỉnh tây xuyên dự thi tất cả học sinh bên trong miễn cưỡng cũng liền có thể xếp trong đó bên trên tự cao tự đại sẽ chỉ hủy ngươi trần văn nghe vậy hiếu kỳ nói lữ lao sư ngài là làm sao bình phán thực lực hắn đối lữ đông phán đoán vẫn là rất tín nhiệm sở dĩ hỏi như vậy chủ yếu là muốn theo trong miệng hắn biết mặt khác tuyển thủ dự thi thực lực từ đó đối với chính mình có cái rõ ràng định vị lữ đông nghe vậy cao mày nói cái này khá là phiền thoái, bất quá ngươi hỏi, ta liền đại khái cho ngươi nói một chút đi. trầm ngâm một lát, lữ đông em hài nói, năm ngoái có cái báo chí đem dự thi cao trung học sinh phân cấp, một sao thấp nhất, năm sao cao nhất, mặc dù không quá nghiêm cẩn, nhưng dùng để thô sơ giản lược phân chia dự thi học sinh thực lực lại đủ rồi. Một sao cao trung học sinh, có ngự thú thiên phú cũng không thể tăng lên sủng thú chiến lực, sủng thú tiềm lực vì phổ thông siêu phạm, thực lực vì phạm thai bảy đoạn đến tám đoạn. Hai sao cao trung học sinh, so với một sao cao trung học sinh, hai sao cao trung học sinh hoặc là nắm giữ có thể tăng lên sủng thú chiến lực thiên phú, hoặc là sủng thú tiềm lực vì tinh anh siêu phàm. Tư Tùng đại khái chính là sen vào một sao cùng hai sao ở giữa. Ba sao cao trung học sinh, nắm giữ có thể tăng lên sủng thú chiến lực ngự thú thiên phú, sủng thú tiềm lực vì tinh anh siêu phàm, sủng thú thực lực vì phàm thai 8 đoạn đến cửu đoạn. Bốn sao cao trung học sinh, so với ba sao học sinh, bọn họ sủng thú tiềm lực phần lớn vì hi hữu siêu phàm, bị ngươi bức bình vương uy đại khái liền ở vào cấp độ này. Năm sao cao trung học sinh, thiên phú tạm thời không nói, bọn họ sủng thú tiềm lực cơ bản đều là tinh anh siêu phàm cấp bước, tạm thực lực đẳng cấp cũng đạt tới phàm thai 10 đoạn, lúc nào cũng có thể tấn cấp làm siêu phàm cấp sủng thú. Ngươi Thiên Phú đối với chiến đấu có trợ giúp, sùng thú tiềm lực mặc dù chỉ có tinh anh siêu phàm, nhưng biểu hiện ra ngoài tổng hợp tố tổ chất không thể so Hi Hữu siêu phàm kém, chỉ là thực lực không tới phàm thai hậu kỳ, cho nên xem như là bà sao cao trung học sinh đi. Trần Văn nhẹ gật đầu, nhận đồng Lữ Đông phán đoán. Tuần trước cùng Vương Uy Ngự thú đối chiến, hắn nhưng thật ra là ở vào hoàn toàn hạ phong, chỉ là bằng vào quy tắc mới lấy được thế hòa kết quả, hiện tại A Bảo xác thực không địch lại phàm thai hậu kỳ Hi Hữu thú. Lữ Đông nói, đương nhiên, thực lực liên quan đến nhân tố quá nhiều, đối chiến kết quả cũng không vẹn vẹn cùng thực lực cao thấp có quan hệ. Trần Văn gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó hỏi xã trưởng bọn họ đại khái ở vào cái gì cấp độ lữ đông hồi đáp dương văn hàn bốn sao trương đức vượng cùng các tâm đều chỉ là ba sao như thế đồ ăn nói được nửa câu trần văn vội vàng che miệng đồ ăn sao lữ đông lắc đầu nói đại đa số trường học đại biểu đội thực lực còn không có nhất trung cường đâu an nam trung học cũng không phải đội yếu nhẹ gật đầu trần văn lại hỏi cái kia đồng dạng muốn nắm giữ thực lực như thế nào mới có thể tấn cấp cả nước giải thi đấu lữ đông suy nghĩ một chút nói ít nhất phải nắm giữ ba cái bốn sao trở lên cao trung học sinh chúng ta năm ngoái đội giáo viên nắm giữ ba cái bốn sao cao trung học sinh trần văn nghi ngờ nói lữ đông lắc đầu không có mãi đến vòng bán kết thời điểm chúng ta cũng mới chỉ có hai cái bốn sao cao trung học sinh nhưng hơn hẳn ba cái trần văn bừng tỉnh tại loại này chế độ thi đấu bên trong sủng thú linh khí thể lực dư thừa lời nói một cái đỉnh hai ba cái là không có vấn đề dù sao hãng tuần trước mới hoàn thành một xin năm hành động vĩ đại nhìn trần văn hiểu được lữ đông nói tựa như như ngươi nghĩ năm ngoái phong suy tuyết tại cấp tỉnh thi dự tuyển vòng bán kết bên trong một cái người liền đánh bại hai cái bốn sao cao trung học sinh cái này mới trợ giúp trường học đoạt được cả nước giải thi đấu vé vào cửa Giải thích phong suy tuyết sự tích về sau, Lữ Đông nhìn hướng Trần Văn nói: Tại bây giờ chế độ thi đấu bên dưới, ngươi Thiên Phú rất có ưu thế, chỉ cần A Bảo thực lực cường đại, ngươi một người liền có thể định hai ba cái đồng cấp cao trung học sinh. Trần Văn suy nghĩ một chút, phát hiện thật đúng là hắn trói buộc Thiên Phú có thể cho A Bảo thêm làm, xác thực rất thích hợp xa luân chiến. Chỉ cần A Bảo cường đại, một lần nữa một xin năm đều không phải vấn đề. Có Dương Văn Hán bọn họ tại một đường tấn cấp đến top mười sáu không hề khó khăn, nhưng về sau tranh tài đều là trong tỉnh cao giáo ở giữa tranh tài, chỉ dựa vào ba người bọn họ nhất trung là đi không xa. Nói đến đây lữ đông nhìn thẳng trần văn hai mắt ngày mười tháng mười hai top mười sáu tranh tài sẽ đánh vang vì bảo hiểm ta hy vọng ngươi có thể tại ngày mười tháng mười hai phía trước cố gắng để a bảo tăng lên tới phạm thai bảy đoạn phạm thai bảy đoạn phía sau a bảo tổng hợp tố chất sẽ được đến lại một lần nữa tăng lên đến lúc đó ngươi hẳn là có thể đạt tới bốn sao cao trung học sinh cấp độ như thế chúng ta mới có cơ hội đi tranh đấu cả nước giải thi đấu vé vào cửa phạm thai lục đoạn a bảo nhiều nhất có thể ước hiếp một cái tinh anh siêu phàm tiềm lực sùng thú đối với bốn sao cao trung học sinh không có bao nhiêu uy hiếp như thế bọn họ thanh hà nhất chung là đi không xa chỉ có a bảo tấn cấp phàm thai bảy đoạn thanh hà nhất trung mới có thể tính là thê đội thứ nhất đội ngũ ngay xong lữ đông lời nói trần văn lập tức cảm giác gáp lực như núi cùng lúc đó hắn cũng cảm thấy một ít hưng phấn nhiệt huyết trung nhị niên kỷ ai không muốn xoay chuyển tình thế tại vừa đổ đỡ lầu cao sắp đổ lấy sức một mình dẫn đầu đồng đội giết vào cả nước giải thi đấu suy nghĩ một chút liền nhiệt huyết sôi trào bất quá trần văn còn có chút lý trí đưa ra nghi ngờ nói phàm thai bảy đoạn xem như là một cái không nhỏ bình cảnh bình thường đều cần tiêu phí thời gian mấy tháng mới có thể đột phá ta biết lữ đông nhẹ gật đầu hỏi ngược lại ngươi đoán vì cái gì muốn thưởng cho ngươi một viên thổ thuộc tính ma hạch ma hạch đối với sủng thú mà nói trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên đến mức thu hoạch được kỹ năng đây chẳng qua là bổ sung cũng không nhất định có khả năng thành công là dùng để cho a bảo tấn cấp dùng trần văn bừng tỉnh sau đó cao mày nói lấy a bảo thể phách còn chưa đủ lấy hấp thu ma hạch ra ma hạch bên trong lần chứa chính là siêu phàm cấp linh khí lấy a bảo hiện tại thể phách cưỡng ép hấp thu sẽ đối a bảo tạo thành khá lớn tổn thương đến lúc đó liền tính tấn cấp a bảo nếu là bị trọng thương lên không được chẳng cũng là không tốt hắn vốn là tính toán tại a bảo tấn cấp phàm thai hậu kỳ về sau mới để cho a bảo thôn vệ lữ đông đã sớm cân nhắc chu toàn nói trường học đặc biệt thuê một cái tư thâm bồi dưỡng nhà hắn ngày mai liền sẽ đến trường học đến lúc đó hắn sẽ vì a bảo chế định một cái thích hợp bồi dưỡng kế hoạch nhanh chóng tăng lên a bảo thể phách a bảo thể phách vốn là 10 phần cường tráng đi qua ba cái tuần lễ đặc hấn hẳn là đầy đủ thôn vệ sơ cấp ma hoạch. sau khi tấn cấp cho dù có cái gì thương thế chúng ta cũng có thể đi trung tâm bệnh viện nhanh chóng điều trị hai ngày đủ a bảo khôi phục khỏe mạnh sẽ không chậm trễ mười vào tám tranh tài trần văn nghe lấy lữ đông liền a bảo dưỡng thương thời gian tất cả an bài xong bội phục gật gật đầu cường a lao sư dừng lại trần văn hỏi làm như vậy sẽ không đả thương đến a bảo tiềm lực a vì tăng thực lực lên bước lên điểm nguy hiểm là có thể nhưng tổn thương đến a bảo tiềm lực vậy liền quá thua thiệt lữ đông bảo đảm nói chúng ta sẽ cùng dục thú ra câu thông tuyệt sẽ không áp dụng mổ gà lấy chứng phương thức cho dù có tác dụng phụ cũng nhất định sẽ trước đó được đồng ý của ngươi truyền thuần phong cách cổ điện phiêu lưu khám phá với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mần đẹp thời thơ ấu chương tám a bảo thảm tao hãm hại trên thao trường ngao theo a bảo giống to một tiếng chỉ thấy bàn chân của nó bên trên nổi lên một cỗ vàng nhạt tia sáng vành a bảo bàn chân hơi cong sau đó đạp thật mạnh bên dưới lập tức bàn chân của nó cùng mặt đất ở giữa bạo phát một đạo chấm thấp tiếng vang sau đó a bảo dưới thân phản phát chuyển đến một cỗ lực đầy đưa nó nhanh chóng đẩy đi ra vành 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 a bảo bước chân không ngừng mỗi một lần rơi xuống đất đều phát ra một tiếng rất nhỏ chầm đục sau đó lần thứ hai bắn ra trong chớp mắt liền vượt qua khoảng trăm thước Trần văn thấy thế thỏa mãn nhẹ gật đầu a à, bảo cũng không có thi triển bắt bộ cả tiền nhưng giờ phút này tốc độ của nó đã vượt qua chính mình đã từng toàn lực bộ phát tốc độ ba 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 kèm theo một trận tiếng vô tay lữ đông cùng một tên chừng bốn mươi tuổi trung niên nam sĩ đi tới nghĩ không ra ngươi thực thiết thú tốc độ lại có tăng lên khen trần văn một câu lữ đông đối hắn giới thiệu nói đây là trường học đặc biệt thuê dục thú gia lục dương trần văn vội vàng cung kính chào hỏi hắn chính là thực thiết thú ngự thú sư trần văn liên quan tới thực thiết thú bồi dưỡng hai người các ngươi muốn nhiều làm cầu thông lục dương khẽ gật đầu miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười sau đó nói vậy liền để ta trước kiểm tra đo lường một cái thực thiết thu a à, nếu là nó thể phách quá mức suy nhược ta cũng không có nắm chắc ba cái tuần lễ bên trong để nó thành công tấn cấp phạm thai bảy đoạn lữ đông gật đầu nói tự nhiên có thể trần văn cũng không có ý kiến lữ đông đề nghị chúng ta đi phòng huấn luyện lớn kiểm tra một chút ta à. lục dương lắc đầu đối trần văn nói đem thực thiết thú kêu đến trần văn nghe vậy đối a bảo nói tới đợi đến a bảo đi đến chỗ gần lục dương mi tâm toát ra một đạo phù văn sau đó trong mắt của hắn xuất hiện một trận lạnh giá bạch quang từ trên xuống dưới quét a bảo một lần một lát sau hắn mi tâm phủ văn biến mất kinh ngạc nói cái này thực thiết thú thật chỉ là tinh anh siêu phàm tiềm lực lắc đầu lục dương không có truy đến cùng mà là đối lữ đông nói cái này thực thiết thú thể phách cường độ cùng linh khí số lượng dự trữ đều không phải phổ thông phàm thai lục đoạn có thể có được đi qua khoa học huấn luyện cùng bồi dưỡng có khả năng trong vòng một tháng tăng lên nói phàm thai bảy đoạn dừng lại hắn thản nhiên nói bất quá ta bồi dưỡng phương pháp mười phần gian khổ đại đa số sùng thú đều không thể chịu được đồng thời tiêu hao cũng mười phần to lớn các ngươi muốn làm chuẩn bị cẩn thận lữ đông cùng trần văn nhìn nhóm mắt đều nhẹ gật đầu đối lữ đông mà nói dù sao là trường học bỏ vốn, tiêu hao lại lớn cũng chuyện không liên quan tới hắn. Đối Trần Văn mà nói, nhân gia miễn phí giúp A Bảo tăng thực lực lên, có tiện nghi không chiếm là vương bắt đạn. Lục Dương thấy thế, cũng không có bất tích, trực tiếp cho Lữ Đông báo một đống cần vật tư. Đó lấy, hắn liếc mắt A bảo, sau đó đối Trần Văn nói, hôm nay cũng không cần huấn luyện, thật tốt để ngươi thực thiết thú ăn bữa ngon. Nói xong, Lục Dương liền xoay người hướng trường học bên ngoài đi đến. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Trần Văn nuốt một ngụm nước bọt hỏi Lữ Đông nói, Lữ lão sư, ngươi từ chỗ nào tìm dục thú ra? Tại sao ta cảm giác hắn muốn cạo chết A Bảo đồng dạng? a bảo hơi sợ trốn ở trần văn sau lưng vừa rồi nó trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác nguy hiểm lữ đông lắc đầu nói hắn là hiệu trưởng giới thiệu nghe nói là thuộc đô phòng nuôi thú dục thú gia là tăng lên sủng thú thể phách phương diện chuyên gia dừng lại hắn an ủi trần văn nói yên tâm hắn để ta mua tốt nhiều thượng đẳng thuốc trị thường chắc chắn sẽ không để a bảo xảy ra chuyện trần văn im lặng liếc mắt đây càng không cho người ta yên tâm tốt ta sự thật chứng minh trần văn cùng a bảo dự cảm là chính xác hôm sau trần văn đi tới phòng huấn luyện lớn bên trong lúc lục dương đã sớm lần hai chờ theo linh khí gian luyện sùng thú nhục thể sẽ càng ngày càng mạnh nhưng nếu là muốn trong thời gian ngắn tăng lên nhục thể lời nói liền cần ngoại vật kích thích một bên nói hắn một bên triệu hoán ra một cái ngoại hình cùng loại thụ nhân sùng thú hai cánh tay của nó là thon dài dây leo trong lòng chẳng lành cảm giác càng rõ ràng trần văn bất tán hỏi cái gì kích thích an đòn lục dương lạnh nhạt nói phá trước rồi lập là tăng lên thể phách phương pháp tốt nhất trần văn sắc mặt lập tức cứng ngắc mà a bảo mặc dù nghe không hiểu lục dương lời nói nhưng vẫn là bản năng trốn tại trần văn sau lưng ôm lấy nhà mình ngự thú sư bắt đuổi sờ lên a bảo đầu trần văn nhìn hướng lục dương nói có thể hay không đổi những phương pháp khác Dừng lại, Trần Văn nói, ta chỗ này có những phương pháp khác có thể tăng lên a bảo thể phách. An Sắc Thiên Phú tăng lên a bảo kháng tính đồng thời cũng tăng lên a bảo thể phách. Sáng sớm, thật mỏng nhạt xương mù trắng bao phủ phía sau núi đỉnh núi, thật lâu không tiêu tan, gió nhẹ thổi qua, đống nhiên mang đến một trận nhục thể tiếp xúc trầm đục thanh âm. Phía sau núi đỉnh lên một chỗ ẩn nấp trong rừng cây nhỏ, Tiêu Viêm hai chân như gốc cây đồng dạng cắm vào bùn đất, ngón chân giữ chặt mặt đất, cắn chặt hầm răng, trên chán, mồ hôi lạnh chảy ngang, chỉ mặc một kiện quần cột trần trụi trên thân thể, từng đạo màu xanh vết tứ động dày đặc trên đó. Tại phía sau Tiêu Viêm, hóa thành linh hồn trạng thái rực lão đang xếp bằng ở trên một tảng đá lớn lúc này hắn đang đẩy mặt nghiêm nghị nhìn qua cái kia cắn răng kiên trì tiêu viêm bàn tay nhẹ nhàng vung lên theo dược lão bàn tay huy động không khí hơi không ổn định một đạo màu đỏ nhạt đấu khí giải lụa đột nhiên từ dược lao trong lòng bàn tay mãnh liệt bắn mà ra cuối cùng tựa như roi trung điệp đập vào tiêu viêm trên bờ vai lập tức lưu lại một đạo thật dài màu xanh vết thứ động khoe miệng một trận kịch liệt run rẩy hàm răng hở ra hút một hơi hơi lạnh tiêu viêm chỉ cảm thấy bờ vai của mình tựa hồ đột nhiên chết lặng xuống từng đợt đau rắt thẳng chui vào tâm tại cái này cố đau đớn kịch liệt phía dưới tiêu viêm chính là liền mũi chân đều có chút như nhuộn ra kém chút cầm giữ không được cắm xuống thân thể tại kịch liệt đau đớn sau đó là trong cơ thể cái kia cấp tốc lội qua hẫy bổ đấu khí đấu khí tại đau đớn kích thích bên dưới tựa hồ so ngày thường càng thêm có sức sống vui sướng chạy qua nơi bả vai mạch lạc cùng hệ vị một kia ô lương chậm rãi thẩm thấu vào xương cốt trong cơ thể lặng lẽ tiến hành cường hóa lại đến ở đến bả vai bên trên đau đớn dần dần rút đi tiêu viêm cái kia non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy chấp nhất cùng bậc cường cắn răng nói nhìn qua cái kia cắn răng kiên trì xuống đả kích tiêu viêm dược lao cái kia khô héo mặt già bên trên gạt ra một vệt vui mừng tiêu ý khẽ gật đầu trong lòng bàn tay đỏ nhạt đấu khí lần thứ hai bắn mạnh mà ra phanh 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 nho nhỏ trong rừng cây tương đạo có chút làm người ta sợ hai trầm đục cùng với hơi sen lẫn thống khổ âm thanh trầm thấp tiếng hử liên tiếp không ngừng chuyển ra tới dược lao hạ thủ rất có chừng mực mỗi lần công kích vừa lúc là đạt tới tiêu viêm hiện tại thân thể đủ khả năng tiếp nhận điểm giới hạn như thế đã không để trọng thương tiêu viêm lại có thể mang đến cho hắn chân chính cảm nhận sâu sắc đấu khí đập nện tại thân thể bên trên cái chủng loại kia bức rất đau đớn làm cho tiêu viêm khuôn mặt nhỏ thống khổ đến cơ hồ có chút méo trên thân thể theo dược lao bàn tay huy động vết tứ động càng ngày càng nhiều ẩm lại là một đạo đấu khí giải lụa bắn ra cái kia giống như cọc gỗ đồng dạng tiêu viêm rốt cục là đến mức cực hạn có thể chịu đựng hai chân mềm lún thoát lực tê liệt đi xuống kịch liệt thở dốc nửa ngày tiêu viêm lao đi mồ hôi lạnh trên trán ngẩng đầu lên chật vật khỏe miệng cười nói lao sư thế nào rất không tệ hôm nay tiếp nhận tám mươi bốn lần đấu khí quất roi so nửa tháng phía trước chín lần đã mạnh lên rất nhiều dược lao khuôn mặt mỉm cười nhẹ gật đầu trong đôi mắt giàn mua có một nét khó có thể phát hiện sợ hai thán phục cái này nửa tháng đến nay tiêu viêm biểu hiện ra tính bền dẻo vượt quá hắn dự liệu, cũng tỷ như hôm nay, lúc đầu hắn cho rằng bảy mươi lần đấu khí quất roi cũng đã là tiêu viêm cực hạn, có thể cái sau lại miễn cưỡng kiên trì tới thứ tám mươi bốn lần, cái này thật sự là để hắn không thể không cảm thán tiểu gia hỏa này kiềm chế trình độ. nghe lấy dược lão lời nói, tiêu viêm trùng điệp thở dài một hơi, thoát lực ngồi tại trên mặt đất nghỉ tạm tốt trong chốc lát, ở đến thân thể trả lời chi giác về sau, cái này mới chậm rãi bỏ dậy, từ một bên trên tảng đá gỡ xuống y phục, mặc vào, mặc quần áo lúc mắt mẹ vải vóc đụng chạm lấy vết tứ động, tự nhiên lại là đau đến tiêu viêm nhai răng trợn mắt, trong suốt thân thể lắp một cái. Dược lao hóa thành tia sáng lách vào hát sắc giới chỉ bên trong, Lưu Lại một câu đã nói rất nhiều lần lo lắng lời nói, nhanh đi về dùng trúc cơ linh dịch ngâm thân thể, không phải vậy trong thân thể lưu lại tụ huyết, sẽ để cho ngươi trọng thương. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, mặc quần áo tiêu viêm, chậm rãi đi xuống phía sau núi. Chương 84, thảm tuyệt gấu cũng chính là huấn luyện. Phòng huấn luyện lớn bên trong, thụ nhân trên thân một sợi dây leo treo a bảo, một sợi dây leo hóa thành roi chịu tượng a bảo. 3. Kèm theo một tiếng thanh thủy quất roi âm thanh, sợi đang nặng nề mà quất đến a bảo trên thân a bảo sửng sốt một chút sau đó lòng tràn đầy phẫn nộ càng ủy khuất bộc phát giống lớn đi ra ngao trần văn liếc mắt a bảo thuộc tính trở nên chậm nhìn xem a bảo độ thiện cảm đối với mình lập tức theo chín mươi bảy rưỡi đường đi trượt trước mắt liền điều đến chín mươi một chỗ trần văn vội và nói a bảo đây là huấn luyện ngươi vừa rồi đáp ứng nói xong trần văn ra hiệu lục dương ngừng một chút vội vàng cho a bảo uống một ngụm mỹ vị trà sữa đầu lưỡi thơm ngọt tạm thời để a bảo quên đi đau đớn trên người lập tức không thế nào ghi hận nhà mình ngự thú sư nhìn thấy độ thiện cảm không còn hạ xuống trần văn nhẹ nhàng thở ra lui về phía sau để lục dương tiếp tục Ba lại là một trận giòn vang thụ nhân sợi đằng trực tiếp quất đến a bảo trên lưng đen trắng lông phía dưới xuất hiện một đạo không thể nhận ra màu xanh vết thứ động, đau rắt trực tiếp chui vào a bảo trong lòng a bảo không khỏi hai mắt tầm ướp thống khổ kêu rên một tiếng cùng lúc đó cái kia trong cơ thể khí ấm áp hơi thở tại thể nội dạo chơi tràn lan nhanh chóng chạy xuôi đến a bảo thụ thương địa phương xốp giòn xốp giòn ngứa bên trong cố năng lượng này lặng lẽ cải tạo a bảo xương cốt bắp thịt nghe lời a bảo kêu rên trần văn trong lòng cũng không dễ chịu ở một bên càng không ngừng vì nó cổ vũ động viên a bảo nếm trải trong khổ đau mới là bầu ngực gấu a bảo ta đều bị đánh ngươi còn muốn ta chịu khổ. A Bảo, thiên tướng giảm chức trách lớn của ngươi, chứ phải khổ ngươi tâm trí, đói ngươi thân thể ra. A Bảo, ta đều bị đánh, ngươi còn muốn nói ta. Nghe lời A Bảo càng thê thảm tiếng kêu rên, Trần Văn Vội vàng dùng đơn giản nhất trực tiếp khích lệ phương pháp. Cơm tối cho ngươi thêm đồ ăn, thêm trà sữa. A Bảo nghe vậy, cuối cùng có chút kiên trì rũ khí. 3 3 3 Tương đạo làm người ta sợ hãi giòn vang sen lẫn cái này A Bảo tiếng kêu rên liên tiếp không ngừng mà tại phòng huấn luyện lớn bên trong truyền ra đến, dẫn tới đội giáo viên thành viên không ngừng gãy mắt. T, thật là quá tàn nhẫn đi hạ hùng ra mặt run dậy chỉ là nghe đến cái kia từng tiếng giòn vang hắn liền cảm giác toàn thân nổi ra gà lên nếu không phải hắn đối trần văn rất tín nhiệm hắn hiện tại đã phải báo cho cảnh sát trương đức vượng cùng hắn ý nghĩ một dạng lẩm bẩm nói cái này xác định là đặc hấn mà không phải ngược đại sùng thú lý tư vũ nhìn hướng a bảo ánh mắt đồng dạng đau lòng nhưng nàng mở miệng nói lục dương có thể là trường học thuê dục thú ra hắn khẳng định không phải vô duyên vô cơ đánh roi a bảo dừng lại nàng phân tích nói đây cũng là tiến hành kháng đòn huấn luyện chủ yếu là tăng lên sùng thú năng lực kháng đòn tố chất thân thể cùng với tinh thần tố chất dương văn hán gật đầu bày tỏ đồng ý ánh mắt nóng bỏng nói an đòn đúng là cái không sai phương pháp huấn luyện mà còn dục thú ra đánh roi cẳng có thể nắm chắc hỏa hậu, tăng thêm đan dược phụ trợ huấn luyện hiệu quả khẳng định rất tốt dương văn hán lời nói để mọi người không khỏi lẽ mắt dương văn hán quét mắt mọi người một cái cau mày nói các ngươi sẽ không cho rằng bồi dưỡng sủng thú chính là uy an uy uống đơn giản như vậy à mọi người nhất thời yên lặng dương văn hán thấy thế nghiêm nghị nói tại ngự thú sư cùng sủng thú độ thân mật không đủ lúc chúng ta xác thực muốn làm một chút yêu chiều sủng thú cử động đến làm sâu sắc giữa song phương quan hệ nhưng chờ sùng thú tín nhiệm chính mình về sau thân là ngự thú sư hẳn là dùng chính mình chuyên nghiệp năng lực cho sùng thú chỉ dẫn sùng thú huấn luyện sùng thú một mặt yêu chiều, sẽ chỉ đem sùng thú dưỡng thành sùng vật tiến vào bí cảnh sẽ chỉ là cho ma thú đưa khẩu phần lương thực Đó lấy hắn nhìn về phía đang tiếp tục đặc huấn trần văn cung á bảo nói sùng thú có không tầm thường trí tuệ nhưng còn nhỏ sùng thú trí tuệ không ủng hộ chúng nó cân nhắc lâu dài sự tình. sùng thú cùng ngự thú sư quan hệ có khi tựa như đứa bé cùng bọn hắn ra trường có thể cân nhắc sùng thú ý nghĩ nhưng một số thời khắc thân là ngự thú sư liền nên vì sùng thú làm ra quyết định cứ việc cái này sẽ phá hư sùng thú cùng ngự thú sư tình cảm nhưng chúng ta đều muốn thời khắc minh bạch chúng ta nuôi chính là sùng thú mà không phải sùng vật một bên hạ hùng đám người nghe vậy đều như có điều suy nghĩ nhìn xem thỉnh thoảng lười biếng hùng nhị hạ hùng cắn răng nói xem ra ta đối ngươi quá mức yêu chiều ngươi có thể là nhị ca à, không thể như vậy không hăng hái hắn cảm thấy quyết định tăng nhanh hùng nhị tiến hóa tiến trình trương đức vượng nhìn về phía bị chính mình nuôi đến mập mạp bụi gai con nhím nói a bảo cũng là tinh anh siêu phàm tiềm lực con heo nhỏ ngươi khẳng định còn có tiềm lực có thể đảo nằm dạp trên mặt đất bụi gai con nhím lập tức cảm giác sau lưng mắt lạnh là cơ mấy người cũng đều có từng người cảm nộ, quyết định tăng lên sủng thú huấn luyện cường độ. Nung triều từ bé đi ra sủng thú sát thực không dùng được, chỉ có đi qua gian khổ huấn luyện sủng thú mới có thể cùng mà thú tranh phong. Trần Văn cũng có thể làm cho A Bảo tiếp thu đánh roi, bọn họ tăng lên một cái huấn luyện cường độ, cái này rất hợp lý. Mọi người bị Dương Văn Hán điểm rõ ràng về sau cũng sẽ không tiếp tục quan tâm Trần Văn đặt huấn, ngược lại bắt đầu thật tốt huấn luyện chính mình sủng thú. Lục Dương thỉnh thoảng mở ra chính mình ngự thú thiên phú quan sát A Bảo trạng thái, sau đó chỉ huy thụ nhân không ngừng mà đối với A Bảo tiến hành đánh roi, lấy bảo đảm để A Bảo bị thương đều, tạm không lưu thai hoàng ẩm. Ba 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 từng đạo tiếng vang lanh lảnh phát ra a bảo thống khổ đến mặt gấu và mẹo đen trắng lông xuống gần như không có bất luận cái gì hoàn hảo địa phương ba lại là một roi vung ra a bảo thống khổ ai đoán âm thanh mập mạp gấu thân bắt đầu run dày thấy thế lục dương cuối cùng dừng tay nhìn thấy trần văn muốn đi đón ở a bảo lục dương nói đưa nó thu hồi ngự thú không gian a hiện tại ngươi đụng phải nó tùy ý làn ra đều sẽ để nó đau đến không muốn sống hắn nuốt hồi xuân dịch dược hiệu đã kích phát phối hợp ngự thú không gian bảo dưỡng bốn năm tiếng liền nên khôi phục tốt trần văn nhẹ gật đầu đau lòng đem a bảo thu vào ngự thú không gian nhưng mà trần văn nhìn hướng lục dương hỏi có cái gì phương pháp có thể tăng nhanh a bảo tấn cấp bảy đoạn tiến trình sao hoặc là có cái gì phương pháp có khả năng giảm bớt a bảo huấn luyện bên trong thống khổ có thể sử dụng thuốc mê sao trần văn không phải ý chí sắt đá nhìn thấy a bảo bị đánh không nói cảm động thân thụ nhưng trong lòng tuyệt đối không dễ chịu lục dương trầm ngâm một lát trả lời phương pháp tốt nhất chính là tăng lên nó thể phách cùng linh khí nói thêm thăng một chút nó liền có thể ít đặc hơn một đoạn thời gian thuốc mê những này bảng môn tà đạo cũng không cần suy tính sẽ làm cái nhớ hồi xuân dịch tác dụng nói xong hắn liền đem thụ nhân triệu hắn về ngự thú không gian quay người rời khỏi phòng huấn luyện lớn buổi tối bởi vì a bảo còn tại khôi phục cho nên a bảo cũng không có cùng tiến lên bàn đợi đến a bảo tại ngự thú không gian nghỉ ngơi sau năm tiếng trần văn mới tại phòng ăn đưa nó triệu hoán đi ra giờ phút này a bảo thương thế trên người đã khỏi hẳn quanh thân đều chuyển đến tê tê dại dại cảm giác nhìn thấy trần văn nó lúc này vung mặt quay qua ném đi a bảo trần văn cực kỳ thân thiết kêu một tiếng nói ngươi liền tính hận ta cũng nên ăn cơm lại hận à gấu là sát lật là thép không ăn một bữa đói đến sợ người trên bàn ăn chuyển đến mùi thơm a bảo bụng ủng 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 kêu lên trung là chịu không nổi nhà mình bụng a bảo bắt đầu ăn như gió cuốn trần văn ở một bên cho a bảo nói xong đạo lý huấn luyện là ngươi trước đáp ứng ta cũng không có ép buộc ngươi đúng không lại nói huấn luyện là có chỗ tốt ngươi hẳn là cảm giác được chính mình thực lực tăng lên thống khổ chỉ là nhất thời nhưng thực lực tăng lên thật là vĩnh viễn nói một tràng về sau trần văn lấy ra một ly trà sữa hỏi ngươi có phải hay không tự nguyện huấn luyện cái này trà sữa chỉ cấp tự nguyện huấn luyện sủng thú uống a a bảo tức giận đến muốn biểu thô tục có thể nó sẽ không nói nhìn xem trần văn trong tay trà sữa a bảo tốt gấu không ăn thiệt thòi trước mắt không tình nguyện nhẹ gật đầu trần văn cũng không quản nó thật không chân tâm trực tiếp đem trà sữa đưa tới uống từng ngụm kinh hỉ, a bảo tâm tình cái này mới tốt nữa một chút trần văn lấy ra một viên địa hoàng thạch đối a bảo nói về sau mỗi ngày ăn nhiều một khối đá có thể giảm bớt huấn luyện đau đớn mặc dù đã trần an tốt a bảo nhưng trần văn cũng không muốn a bảo lâu dài bị đánh roi chờ a bảo uống xong trà sữa về sau trần văn thu dọn một chút ly trà sữa để a bảo đi ra cùng ba mụ chơi mà chính hắn thì là đi tới thư phòng tu luyện toàn chân nội công a bảo huấn luyện trần văn không giúp được hắn hắn có thể làm chính là chính mình nhiều tu luyện ra một chút linh khí thông qua cùng hưởng tăng lên a bảo linh khí để nó nhanh chóng kết thúc cái này tàn khốc huấn luyện chương tám mươi lăm vòng thứ hai tranh tài mấy ngày kế tiếp a bảo làm từng bước bị ngược đãi trần văn ngoại trừ cho a bảo cung cấp thức ăn ngon an ủi bên ngoài càng nhiều hơn chính là tại chăm chỉ tu luyện nội công sau đó mỗi ngày đều cùng hưởng cho a bảo một chút linh khí đáng nhắc tới chính là trần văn cho a bảo cùng hưởng linh khí cũng không phải là một một mà tăng lên a bảo trong cơ thể linh khí hạn mức cao nhất chỉ có thể đưa đến nhỏ xíu tác dụng bây giờ a bảo tựa như chiếc bình bên trong đầy linh khí nếu như trong cơ thể nó linh khí không đủ trần văn cùng hưởng linh khí có khả năng bổ sung đến cho mình gần như một một tỷ lệ nếu là trong cơ thể nó linh khí đầy đủ như vậy trần văn cùng hưởng linh khí thì sẽ banh ra cái bình này đại bộ phận linh khí đều sẽ bị cái bình này hấp thu mỗi ngày tiếp thu nhà mình ngự thú sư cùng hưởng mà đến linh khí cùng với các món ăn ngon á bảo đối trần văn đoán hận cũng giảm bớt không ít nó có khả năng cảm giác được một cách rõ ràng chính mình thay đổi đến càng ngày càng cường tráng trong cơ thể linh khí cũng nhanh chóng tăng trưởng đương nhiên cái này không hề gây trở ngại nó mỗi ngày bị thụ nhân quất roi đến tiếng kêu gen liên hồi trong nháy mắt lại một cái thứ bảy đến ngay hôm đó thanh hạ nhất trung đội giáo viên đáp lấy xe buýt tiến về bên cạnh hoa thành tham gia vòng thứ hai cấp tỉnh tuyển chọn thi đấu trên xe trần văn đem a bảo kêu gọi ra kín áo đưa cho nó một bình manh trâu sữa tươi a bảo mệt mỏi nhận lấy sữa tươi một mặt sinh không thể luyến mặc dù thần thái của nó bề ngoài nhưng mọi người còn có thể phát hiện a bảo da lông sáng lên một ít thân hình cũng cường trắng chút cùng cái này ngược lại chính là trần văn sắc mặt của hắn có chút xám xịt hai mắt cũng có chút thảm đạm mấy ngày nay hắn lại muốn chiếu cố học tập lại muốn luyện tập nội công cùng minh tưởng mà lại tu luyện thành công đều cùng hưởng cho a bảo mỗi ngày tiến hành loại này tổn hại người sắp gấu thao tác trần văn cũng có chút không chịu nổi sờ lấy a bảo đầu trần văn ôn hòa nói hôm nay không dùng huấn luyện dịu dít a bảo không thể tin nhìn về phía nhà mình ngự thú sư trần văn nhẹ gật đầu cười nói ngươi biểu hiện rất tốt cuối tuần này nghỉ ngơi một chút dịu dít a bảo lập tức cao hứng tại trần văn trên đùi này bên trái hạ hùng nhìn a bảo bộ dạng này đau lòng nói nhìn ngươi đều đem a bảo ước hiếp thành dạng gì nói xong hắn theo trong túi sách lật ra đưa cho a bảo một túi là điều lý tư vũ cũng lật ra cặp sách cho a bảo tìm cái bánh mì ném tới trêu kẹo nói đều đem a bảo đói gậy a bảo nhanh nhẹn nhận lấy bánh mì thuần thục xé ra bánh mì đóng gói một cái nuốt xuống sau đó lại chậm dại nhấm nháp lật điều nó mặc dù có thể ăn tay nhưng đối vị tay tương đối mất cảm rất dễ dàng tay đến chính mình tuy ý mọi người ném đi a bảo trần văn cho a bảo nhẹ nhàng cho nó xoa bóp để nó hưởng thụ lấy cái này hiếm thấy hạnh phúc thời gian nhanh đến hoa thành lúc lữ đông trước thời hạn tuyên bố hôm nay đối chiến danh sách hôm nay xuất chiến danh sách như sau lý tư vũ trận đầu ra sân trương đức vượng lạc âm trần văn theo thứ tự ra sân dương văn hãn áp trận lữ đông vừa mới nói xong lý tư vũ cùng trương đức vượng trên mặt đều hiện lên vẻ vui mừng hôm nay bọn họ hôm nay cuối cùng mò lấy ra sân cơ hội lạc âm ngược lại là sắc mặt bình tĩnh bất quá trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng ngược lại là dương văn hãn đối với an bài hắn bình tĩnh dị thường tại top 16 sáu phía trước hắn đều biết rõ chính mình sẽ một mực áp trận một là phòng ngừa đội ngũ bị ụt xệ hai là vì che giấu mình thực lực trần văn cũng là thần sắc như thường hắn lòng dạ biết rõ có lần thứ nhất một xin năm về sau phía sau hắn trên cơ bản không có loại cơ hội này một mặt là theo tranh tài tiến hành bọn hắn đối thủ thực lực càng ngày càng mạnh một phương diện khác thì là địch nhân lại không phải người ngu a bảo cũng không phải vô địch chắc chắn sẽ có nhằm vào phương pháp lữ đông ánh mắt nhìn qua sắp xuất chiến mọi người nghiêm túc nói tây sương thất trung mặc dù không có danh tiếng gì nhưng ta vẫn là câu nói kia chớ xem thường bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì sùng thú chỉ cần ngự thú sư cùng sùng thú phối hợp thỏa đáng phổ thông siêu phạm tiềm lực sùng thú như cũ có khả năng chiến thắng hy hữu siêu phạm tiềm lực sùng thú các ngươi đều cho ta toàn lực giành thắng lợi nếu là thật có bản lĩnh học trần văn đồng dạng một sinh năm trường học khẳng định sẽ không tiếp ban thưởng lý tư vũ đám người nghe vậy đều hưng phấn gật gật đầu bọn họ không có trần văn cho sùng thú khôi phục trạng thái như thế thiên phú một sinh năm không có khả năng nhưng một sinh hai một sinh ba vẫn còn có cơ hội An Nam Trung học dù nói thế nào cũng có một cái khế ước nham thạch cự tượng vương uy đặt cơ sở, mà Tây Sương Thất Trung đội giáo viên thành viên khế ước sủng thú bên trong, tiềm lực cao nhất cũng chỉ có hai cái tinh anh siêu phẩm tiềm lực sủng thú. Mặc dù tiềm lực không đại biểu tất cả, nhưng ngồi dưỡng thời gian không kém bao nhiêu dưới tình huống, tiềm lực cùng thực lực vẫn là cơ bản móc nối. Không lâu, xe buýt chở mọi người đi tới Hoa Thành công viên nhân dân. Giang giác. Giang giác. Trần Văn đám người ngay tại Lữ Đông sau lưng xuống xe, nháy mắt liền bị cách đó không xa người viết báo chụp mấy bước xuống xe chiếu. Dương Văn Hán trở lão nhân vẫn còn trấn tĩnh, Trần Văn đám người một cái thay đổi đến có chút câu nệ hạ hùng cố gắng hấp khí đem bụng nhỏ thu hồi nhỏ giọng hỏi trần văn a à văn ngươi nhìn ta hiện tại thế nào trần văn trên giới quan sát hắn một cái im lặng nói ngươi hấp khí có làm được cái gì ngươi mập rõ ràng là mặt thật sao xung quanh lý tư vũ đám người nghe nói như thế lập tức cười ha hả hạ hùng hừ một tiếng có hài nhi mập mặt lập tức sụ xuống thu hồi bụng lần thứ hai bắn ra thân hình của hắn tỷ lệ cũng không tệ lắm nói là khôi ngô không một chút nào quá đáng nhiều nhất tính toán hơi mập nhưng mặt tròn trực tiếp để hắn biến thành mọi người trong mắt mập mạp cùng vòng thứ nhất tranh tài không giống vòng thứ hai tranh tài bọn họ được an bài tại bên ngoài đối chiến tràng bên ngoài đối chiến tràng quan chiến thể nghiệm cũng không tốt ngoại trừ phía trước hai hàng phía sau khán giả cái gì đều không nhìn thấy cái gì theo lý thuyết dạng này sân bãi sẽ đuổi đi đại bộ phận khán giả nhưng mà tranh tài còn chưa bắt đầu bên ngoài sân liền đã vây gần hai trăm người trần văn thấy thế phản phất nhìn thấy nhảy đến điểm tích lũy hắn tham dò hỏi lữ đông lữ lao sư nếu không đem ta xuất chiến thứ tự nâng một chút tây sương thất trung thực lực không hề mạnh trần văn sợ chính mình vẫn không được ra sân cơ hội đừng a à. lữ đông còn chưa mở miệng trương đức vượng liền hô ngươi lần trước ăn thịt cái này sẽ dù sao cũng phải cho chúng ta hút chút nước a à. Lý Tư Vũ cũng phụ họa gật gật đầu, sau đó còn uy hiếp tựa như đối Trần Văn Dương lên nắm đấm của mình. Lữ Đông có sắp xếp của mình, không cho nghi ngờ nói, an bài không thay đổi. Đội trưởng Dương Văn Hán sợ Trần Văn trong lòng không dễ chịu, đối hắn nhỏ giọng giải thích nói, ngươi biết bên ngoài vì cái gì có nhiều như vậy khán giả sao? Bởi vì nhất chung là năm ngoái Á quân, bên trên một chàng ta biểu hiện cũng không tệ. Trần Văn thử dò xét nói, Dương Văn Hán nhẹ gật đầu, trả lời, không sai, chúng ta năm ngoái thành tích xuất sắc, năm nay biểu hiện như cũ không sai, cho nên hấp dẫn không ít khán giả, nhưng cũng hấp dẫn không ít truyền thông cùng với nhân viên tình báo. Nhân viên tình báo. Trần Văn sen vào nói, Dương Văn hán nhẹ gật đầu, nói: Thục đô thất trung chờ cường trường học tài nguyên phong phú, bọn họ mỗi năm đều sẽ đưa vào không ít tài nguyên tại tình báo thu thập phía trên. Năm ngoái chúng ta đang không xuất thế, năm nay ngươi lại cường thế một xin năm, bây giờ khẳng định hấp dẫn không ít ánh mắt. Phía ngoài khán giả bên trong nhất định có không ít nhân viên tình báo. Dừng lại, hắn cho Trần Văn chia sẻ kinh nghiệm nói, cho nên tiếp xuống tranh tài, chúng ta muốn giảm bớt xuất thủ, nếu như nhất định muốn xuất thủ, cũng muốn tận lực lưu một chút con bài chưa lật. Huống hồ, Lý Tư vũ bọn họ đối chiến kinh nghiệm ít, cũng cần rèn luyện một chút. Nghe xong Dương Văn hán tận tình giảng giải, Trần Văn nhẹ gật đầu những người khác dù sao không biết chính mình có hệ thống làm ra an bài như vậy tỉnh có thể hiểu mọi người nói chuyện phiếm ở giữa tây sương thất trung thầy trò chạy tới hiện trường trọng tài tổ cũng đã vào chỗ một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà lý phát hiện bí mật kinh thiên mở ra trang sử mới hào hùng của tộc việt chương 86, mươi lý Từ vũ thủ thắng thanh hạ nhất trung cùng tây sương thất trung trận đấu thứ nhất lý Từ vũ đối ngô khôn theo trọng tài tuyên bố song phương ghế tuyển thủ đều vì từng người xuất chiến tuyển thủ cố gắng phía ngoài khán giả cũng sột soạt sột soạt vang lên tiếng vỗ tay trần văn nắm quyền đầu đối nàng lung lay kêu lên cố gắng lý tư vũ ngậm lấy mỉm cười đối mọi người nhẹ gật đầu sau đó không nhanh không chậm đi lên đối chiến tràng cùng lúc đó Tây sương thất trung Ngô Khôn đã ra trận nhìn thấy đối diện đến cái xinh đẹp nữ hài tử ánh mắt hắn sáng lên sau đó nghĩ đến lao sư chỉ đạo lập tức thuận theo tinh tâm trọng tay nhìn đồng hồ tuyên bố ba phút đối thoại thời gian nháy mắt bốn phía tất cả âm thanh đều yên lặng xuống ngự thú sư đối chiến bên trong rác rời lời nói phân đoạn từ trước đến nay nhận khán giả thích bởi vì nói rác rời lời nói là tất cả mọi người có thể làm được sự tình vô luận ngươi có phải hay không ngự thú sư bất quá trên đài hai người để mọi người thất vọng lý tư vũ nghĩ nửa ngày há hốc mồm nói không nên lời cuối cùng đành phải yên tâm tĩnh tâm chuẩn bị triệu hoàn sùng thú mà đối diện nàng ngô không thuận theo mắt túi xuống liền kém đọc a di đà phật đến tĩnh tâm ngưng thần hiển nhiên tây sương thất trung đầy đủ hấp thụ an nam trung học kinh nghiệm nhìn xem đối chiến chẳng bên trên hai người tương đối không nói gì các khán giả thất vọng không gì sánh được liền cái này ba phút không nói câu nào đều là người câm sao ai hiện tại ngự thú sư đều như thế đồ ăn sao giáp rời lời nói cũng không biết nói còn làm cái gì ngự thú sư a à. đừng lung túng đen giáp rời lời nói cũng liền hình vui lên học kỹ thuật còn phải xem so tài một mảnh nhầm vang bên trong trọng tài khua tay nói tranh tài bắt đầu trọng tài vừa mới nói xong lý tư vũ cùng nô khôn mi tâm liền sáng lên một đạo hình quang hai đạo đỏ mũi nhọn bắn ra một đạo quang mang bên trong đi ra liệt diễm quyển một đạo khác tia sáng bên trong xuất hiện một cái hỏa cầu vân tước tiểu hỏa tức hiện thân về sau nháy mắt vũ cánh bay đến đối chiến tràng bên trên tiếp cận năm mét giữa không trung lý tư vũ cẩn thận không chế liệt diễm quyển trước tiến hành phòng ngự nhưng đối phương chỉ là chỉ huy tiểu hỏa tức ở đây trên không trung bay lượn không có chút nào công kích lý tứ hạ hùng im lặng nói mở màn liền dùng phi hành sủng thú một đội một cái này tây sương thất trung thật là đi trần văn cười nói hẳn là sợ a bảo lại làm cái một xin năm bọn họ sắp xếp còn rất có tính nhắm vào mặc dù bên trên trong một vòng đấu a bảo chiến thắng phi hành sùng thú thanh vũ thước nhưng trong đó có rác rưởi lời nói mấy phần công lao thật để cho thanh vũ thước bay đến cách mặt đất cao năm m làm việc lúc đó a bảo thật đúng là không nhất định có khả năng thủ thắng a bảo mặc dù có thể nhảy đến cao năm m nhưng theo mặt đất phát động công kích đồng dạng đều so tương đối dễ bị dự phán trên không cũng không dễ dàng bị biến chiêu cũng không phải là đặc biệt khó mà né tránh nếu như trận đấu này thật để cho hắn bên trên không bại lộ bát bộ cả thiền trần văn cũng không có niềm tin quá lớn trên sân lý tư vũ rất nhanh liền biết đối phương muốn trông coi một cái thế hòa mục đích lý tư vũ làm sao có thể làm cho đối phương toàn nguyện nàng hơi suy tư bên dưới liền chỉ huy liệt diễm khuyển đối tiểu hòa tức phát động công kích go go. liệt diễm khuyển đối với trên không tiểu hòa tức hàn giọng n miệng sau đó nó đột nhiên ra tốc đột nhiên nhảy lên sông về trên không liệt diễm khuyển cứ việc chỉ là phạm thai lục đoạn nhưng tốc độ kia không chậm chút nào tại phổ thông phạm thai hậu kỳ sùng thú nhưng mà cũng vẹn vẹn không chậm đã sớm chuẩn bị tiểu hòa tức có chút vũ cánh dễ dàng lại tránh được liệt diễm khuyển công kích lý tư vũ cũng không có từ bỏ lớn tiếng chỉ huy nói lại đến liệt diễm khuyển rơi xuống mặt đất quay người phía sau không hề ngừng tiếp tục nhảy lên công kích tiểu hỏa tước tiểu hỏa tước đột nhiên lao xuống theo liệt diễm khuyển dưới thân bay lượn mà qua bệnh 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 tiểu hỏa tước hoặc vũ cánh hoặc tà phi lần lượt tránh né liệt diễm khuyển công kích nhìn thấy đối chiến như vậy buồn chán bên sân mấy cái khán giả bắt đầu bất mãn chó nhào chim sẻ dạng này cũng có thể tính toán sùng thú đối chiến vẫn trốn thật sợ a à tây sương thất trung mặt cũng không cần đối mặt thấp năm nhất ngự thú sư cũng không dám phản kháng bọn họ bên cạnh một cái mang theo mũ lơi trai người bỗng nhiên nói ra phi hành sùng thú chiến đấu vốn là dạng này địch tiến ta lùi địch lui ta quấy nhiễu tại duy trì thế hỏa cơ sở bên trên giành thắng lợi người xung quanh ngay vậy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại gật gật đầu sau đó mời hắn tiếp tục hỗ trợ phân tích đối chiến người này lại lắc đầu cự tuyệt tiếp tục cẩn thận quan sát trong sân đối chiến hắn tên là văn mạnh là thuộc đô thất trung trợ giáo bình thường trợ giúp chỉ đạo học sinh huấn luyện bây giờ tiếp thu nhiệm vụ thu thập thanh hà nhất trung tình báo hắn không hề cho rằng đây là một hạng trật vật nhiệm vụ chỉ coi là một lần chi phí trung đi công tác du lịch chỉ là trung gian muốn nhìn một chàng đặc biệt sủng thú đối chiến tranh tài mà thôi lấy hắn chức nghiệp ngự thú sư ánh mắt không cần quá nhiều nghiêm túc liền có thể nhìn ra rất nhiều bọn họ không thấy được chi tiết trên sân liệt diễm khuyển công kích thoạt nhìn lộn xộn nhưng hắn hoài nghi đây là liệt diễm khuyển ngự thú sư tại tiến hành thăm dò thông qua lần lượt công kích bức bách tiểu hỏa tức né tránh từ đó phán đoán ra tiểu hỏa tức né tránh tốc độ cùng với quen thuộc né tránh động tác cùng phương hướng hắn suy đoán tiếp qua hai cái hiệp liệt diễm khuyển liền muốn phát động tính quyết định công kích dù sao loại này thăm dò đối với Phạm thai trung kỳ liệt diễm khuyển tiêu hao không hề nhỏ trên sân lý tư vũ nhìn xem tiểu hỏa tức quả nhiên như nàng đoán hướng bên phải né tránh biết tranh tài nên kết thúc nàng ánh mắt lập tức lăng lệ lên lần thứ hai chỉ huy liệt diễm khuyển bắt đầu công kích Go go! liệt diễm khuyển kêu hai tiếng như là thường ngày đồng dạng nhảy lên thật cao há to miệng nô côn thấy thế thoải mái mà phán đoán ra liệt diễm khuyển nhảy lên độ cao trực tiếp để tiểu hỏa tức hướng về phía trước kéo đuôi. nếu không phải lên đài phía trước chỉ đạo lao sư lặp đi lặp lại để hắn chỉ để ý né tránh hắn đều nghĩ đối cái này đã được hắn nhìn thấu liệt diễm phát động công kích đang lúc hắn cảm giác có chút tiếc nuối chỉ có thể lấy được thế hỏa lúc chợt phát hiện trên không liệt diễm quyển trên thân toát ra đỏ thâm linh khí phản phất quanh thân giấy lên hỏa diễm hỏa cầu đỏ thâm điểm sáng tại liệt diễm quyển trong miệng ngưng tụ sau đó một cái to lớn hỏa cầu đột nhiên đánh phía hướng về phía trước kéo đuổi tiểu hỏa tước cái này hỏa cầu có dự phán tính chất tiểu hỏa tước phản ứng không gấp trực tiếp bị hỏa cầu đập trúng với anh vâng. hỏa cầu ầm vang nổ tung tiểu hỏa tước toàn thân cháy đen từ trên trời rơi xuống bởi vì tự thân là hỏa thuộc tính nguyên nhân tiểu hỏa tước dây đuôi lấy còn muốn đứng dậy nhưng rơi xuống mặt đất liệt diễm quyển không chút lưu tình một móng đánh ra thế thế nô khôn vội vàng nhấc tay nhận thua bên trong hỏa cầu đối tiểu hỏa tức đến nói tổn thương không lớn nhưng nếu như bị liệt diễm khuyển mở ngực một bụng tiểu hỏa tức sẽ phải bị nặng tiểu hỏa tức mất đi năng lực chiến đấu trận đầu lý tư vũ thắng trọng tài vừa dứt tiếng bên dưới bên sân liền bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt lý tư vũ lập tức hé miệng cười mắt ngọc mày ngài nàng bởi vì hưng phấn mà gò má ừng đỏ trong lúc nhất thời long lành chiếu người nháy mắt bên sân tiếng hoan hô lại đắt đỏ rất nhiều không nói đến lớp mười một tháng lớp mười hai bằng vào lý tư vũ nhan trị cũng đủ để cho không ít khán giả vì nàng đánh cồn một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà lý phát hiện bí mật kinh thiên mở ra trang sử mới hào hùng của tộc việt chương tám mươi bảy tây sương thất trung mục tiêu không đợi trọng tài lên tiếng tây sương thất trung đội trưởng phương thành liền đã bước nhanh lên đứng đối nhau đài trọng tài thay thế cũng không mất tích để lý tư vũ đem liệt diễm khuyển thu hồi tuyên bố rác rưởi lời nói thời gian bắt đầu trầm mặc rằng có một lát phương thành trước tiên mở miệng nhận thua đi nếu không ngươi liệt diễm khuyển sẽ chỉ cho ta thủy mãng nhét cái răng lý tư vũ mặc dù sẽ không rác rưởi lời nói nhưng nàng cũng không có nhận rác rưởi lời nói ảnh hưởng tính tâm câu thông chính mình ngự thú không gian phương thành đối lý tư vũ cũng không tốt nói ác hơn rác rưởi lời nói đồng dạng bắt đầu chuẩn bị dưới sân lữ đông trước thời hạn đem trương đức vượng gọi tới bên cạnh thủy mang tốc độ không chậm lân giáp bên trên có dịch nhận, vừa có thể phòng hộ vật lý công kích cũng có thể giảm bất hỏa thuộc tính kỹ năng tổn thương liệt diễm khuyển bị khắc chế chống đỡ không được bao lâu trương đức vượng liên tục gật đầu không nói thuộc tính khắc chế thủy mãng đồng dạng là tinh anh siêu phàm tiềm lực sùng thú tiềm lực đồng dạng dưới tình huống thực lực đẳng cấp càng cao bồi dưỡng thời gian càng dài thủy mãng thắng được liệt diễm rất bình thường dù sao không phải bất luận cái gì sùng thú đều có thể vượt cấp mà chiến lữ đông dặn dò vài câu trên sân chiến đấu kết quả đã rõ ràng Lý Tư Vũ chỉ huy liệt diễm khuyển chạy trốn tứ phía, rất nhanh liền bị bức ép đến đối chiến tràng một bên. Và anh, liệt diễm khuyển phun ra một cái hỏa cầu, thủy mãng khuất thân trốn tránh, mặc dù không có tránh đi, nhưng chỉ để hỏa cầu nện đến trên thân thể. Nhìn xem thủy mãng trên thân chỉ là hơi có vẻ cháy đen vết thương, Lý Tư Vũ quả quyết lựa chọn nhận thua. Thanh Hà Nhất Trung Lý Tư Vũ nhận thua, trận thứ hai Phương Thành thắng. Theo trọng tài tuyên bố, Tây Sương thất trung thầy cho lập tức đều thở dài một hơi, hương phấn vỗ tay reo hò, phản phất đã thắng được tranh tài đồng dạng. Phương đội rất châu, thắng một chàng, lần này không cần lo lắng bị phá kỷ lục ngang bọn họ cùng an nam trung học cũng không đồng dạng cũng không có vọng tưởng đánh bại thanh hà nhất trung tân cấp nhất là cha đến trần văn một sinh năm về sau tây sương thất trung lão sư quả quyết đem mong muốn giảm xuống đem tránh cho quét ngang xem như trận đấu này mục tiêu bọn họ quân địch giả là trần văn cho nên trận đầu liền để khế ước tiểu hỏa tức nô không ra sân còn đặc biệt để hắn luyện tập tâm cảnh lấy bảo đảm có thể làm cho tiểu hỏa tức bay đến trên không lấy phi hành sủng thú linh hoạt nói không chừng có thể trực tiếp đổi đi trần văn thực thiết thú liền tính không may thua cũng có thể bước ra thực thiết thú cái khác con bài chưa lật hoặc tiêu hao thể lực trận thứ hai bọn họ điều động đội trưởng phương thành ra sân Phan thai tám đoạn thủy mãng tổng hợp tố tổ chất cực mạnh không hề e ngại trần văn thực thiết thú huống hồ thủy mãng bên ngoài thân có chất nước dịch nhẫn, liền tính thực thiết thú biết võ một quyền đánh đi lên lực lượng cũng bị tan ra bảy tám phần phần thắng cực lớn đến mức trước thời hạn phái ra phương thành có thể hay không để hắn bị nhằm vào dẫn đến đội ngũ thua trận đây không phải là bọn hắn cân nhắc vấn đề Nghe lấy đối diện ghế tuyển thủ truyền đến tiếng hoan hô hạ hùng đám người hai mặt nhìn nhau lý tư vũ cũng nghe đến tây sương thất trung đang hoan hô cái gì hơi buồn bực nói ta liền nói vì cái gì nhà khác đội trưởng trận thứ hai liền xuất chiến đều tại ngươi trần văn vung nổi nói sao có thể trách ta đây rõ ràng nên trách A bảo vậy mà hạ thủ như thế không biết nặng nhẹ a bảo đang theo dõi đối chiến tràng bên trên thủy mãng nghe đến trần văn gọi mình mê mang nâng lên đầu không phải để nó nhìn thủy mãng nghiên cứu hình dán sao tại sao lại gọi mình trần văn đem nó đầu vận đang nói không có gọi ngươi tiếp tục xem tranh tài hạ hùng thấy thế liếc mắt nói chỗ tốt chính mình cầm hoa nước sùng thú cõng ngươi được làm đấy chừng hạ hùng một cái trần văn đối lý tư vũ cười làm lành nói trách ta còn không được sao nói xong trần văn theo trong túi sách lấy ra một bình manh trâu sữa tươi đưa cho lý tư vũ đến mời ngươi uống sữa tươi ừ. Lý Tư Vũ hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn là nhận lấy Trần Văn đưa tới sữa tươi, ngồi đến một bên uống. Trên đài, trận đấu thứ ba đã mở rộng. Thủy Mãng quyết đấu kinh cước hào chư. Hai cái sủng thú đều là tinh anh siêu phàm tiềm lực, Thủy Mãng thực lực đẳng cấp càng cao một đoạn, nhưng đều là phạm thai hậu kỳ, thuộc tính cơ sở không kém nhiều. Kinh cước hào chư tốc độ không có Thủy Mãng nhanh, nhưng quanh thân mọc đầy lợi kiếm đồng dạng gai nhọn, để Thủy Mãng có chút không thể nào hạ miệng. Ỷ vào nhà mình súng thú đầy người gai nhọn, Trương Đức Vượng chỉ huy kinh cước Hảo chư đối Thủy Mãng phát động công kích. Công kích! Theo Trương Đức Vượng ra lệnh một tiếng kinh cước hào chư hai chân nhanh chóng kích thích hóa thành một đạo hát tuyến sông về đối diện thủy mãng kinh cước hào chư mặc dù chân ngắn nhưng tứ chi nhanh chóng phát lực trong lúc nhất thời buộc phát tốc độ vậy mà không chậm hình thể khổng lồ thủy mãng trong lúc nhất thời không cách nào mau né đi thấy thế phương thành lập tức chỉ huy thủy mãng vung đôi công kích thủy mãng nghe đến phương thành chỉ lệnh lập tức lấy phần bụng vì chống đỡ sau đó hướng cái đuôi chuyển vận linh khí một cái đuôi quét tới và anh. vội sông mà đến kinh cước hào chư cùng thủy mãng quét ngang cái đuôi chạm vào nhau lập tức phát ra một tiếng nột ngạt tiếng vang sau một khắc kinh cước hào chư trực tiếp bị đánh bay đi ra tại trên mặt đất lộn tầm vài vòng mới ngừng lại được nếu không phải trên người nó gai nhọn đông đảo cùng mặt đất ma sát khá lớn kém chút liền bị thủy mãng một cái đuôi đánh bay ra đối trên tràng mà đổi thành một bên thủy mãng cũng không chịu nổi chỉ thấy cái đuôi của nó bên trên xuất hiện bảy tám cây sắc bén gai nhọn đau đến thủy mãng không ngừng hí nhìn xem ngã trên mặt đất lộ ra mềm mại phần bụng kinh cước hào trừ phương thành vội vàng chỉ huy nói nhanh công kích bụng của nó cố nén cái đuôi truyền đến kịch liệt đau nhức thủy mãng dây rủa thân thể giống như mũi tên đồng dạng bắn về phía nơi xa kinh cước hào trừ miệng to như chậu máu mở ra lộ ra lộ ra, lộ ra sắc nhọn răng trương đức vượng thấy thế vội vàng chỉ huy nói thay đổi bóng ngã xuống đất trên đất kinh cước hào chưa có chút trong đầu nhưng nghe hiểu nhà mình ngự thú sư trí tuệ không thành vấn đề trong khoảnh khắc thân thể nó cuộn lại biến thành một cái viên thịt hình dạng để sau lưng gai nhọn hoàn toàn bao vây chính mình phương thành thấy thế bất đắc dĩ chỉ huy nói tránh ra thật để cho thủy mãng cắn một cái đi xuống thủy mãng đầu đoán chừng tại chỗ liền phải bị đâm ra mấy chục trên trăm cái lỗ thủng nhìn xem đã biến thành đâm bóng kinh cước hào chư bốn phía khán giả không khỏi nổi nước bọt tốt vô lại kỹ năng đúng vậy a à, kinh cước hào chư phối hợp thay đổi bóng quả thực vô lại đến cực điểm cái gì gọi là không thể nào hạ miệng a cái này kêu là không thể nào hạ miệng quả thực là phòng ngự vật lý trần nhà phòng ngự cường còn có thể phản tổn thương cường vô địch a trần văn thấy cái này cũng lắc đầu quả nhiên không thể khinh thường người khác nếu là a bảo gặp được địch nhân như vậy cũng sẽ phát điên dù sao a bảo cũng sẽ không kim cương sẽ không thần công liền thiết xa trưởng cũng sẽ không lấy a bảo hiện tại năng lực thật đúng là xử lý không tốt trên sân phương thành cho ra hắn nghĩ ra phương pháp giải quyết thủy linh theo trong lòng hắn quát khẽ một tiếng hắn mi tâm lập tức nở rộ một trận lang quang sau đó thủy mãng trên thân xuất hiện miểu miểu hơi nước t thủy mãng lơi chấn động phát ra chói hai tê minh thanh nháy mắt nó quanh người hơi nước tại khống chế xuống hội tụ thành loại hình giống như từng cây mũi tên bắn về phía nơi xa kinh cước hào chư một ông trùng trở về quá khứ làm vua triều đình nhà lý phát hiện bí mật kinh thiên mở ra trang sử mới hào hùng của tộc việt chương tám mươi tám dễ như trở bàn tay thắng lợi đối mặt bắn về phía kinh cước hào chư thủy tiễn trương đức vượng không chút nào sợ nhanh chóng chỉ huy nói xoay tròn trốn tại gai nhọn bên trong kinh cước hào chư đối nhà mình ngự thú sư nắm giữ toàn bộ tín nhiệm nháy mắt khống chế bắp thịt cùng linh khí tại chỗ xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh thử 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 từng cây thủy tiễn bắn tới lượn vòng đâm bóng bên trên lập tức bị cao tốc hóa giải rất nhiều lực trùng kích lập tức biến thành từng bãi từng bãi bọc nước trương đức vượng tự tin nói thủy thuộc tính kỹ năng lực công kích quá yếu đối ta con heo nhỏ là vô dụng hắn nói rất ba khí nếu là sùng thú danh tự cũng bá khí một chút liền tốt phương thành nhữ mày trầm ngâm một lát ánh mắt hắn sáng lên cắn răng lần thứ hai bắt đầu chính mình ngự thú thiên phú sau đó chỉ huy nói sóng nước theo chỉ thị của nó thủy mãng quanh người lần thứ hai ngưng tụ rất nhiều hơi nước sau đó một đạo dòng suối nhỏ dòng nước sông về kinh cước hào trư. trương đức vượng lập tức nhữ mày thủy tiễn loại công kích này loại hình kỹ năng đều không đả thương được nhà mình con heo nhỏ sóng nước thì có ích lợi gì đâu dầm dầm sóng nước bị lượn vòng kinh cực hào chư văng đầy đất đều là rất nhanh liền để nó xung quanh phạm vi thay đổi đến có chút chất nước. Trương đức vượng lập tức phản ứng lại mà giờ khác này thủy mãng đã nhanh chóng xông về kinh cực hào chư lần thứ hai vung vẩy chính mình tràn đầy gai nhọn cái đôi Bành. lại một tiếng vang trầm phát ra lượn vòng kinh cực hào chư trực tiếp bị thủy mãng một cái đôi đánh bay tại chân nước trên mặt đất trượt một cái phía sau bay thẳng ra đối trên tràng vành thử kinh Cực hào chư đụng phải đối chiến tràng lưới sắt bên trên nhanh chóng xoay tròn gai nhọn cùng lưới sắt ma sát ra tia lửa trói mắt doa đến lưới sắt phía sau không ít khán giả đặt mông ngồi trên đất kinh Cực hào chư rời khỏi đối chiến tràng trận thứ ba phương thành thắng trương đức vượng nghe vậy buồn bực liếc nhìn phương thành thu hồi nhà mình kinh Cực hào chư đi xuống đối chiến tràng nếu là hắn một mực ở vào hạ phong thua hắn có thể lý giải nhưng dạng này bị người trộm gà hắn cảm giác có chút biệt khuất cùng phiền muộn lữ đông đợi đến hắn hạ tràng đối hắn nói ra ngươi kinh tức hào trừ phòng thủ phản kích chiến thuật sắc thực xinh đẹp nhưng một mặt phòng thủ liền sẽ đem quyền chủ động thả cho hắn người sơ ý một chút liền sẽ mất đi thắng lợi trương đức vượng nhẹ gật đầu đi một mình đến một bên suy nghĩ nhân sinh năm nay thanh hà nhất trung đội giáo viên 5 người đến nay ra sân ba người liền hắn một người không có thủ thắng cái này để luôn luôn lạc quan sáng sủa hắn cũng nhịn không được hợp vực trận thứ tư tranh tài tiến hành cực kỳ nhanh làm lạc âm triệu hồi ra chính mình kim điêu phương thành liền rất khoát nhanh nhẹn lựa chọn nhận thua sau đó hắn liền vội vàng thúc giục một bên chữa bệnh nhân viên cứu chữa nhà mình thủy mãng giờ phút này thủy mãng phảng phất một cái lang nha đồng mà cái đuôi của nó chính là lang nha động thực vật đầy đinh sắt đầu nhân viên y tế kiểm tra bên dưới nói với hắn cần phải đi phụ cận chữa bệnh trạm điểm phương thành nhẹ gật đầu giống như người thắng đồng dạng cùng nhà mình lao sư cùng đồng học phất phất tay tây xương thất trung thầy trò vội vàng đáp lại đội trưởng tốt phương đội yên tâm nhanh chóng điều trị thủy mang đi phương thành làm rất tốt nhìn xem ngang nhiên đi ra đối chiến trường phương thành các khán giả đều cảm giác một chút ma huyễn kém chút cho rằng tranh tài đã kết thúc trên thực tế bọn họ theo bản năng cảm giác không sai tranh tài thật kết thúc phương thành đã là tây xương thất trung đệ nhất cường giả ba người còn lại mặc dù không tính là vớ va vớ vẩn nhưng cũng cường đại không đến đi đâu tây xương thất trung cái thứ ba đang chẳng chính là tân vân sùng thú là phổ biến kiếm giác dương đối mặt phi cầm kim điêu nhất là phi cầm bên trong am hiểu tốc độ kim điêu kiếm giác dương không có lực phản kháng chút nào bất qua mấy lần lao xuống kiếm giác dương trên lưng liền xuất hiện ba đạo sâu sắc với cảo tân vân chỉ huy nhọn kiếm giác dương nhảy lên công kích lại bị kim điêu nhẹ nhõm tránh thoát đồng thời cho kiếm giác dương trên cổ lưu lại một đạo đấm máu với cảo tân vân không thể làm gì chỉ có thể lựa chọn nhận thua tân vân về sau ra sân chính là tây sương thất trung hoắc đăng xanh một cái khác khế ước tinh anh siêu phàm tiềm lực sủng thú đội viên thiết giáp tê giác mặc dù cồng kềnh nhưng phòng ngự có thể so với nham thạch cự tượng lạc âm khống chế kim điêu mấy lần công kích tại thiết giáp tê giác trên lưng lưu lại mấy đạo bạch ngấn về sau hỏi thăm có nguyện ý hay không thế hỏa hoắc đăng xanh mặc dù không muốn, nhưng nhà mình thiết giáp tê giác là chân chính người đần, nhảy đều nhảy không lên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu các âm đề nghị nhìn thấy đi xuống lạc âm trần văn đem a bảo thu vào ngự không ở giữa ở giữa đứng dậy cười nói âm tỉ cảm ơn vừa rồi cái này hai chàng tranh tài bên trong là Âm khống chế kim điêu một cách là đi đầy đủ lợi dụng kim điêu chế không ưu thế không có sử dụng kỹ năng gì liền nhẹ nhõm lấy được một tháng một mở chiến tích kim điêu cùng lạc âm tiêu hao cũng không lớn kỹ năng ngoại trừ lợi trào bên ngoài liền không có biểu hiện ra những vật khác trần văn không tin lạc âm cùng kim điêu cũng chỉ có tài nghệ này thế hòa nguyên nhân không hề nghi ngờ lạc âm là tại dấu con bài chưa lật mặc dù như vậy nhưng trần văn vẫn tương đối cảm ơn nàng để chính mình có ra sân cơ hội hơn hai trăm cái khán giả nếu là không cho a bảo thu hoạch một đợt điểm tích lũy cái này chẳng phải là quá thua thiệt thanh hà nhất trung cùng tây Dương thất trung trận thứ bảy tranh tài trần văn đối cố hồng nghe đến trọng tài phát ra tiếng trần văn vội vàng lên tới đối chiến tràng lên đối chiến tràng cái khác khán giả nghe vậy lập tức ánh mắt sáng lên tinh thần chân phấn không ít khán giả đều là nghe nói trần văn vòng thứ nhất một sinh năm cho nên mới đặc biệt tới xem tranh tài trong đó nhân viên tình báo càng là vớt vớt con mắt của mình sau đó móc ra bút mực cùng vợ tập trung tinh thần tập trung vào trần văn ngự thú đối chiến chỉ có quan phương mới có thể thu hình lại đồng thời truyền bá bọn họ chỉ có thể dùng con mắt của mình xem tranh tài vợ ghi chép tình báo ba phút đối thoại thời gian trọng tài nói xong liền nhiều hứng thú nhìn về phía trần văn chuẩn bị thưởng thức xuống trần văn giác rời lời nói vòng thứ nhất tranh tài đánh xong a bảo bằng thực lực ra vòng trần văn giác rời lời nói trình độ cũng bị trọng tài bọn họ biết được trần văn bên này còn chưa lên tiếng bên kia cố hồng trước tiên mở miệng trần văn ta biết ngươi cái kia hắn ngượng ngùng sờ lên đầu sau đó nói cầu nhẹ ngược Ê! trần văn một cái cho cả không biết đối mặt như thế cái yêu ớt đối thủ hắn nói thế nào rác rưởi lời nói trầm ngâm bên dưới trần văn trâm chưa nói ngươi cố gắng phát huy đi coi như mình chuẩn bị nhường nhưng hắn cũng sẽ không tại trên miệng đáp ứng ít nhất không thể tại trọng tài trước mặt đáp ứng nhìn thấy hai người quan hệ hòa thuận trọng tài cảm thấy thất vọng chờ đến đúng lúc trực tiếp phất tay kêu tranh tài bắt đầu trần văn nháy mắt triệu hoán ra nhà mình xuống thú a bảo theo ngự thú không gian đi ra lập tức cảnh giới bày ra tam thể thức nhìn xem đối diện chậm rãi triệu hồi ra bạo lực hùng trần văn chỉ thị a bảo sử dụng lôi cuốn kỹ năng đồng thời để nó cẩn thận một chút sau đó bạo lực hùng liền bị cố hồng không chế xông về a bảo công kích trên đường bạo lực hùng chân sau đạp một cái vươn tay liền hướng a bảo vô tới nhìn thấy bạo lực hùng sử dụng đánh ra a bảo vô ý thức chính là một cái trên không quay người ba trăm sáu mươi độ toàn phong thối Và ảnh một tiếng vang trầm về sau bạo lực hùng trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất không nhìn bên thai liên tiếp vang lên tiếng nhắc nhở trần văn cùng a bảo cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào trên đất bạo lực hùng phán thai bảy đoạn bạo lực hùng ra dày thịt béo theo lý thuyết cái này toàn phong thối căn bản trọng thương không được bạo lực hùng bạo lực hùng tuyệt đối còn có lực phản kích nhưng mà không có bất kỳ cái gì đảo ngược cố hồng cũng không có chỉ huy hắn bạo lực hùng tiếp tục công kích mà là trực tiếp nhắc tay nói ta nhận vua hắn trước khi chiến đấu cầu nhẹ ngược là thật nếu không phải cảm thấy xuất chiến không ra chiêu rất bất ức, hắn cũng sẽ không để nhà mình bạo lực hùng công kích trong tay thấy thế tuyên bố tranh tài kết quả tây sương thất trung cố hồng nhận vua, trần văn thắng lần này đối chiến thanh hà nhất trung thắng nghe đến trọng tài tuyên bố kết quả trần văn ngạc nhiên im lặng hắn không nghĩ tới thắng lợi vậy mà đến mức như thế đơn giản chương tám mươi chín quan phương phỏng vấn tây sương thất trung cố hồng nhận vua, trần văn thắng lần này đối chiến thanh hà nhất trung thắng nghe đến trọng tài tuyên bố trần văn có chút im lặng đối chiến chàng cái khác khán giả cũng thất vọng ồn ào lên liền cái này lao tử đặc biệt chạy tới kết quả liền cái này tây sương thất trung cũng quá kéo đi đặc biệt tới nhìn một sinh năm thực thiết thú quá làm cho người thất vọng tính toán miễn cưỡng cũng nhấn nhìn toàn phong tối còn thật đẹp trai trần văn nghe lấy bốn phía truyền đến âm thanh cũng không có lập tức xuống đài, mà là để a bảo chơi đeo lôi cuốn giả kỹ năng toàn phong tối lộ ngược ra sau một chữ ngựa động tác sải như thế nào chạm canh gác làm sao tới hoàn toàn là một đống trong lúc đánh nhau cơ bản không dùng đến động tác lại lập tức hấp dẫn người xem ánh mắt dẫn tới một trận cứ gọi tốt thanh âm nhìn xem trọng tài muốn thúc giục trần văn cái này mới đưa a bảo ôm lấy cùng khán giả phất, phất tay hạ tràng về tới trung đội một ngũ hạ hùng trêu kẹo nói a văn càng ngày càng lẳng lơ a ngươi đua nghịch chính là a bảo đóng ta trần văn chuyện gì Trần Văn hàng ngày vung nổi, Lý Tư vũ trận nhìn Trần Văn một cái, nói: A Bảo mới không thích đùa nghịch đâu, có công phu kia nó khẳng định càng muốn ăn đồ ăn hoặc là ngủ ngon. Thư Trần Văn lắc đầu, ta mới là hắn ngự thú sư thật sao, ta so với các ngươi càng hiểu do nó. Hạ Hùng cùng Lý Tư vũ nghe vậy, đồng thanh nói: vô sỉ. Chỉ chốc lát sau, nhân viên công tác đến, chỉ dẫn lấy bọn hắn rời khỏi đối chiến tràng Bởi vì tại nơi khác, hôm nay an bài là thống nhất hành động. Lữ Đông đang chuẩn bị để mọi người đi quan sát mặt khác tranh tài, một cái đoan trang nữ phóng viên đi tới trước mặt mọi người. Nữ phóng viên cùng Lữ Đông lên tiếng chào, nói: Lữ Đông lão sư có thể hay không mời các ngươi thanh hà nhất trung tiểu đội phối hợp chúng ta tiến hành một cái ngắn gọn phỏng vấn lữ đông nhìn về phía phụ trách sự vật khác lý vũ lý vũ nhẹ gật đầu tiến lên cùng tiến hành thương lượng một lát sau lý vũ trở về nói với mọi người nói chỉ là cái đơn giản phỏng vấn văn tự hình thức sẽ không quá khó khăn chờ chút nàng hỏi cái gì liền trả lời cái gì hậu kỳ sẽ tiến hành nhất định biên tập thông báo phía trước sẽ cho chúng ta xét duyệt sẽ không có vấn đề mọi người nghe vậy đều có chút hưng phấn gật gật đầu nổi danh loại chuyện tốt này trên cơ bản không có cái gì tuyển thủ sẽ tự tuyển Phỏng vấn hoàn cảnh 10 phân đơn sơ, mọi người được đưa tới Hoa Thành Công viên nhân dân một chỗ đỉnh nghỉ mát, móc ra bút ghi âm liền bắt đầu. Nữ phóng viên cũng không trực tiếp phỏng vấn, mà là trước khen ngợi năm ngoái Thanh Hà nhất trung biểu hiện, đám người nhẹ nhõm một chút phía sau mới bắt đầu chuyển đến năm nay. Nàng hỏi Lữ Đông nói, năm ngoái nhất trung sáng tạo ra lịch sử, tiến vào cả nước top 16, năm nay Thanh Hà nhất trung mục tiêu là cái gì? Thuận tiện tiết lộ một chút sao? Lữ Đông trầm ngâm một lát, trả lời, khẳng định là hy vọng còn có thể tham gia cả nước giải thi đấu. Nữ phóng viên nghe vậy, kinh ngạc nói, nghe ý của ngài là cũng không có niềm tin quá lớn thu hoạch được cả nước giải thi đấu vé vào cửa lữ đông sắc mặt trầm trọng nhẹ gật đầu sau đó thở dài nói mọi người đều biết tỉnh tây xuyên mặc dù có hai tấm cả nước giải thi đấu vé vào cửa nhưng có thể tranh thủ kỳ thật cũng chỉ có một tấm cái này quá kịch liệt nữ phóng viên tự nhiên biết cái kia không thể bị tranh thủ một cái khác tấm vé vào cửa là thuộc về người nào thủ đô thất trung không những thức tỉnh ngự thú thiên phú học sinh đông đảo sẽ còn đại lực cấp đoạt xung quanh học sinh ưu tú nguồn gốc mỗi năm đều duy trì cực mạnh sức cạnh tranh mấy năm này gần như lũng đoạn tỉnh tây xuyên ngự thú giải thi đấu quán quân có thể nói có thể hay không đi cả nước giải thi đấu ngoại trừ thực lực càng quan trọng hơn là không thể trước thời hạn đụng phải thuộc đô thất trung nữ phóng viên không có tiếp tục hỏi cái này phương diện vấn đề mà là đổi cái vấn đề tiếp tục phỏng vấn hỏi xong năm ngoái tại cả nước giải thi đấu xuất chiến qua dương văn hãn về sau nàng lựa chọn thứ ba phỏng vấn trần văn trần văn đồng học tuần trước vòng thứ nhất tranh tài ngươi hoàn thành một xin năm hành động vĩ đại xin hỏi có cái gì ngươi lúc đó có cái gì cảm tưởng đối với cái này đến trầm vấn đề trần văn đã sớm có chuẩn bị cười nói cũng không tính một xin năm a à, cuối cùng vẫn là đánh ngang chủ yếu là đối phương chủ quan sự tình đã kết thúc chiến hậu tiên thi sẽ chỉ bại chính mình nhân phẩm nữ phóng viên nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng mà nối nghiệp tiếp theo hỏi thực thiết thú là bản thổ sùng thú không có bất kỳ cái gì chủng tộc kỹ năng rất nhiều người muốn biết ngươi thực thiết thú vì cái gì cường đại như thế có thể lộ ra xuống bồi dưỡng bí quyết sao trần văn nhẹ gật đầu nói vừa bắt đầu ta thực thiết thú xác thực không am hiểu chiến đấu vào tháng trước thời điểm còn được ta hảo huynh đệ hạ hùng khế ước bạo lực hùng đánh bại đang lúc nói chuyện trần văn chỉ chỉ hạ hùng hạ hùng ngồi nghiêm chỉnh liên tục gật đầu phản phất có máy ảnh muốn đập hắn như vậy ồ nữ phóng viên nghe vậy ánh mắt sáng lên một tháng trước còn không có chiến lược đó là cái gì để thực thiết thú phát sinh thoát thai hoàn cốt thay đổi nàng người thấy điểm nóng hương vị nhìn bình thường bồi dưỡng thực thiết thú không có sức chiến đấu ta đành phải thừa dịp ngày nghỉ cơ hội mang theo chính mình thực thiết thú đi học tập võ thuật tăng cường sức chiến đấu nói cái này trần văn dừng lại sau đó đánh quảng cáo nói vận khí ta rất tốt tìm tới một nhà dạy công phu thật võ quán thanh hà hình ý quyền quán bọn họ quán chủ lâm vũ là chính tông tôn thị hình ý quyền truyền nhân còn nắm giữ thông linh thiên phú tại giáo sư sùng thú học tập võ thuật phương diện mười phần có kinh nghiệm trọng yếu nhất chính là trần văn mua cái cái nút sau đó mới một bộ đã kiếm được bộ dạng nói thu phí mới một tháng một và năm thật là lương tâm giá cả a nữ phóng viên nâng bút ghi lại thanh hà hình ý quyền quán cùng một và năm sau đó bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trần văn cái này xác định không phải quảng cáo buồn cười lắc đầu nữ phóng viên lại hỏi trần văn đồng học năm ngoái phong suy tuyết dẫn đầu nhất trung sông vào cả nước giải thi đấu năm nay ngươi có lòng tin hay không dẫn đầu nhất trung đột phá năm ngoái thành tích tựa hồ là vì trả thù vừa rồi trần văn đánh quảng cáo nàng cái này đặt câu hỏi cảm thấy đông đảo một bên lý vũ lúc này nhíu mày ngắt lời nói tuần phóng viên xin chú ý phỏng vấn vấn đề nữ phóng viên nghe vậy cười nhìn hướng trần văn nói ngươi có thể không trả lời trần văn trầm ngâm bên dưới mở miệng nói dẫn đầu nhất trung chính là lữ lao sư chúng ta xem như học sinh chỉ cần phát huy ra chính mình thực lực liền tốt đến mức thành tích dừng lại trần văn tiếp tục nói năm ngoái phong suy tuyết học trường sáng tạo ra kỳ tích chúng ta đương nhiên cũng muốn nữ phóng viên nhẹ gật đầu không có tiếp tục cho trần văn đào hố phỏng vấn xong trần văn về sau nữ phóng viên tiếp tục phỏng vấn lý tư vụ đám người liền dự bị hạ hùng bọn họ cũng bị đơn giản phỏng vấn hai câu nữ phóng viên nói cho bọn họ những này phỏng vấn chỉnh lý phía sau sẽ lên chuyển đến tỉnh tây xuyên cao trung học sinh ngự thú giải thi đấu trang web bên trên hấp dẫn nhất khí ngoại trừ bọn họ bên ngoài thuộc đô thất trung hiệu huyện nhất trung thuộc đô thí nghiệm chờ cường trường học phỏng vấn cũng sẽ treo lên nếu như tiến vào top 16, sáu thậm chí sẽ cho các đại tá đội mở một cái trang đồng thời tiến hành video phỏng vấn hết bận phỏng vấn lữ đông nhìn thời gian không còn sớm mang theo mọi người đi ăn một bữa sau đó liền tổ chức mọi người ngồi xe buýt sẽ thành phố thanh hà trên xe trần văn cùng hạ hùng ngồi cùng một chỗ Ngày trước hắn luôn yêu thích tới gần cửa sổ vị trí, tiên tính tạm có thể nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Bây giờ hắn càng thích tới gần hành lang vị trí, dạng này có thể tùy thời nhìn thấy Lý Tư Vũ đồng thời cùng nàng đáp lời. Hôm nay Trần Văn chờ Hạ Hùng ngồi vào về phía sau, như cũng ngồi ở tới gần hành lang vị trí. Bất quá hắn không tâm tư cùng Lý Tư Vũ đáp lời, mà là nhắm hai mắt lại, mở ra hệ thống. Hệ thống hơi mở giao diện nhanh chóng bắn ra, Trần Văn không ngừng nghỉ mở ra giao diện thuộc tính Điểm tích lũy 19,514, mới thu hoạch hơn bảy 000 điểm tích lũy. Bằng vào trên internet lên men cùng với thông thường thao tác, tuần này hắn đã thu hoạch bốn 000 điểm tích lũy trong đó hắn mua bốn khối tảng đá cho A Bảo thêm đồ ăn, cho nên dự thi phía trước hắn chỉ có được hơn 12,000 điểm tích lũy. Trần Văn khẽ nhữ mày. Lần này khán giả không ít, bất quá A Bảo căn bản không có biểu hiện xuất sắc. Hắn hoài nghi nếu không phải mình cuối cùng để A Bảo diễn luyện một cái võ thuật, lần thu hoạch này điểm tích lũy khả năng sẽ còn càng ít. Hy vọng lần này phỏng vấn có thể cho nhiều cho ta mang đến một chút điểm tích lũy đi. Cảm thấy thất vọng lắc đầu, Trần Văn tắt đi hệ thống, bắt đầu suy tư A Bảo bồi dưỡng. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt chương chín ám kình cùng thiết xa trưởng. a bảo bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là đột phá đến phàm thai hậu kỳ. phương diện này có trường học mời tới bồi dưỡng nhà lục dương phụ trách, lại thêm hắn cùng hưởng cho a bảo linh khí cùng với trúc cơ linh dịch trợ giúp, a bảo thành công tại ngày 10 tháng 12 phía trước tấn cấp sát xuất cực lớn, thậm chí còn có thể trước thời hạn không ít thời gian. a bảo tấn cấp phàm thai bảy đoạn về sau, dựa theo lữ đông thuyết pháp a bảo tổng hợp tố tổ chất sẽ còn lại được đến một lần tăng lên. phàm thai bảy đoạn đến cửu đoạn, chủ yếu là linh khí bao nhiêu khác biệt, mà trần văn thiên phú mà lại có thể bổ sung linh khí. bởi vậy, đến lúc đó trừ phi gặp được phàm thai mười đoạn sùng thú nếu không a bảo tổng hợp tố chất cơ bản sẽ không thua mặt khác sùng thú bằng vào hình ý quyền cùng bắt bộ cản thiền hai cửa võ học a bảo sức chiến đấu tại cấp tỉnh thi dự tuyển bên trong tuyệt đối có không sai sức cạnh tranh bất quá trần văn cũng không có tự cao tự đại một mặt là hắn trải qua phòng nuôi thú tam liên khế ước thất bại cho nên một mực tỉnh táo chính mình không thể tự cao tự đại một phương diện khác trần văn thông qua phía trước hai vòng tranh tài biết bây giờ a bảo còn có rất nhiều cần tăng lên địa phương ví dụ như a bảo tinh thần lực có chút suy nhược cái này để a bảo tại gặp được sẽ tinh thần công kích sùng thú rất an thiệt thòi lúc trước nếu không phải u linh miêu công kích quá yếu nó lúc ấy liền muốn đổ vào trận thứ hai so tài đương nhiên sẽ tinh thần công kích sùng thú cũng không nhiều mà còn phần lớn sùng thú chỉ có phối hợp nắm giữ tinh thần thiên phú ngự thú sư mới có thể tại phạm thai giai đoạn thi triển tinh thần công kích tinh thần lực phương diện trần văn đã để a bảo tiến hành minh tưởng chỉ là a bảo ở phương diện này thiên phú tương đối bình thường có lẽ muốn chờ trần văn tinh thần lực mạnh lên mới có thể trả lại a bảo ngoại trừ tinh thần lực phương diện trần văn cảm thấy a bảo công kích cũng cần tăng lên hình ý quyền để a bảo nắm giữ đứng đầu cận chiến trình độ nhưng nó lực công kích cũng không tính cao tạm phương thức công kích tương đối lớn nhất đối với giống như nham thạch cự tượng loại này phòng ngự cường đại sùng thú á bảo hình ý quyền không có cách nào phá phòng thủ đối với kinh cước hảo chư loại này toàn thân đầy gai sùng thú á bảo càng là có chút không có chỗ xuống tay đối với á bảo công kích vấn đề trần văn chuẩn bị ngày mai hướng tôn hồng thỉnh giáo tại cùng lâm vũ học tập hình ý quyền quá trình bên trong trần văn cũng hỏi tham quan nội gia quyền cảnh giới ví dụ như có hay không cái gọi là minh kình ám kình hóa kình đan sức lực phân chia lâm vũ trả lời là có nhưng cũng không có hình ý quyền tại thực tế vận dụng bên trong có minh kình ám kình hóa kình hoành sức lực dựng thẳng sức lực đạp sức lực nhào sức lực tuyệt sức lực quân sức lực cùng với thư sức lực các loại kinh đạo những này kinh đạo là luyện pháp là đấu pháp cũng là kỹ xảo phát lực nhưng không phải cảnh giới trong đó minh kình chủ cương ám kình chủ nhu hóa kình chủ theo cái này ba sức lực trọng yếu nhất minh kình cứng rắn đâm đòn đánh kình lực sinh sôi rõ ràng uy lực to lớn ám kình nội bộ giấu sức lực kình lực kín đáo không lộ ra xuyên thấu cực mạnh hóa kình xảo phá ngàn cân kình lực viên công việc linh xảo ngoài mềm trong cứng trở lên ba sức lực tại luyện tập hình ý quyền lúc liền sẽ không tự chủ được luyện tập đồng thời nắm giữ trong đó minh kình dễ dàng nhất ám kình thứ hai hóa kình khó khăn nhất nhưng cũng không phải là nói chỉ có hoàn toàn nắm giữ mới sẽ sử dụng trên thực tế hình ý quyền mỗi một chiêu mỗi một thức trên cơ bản đều cần sử dụng đến sáng tối hóa ba sức lực chỉ là kình đạo nắm giữ trình độ khác biệt thi triển chiêu thức lúc kình đạo thiên về khác biệt uy lực của chiêu thức cũng sẽ khác biệt ba sức lực bên trong chân văn cùng a bảo đối với minh kình lĩnh ngộ tốt nhất hóa kình thứ hai ám kình kém cỏi nhất chân văn chuẩn bị thật tốt hướng tôn hồng học tập một cái ám kình lần sau gặp được nham thạch cự tượng loại này sắt con rùa a bảo liền có thể dùng ám kình xuyên thấu qua da thịt đả kích muốn hại không còn thúc thủ vô sách ngoài ra trần văn cũng muốn hỏi xuống bọn họ tôn thị hình ý quyền có hay không ngoại công bí tịch nói ví dụ như thiết sa trường thiết bố sam gì đó thiết bố sam tác dụng liền không nói thiết sa trường có thể để cho a bảo tay không đập gai nhọn hỏa cầu thủy tiễn công hiệu cũng rất lớn cuối tuần thanh hà hình ý quyền quán tôn hồng nhìn xem trong sân huấn luyện nhiều ra đến đệ tử khoan thai, nghĩ không ra ngươi quyền quán vậy mà như thế hưng hỏa chắc không được ngươi nâng ta mời ngươi mấy cái sư đệ tới làm huấn luyện viên nghe đến tôn hồng khen thưởng lâm vũ cũng là thập phần vui vẻ cười nói nâng tiểu sư đệ phúc trong những học viên này có chút là cùng ngự thú sư hiệp hội hợp tác bồi dưỡng đêm qua tiểu sư đệ lại cho ta đánh cái quảng cáo nói không chừng lại có thể hấp dẫn không ít đệ tử tôn hồng nghe vậy kinh ngạc hỏi lâm vũ chuyện gì xảy ra nghe xong lâm vũ giải thích tôn hồng gật đầu nói trần văn phẩm tính thuần lương đáng tiếc là hắn không muốn đón lấy tôn thị hình ý quyền truyền thừa nói đến đây tôn hồng ảm đạm thở dài hai sư đồ đang trước trò chuyện trần văn đeo cặp sách đi vào trong viện bảo tàng nhìn thấy tôn hồng cùng lâm vũ trần văn chạy chậm tới gần chào hỏi sư phụ tốt chào sư minh lâm vũ nhìn trần văn đến đối tôn hồng nói sư phụ cái kia trước hết để cho tiểu sư đệ hầu hạ một cái ngài ta trước đi dạy quyền tôn hồng nhẹ gật đầu đối trần văn nói bên này đi nói xong hắn liền dẫn trần văn đi tới nơi hẻo lánh nhìn xem trần văn tôn hồng mở miệng nói triệu hồi ra a bảo đánh một lần hình ý quyền mặc dù biết trần văn cùng a bảo đã hoàn toàn học được hình ý quyền nhưng hắn vẫn là muốn tận mắt một cái một người một gấu nắm giữ trình độ được rồi trần văn lên tiếng sau đó đem cặp sách thả xuống nhanh chóng triệu hoán ra a bảo hắn cảm giác nhà mình tiện nghi lão sư lại muốn đưa điểm tích lũy a bảo luyện một bộ hình ý quyền nói xong trần văn liền phối hợp nín thở ngưng khí bày ra tam thể thức a bảo đồng dạng tâm tùy ý động thành thạo đến cực điểm bày ra tư thế sau đó một người một gấu hít một hơi thật sâu đồng thời bắt đầu thi triển hình ý thập nhị thức hình dông một màn trần văn cùng a bảo cổ sống như rồng thân thể ép xuống như tiềm lòng tại uyên hai tay nâng lên như phi long tại ngày thân hình chập trùng ở giữa giống như chân long tại trong mây lên xuống tiếp mà hồ hình hai tay lật cổ tay lập ra như mánh hổ hạ sơn mang theo một cỗ khét kêu thanh âm sau đó tả hữu quyền luân phiên vung đầy giống như mánh hổ vung móng xé rách hết thẻ trước mắt thu săn Điểm tích lũy một trăm sáu mươi ba. Nghe đến hệ thống tiếng nhắc nhở, đã sớm chuẩn bị Trần Văn Tâm trạng bình tĩnh, tiếp tục thi triển hình ý thập nhị thức. Trong đó, hắn cùng A Bảo khi thì giống như vượn và khỉ treo ấn, khi thì giống như ngựa đạp trời cao, khi thì lại như gà đứng một chân, khi thì lại như chim én chép nước. Mỗi một hình Trần Văn cùng A Bảo thi triển đến đều có chút thuần thủ, thân hình động tác, hô hấp thổ nạp, gân cốt khống chế cùng với kình đạo vận chuyển đều để tôn hồng liên tục gật đầu. Người bình thường muốn luyện đến một bước này, ít nhất cũng phải tiêu phí mười mấy cái nóng lạnh. Nhưng mà trước mắt cái này một người một gấu học võ thời gian vậy mà không đến hai tháng nếu không phải là hắn đã duyệt tận ngàn bường nói không chừng đã bắt đầu hoài nghi mình mấy chục năm khổ luyện hình ý quyền có ý nghĩa gì không lâu trần văn cùng a bảo cuối cùng thi triển xong hình ý quyền trần văn động tắt tay cẩn thận thể nộ vừa rồi thi triển hình ý thập nhị thức lúc sơ hở a bảo thì là tay trái chống lạnh tay phải vươn ra dịu dít. nghe đến a bảo muốn ăn trần văn im lặng lướt mắt muốn ăn như thế phách lối vậy thì thôi liền thời cơ cũng không nhìn một cái sao a bảo thật là không có nhãn lực độc đáo chương chín hô hấp pháp không đến hai tháng ngươi cùng a bảo đều đã nắm giữ hình ý quyền cái này thiên phu thật sự là xưa nay chưa từng có phía sau chỉ sợ cũng không có tới người tôn hồng trong mắt tràn đầy khen ngợi cảm khái rất sâu trần văn khiêm tốn cười một tiếng dù sao bật hắc lấy được thành tích như vậy cũng coi như bình thường a bảo nghe không hiểu nhưng nhìn tôn hồng ánh mắt cũng biết là lời hữu ích kiêu ngạo lẩm bẩm hai tiếng dựa theo chúng ta lệ cũ bình thường là chỉ chuyển phổ thông đệ tử tam thể thung công ngũ hành quyền cùng với hình ý thập nhị thức nhưng trung quy là người mới hiếm thấy nghe lấy tôn hồng giải thích trần văn vội vàng không lưng cảm ơn nói đa tạ sư phụ tại bồi cảm tạ của hắn thật tình thành ý tôn hồng căn bản không trông cậy vào hắn cái gì miễn phí truyền thụ cho hắn cùng a bảo hình ý quyền thật là tấm lòng thành a bảo cũng tại trần văn chỉ huy xuống vội khom lưng túi mình vái chào tôn hồng đưa tay ra hiệu trần văn bọn họ đứng dậy tiếp tục nói lần này tới chủ yếu là dạy cho ngươi cao thâm hơn hô hấp pháp cơ thể người không giờ khắc nào không tại hô hấp mà chúng ta hô hấp luyện tạng chi pháp thì là đang luyện quyền quá trình bên trong thông qua điều chỉnh hô hấp dùng cái này rèn luyện gân cốt nuôi luyện phụ tạng đang lúc nói chuyện hắn chậm rãi đưa tay khuất thân hơi ngồi sổm không nhanh không chậm bày ra tam thể thức người phía trước luyện tập hình ý quyền lúc sử dụng chính là tự nhiên hô hấp pháp phương pháp này thuận quyền thuật tự nhiên chi thế hô hấp cùng động tác cân đối nhất trí có thể nhất quen thuộc quyền chiêu rèn luyện quanh thân l đạo hôm nay ta lại dạy ngươi mặt khác hai cửa hô hấp pháp tôn hồng âm thanh cũng không lớn nhưng mỗi chữ mỗi câu đều rõ ràng chuyển vào trần văn trong hai cùng lúc đó thân thể của hắn không nhanh không chậm diễn luyện hình ý quyền tự thể nghiệm kỹ càng giảng giải mỗi một lần hô hấp tiết tấu cùng động tác phối hợp hô hút kèm theo nặng nề hô hấp tôn hồng ngực bụng chậm rãi phập phồng cùng hắn thi triển hình ý quyền kêu gọi kết nối với nhau hai cái này hô hấp pháp chưa nói tới bao nhiêu phức tạp trọng yếu là phối hợp hô hấp hoặc nhanh hoặc chậm đều không được chính diện tác dụng ngược lại sẽ đối thương tới thân thể cái này đơn giản hô hấp thổ nạp lúc trước khả năng là đi qua không biết bao nhiêu tiền bối thí nghiệm mới tổng kết mà ra hồi lâu sau tôn hồng đánh xong thu quyền hắn cái này một lần diễn luyện không có phát ra cái gì quyền bạo thanh âm giống như công viên lao đại gia tập luyện thái cực quyền sau đó giờ phút này quanh người hắn lại bay ra quần quận hơi nóng tựa như vừa rồi tiến hành cực kỳ kịch liệt vận động đồng dạng tôn hồng chậm rãi hô hấp mở miệng nói thuận thức hô hấp pháp càng thiện cường thân kiện thể tăng cường quyền pháp uy lực mang lịch thức hô hấp thì am hiểu rèn luyện nội kình tăng lên ám kình nắm giữ nói đến đây hắn không khỏi thở dài âm thanh nói Nguyên bản chúng ta còn có một môn đặc biệt nuôi luyện nội kình phương pháp hô hấp, đáng tiếc tại trong chiến hỏa đã thất lạc, bây giờ chỉ có thể dựa vào luyện quyền sinh sức lực. Nghe đến nuôi luyện nội kình phương pháp hô hấp, Trần Văn trong mắt lóe lên dị dạng sát thái. hạ toàn chân nội công không biết có tính hay không, theo lý thuyết hẳn là cao cấp hơn phương pháp hô hấp à? Tôn Hồng hoàn hồn hỏi Trần Văn nói, hai cửa hô hấp pháp đều nhớ kỹ. Trần Văn trả lời, thuần thức hô hấp pháp cùng đấu pháp bên trong hô hấp thổ nạp rất tương tự, lịch thức hô hấp ta cũng nhớ kỹ hô hấp tiết đấu. Tôn Hồng gật đầu, ghi nhớ liền tốt, về sau ngươi tự mình trải nghiệm, tìm ra thích hợp bản thân phương pháp hô hấp. Cần thiết phải chú ý chính là nghịch thức hô hấp pháp không thể nhẹ luyện tham nhất thời chi công có thể sẽ tổn thương các ngươi một thân lực lượng phải trần văn vội vàng đáp chiếu hắn lý giải tự nhiên hô hấp pháp là phối hợp quyền pháp hô hấp thổ nạp thuận thức hô hấp thì là mượn nhờ hô hấp đem nội kinh vận chuyển tới quyền cước bên trên gia trì quyền cước uy lực mà nghịch thức hô hấp vừa vặn ngược lại nội kinh lịch quyền pháp mà đi cho nên thân thể sẽ sinh ra phản ứng để võ giả càng dễ dàng cảm giác được trong cơ thể nội kinh từ đó càng tốt luyện tập trong lòng bàn tay sức lực trần văn suy đoán sở dĩ sẽ có nghịch thức hô hấp pháp tồn tại chủ yếu là người bình thường thông qua luyện quyển sinh sức lực lấy được linh khí quá ít cho nên chỉ có thể thông qua tự mình hại mình phương thức đến tìm đến yếu ớt linh khí đương nhiên loại này tự mình hại mình không chế được tốt cũng có thể hữu hiệu mà tăng lên tố chất thân thể phá trước rồi lập bất quá cũng chỉ như vậy giảng dạy xong trần văn phương pháp hô hấp tôn hồng ngồi xuống hỏi gần nhất tập luyện hình ý quyền có cái gì nghi nan sao trần văn để a bảo tự mình hoạt động sau đó ngồi đến bên kia nói lúc đầu muốn thỉnh giáo sư phụ ám kình tu luyện không nghĩ tới sư phụ thần cơ diệu toán trực tiếp dạy ta phương pháp hô hấp nghịch thức hô hấp có thể luyện tập ám kình thuận thức hô hấp có thể vận dụng ám kình ngược lại là không cần trần văn hỏi nhiều tôn hồng cười rót cho mình chén trả lòng sinh ý mừng trần văn tiếp tục nói bất quá cũng là có còn cần lão sư chỉ điểm địa phương tôn hồng nhấp một mục trà, nói ngươi nói là như vậy đồ đệ ta ngay tại tham gia cả nước cao trung học sinh ngự thú giải thi đấu trần văn giải thích nói tôn hồng nói ta biết lâm vũ nói cho ta biết bên dưới ngươi còn cho hắn đánh quảng cáo nói cái này tôn hồng trêu ghẹo nói ngươi nếu có thể tham gia cả nước giải thi đấu đến lúc đó cho sư phụ võ quán cũng đánh cái quảng cáo không có vấn đề trần văn miệng đầy đáp ứng sau đó nói a bảo học võ thuật so phổ thông sủng thú cường đại rất nhiều nhưng đối mặt rất nhiều sủng thú vẫn còn có chút không có chỗ xuống tay nói ví dụ như kinh cước hào chư gì đó trần văn cho tôn hồng giải thích một phen sau đó hỏi sư phụ chúng ta môn phái có cái gì thiết bố sam loại này ngoại công hoặc là thiết xa trưởng cũng được tôn hồng nghe vậy lắc đầu nói chúng ta tôn thị hình ý quyền là nội gia quyền lấy dưỡng sinh làm mục đích ngoại gia công phu nghiền ép tiềm lực cùng với sinh mệnh lực đối hình ý quyền có hại vô ích cho nên trong cửa chưa từng thu vào trần văn nghe vậy cảm thấy có chút thất vọng nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài có thể theo tôn hồng cái này học được ám kình đã đầy đủ hắn cũng không thể vấn đề gì đều tìm tôn hồng giải quyết hơi nghỉ ngơi bên dưới tôn hồng để trần văn cùng a bảo luyện tập hơi thở pháp hắn ở một bên chỉ điểm phương pháp hô hấp vốn là không khó trần văn cùng a bảo tập luyện mấy lần liền tìm được khiếu môn đem thuận thức hô hấp trường nắm còn lại chỉ là thuần thục mà thôi đến mức nịch thức hô hấp pháp tôn hồng đề nghị trần văn cùng a bảo thuần thục nắm giữ thuận thức hô hấp phía sau luyện tập lại để tránh tổn thương đến căn cơ ngoại trừ hô hấp ngoài vòng pháp luật tôn hồng để trần văn cùng a bảo lựa chọn một hình quan tưởng bắt đầu nếm thử học tập quyền ý. Trần Văn sau khi suy tính, không hề nghi ngờ lựa chọn hùng hình. Tôn Hồng gật đầu nói, ngươi cùng A Bảo sớm chiều làm bạn, xác thực đối hùng hình sẽ nắm giữ được mau một chút. Dừng lại, hắn đề nghị, ngươi có thể mang A Bảo đi đập cái phim. Cái gì? Trần Văn kinh ngạc lên tiếng. Chụp ảnh là cái quỷ gì? Điểm này cũng không cổ võ. Tôn Hồng kinh ngạc nói, đây không phải là rất bình thường sao? Thông qua phim, A Bảo xương cốt, nội tạng đều có thể rõ ràng phản ứng đi ra, cái này thật to giảm bất quan tưởng độ khó. Trần Văn không phản bắt được. Tôn Hồng tiếp tục nói, trước quan tưởng đến nơi khác tượng, phía sau bổ sung xương cốt phụ tạng chờ ngươi cùng a bảo hoàn thành bước này đến lúc đó ta lại dạy các ngươi một bước cuối cùng được rồi trần văn nhẹ gật đầu tôn hồng chỉ điểm xong trần văn về sau lại muốn rời khỏi võ quán về kinh đô lần trước bái sư không có chuẩn bị cho lão sư bổ sửa một mực ngừng bắn ăn. trần văn theo trong túi sách lấy ra một cái hộp quà tặng đưa cho tôn hồng lần này đặc biệt mua ăn lót giả dạ chủ loại hy vọng lao sư có thể một mực thân thể khỏe mạnh có lòng tôn hồng cũng không mở ra mỉm cười nhận lấy với hắn mà nói có ý là đủ rồi hắn ngược lại không trông cậy vào trần văn có thể đưa ra cái gì nặng nề lễ vật trên xe tôn hồng mở ra trần văn hộp quà tặng khoe miệng lập tức treo lên nụ cười vậy mà là nhân sâm núi vẫn là ba 40 năm ngược lại không hưởng lao phu đặc biệt chạy tới thành phố thanh hà dạy bảo hắn mặc dù không cầu trần văn cái gì nhưng đồ đệ hiếu tâm vẫn là để hắn cảm thấy vui mừng chương 92, hạ hùng muốn nghịch tập vòng thứ hai tranh tài kết thúc tất cả mọi người lần thứ hai tập trung huấn luyện bên trong tuần này hạ hùng phó vân phi lâm vân trần sán bốn người cũng lấy được huấn luyện khóa quyền tự do hoạt động trần văn cùng lý tư vũ biểu hiện để cùng là lớp 11 hạ hùng bốn người có thụ cổ vũ mọi người không tự chủ được cuốn lại nhận đến vòng tiếp theo đối thủ danh sách về sau, Lữ Đông tuyên bố tuần sau sẽ để cho một tên dự bị đội viên ra sân, cái này để vốn là tích cực huấn luyện hạ hùng đám người càng thêm nhiệt tình tăng vọt. Phòng huấn luyện lớn bên trong, A Bảo như cũ thảm hề hề bị treo đánh, mà hắn ngự thú sư Trần Văn thì là ở một bên tu luyện nội công. Theo lý thuyết loại này nơi công cộng là không thích hợp luyện công, bất quá toàn chân nội công mười phần ôn hòa, lại thêm Trần Văn kinh mạch cứng cỏi, cho nên hắn không chút nào sợ luyện công đạo sốc hông. đương nhiên, người bình thường là không biết Trần Văn tại tu luyện nội công, sẽ chỉ tưởng rằng hắn tại ngồi im thư giãn minh tưởng. Ba, theo cuối cùng một roi vung ra lục dương mở miệng nói được rồi trần văn nghe vậy nhanh chóng đem linh khí gom đến đan điển sau đó mở to mắt đem á bảo thu vào ngự thú không gian bên trong lục dương giục thú ra cái này đặc hấn còn bao lâu nữa a à? trần văn hỏi vừa mới thụ nhân thu hồi ngự thú không gian lục dương đang chuẩn bị đứng dậy rời trường nghe đến trần văn hỏi thăm hắn trầm ngâm lần sau nói ngươi cho thực thiết thú tăng lên thể phách phương pháp cùng ta phương pháp cùng biết không hợp mà còn khoảng thời gian này nó linh khí tốc độ tăng lên cũng hết sức nhanh chóng nếu như một mực là dạng này tiến độ tuần này đặc hấn xong liền trước mặt có thể đếm thử nuốt ma hạch tân cấp muốn an toàn một chút tuần sau ba liền có thể nuốt ma hạch tân cấp trần văn nghe vậy nhẹ nhàng thở ra chính mình cố gắng cũng không có hồn phí chọn vẹn để a bảo địa ngục thời gian huấn luyện rút ngắn đại khái một tuần gần nhất a bảo mỗi ngày mệt mỏi phụ mẫu cũng bắt đầu ghét bỏ chính mình lục dương trả lời xong trần văn vấn đề liền trực tiếp rời khỏi trường học thân là dục thú ra hắn thời gian vẫn là rất quý giá a văn hạ hùng đi tới vô vũ trần văn bà vai trần văn hiếu kỳ nói đại hùng làm sao vậy hắc hắc. hạ hùng cười bên dưới sau đó nói ta cái này có việc mời ngươi rút nói đi hai ta ai cùng ai a à? là như vậy hạ hùng giải thích nói vòng tiếp theo tranh tài đối thủ không mạnh lao lữ không phải chuẩn bị cho chúng ta dự bị một cái xuất chiến cơ hội sao ngươi muốn tranh lấy cơ hội này a à? hạ hùng liên tục gật đầu trần văn sờ lên cái cảm sau đó hỏi hùng nhị gần nhất thực lực làm sao ta gần đây bận việc tại a bảo sự tình không có làm sao chú ý hạ hùng không giữ lại chút nào nói hùng nhị bây giờ tiến hóa đến giai đoạn thứ hai tiềm lực sắp tiếp cận hi hữu siêu phàm thực lực vì phạm thai lục đoạn hùng nhị cũng lục đoạn đương nhiên hạ hùng ngẩng đầu đỡ ngực một lát sau hắn lại nông rộng xuống nổ nước bọc nói hơn hai tháng này tại hùng nhị trên thân tiêu tiền so ta đi qua hơn 10 năm tốn đều nhiều nguyên bản bồi dưỡng hùng nhị tiêu phí sẽ không quá lớn nhưng hùng nhị dù sao không phải phổ thông bạo lực hùng mà là tiến hóa bên trong bạo lực hùng tiến hóa cần thiết tài liệu cùng tài nguyên mặc dù so ra kém một cái đại địa man hùng con non nhưng tiêu phí cũng ít không đến đi đâu trần văn suy nghĩ một chút a bảo ăn hết các loại thuốc bổ tràn đầy đồng cảm gật gật đầu vì cái gì a bảo hùng nhị chúng nó thăng cấp nhanh như vậy còn không phải tài nguyên đống hùng nhị nơi đó hắn không biết a bảo nhìn xem dùng tiền không nhiều nhưng vô luận là trúc cơ linh dịch vẫn là màu vàng đất chờ linh thạch hoặc là nhân sâm núi chờ linh thực tất cả đều có giá trị không nhỏ trong lòng có sự cảm thông cùng hạ hùng nhìn nhau một cái trần văn nói cái kia cơ sở tố chất không sai bị lắm ngươi nghĩ tới ta làm thế nào hạ hùng nói mặc dù nói dự bị đều có cơ hội nhưng ta nhìn lần này chủ yếu là ta cùng phó vân phi cạnh tranh trần văn nghi ngờ nói tử tùng đâu ngươi làm sao không cân nhắc hắn thực lực của hắn có thể tại ngươi cùng phó vân phi bên trên cái này ngươi không biết đâu hạ hùng cười bên dưới giải thích nói tử tùng tham gia đối chiến xã cùng với cạnh tranh chủ lực đội viên chủ yếu vì chính là tài nguyên tu luyện bây giờ chủ lực đã định hắn đối với xuất chiến là không có hứng thú gì dù sao lấy thực lực của hắn không cách nào thông qua biểu hiện xuất sắc hấp dẫn đại học đặc biệt chiêu trần văn suy nghĩ một chút thật đúng là lấy từ tùng thực lực lựa chọn tốt nhất chính là yên tâm làm dự bị nhận lấy phụ cấp sau đó chuyên tâm học nghiệp để cầu thi đại học thi cái tốt điểm số trở lại mới vừa nói hạ hùng thu hồi chủ đề lần này chủ yếu là ta cùng phó vân phi cạnh tranh ta hy vọng ngươi cho ta bảy mưu tinh kế còn có để a bảo cho hùng nhị làm bồi luyện đương nhiên có thể trần văn không chút nghĩ ngợi nói hảo huynh đệ mời mình hỗ trợ hắn không có lý do cự tuyệt bất quá a bảo buổi chiều đặc hấn buổi tối lại muốn nghỉ ngơi suy nghĩ một chút trần văn đề nghị nếu không giữa chưa a à? có thể a à. hạ hùng vô vô trần văn bả vai cười nói hảo huynh đệ ngày mai ta mang mấy túi là điều trần văn cười nói làm sao không mua mật bách hoa hạ hùng thở dài nói hùng nhị tiến hoa quá tốn tiền lão mụ gần nhất cũng không cho ta tiền tiêu vặt nói xong hắn méo nhéo chính mình bụng nói nhìn gần nhất ta đều gầy trần văn nhìn xuống hắn nói mặt không ổn a à văn ngươi hạ hùng cùng nộ hôm sau giữa trưa trần văn cùng hạ hùng sau khi ăn cơm chưa xong đồng thời đi đến phòng huấn luyện lớn đối chiến tràng bên trên hai người đem a bảo cùng hùng nhị kêu gọi ra sau đó một người lấy ra đồ uống một người lấy ra là điều trần văn xé ra một túi là điều cười nói nghĩ không ra đại hùng ngươi cũng có chiếm ta tiện nghi một ngày a à. đồ uống là sơ cấp dịch dinh dưỡng so lạt điều đáng quý nhiều hạ hùng cũng không khách khí mở một bình sơ cấp dịch dinh dưỡng cười nói chờ ta chỉ hoa tới đến lúc đó mời ngươi ăn tiệc a bảo cùng hùng nhị hai gấu thì là nửa câu cũng không nói lặng lẽ meo meo ăn đồ ăn vặt uống đồ uống trần văn hỏi là để a bảo mô phòng theo khiếu phong hổ công kích sao hạ hùng nhẹ gật đầu nói khiếu phong hổ tốc độ cực nhanh mà a bảo tốc độ không chút thua kém có thể để hùng nhị thích hướng xuống đối thủ nhanh chóng công kích cái kia đe dọa cùng với phó vân phi ra tốc thiên phú ngươi ứng đối như thế nào hạ hùng nói đe dọa đối đồng cấp sùng thú hiệu quả không lớn thiếu phong hổ tuyệt đối không có đột phá phạm thai bảy đoạn mà còn suy nghĩ một chút hắn thẳng thắn nói hùng nhị đã học được cuồng bạo lúc tất yếu sử dụng có khả năng giải trừ tuyệt đại đa số tinh thần công kích mà còn sẽ tăng lên rất nhiều hùng nhị tốc độ lực lượng cùng với phản ứng duy nhất thiếu sót chính là sẽ mất lý trí đến lúc đó thắng bại liền không thuộc quyền quản lý của ta cái kia ra tốc thiên phú cái này chỉ có thể ngày kháng hạ hùng vào đầu để a bảo bồi luyện chính là nghị huấn luyện hùng nhị phòng ngự không cầu toàn bộ phòng bị có thể bảo vệ tốt muốn hại liền được nó hiện tại ngừng khẳng đánh đại điệu man hùng là am hiểu phòng ngự hy hữu sùng thú hùng nhị mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa nhưng phòng ngự đã không kém trần văn ăn xong trên tay là điều đang chuẩn bị lại cầm một túi lại phát hiện chỉ còn a bảo cùng hùng nhị trên tay hai túi liếc mắt trần văn đứng dậy làm xuống mở rộng nói vậy thì bắt đầu đi chương chín mươi ba xuất chiến danh sách